trong lòng Vạn Nhã Nhi đã có quyết định. Bản thân cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hai mắt không còn nét thê lương nữa. Già dấu nói. Hai người có thể nói cho muội tin tức về ca ca của muội không? Ai... Phó xuất thở mạnh dài nói. Khắp nơi trên giang hồ bây giờ, đều nói đến việc của ca ca muội. Hắn huyết tẩy thái phủ, giết hơn 30 cao thủ giang hồ, đấu với 4 tiên tiền cao thủ. Nghe nói là hai chết một bị thương. Cuối cùng trọng thương nhưng được cứu đi, không ai biết đang ở nơi nào. Nhân vật như thế có thể nói là một đêm danh chấn thiên hạ. Theo tin tức chúng ta nghe được, hơn 10 ngày sau khi ca ca muội rời khỏi chữ huyền thành, thì lại xuất hiện qua ở Tương Dương Thành. Ngày hôm sau liền rời đi. Sau đó lại có tin tức chuyển ra. Độc nương tử đến giết nhạc phàm, cuối cùng bị phế một tay bỏ chạy. <laughs> Độc nương tử là nhân vật khó giải quyết như vậy, mà lại thua trong tay của ca ca muội xem ra bản lãnh của ca ca muội thật không nhỏ người như vậy sao mà có thể gặp chuyện không may được Và nhã nhi cũng yên tâm hơn một chút ra dấu nói ca ca muội hiện giờ ở đâu hàng châu nhan nguyệt nhi nói chắc chắn dựa theo phương hướng mà ca ca muội ra khỏi thành tương dương còn có tin tức độc nương tử truyền ra ta nghĩ hắn phải đến hàng châu phó xuất gật đầu nói ta cũng nghĩ thế bây giờ giang hồ cũng truyền rằng tứ đại gia tộc cùng tài thần đứng đầu triệu gia cũng tụ tập ở Hàng Châu. Hiệu triệu người có khả năng, hợp lực tìm kiếm. Hán vương bảo tàng. Chỉ là không biết ca muội có phải cũng vì thế mà tới hay không. Bảo tàng. Nói vậy thì người của Thanh Vân Thành đi Hàng Châu cũng là vì bảo tàng sao? Chỉ là không biết vì sao ca ca lại đến Hàng Châu. Và nhà nhì suy nghĩ rồi đưa tay ra dấu nói. Cảm ơn, muội cũng sẽ đến đó. Tiếp theo cúi người bái một cái thật sâu, muội muội không cần phải như thế nhan nguyệt thi vội vàng đỡ lấy vạn nhã nhi nói muội thật sự quyết định đi tìm ca ca sao vạn nhã nhi sờ sờ cái vòng tay bên trái kiên định gật đầu nhan nguyệt thi nhíu mày đầy giọng tâm trạng xem ra ta cũng không thể ngăn cản được muội rồi nhưng giang hồ hiểm ác muội một mình đi ra bảo ta như thế nào có thể yên tâm được chứ ai à, thôi thì trầm ngâm trong chốc lát nhan nguyệt thi nắm lấy tay vạn nha nhi khuôn mặt giãn ra cười nói được rồi chúng ta cùng đi thu thập đồ đạc rồi lên đường thôi nói xong lẳng lặng nhìn phó xuất ê nữ nhân thật là phiền thoái à phó xuất thấy thế thì bất đắc dĩ cười cười nói xem ra trời sinh đã là mạng khổ rồi vậy nàng hãy giúp ta chuẩn bị hai bộ quần áo vậy <laughs> nhan nguyệt thi cười vui vẻ nói bất quá hành lý chẳng phải mang nói rồi liền đi vào trong chúc hiền Vạn nhã nhi ngây người nhìn bóng lưng của nhan nguyệt thi lại nhìn sang phó xuất một chút trong mắt cũng hồng lên phó xuất đứng khoanh tay vui vẻ nói phụ nữ các người thật là đa cảm à muốn làm việc gì thì cứ làm nghĩ nhiều làm gì chứ cảm ơn phó đại ca nguyệt thi tỷ vạn nhã nhi đương nhiên hiểu được dụng ý của họ trong lòng cũng không ngừng âm thầm cảm kích kinh đô hoàng thành bái triều Thái giám ở trung ương đại điện hô to một tiếng, chúng đại thần cùng nhau thối lui. Trên Long Kỳ, Sùng Trinh xoa chán một chút, sau đó quay về thái giám bên cạnh nói. Người đi mời thái phó đến Ngọc Thư Phòng cho ta. Vâng, Hoàng thượng. Lão thái giám đang muốn thoái lui thì lại bị gọi lại. Đúng rồi, Sùng Trinh đột nhiên hỏi. Nguyệt Nhi chúng nó xuất cung cũng hơn một tháng rồi phải không? Thái giám cung kính nói. Đúng vậy thưa Hoàng thượng, đã 36 ngày rồi. Xem ra thời gian cũng không sai biệt lắm. Sùng Trinh trong lòng suy nghĩ khoát tài nói. Được rồi, ngươi đi đi. Vâng, Hoàng thượng. Lão thái giám cúi người lui về phía sau. Ngày nay quốc loạn liên miên, cả ngày cả nguy cấp. Chẳng lẽ Đại Minh Vương Triều thật sự không thể phục hưng trong tay ta sao? À... Sùng Trinh nhìn đại điện trống trải mà thở dài, trong lòng không khỏi cảm khái, trong ngọc thư phòng hai người cung kính đứng trước bàn trong đó có một người toàn thân mặc y phục màu đen làm cho người khác không nhìn thấy khuôn mặt có vẻ thần bí vô cùng người còn lại đúng là thái phó hàng sơn sùng trinh ngồi trên long kỳ hương trà lan tỏa ra thản nhiên nói một tháng trước giang hồ tứ đại thế già cùng triệu gia ở giang nam tụ tập ở hàng châu muốn hợp tác tìm kiếm hán vương bảo tàng hôm nay gọi các người đến đây chính là vì việc này. Không biết thái phó thấy như thế nào. Hằng Sơn nói, Nằm đó, Lão Hồ Ly Triệu Thiên Cần cũng có tính toán nên âm thầm phục chế một phần tàng bảo đồ. Nên chúng ta lấy được một phần tàng bảo đồ cũng là vô dụng. Sùng Trinh gật đầu nói, Lúc này Đại Minh phát sinh hỗn loạn. Hán Vương bảo tàng đối với Giang Sơn có ủy hiếp quá lớn. Vốn tưởng rằng phân tán bảo đồ sẽ hóa giải được nguy cơ của Giang Sơn nhưng người tính không bằng trời tính hàng sơn thấy thế thì khẽ cười nói đôi khi nguy cơ cũng là cơ hội xoay chuyển lão thần thấy hoàng thượng lao tâm như vậy cũng nên mà muội có chút an bài ồ thái phó nói ta nghe một chút xem nào sùng trinh nghe vậy thì nhất thời cũng hăng hái lên hàng sơn vuốt tròm râu bạc trắng nói nhìn bề ngoài thế cục thiên hạ bây giờ là nội ưu ngoại loạn nếu là một năm trước thì chúng ta không có cách nào khống chế nhưng bây giờ thì không như vậy nữa qua hai năm tỉ mỉ bố trí xâm chiếm của ngoại tộc cơ bản là đã ổn định chiến tranh ở Biên hoàng cũng đã được kiểm chế về phần phản tặc trong nước cũng chỉ là một đám ô hợp tạm thời không thể uy hiếp đến căn cơ của giang sơn đại minh ta được có thể nói cả cục diện vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của chúng ta mỗi thế lực lớn hiện tại đều là cân bằng nếu cứ tiếp tục như thế, quốc lực sẽ suy yếu. Đến lúc đó, không còn cách nào để phản hồi cục diện nữa. Thiệt nghĩ hoàng thượng lo lắng cũng là vì việc này. Nhưng sự xuất hiện của hán vương bảo tàng, đồng thời cũng phá vỡ cục diện cân bằng. Hoàng thượng chỉ cần nắm chắc thời cơ, cẩn thận bố trí, đến lúc đó sẽ có thể khống chế được đại cục. Tranh đoạt thiên hạ, không phải chỉ là xem thế lực, mà kỳ ngộ cũng quan trọng không kém. Sau khi loạn lạc chấm dứt, thiên hạ cũng quý tâm. Đó chính là vương đạo. Ha ha ha! Ha 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 Sông Trinh cười to. Người hiểu ta nhất chính là Thái Phó. Một lúc sau, Sông Trinh có chút sầu lo, nhíu mày nói. Nói tuy đơn giản vậy, nhưng Hán Vương Bảo Tàng vẫn là tâm bệnh của chấm. Nếu rơi vào tay loạn tặc, sẽ là nguy cơ của Giang Sơn hán vương bảo tàng chưa làm bảo tàng cùng với vũ tàng hai phần hôm nay bảo tàng không biết là ở nơi nào chỉ có vũ tàng hiện thế từ đó nó trở thành một sự hấp dẫn trí mạng đối với người trong giang hồ cùng với thế lực lớn các phương giang hồ nổi loạn thì nguyên nhân đầu tiên là vì nó mặc dù không phải là đuổi cùng giết tận nhưng cũng là thời cơ tốt để thanh tẩy giang hồ đến lúc đó chúng ta ngồi nhìn thiên hạ chỉ cần nắm chắc thời cơ liền có thể một lần nữa ổn định giang sơn tiếp đó là làm cho thiên hạ thái bình. Một lần nữa ổn định Giang Sơn, làm cho thiên hạ thái bình. Câu nói cuối cùng của Hằng Sơn rất có lực, Sùng Trinh nghe được cũng cảm thấy kích động không thôi. Sùng Trinh đứng dậy, đứng chặt tay ra sau nói. Chấm 18 tuổi đăng cơ, tại vì cũng đã không ngừng nỗ lực hơn 10 năm. Nhưng nhìn Vương Triều ngày càng suy sụp, nỗi đau trong lòng ai có thể hiểu được người trong thiên hạ đều mang chẫm là hôn quân, hoàng dầm vô đạo, nghe lời nịnh bợ của gian thần mà hãm hại trục lương. Nhưng bọn họ lại không biết, quốc gia suy yếu, lại chỉ có mình chẫm giả sức, làm sao có thể ngăn cản thế cục cả thiên hạ, làm sao có thể ngăn cơn sóng dữ ập đến. Chẫm cũng là hữu tâm vô lực. Ngô Hoàng Thánh Minh Hàng Sơn không người nói, người trong thiên hạ không biết, nhưng Hàng Sơn có thể hiểu được như triều đình hiện nay ẩn chứa hiểm họa rất nhiều. Bên ngoài quan lại cũng hủ bại không cách nào chịu nổi. Nội các cũng do người của tấn thừa tướng chỉ phối. Binh quyền cũng bị Mạc Trinh, Trịnh Hoa Hùng, Trần Phạm một nhóm người nắm trong tay. Lại có thiên tài liên tiếp. Giật chúng không thể yên ổn. Làm cho đại minh lâm vào loạn thế. Nếu không có hoàng thượng lao tâm lao lực, sợ rằng Giang Sơn Đại Minh cũng đã sớm mất. Đợi sau khi hoàng thượng trình đốn lại Giang Sơn, thiên hạ trở nên thái bình thì người trong thiên hạ cũng sẽ tự hiểu được. Thị phi đúng sai cũng sẽ được lịch sử ghi lại mà phán định. Hoàng cung bên trong ngọc thư phòng. Ai, sùng trinh thở dài. Ý của thái phó chậm hiểu, chấm cũng hiểu tính chậm quá cường điệt. có khi là quá tự phụ. Hoàng thượng không cần phải tự trách người như vậy. Nếu muốn cân bằng các thế lực lớn trong triều, có đôi khi Lựa chọn sự hy sinh cũng là điều khó tránh khỏi. Bây giờ Hoàng thượng đã làm tốt lắm rồi. Hàng Sơn nói. Đúng vậy, lúc này không phải là lúc tự trách mình. Sùng Trinh chấn chỉnh lại tinh thần, quay về Hắc Kỳ Nhân vẫn đứng yên lặng một bên nói. ngạo nghĩa, Nguyệt như chúng nó bây giờ như thế nào rồi? Long vệ từ lâu đã có trách nhiệm bảo vệ an nguy của thiên tử cùng hoàng tộc. Tất cả thành viên Long vệ đều là cô nhi, từ nhỏ được đưa đến một nơi bí mật, Trải qua hàng loạt huấn luyện gian khổ, mỗi thành viên bọn họ đều là nhất lưu cao thủ, không sợ sinh tử, thậm chí là tiên thiên cao thủ. Ngoại trừ hoàng đế cùng những người tối thân cận của hoàng đế, thì có rất ít người biết đến sự tồn tại của bọn họ. Ngạo nghĩa chính là người đứng đầu trong long vệ thần bí của hoàng tộc. Ngạo nghĩa nhận được tin tức từ ám long vệ, tạm biệt hạ các đảng trên đường đi gặp phải sự ám sát của cao thủ giang hồ tên là độc nương tử, còn bị chúng tán cầm nguyễn cần hương bất quá cũng không có gì đáng ngại vẻ mặt ngao nghĩa không mang theo chút tình cảm hàng sơn nghe cũng không khỏi nhíu mày cái gì nghe nguyệt nhi trúng độc sùng trinh trong lòng chấn động sắc mặt biến đổi cuối cùng cũng tỉnh táo là nói nói đã xảy ra chuyện gì thấy sùng trinh có vẻ tức giận ngao nghĩa vội vàng nói bẩm chúa công tạm điện hạ vội đến hàng châu nên chọn đường nhỏ mà đi bất quá trên đường gặp phải tội phạm bị truy nã là lý nhạc phạm đã bị phục kích mà trúng độc. Thuộc hạ à vốn đã muốn xử phạt ám lòng tứ xứ, nhưng bọn họ bây giờ vẫn đang mang nhiệm vụ trong người, nên đợi sau này trở về sẽ xử phạt sau. Lý Nhạc Phạm Lý Nhạc Phạm là người phương nào? Vì sao lại bị triều đình truy nã? Sùng Trinh từ từ hạ cơn giận hỏi. Ngao Nghĩa nói, Tam Điện Hạ cũng đã lệnh thuộc hạ à tìm hiểu tin tức. Lý Nhạc Phạm, nam tử, 20 tuổi, quê ở Sơn Đông, chữ Huyền Thành, người lưu thủy thôn, gia đình săn bắn, mẫu thân đã qua đời, cha là Lý Đàm, bốn năm trước cũng đã biến mất, căn cứ điều tra thì đã bị giết chết. Lý Nhạc phàm khí vận rất xấu, sư môn không rõ, chỉ biết là bốn năm trước, người này bị thái gia chữ huyền thành hãm hại, xung quân đến tử dịch doanh. Người này thần dũng vô cùng, trong quân doanh cũng có danh xưng là Bạch Phát Chiến Quần, tự nghĩ ra đảo chiến thất thức, trở thành người huấn luyện đạo pháp trong quân doanh. Nửa tháng trước, Lý Nhạc Phàm trở về chữ huyền thành vì tìm kiếm tin tức thân nhân mà giận dữ tiến vào chữ huyền thái phủ, giết hơn 30 cao thủ giang hồ, đấu với 4 tiên thiên cao thủ. Cuối cùng tiên thiên cao thủ hai chết một bị thương, mà Nhạc Phàm cũng bị trọng thương rồi được cứu đi. Vì vậy Nhạc Phàm bị cả nước truy nã, trở thành yếu phạm của triều đình. Sau 10 ngày biến mất, Nhạc Phàm dẫn theo hai gã thiếu niên xuất hiện ở một thanh lâu trong Tương Dương Thành. Công giang hồ tông sư Diệp Vãn Phong xảy ra xung đột. Ngày hôm sau, Lý Nhạc Phàm rời Tương Dương, trên đường đi gặp Độc Nương Tử. Sau cuộc chiến, Độc Nương Tử bị mất một cánh tay bỏ chạy. Căn cứ vào tin tức Tam Điện Hạ chuyển đến, Lý Nhạc Phàm đã một mình đi đến Hàng Châu, không biết vì lý do gì. Mà hai đầu đệ của hắn lúc này cũng đang đi cùng với Tam Điện Hạ. Ngao Nghĩa kể lại cực kỳ cặn kẽ từng chi tiết một. Sùng Trinh hài lòng gật đầu, người này còn có thể sống mà ra khỏi tử dịch doanh, thì cũng không thể xem thường. Nếu để ta sử dụng, nhất định sẽ trở thành một mãnh tướng của ta. Tiếp theo, Sùng Trinh nói, Người đem những tin tức này nói cho Nguyệt Nhi, nàng sẽ tự có chủ trương. Mặt khác, người cũng sai người tìm hiểu tin tức 4 năm trước của Lưu Thủy Thôn. Ta muốn biết tin tức một cách chi tiết. Bẩm chủ công, theo thuộc hạ được biết, bốn năm trước đã có một việc lớn xảy ra. Việc đó còn có người của Tống Vương, triệu già dính líu vào. Không biết thuộc hạ nên làm thế nào. Ngào Nghĩa cung kinh nói. À, Sùng Trinh thầm nghĩ, lẩm bẩm nói. Với thế cục hiện nay, không nên trở mặt với người của Tống Vương. Gật đầu, Sùng Trinh nói. Các người chỉ cần âm thầm điều tra là được. Những việc còn lại không cần phải nhúng tay vào. Vâng, chủ công. Ngào Nghĩa tự có sắp xếp. Cuối cùng sùng Trinh quay đầu lại nói Thái phó Có thần Chuyển ý chỉ của chấm Các chỉ huy sứ Tử nhất phẩm Tổng binh Đồ đốc Tử nhị phẩm Các nơi cùng nhau hợp tác Đem binh phòng thủ Tạm thời là một định thế cục hiện nay Phòng cho chỉ huy sứ Trần Phạm Làm chấn loạn đại tướng quân Quan hàm nhất phẩm Phòng tước bá tước Dẫn theo 10 vạn binh lính Đến Sơn Đông Lưỡng nghiễm Chấn áp bạo loạn thần tuân chỉ hàng sơn khom người trong lòng vui vẻ nói hoàng thượng lại có thể đi bước này lấy lực của nội loạn mà làm giảm bớt thế lực của trần phạm xem ra thời khắc tu hồi lại binh quyền cũng không xa nữa rồi hôm nay là một thời khắc phi thường trẫm muốn xem ai còn dám gây họa làm loạn thiên hạ trẫm nhất định không tha <laughs> hừ lạnh một tiếng tiếp theo sùng trinh nói Thế cục bây giờ đối với chúng ta có lợi, không cần vội vàng, cứ yên lặng mà xem kỳ biến. Chuyên khẩu dụ của chấm, tất cả quan viên không được tham gia vào việc tranh đấu của giang hồ. Nếu trái lời, chém không tha. Giao cho thống lĩnh cấm vệ quân nghiêm đình kiệt toàn quyền xử lý việc ở Hàng Châu. Một khi có tin tức gì, phải lập tức báo về ngay. Về phần Nguyệt Nhi, chúng nó tự biết phải làm gì, các người không cần liên lạc thần lĩnh chỉ. Trong nhạc Tùng Sơn, tại một tòa cổ tháp, nơi này là thánh địa tích tụ võ học trăm ngàn năm, thiếu lâm tự. Trong đại hùng bảo điện, một vị lão tăng đang ngồi trên ngũ sắc bồ đoàn, lâm mi bạc trắng, tiền phòng đạo cốt, là cao tăng đắc đạo. Vị lão tăng này chính là chủ trì thiếu lâm, diệu hư. Phía dưới còn có bốn vị lão tăng diện mạo khác nhau, đúng là thiếu lâm tứ đại thần tăng. Đại nhĩ, diệu nhất. Đại đầu, diệu trí. Lãnh diện, diệu tâm. Cùng với ác diện, miểu thiện. Lúc này bọn họ tề tựu trên đại hùng bảo điện, vẻ mặt nghiêm trọng. a à, di đà Phật. Phương Trần Diệu Hư niệm dài một tiếng Phật hiệu, điềm tĩnh nói. Bốn năm đã qua, Hôm nay Hán Vương Vũ Tàng cũng đã trọng hiện giang hồ, khó tránh khỏi một hồi tình phòng huyết vũ. Chúng ta là người tu hành, thế nhưng thân tại Hồng Trần, không biết bốn vị sư đệ có chủ ý gì không? Trong đại điện, nhất thời trầm mặc một lúc sau Diệu Nhất chấp tay nói, Ngã Phật tử bi, thừa vương trượng sư huynh, Hán Vương Vũ Tàng trọng hiện, sinh linh đổ thán. Hiện nay thiên hạ đại loạn Ta là người trong Phật môn Tự nhiên có thiện tâm Sẵn sàng đem chút sức mọn của mình mà cống hiến Không thể mặc kệ mà ngồi nhìn được Sự anh không thể được Diệu trí vội ngăn cản Loạn lạc trong thiên hạ vận chuyển theo thiên tâm Chúng ta mà hòa vào chốn hồng trần Chỉ tổ làm tăng thêm phiền phức đến lúc đó kiếp nạn của ức vạn sinh linh sẽ đổ lên đầu chúng ta không thể tĩnh tâm tu hành được nữa diệu nhất vừa nghe thì phản bác nói ta là người trong phật môn sao lại có thể chỉ lo cho lợi ích bản thân nếu có thể cứu vớt một phường sinh linh dù có khó khăn đến vạn kiếp cũng có xá gì đúng vậy miều thiện thét lớn một tiếng khuôn mặt nhất thời trở nên dữ tợn vô cùng không hổ với danh sương ác diện Lão Tăng lớn tiếng nói, chúng ta sao có thể làm con rùa đen rụt đầu, như vậy không phải đã sỉ nhục thiếu lầm chúng ta sao? Diệu trí thở dài, lắc đầu không nói, trong lòng tụng niệm kinh Phật. Phước trượng thấy thế, chuyển sang diệu tâm nói, Sư đệ có chủ ý gì không? Vẻ mặt diệu tâm như ngàn năm vẫn không đổi, thản nhiên nói, Cảnh lá dục vọng sẽ không ngừng vươn dài, tin tưởng không bao lâu sau người trong tám phá sẽ tìm đến thiếu lâm phương trượng gật đầu nói nếu đã nhất trí chúng ta cứ yên tĩnh chờ đợi sự tẩm tối đã được định sẵn hy vọng phật tổ thương xót chúng sinh đem thái bình cho thiên hạ a à di đà phật mọi người chấp tay trong đại điện chốc lát đã trở nên trang nghiêm cùng lúc đó các phái đang tụ tập trên núi võ đăng cảnh tượng náo nhiệt phi thường Trưởng môn phái Võ Đăng là Tống Thanh Một mình đi lại trên Tam Thanh Điện thầm nghĩ Hôm nay Vũ Tảng trọng hiện Nếu có thể đoạt được thì tốt Có thể phát dương quang đại cho Võ Đăng Nhưng một khi thất bại Võ Đăng sẽ nhận sát kiếp vào thân Việc lần này quan hệ trọng đại Nhưng hết lần này đến lần khác Sư phụ lại bế quan Bảo ta biết làm thế nào mới tốt đây Ai... Tống Thanh thở dài một tiếng Lầm bẩm nói Thôi Hiện nay Côn Lôn, Nga Mi, Thanh Thành, Không Động, Hòa Sơn, Cái Bàng, Thiền Sơn các phái đều đã tụ tập tại núi Võ Đàng. Hy vọng Võ Đàng chủ trì việc hiệp thương bảo tàng. Ta thân là Võ Lâm Tránh Đạo, không thể độc chiếm một mình. Vẫn phải đi thiếu lâm một chuyến thôi. Ở phía đông bên ngoài Kinh Thành là nơi tọa lạc của một tòa phủ đệ huy hoàng. Hai tượng kỳ lân trước cửa đang đón ánh mặt trời chiếu xuống, ngân quàng long lánh hai cây trụ trước cửa được sơn bóng loáng hai con kim long vờn quanh như muốn phi thăng trên cánh cửa còn có hai viên long châu màu vàng trói mắt phía dưới long châu là một khối bạch ngọc đã được điêu khắc phía trước có khắc ba chữ tống vương phủ rất chỉnh tề trong mật thất âm u tống vương chu khang cảnh đang nằm trên ghế có vẻ hết sức nhàn nhã lúc này trong không khí chuyển đến một trận lai động Chu Khang Cảnh đột nhiên mở hai mắt, quay về phía mặt thất trống trải, tự nói. Tình hình Hàng Châu bây giờ như thế nào? Nhoáng mắt một cái, một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên trong mặt thất. Bóng đen nửa quy trên mặt đất cùng kinh nói. Đúng như chủ tử dự đoán, người trong giang hồ đang lục tục vội vã tập trung về Hàng Châu. Trừ chiến phái chính đạo cùng sáu tầng hắc đạo vẫn chưa hành động, còn lại nhân mã các thế lực khác đều lục tục trở về Hàng Châu. Về phần ma môn cũng không có tin tức gì truyền ra. Thuộc hạ nghĩ bọn họ đang âm thầm hành động. Nhân mã chúng ta phải đi đều đã ăn bài ổn thỏa. Cả hàng châu đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Chú Khang Cảnh gật đầu nói. Hán vương bảo tàng xuất thế. Có ai là không động tâm chứ? Mặc dù chỉ là vũ tàng hiện thế. Nhưng đối với người giang hồ mà nói. Cũng đã là hấp dẫn trí mạng rồi. Vì vậy kiểu phái lục tông nhất định sẽ có hành động. Đợi cho thế cục giang hồ loạn lên thế cân bằng của thiên hạ bị phá. Đó cũng là lúc Chu Khang Cảnh ta khởi thế. Chủ tử tài đức thánh minh, thiên hạ nhất định quy về chủ tử. Bóng đèn kia vỗ mông ngựa, Chu Khang Cảnh nghe được cũng cảm thấy thư thản không thôi. Hắn nhất thời đứng dậy, hảo khí nói. Thiên cờ vận chuyển, ai có thể định cản khôn chứ? Khí số đại minh hôm nay đã thật. Nếu ta không thể làm chủ thiên hạ, thì còn ai có thể chứ? Ha 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 ha. Nói xong liền cười điên cuồng. Một lúc sau, Chu Khang Cảnh thu lại vẻ mặt điên cuồng, hai mắt đầy giận dữ, phận hận nói. Sùng Trinh cậu hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ ta, còn nói cái gì là phái đến Sơn Đông dẹp loạn tặc. Rõ ràng là muốn mượn kế làm giảm thực lực của ta. Nhưng hắn thế nào cũng không thể nghĩ ra. Ta cùng Lô Đạt, Trường Phong đã đạt thành hiệp nghị. <laughs> phất phất tay, Chu Khang Cảnh tiếp tục nói bây giờ thời cơ đã chín mùi trước đó chúng ta cần phải giải quyết tất cả chướng ngại nhất thống giang hồ là bước đầu tiên của chúng ta người hãy tiếp tục chuẩn bị ta sẽ nhanh chóng khởi hành đến hàng châu tuân lệnh bóng đèn cúi xuống lập tức biến mất trong bóng tối một lúc sau vách tường trong thư phòng hơi động cánh cửa mật thất đã mở ra chu khang cảnh toàn thân mặc áo trắng viền vàng đi ra dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời nhìn qua mới thấy diện mạo thật sự người 30 tuổi, khuôn mặt như ngọc, anh vũ bức người, đầu đội chiếc mũ vàng bất phàm, người này không phải Vương Tống thì là ai? Lúc này, mặc dù vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kích động vô cùng, thầm nghĩ. Trải qua nhiều năm mưu sự, dựa vào Vương Tống ta, một tay lập nên thế lực riêng. Đợi một thời gian nữa, khi kế hoạch của ta thành công, đến lúc đó, sủng trình tặc tử, các người hãy chờ xem. Cuộc sống thoải mái cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. Ta nhất định phải tự tay hủy giang sơn của ngươi. Nếu không, ta có thể thỏa mối hận trong lòng ta. Ha 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 ha, ha. Chốc lát sau, có tiếng bước chân từ bên ngoài thư phòng chuyển đến. Dừng lại tại cửa. Chú Khang Cảnh nghe tiếng lập tức thu liễm kích động trong lòng hỏi. Người phương nào? Vương gia, ly hận cầu kiến. Một âm thanh khắc khổ từ bên ngoài thư phòng truyền vào lúc này tâm tình chu khang cảnh đang rất tốt vì vậy cười nói hờ, nguyên lai là ly hận đã trở lại vào đi vận khí cũng không quá xấu tâm tình vương gia lúc này rất tốt cho dù bị trách tội cũng sẽ không phải là trọng tội ly hận nghe vậy cũng cảm thấy bối rối lau mồ hôi trên trán bước vào thấy chu khang cảnh ly hận cúi người nói ly hận tham kiến vương gia ừ việc ta giao cho ngươi làm thế nào rồi chú khang cảnh ngồi trên ghế nệm ưu nhã nâng chén trà một bộ dáng thật thanh nhàn tự tại lê hận do dự nói việc này thuộc hà đã mời rất nhiều khách khanh dị thuật sư xem qua nhưng sau khi thi triển dị thuật vẫn không thể tỉnh lại sợ rằng đã không thể cứu ờ chú khang cảnh có bất ngờ nói nhiều người như vậy cũng không có cách nào chữa trị sao vậy quên đi Bây giờ không cần để ý đến bọn họ nữa. Người của chúng ta còn có chuyện trọng yếu để làm. Người cho người ăn bài tốt cho bọn họ đi là được rồi. Vâng. Trong lòng Chu Khang Cảnh, Ngô Gia bốn huynh đệ mặc dù trọng yếu nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến đại cục cho nên cũng không quá để ý. Ngược lại đối với Lý Nhạc Phàm có phần cảm thấy hứng thú. Người làm việc kia thế nào rồi? Lý Nhạc Phàm hiện nay ra sao? Chu Khang Cảnh hỏi. Tới rồi sao? Mặc dù trong lòng ly hận sợ hãi bất an, nhưng vẫn chấp tay nói. Về phần lý nhạc phàm, lâu thường lâu đã đưa lên hắc bảng. Người môn giết hắn nhiều không kể giết. Những sát thủ truy giết lý nhạc phàm lúc này cũng có hơn 10 người, nhưng toàn bộ đã bị giết. Chỉ còn một người còn sống. Trong số đó, có kim bài sát thủ truy hồn nhất kiếm, huyết vô mệnh của ảnh sát môn, cùng độc tán nhân Hoàng Ngọc Phong của ngũ độc giáo căn cứ theo hồi báo của thám tử lúc này lý nhạc phàm đang đến hàng châu không biết có phải là vì chuyện bảo tàng hay không chú khang cảnh thân thể cứng đờ đưa tay dựa lên bàn trà không khí trầm mặc trong thư phòng làm cho ly hận cảm thấy hết sức bất dứt nhưng hắn không dám nói một câu <laughs> sắc mặt chu khang cảnh thay đổi cuối cùng thở ra từng hơi nói hay <laughs> xem ra chúng ta đã quá xem thường thực lực của đối phương Lỗi là do ngươi. Bất quá ta tạm tha lần này. Việc này không tính đến nữa. Tạ ơn vương gia ân xá. Nghe chu Khang cảnh nói như thế, ly hận như chút được gánh nặng. Việc này có như bỏ qua, trong lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái không ít. chu Khang cảnh lại nói, không nghĩ tiểu tử năm đó bây giờ đã lợi hại đến vậy. Người này không trừ, có thể mang đến phiền toái cho kế hoạch của ta. Dù sao người của tái gia đối với chúng ta bây giờ cũng còn có chỗ dùng không thể để bọn họ xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn. Đã như vậy, người hãy đi liên lạc với người của triệu gia, để bọn họ tăng cường ám sát, hoặc mời sát thủ đều được. Cần phải nhanh chóng đem nhạc phàm giết đi. Cho dù giết không được, cũng phải làm cho hắn không còn chỗ dung thân. Hai đồng não nhiều hơn một chút. Đối phó với người như thế, đôi khi không cần tự mình phải ra tay. Chuyện này giao cho ngươi làm. Hy vọng lần này sẽ không tiếp tục làm cho ta thất vọng. Còn nữa, Người sai người đến biên hoang một chuyến, nghĩ biện pháp thu thập tin tức của nhạc phàm tại tử dịch doanh. Vâng, vâng giả. Dạ. Đúng rồi, tình hình bang hội của người kia thế nào rồi? Chú Khang Cảnh đột nhiên hỏi. Lý Hận công kính nói. Qua một năm kinh doanh, hơn nữa được chúng ta nâng đỡ, hôm nay băng hội cũng đã được các thế lực lớn trên giang hồ thừa nhận, trở thành nhất cấp thế lực bằng phái. Hơn nữa bằng vào thân thủ là tông sư cao thủ của hắn cùng nhân mã ẩn tàng của ta thực lực của băng hồi đã vượt xa nhất cấp thế lực. Hắn quả nhiên cũng là nhân tài, xem ra ta đã quyết định đúng. Trong lòng ly hận lo lắng, thấp giọng nói, vương già giúp đỡ hắn như thế, nếu hắn có mang gì tâm, thuộc hạ sợ. Chu Khang Cảnh khoát tay ngắt lời nói, tình huống của ta hắn đương nhiên hiểu rõ, quan hệ của chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thân là người làm việc lớn, thì không thể chỉ lo việc trước mắt. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, cho dù không để ta sử dụng, nhưng hắn vẫn có rất nhiều điểm có thể lợi dụng. Tỷ như trí tuệ cùng thực lực của hắn, không phải sao? Nói xong tự tin cười, phương giả thánh minh. Đại loạn xảy ra, mặc dù chúng ta đã nắm đại cục trong tay, nhưng vẫn phải cẩn thận làm việc. Người đi liên lạc với các đại môn phái, cùng người của ảnh sát môn, ta muốn nói chuyện với chúng. Vâng, vương giả. 8 ngày sau khi nhạc phàm một mình ra đi. Cách thành An Khánh hơn 70 dặm, một vùng cây cối rậm rạp, mặt trời chói chang, ánh sáng xua tan đi sự u ám của khu rừng, bốn phía tràn ngập bùn đất ẩm thấp. Lúc này, nhạc phàm đang ngồi dưới một gốc cây đại thụ trong rừng, dựa vào tầng lá cây rậm rạp che chở thân thể của mình, từ từ điều hòa hơi thở, bộ mặt lem luốc. Mặt mày dơ bẩn, không phân biệt rõ là bùn đất hay vết máu, quần áo rách nát, không một chỗ nguyên vẹn Tên ăn mày trông còn khá hơn. Bên hông dắt đầy đao kiếm, trông khá kỳ lạ. Nhạc phàm tay cầm trùy thủ, đang đẽo gọt nhánh cây. Ánh mắt kiên nghị sắc bén. Trong lòng có một niềm tin mãnh liệt. Đó là còn sống là tốt rồi. Chỉ cần còn sống mới có hy vọng báo thù. Chỉ còn sống mới có hy vọng tìm thấy thân nhân. Chỉ có còn sống mới có ngày mai. Gió nhẹ thổi qua những tán lá cây, phát ra những âm thanh xào xào. Nhạc Phàm đột nhiên nhíu mày, lập tức nhắm mắt, tâm linh vừa động, mọi vật trong khu vực trăm trượng xung quanh đều hiện lên rõ ràng trong đầu. Ngoài chín mươi trượng, một đám người từ bốn phương tám hướng đang tiến vào, với trận thế như vậy, tựa hồ như đang tiến hành bao vây Nhạc Phàm. "Lại một đám nữa, đến đây đi." Xem xét tình thế, Nhạc Phàm không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, lập tức đưa tay về phía sau, nắm lấy trường cùng tự chế mũi tên dương cứng trên cây cung hướng về phía xa bắn tới. Huyết y môn, một tổ chức sát thủ từ xưa, cùng với dự ảnh sát môn, ám kiếm sát, đều là những tổ chức sát thủ đứng đầu thiên hạ. Trên giang hồ, lực lượng của bọn họ âm thầm hành động đấu đá lẫn nhau, không ai nhường ai. Lúc này vì xây dựng thanh thế của tổ chức, huyết y môn không ngừng tiếp nhận hành động. Trên giang hồ đã có rất nhiều tin đồn về nhạc phàm, đầu tiên không nói đến việc huyết tẩy thái gia phủ xem thường các vị tông sư. Chính là dưới sự truy sát của Hắc Bảng, vẫn bình yên vượt qua tầng tầng mai phục. Bằng vào điểm này thôi, cũng đủ để khẳng định thực lực của hắn. Mặc dù bây giờ tình trạng không tốt lắm, nhưng ít ra, hắn vẫn còn sống. Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, Huyết Y Môn đã cử đi một vị Huyết Y Môn trưởng lão, hai sát thủ nhất phẩm, tám sát thủ nhị phẩm, cùng hai mươi sát thủ tam phẩm. Giờ vào sự phân chia thực lực thì nhị phẩm sát thủ của huyết y môn có thực lực tương đương với nhị lưu cao thủ nhưng bọn chúng tuyệt đối có khả năng giết chết một nhất lưu cao thủ trên giang hồ nhị trưởng lão bản thân thực lực đã tiếp cận đẳng cấp tiên thiên muốn ám sát một tiên thiên cao thủ cũng không phải là việc khó khăn huyết y môn lần này phái ra một lực lượng hùng hậu như vậy có thể thấy được bọn họ đối với nhạc phàm vô cùng cẩn thận viên hải đã hơn 40 tuổi cả đời đã dành 30 năm làm sát thủ chính là nhị trưởng lão huyết y môn nhiệm vụ đuổi giết nhạc phàm lần này là do hắn phụ trách căn cứ vào những tin tức tình báo mà viên hải thu được muốn đối phó với nhạc phàm một người không đủ năng lực để hoàn thành kim bài sát thủ huyết vô mệnh của ảnh sát môn cùng hoàng ngọc phong của ngũ độc giáo đều bị tiêu diệt đó là minh chứng tốt nhất vì vậy hắn mới tính toán bài thiên la địa võng lựa chọn phương thức bao vây tiến hành đồ sát nhạc phàm Trải qua 3 ngày chuẩn bị, Viên Hải tính toán ra lộ trình và vị trí của Nhạc Phàm, liền dẫn người mai phục ở vùng phụ cận. Nhạc Phàm vốn dĩ có linh thức cường đại, lẽ ra không có những sơ sót như thế. Nhưng mấy ngày nay, phải đối diện với lớp lớp người đuổi giết, tinh thần lực của hắn căn bản đã tiêu hao quá độ, không có khả năng tùy ý mà cảm nhận biến hóa xung quanh. Nếu không, với năng lực của hắn sẽ không bị hãm nhập vào vòng vây của địch nhân. Lúc này, Viên Hải dẫn theo một đám hồng y chậm rãi theo hướng tây nam bí mật tiếp cận nhạc phàm đồng thời sát thủ ở các phương vị khác cũng bắt đầu triển khai hành động phạm vi dần dần được thu nhỏ lại nếu như hỏi bản lĩnh đắc ý nhất của sát thủ là gì tin tưởng rằng không ai dám hoài nghi đó là năng lực ẩn thân của bọn họ viên hải lần này mang theo toàn những sát thủ tinh anh điểm này hắn đối với năng lực của bản thân mình và thủ hạ đều phi thường tự tin viên hải vô cùng tỉnh táo khóe miệng nở nụ cười lạnh tàn nhẫn một kế hoạch hành động đầy đủ sớm hình thành trong đầu. Càng cẩn thận, cơ hội thành công càng cao. Lúc Viên Hải cười lạnh, không khí chuyển đến một trận di động. Sưu, một mũi tên phá không bay đến. a à, một tiếng hét thảm. Không một dấu hiệu, không một phản ứng. Mũi tên xuyên qua cảnh lá nhẹ nhàng, bắn vào mắt trái một gã hồng y, như dao sắt cắt vào một miếng đậu hũ. Viên Hải cả bọn dừng bước, nhìn tên hồng y chậm rãi ngã xuống đất, sau khi hết sừng sốt lập tức hồi phục thân thể chuẩn bị tư thế sẵn sàng né tránh vừa kịp định thần một mũi tên nhọn lại bắn thẳng vào viên hải sưu không hay viên hải trong lòng kinh hô vội tránh qua một bên đã nhiều năm kinh nghiệm vào sinh ra tử hắn mới có thể tránh thoát tử thần trong gang tấc một gã sát thủ phía sau hắn không kịp phản ứng trúng tên kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống chết mà không cam lòng trên mặt còn mang theo một tia giận dữ khó tin sao lại có thể như vậy? Khoảng cách còn rất xa như thế, hắn làm sao lại phát hiện ra chúng ta? Viên Hải sợ hãi, thân mình đầy mồ hôi lạnh, không kịp nghi hoặc, khống chế cơn giá lạnh của bản thân, bình tĩnh lại. Thân là một sát thủ, mất đi sự bình tĩnh là xem như mất đi tính mạng. Sưu, trong lúc đó, một mũi tên nữa lại bắn ra. Mọi người lập tức trốn sau gốc cây, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không lo lắng sẽ có người bị bắn trúng. Để cho bọn họ tâm tình buông lỏng một lúc, mũi tên nhọn như một luồng bạch quang bắn về phía cây cối. Đại thụ như là miếng đậu hũ, nhẹ nhàng bị mũi tên xuyên thấu. Một gã sát thủ phía sau cây đó, nhất tiễn xuyên qua yết hầu, một âm thanh cũng không kịp phát ra. Lại có thêm một gã nữa chết trong tay nhạc phàm. Không một tiếng động, trong lòng bọn sát thủ đều dâng lên một nỗi sợ hãi. Nếu tiếp tục tiến tới, ai có thể còn mạng sống? Viên hải trong lòng càng kinh hoàng thầm nghĩ. Tiện pháp thật là sắc bén một người không đơn giản, thảo nào có thể sống sót dưới hắc bảng truy mệnh. Nếu hắn đã phát hiện ra tung tích của chúng ta, tránh cũng không thể tránh được, cũng không thể tiếp tục bí mật di chuyển được nữa. Chỉ bằng tốc chiến tốc thắng, quyết một trận sanh tử. Viện Hải khẽ quát, thả tín hiệu, thay đổi kế hoạch, đầu tiên phóng độc vụ, sau đó sồng lên chém giết. Vâng, phành, tiếng tín hiệu vang lên trên bầu trời. Trước sau vô số độc vụ được giải khắp vùng xung quanh nhà phàm. Trong nháy mắt, trong rừng tràn ngập độc vụ, vô số xà trùng hít phải độc vụ chết ngay tức khắc. Địch nhân lần này so với trước kia khác nhau, có tổ chức, có kỷ luật, lại có người chỉ huy. Bật quá, muốn đối phó với ta cần phải nỗ lực hơn nữa. Nhạc Phạm âm thầm phỏng đoán, trải qua một hồi đả thảo kinh xà đã biết được một ít tình huống của địch nhân. Sử dụng linh thức quan sát, rừng cây trong vòng trăm dặm, Nhạc Phạm đều nắm rõ trong lòng bàn tay hướng đông nam địch nhân nhiều nhất nên né tránh công kích vào vùng yếu nhưng tình thế này chẳng lẽ địch nhân lại không tính toán tới xem ra bây giờ chỉ có con đường phản kích mới không rơi vào vòng vây của địch nhân nhìn màn độc vụ nồng đậm xung quanh nhạm phàm ánh mắt bằng lãnh không để ý tới rút mũi tên sau lưng bắn về hướng đông nam sưu sưu mỗi một mũi tên nhọn bắn ra là đoạt một mạng người chỉ có máu lưu lại trên cây cỏ là chứng minh cho bọn họ đã từng ở đó Ngắn ngủi trong nửa khắc công phu đã có 8 tên bị chết dưới mũi tên của Nhạc Phàm. Như thế rốt cuộc thợ săn lại là con mồi, con mồi lại là thợ săn. Trong rừng độc vụ ngập tràn, thỉnh thoảng truyền đến những tiếng kêu thống khổ thảm thiết, nghe như tiếng xương người bị bẻ gãy. Trải qua nhiều năm giết chóc, Viên Hải vốn tưởng rằng bản thân đối với sinh tử đã không còn sợ hãi, nhưng hôm nay, không ngờ hắn do dự lùi bước. Đám tinh anh sát thủ này đều là do tổ chức công phu bồi dưỡng nên. Hôm nay nhìn bọn họ chết đi, cho dù hắn là kẻ máu lạnh, cũng cảm thấy đau lòng. Nhận được tín hiệu truyền lại từ đám thuộc hạ, Viên Hải trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ thối lui, thậm chí bắt đầu hối hận về kế hoạch lúc đầu. Độc vụ chẳng những không mảy may làm thương tổn đối phương, ngược lại thành phương thức hỗ trợ cho đối phương. Bọn họ bây giờ không thể phát hiện ra tung tích của địch nhân, nhưng địch nhân lại có khả năng giết chết bọn họ một cách chuẩn xác, từng người một chết thảm đã thành thế cưỡi hổ trực lão trực lão trong một khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi đã chết đi nhiều người như thế thủ hạ thúc giục viên hải không nghĩ nhiều lập tức đưa ra quyết định liêu chết đánh một trận dù sao cũng phải chết cho minh bạch nếu không khi hắn trở về làm sao có thể báo cáo với tổ chức vì vậy viên hải quyết đoán nói lập tức chuyển tín hiệu mọi người uống giải dược vào ai có thể giết chết lý nhạc phàm lập tức tăng lên một cấp Rõ. Tiến lên. Sát thủ huyết y môn tới càng gần thì chết càng nhiều. Trong rừng nhạc phàm đã sớm bố trí cạm bẫy. Nếu là bình thường sử dụng, chỉ có thể phát huy một nửa uy lực. Nhưng nhờ có độc vụ yểm trợ, ít nhất cũng có thể phát huy tám phần uy lực. Hắn vòng lại phía sau truy kích đám sát thủ. Nhạc phàm tay cầm tên, đeo trường công sau lưng, nhảy xuống gốc cây đại thụ, nhằm hướng đông nam đi tới. Độc vụ trong rừng không chút trở ngại tới bước tiến của hắn nhạc phàm cẩn thận di chuyển nhanh chóng tiếp cận địch nhân đầu óc tỉnh táo và phán đoán chuẩn xác chờ có cơ hội thuận tiện là rút đao chém giết không chút do dự à cẩn thận phía sau người à không thể không nói đó là kỳ hạn tử vong của sát thủ huế đi môn trong hoàn cảnh bất lợi nhạc phàm toàn lực chém giết tự nhiên chỉ có thể một kích đoạt mạng nhân nhượng với địch nhân là tự giết mình bất quá Bây giờ nhạc phàm đã đạt tới cảnh giới đoán cốt tiểu thừa chi cảnh của ngoại công. Dĩ nhiên là không lo ngại. Máu của địch nhân hòa với máu của chính mình. Nhạc phàm lúc này như là tu la sống lại trong biển máu, không ngừng chém giết. Một khắc sau đã có hơn 5-6 người chết bởi cạm bẫy, còn chết dưới tay nhạc phàm cũng có hơn 10 người. Trưởng lão, nếu cứ tiếp tục tiến lên, toàn quân của chúng ta sẽ bị tiêu diệt, nên như thế nào cho tốt? Gã sát thủ bên cạnh vội la lên. Như thế nào cho tốt? như thế nào cho tốt. Trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi, sát thủ huyết đi môn còn lại không đến một nửa, Viên Hải thấy thế nóng như thiêu đốt, lửa giận ngập trời, nhưng chẳng thể làm gì được. Hơ, lúc mọi người đang vô kế khả thi, một trận gió nhẹ từ từ thổi qua, xua tan độc vụ. Gió nhẹ nhẹ, một lúc sau, độc vụ theo gió tiêu tán hết. Trời cũng giúp ta. Viên Hải quay đầu nhìn lại, tràn đầy kinh hãi, vội vàng rút binh khí bên mình ở trên có tầm đầy kịch độc, nhanh chóng tiến tới. Không có độc vụ trở ngại, tốc độ so với lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, bọn thủ hạ nhanh chóng đuổi theo sau. Gió lớn nổi lên, xua độc vụ ra bốn phía, làm xuất hiện hai thân ảnh. À! Một tên sát thủ mắt trợn trừng, kinh ngạc nhìn nhạc phàm, rồi từ từ ngã xuống, trước ngực cắm một đoàn kiếm. Không hay. Nhạc phàm nhìn độc vụ tản đi, tay thu hồi đoàn kiếm, chuẩn bị rời đi nhưng địch nhân đã kịp đuổi tới, không cho hắn thời gian đào thoát. Vù vù, tiếng xe gió tinh tế thẳng hướng nhạc phạm phóng tới, đúng là ám khí của địch nhân. Ách, ám khí tuy nhanh, nhưng trong mắt nhạc phạm không bằng một nửa tốc độ mũi tên, đó là sự tranh lệch về tiễn thuật. Cước bộ lùi lại, nhẹ nhàng tránh thoát ám khí đánh lén, tiếp đó cắm đào xuống đất, miệng thở gấp một hơi. Quay đầu nhìn lại, mũi ám khí bắn vào cây đại thụ phía xa xa, trong nháy mắt cây đại thụ bắt đầu khô héo mục nát ám khí chứa kịch độc nuốt một ngụm nước bọt nhạc phàm tự nhắc nhở mình không thể khinh thường nếu không hôm nay khó có thể sống sót rời khỏi đây khi nhạc phàm dừng lại viên hải hai người chắn trước mặt nhạc phàm chặn đường rút lui của hắn những sát thủ còn lại cũng nhanh chóng xông tới viên hải không thấy rõ khuôn mặt nhạc phàm chỉ thấy tóc trắng tán loạn khuôn mặt nhốm đầy máu nổi lên vẻ hung ác lý nhạc phàm Chúng ta xem ra đã đánh giá thấp người. Bất quá, người phải chết. Viên Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nhạc phàm. Đã bị giết mất rất nhiều thuộc hạ. Tất cả đều là lực lượng tinh anh trung thành của tổ chức. Thư hỏi hắn làm sao không giận cho được. Quẩn chiến, nhạc phàm chưa bao giờ lùi bước. Cho dù là gặp phải địch nhân lợi hại hơn mình rất nhiều, vị tất có thể giết được mình. Về điểm này, nhạc phàm rất tự tin vào bản thân. Nhạc phàm nhớ mày liếc mắt nhìn xung quanh, lạnh lùng nói. Ta sẽ sống. Vừa dứt lời, cả người lùi lại hai bước, rút đao đưa lên, nộ chiến thức. Bảy trận diệt sát. Viên hải gầm lên một tiếng, cả người bay lên, trưởng chứa nội lực thẳng hướng nhạc phàm đánh tới. Nhạc phàm chân đạp bộ pháp, né tránh một kích giận dữ của viên hải. Hắn bây giờ không dư thừa lực lượng để ngạnh tiếp. Một trang đại chiến được triển khai. Nhạc phàm bị đám sát thủ vây trong trận pháp, Thiên La chính là sát trận chính của huyết y môn. Càng nhiều người thì uy lực trận pháp càng lớn. Chỉ là hôm nay nhị phẩm và tam phẩm sát thủ đã chết một nửa. Chỉ có ba người nhất phẩm sát thủ là không việc gì. Trận pháp miễn cưỡng có thể dùng được, nhưng uy lực giảm đi rất nhiều. Sát! Tránh nặng tiếp nhẹ, lấy mạnh đánh yếu. Đó là phương pháp quần chiến mà nhạc phàm lựa chọn lúc này. Chỉ thấy hắn qua lại trong sát trận, với địch nhân một kích tất sát. Trận pháp căn bản không trói buộc được hắn. Mặc dù trên người bị thương nhiều chỗ, nhưng đối với nhạc phàm mà nói không cần lo lắng gì. Thất tình chi khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển chữa trị vết thương. Kịch độc của địch nhân cũng bị hoàn toàn thanh trừ ra bên ngoài cơ thể. Chỉ cảm thấy đau đớn từng trận, còn lại cũng không có gì đáng lo ngại. Ai? Viên Hải thấy thế trong lòng vô cùng lo lắng, hét lớn lên một tiếng, nhảy vào tham chiến. Nhạc Phàm đang muốn vung đao, thấy một bóng người đánh tới, vội vàng lùi lại, thân người quay ngược, nhanh chóng né tránh sang một bên, đao thế dừng lại một nhịp tiếp tục nhằm đối phương công kích đối diện với tử vong đao pháp của nhạc phàm sát thủ không có hộ thể cương khí căn bản không có khả năng kháng cự chỉ có thể bị tiêu diệt đáng chết đổ đáng chết viên hải hàm răng cắn chặt trong lòng cực kỳ thống hận thuật ẩn thân ám sát của chúng vô dụng đối với nhạc phàm so bì tốc độ thân pháp cũng không bằng đối diện với loại đao pháp hung hãn này của nhạc phàm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ bị giết nhìn tên cuối cùng bị giết trước mắt Viên Hải tiến nhập vào trạng thái điên cuồng, không còn nhớ tới lời dặn dò của môn chủ, hắn cho một viên dược hoàn vào miệng nuốt. Ngay lập tức, một vị cay nóng theo cổ họng đi vào, làm hắn cảm thấy một lực lượng cường hãn trước đó chưa từng có. Lý Nhạc Phàm Viên Hải gầm lên, khuôn mặt dữ tợn nhìn Nhạc Phàm Bồn tọa vừa phục tiên đan, trong hai canh giờ công lực sẽ tăng lên gấp ba lần. Xem, ngươi làm sao chạy thoát bồn tòa không chém ngươi ra làm vạn đoạn, thề không làm người. ha <laughs> ai muốn giết ta thì phải chết. nhạc phàm cố gắng điều hòa hơi thở, thở gấp nói: ngươi vừa mới dùng chính là tụ thần đan, đó là thuốc cấm kỵ của giang hồ, tăng công lực, tăng sát tính. không nghĩ rằng ngươi bất chấp tất cả, sử dụng cấm dược. có lẽ trong thế giới của các ngươi không có cái gì là không được cả, chỉ có mạnh hiếp yếu. ta vì thân nhân của mình mà phải sống nhưng các ngươi thì không biết mình vì cái gì mà sống thật là buồn cười đáng thương <cười> tụ thần đan là nhạc phàm nghe vạn tiên sinh nhắc tới sự thần kỳ của loại thuốc này là trong một thời gian ngắn giúp gia tăng công lực lên mấy lần nhưng tác dụng của nó không dài sau khi hết dược lực sẽ làm kinh mạch cơ thể bị thương không thể khôi phục hơn nữa dùng đan dược này cuồng tính đại phát tác thành hiếu sát cho nên trên giang hồ những ai dùng đan dược này đều là công địch của võ lâm nên được gọi là cấm dược viên hải thần sắc trầm trọng giận dữ hét lên lý nhạc phàm ta bắt ngươi phải chết chết đi một tiếng bạo khởi viên hải trong tay áo giấu đoàn kiếm nhắm thẳng về phía nhạc phàm đang thở dốc <laughs> nhạc phàm hừ lạnh một tiếng vung đại đao sứt mẻ nghênh đón viên hải vù 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 đa phòng phá không quyền cước qua lại liên tiếp mấy lượt trong nháy mắt, công phu đã giao thủ hơn 10 chiêu. Nếu như bình thường mà hai người đơn đả độc đấu, Viên Hải không thể chiếm phần thắng, cho dù có phục tụ thần đan, muốn thắng được Nhạc Phàm là vô cùng khó khăn. Chỉ là bây giờ Nhạc Phàm liên tục bị đuổi giết, thể lực bị tiêu hao quá nhiều, mặc dù không lo ngại thương thế, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa kịp phục hồi thể lực. Trước kia trên chiến trường, đối diện với Nhạc Phàm đều là những binh lính bình thường, cho dù là nhiều người thì cũng không hao phí nhiều khí lực lắm nhưng bây giờ đối diện với cao thủ viên hải đã phục dùng tụ thần đan qua một lúc giao thủ hắn liền vô lực hồi phục ha 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 giết lão tử muốn giết ngươi viên hải càng đánh càng điên cuồng quyền cước điên cuồng hướng tới nhạc phàm khí chấn động bắn ra bốn phía đối diện với công kích điên cuồng của viên hải nhạc phàm cảm thấy bế tắc chỉ có thể khổ sở phòng ngự hy vọng dược lực hết tác dụng đến lúc đó mới có cơ hội Hai người một công một thủ kịch chiến rất lâu. Nhạc phàm thể lực đã sắp hao tận. Tiếp tục như vậy, sành tử khó đoán. Còn cái gì là cơ hội? Ý nghĩ ngày càng mơ màng. Nhạc phàm cố gắng khống chế bản thân cho thanh tình trở lại. Toàn lực ngăn cản công kích của viên hải. Viên hải mù quáng. Trong lòng phiền toái không thôi. Nếu vừa rồi không phát cuồng, bản thân điên cuồng công kích lâu như vậy mà vẫn không thể làm nhạc phàm bị thương nặng. Cứ tiếp tục như vậy, dược lực hết, dựa vào cái gì để giết chết Lý Nhạc Phàm bổn tòa nhất định phải giết chết ngươi. a à! Viên hải hàn quang trong mắt chật lóe lên, chiến ý tăng cao, cả người như mũi tên bắn thẳng về phía Nhạc Phàm Mẹ nó, liều mạng. Nhạc Phàm từ đầu đến giờ chỉ có thể phòng ngự mà không thể phản kích. Bây giờ thể lực hao tận, nếu không liều mạng, chẳng lẽ chờ người ta giết sao? Giết! Nhạc phàm hai tay nắm ác đao, gầm lên một tiếng, khuếch tán sát khí dày đặc ra xung quanh. Tóc trắng dựng đứng, phảng phất như trở lại thời chém giết nơi chiến trường. Xanh tử thức, sát khí tung hành, xanh tử lưỡng lập. Nhạc phàm huy động tất cả thất tình chi khí trong cơ thể, quán nhập vào hai tay, chém mạnh về phía viên hải. À, Lý Nhạc phàm, ngươi lần này chết chắc, dám cùng ta liều mạng, nếm tử công phu lợi hại của ta. Viên hải trong lòng sớm tính toán, khi Nhạc phàm vung đao chém về phía mình, thân thể di chuyển trên không trung đột nhiên tránh sang một bên một cách khác thường, xuất hiện phía bên trái nhạc phàm. Sao lại có thể như vậy? Nhạc phàm cả kinh, chưa từng gặp qua công phu nào quỷ dị như thế, vì vậy nhanh chóng thủ thế, không để ý tới khí huyết đang nghịch chuyển trong cơ thể. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng nhạc phàm bắn ra, thẳng tới mặt viên hải. Lúc mấu chốt này, hắn chợt nhớ lại một chiêu của Long Tuấn đối phó với độc nương tử trong miếu đổ nát. Trong lòng tự diễu, không nghĩ rằng chính mình cũng sẽ sử dụng loại chiêu thức này cái gì viên hải trong tay áo ẩn giấu đoàn kiếm đang muốn bắn thẳng về phía trái tim nhạc phàm thì bị một cỗ máu tươi bắn thẳng lên mặt sa không kịp phòng bị viên hải bị máu tươi bắn trúng hai mắt phát lên tiếng kêu thảm thiết tay hắn vùng lên đoàn kiếm giấu trong ống tay áo phóng ra mục tiêu là bên trái nhạc phàm trong mắt nhạc phàm thời gian phảng phất như ngừng lại trước mắt hắn đoàn kiếm xuất hiện chậm rãi đâm vào thân thể oanh trong đầu nhạc phàm nổ lên một tiếng trong lòng vô số ý niệm nổi lên phảng phất những lời dạy bảo và sự quan tâm của cha tiểu nhã hình dáng và nỗi nhớ ra ra tốt bụng và tôn kính còn có cả những người huynh đệ tốt nữa ta phải chết chẳng ta dựa vào cái gì chứng minh sự tồn tại của mình dựa vào cái gì ta phải sống ta phải sống Nhạc phàm trong lòng liều mạng kêu gọi, ánh mắt phát ra thần quang kiên nghị. Đó là một loại kiên định bất khuất. Ý chí muốn sống cường đại dâng lên, hắn tay trái thu về, không để ý đến mọi thứ, vung trào hướng tới đoạn kiếm. Xuy suy kiếm như cá chạch, nhẹ nhàng lướt qua thủ trưởng, xuất hiện một vệt máu hồng trên thân kiếm. Nhạc phàm ngón tay cứng như kim cương, kẹp chặt lấy thân đoạn kiếm, từ tay chuyển đến từng trận đau nhức. Rốt cục mỗi kiếm cũng dừng lại ở trước ngực cơ hội. Nhạc phàm tâm niệm chật lóe lên, cô nén đau đớn, tay phải cử đao, chém mạnh về phía viên hải. Chết đi! Một đao đơn giản như lưu tinh trong đêm đen, chiếu sáng không gian vô tận, nhưng không phát ra nửa điểm tiếng vang. Một đao vô thanh vô tức như gió xẹt qua cổ viên hải, phảng phất như mang đi một cái gì đó. Lách tách, lách tách. <laughs> Nhạc phàm chống thân thể, ra sức hít thở, tay trái máu không ngừng chảy hắn lúc này không còn đến nửa điểm khí lực viên hải hai tay tự nhiên buông lỏng con mắt khép hờ nhãn thần đỏ máu khuôn mặt vô cảm gió nhẹ thổi qua thân thể viên hải chậm rãi ngã xuống phì phì phụt một vòi máu từ cổ viên hải bắn ra cùng lúc với thân thể hắn rơi xuống mặt đất bịch đổ xuống một bên mặt đất nhiễm đầy máu tươi có lẽ cây cỏ nơi này năm sau sẽ mọc lên tươi tốt <laughs> nhạc phàm hít sâu một hơi phịch ngã ra trên mặt đất mệt quá địch nhân đã bị giết hết một trận mệt mỏi xâm nhập vào tâm thần nhưng nhà phàm biết lúc này không thể nghỉ ngơi nếu không địch nhân đổi tới khi đó sẽ không có cơ hội sống sót nhạc phàm ném đoạt kiếm trong tay chống thân thể ngồi dậy dùng phương pháp điều tức thất tình dưỡng tâm đồng thời vận chuyển long cực cửu biến tiến hành khôi phục thân thể đang tập trung điều tức, Nhạc Phàm đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên tia bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đang điều tức, nhưng linh thức vẫn cảnh giới bốn phía. Lúc này, cách hơn 5-60 trượng về phía tây, một đám người giang hồ đang tiến hành tìm kiếm hắn. Hoàn hảo. Nhạc Phàm thầm cảm thấy may mắn, may mắn là hắn đã khôi phục lại một phần thể lực, nếu không lúc này chỉ có thể chờ chết. Xoay người một cái, Nhạc Phàm đi về phía thi thể Viên Hải, lục lọi tìm kiếm trên người hắn. Từ sau khi rời khỏi ngôi miếu đổ nát, bắt đầu từ ngày thứ hai, đã bị người ta đuổi giết, gặp một gã sát thủ cực kỳ lợi hại và lúc nguy hiểm nhất đã đột phá vòng vây, lợi dụng sơ hở của một cao thủ dùng kiếm, một kiếm đánh vào mà thành công. Nhấn lại, mới có thể không gặp thất bại. Sau đó, Nhạc Phàm có thói quen sưu tầm chiến lợi phẩm trên người bọn sát thủ hoặc là những cao thủ lợi hại, hy vọng sau này chúng có ích với bản thân. Một đường chiến đấu với địch nhân, Nhạc Phàm thu hoạch được khá nhiều bí tịch ngân phiếu, đan dược, binh khí, vân vân. Có rồi. Nhạc phàm tâm vừa động, liền lấy ra một lệnh bài cổ quái, còn có một gói giấy bao bọc một cái gì đó. Lại không kịp nhìn kỹ, bỏ cả vào trong ngực. Đứng dậy, nhặt lấy đoàn kiếm vừa rồi, hướng về hướng đông chạy đi. Nhanh, hắn ở phía trước, máu đuổi theo. Trong nháy mắt, địch nhân đã chạy tới, theo hướng nhạc phàm vừa chạy mà đuổi theo. Chạy nhanh trên đường, nhạc phàm không nhìn đường, cũng không dùng linh thức dò xét chỉ dựa vào cảm giác theo hướng đông mà đi. Sau một lúc lâu đã đi tới cuối đường, rừng cây chắn ngang, phía trước không còn đường đi, hai bên vách núi, chỉ thấy một đường chân trời phía xa xa. Dưới chân núi là vực sâu ngàn trượng. Nhìn xuống phía dưới vực sâu là dòng sông cuồn cuộn chảy. Nhạc phàm nhíu mày, khẽ than một tiếng. Lúc này đây, hắn rất muốn quay lại, nhưng không còn thời gian. Quay đầu nhìn về hướng đám người đang chạy tới, Lý Nhạc Phạm, bồn cô nương xem ngươi còn trốn ở chỗ nào. Tiếng còn chưa dứt, đã thấy một thân ảnh phá không hạ xuống ngăn cản đường lui của Nhạc Phạm. Là ngươi. Nhạc Phạm gần ra, lập tức nhận ra người này. Đúng vậy, là ta. Nhạc Phạm lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao hai lần ba lượt đến ngăn cản ta? Khó nói rằng là vì số tiền thưởng đó. <laughs> Nữ tử kia cởi duyên nói, bồn cô nương hoàn toàn khinh thường số bạc vụn đó. Chẳng qua là đến địa phương này để vui chơi ngắm cảnh. Lập tức thay đổi sắc mặt lạnh lùng nói. Người hãy nghe cho kỹ đây. Bồn cô nương tên là Quan Tâm. Từ khi xuất đạo cho tới nay, chưa từng một lần thất bại. Nhưng trận chiến hôm đó là sự sỉ nhục đối với ta. Hôm nay ta đến đây để kết liễu tánh mạng ngươi, rửa mối nhục ngày trước. Người đến đúng là tiểu ma nữ quan tâm dựa vào ngươi kêu những người đó ra đi Hừm. nhạc phàm nắm chặt đoàn kiếm cảnh giác nhìn bốn phía bởi vì hắn đã phát hiện xung quanh có rất nhiều người đang đi tới ha 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 ca quả nhiên lợi hại ba mươi sát thủ huyết im môn giết không chết ngươi chẳng trách được thánh nữ của chúng ta cũng thua trong tay người người nói chuyện là một ông lão tóc đầu bạc từ trong rừng đi ra theo sau là một đám người ăn mặc kỳ dị Nhạc phàm liếc mắt nhìn, khoảng 20 người đến, bọn họ ăn mặc giống nhau, trước ngực áo thêu một ngọn lửa cháy. Tiêu chí này chính là của hắc đạo Lục Tông trong Thiên Tà Tông trên Giang Hồ. Đương nhiên, có nhìn tiêu chí nhạc phàm cũng không thể nhận ra. Sư muội muội muốn xử trí người này như thế nào? Phía sau lão già bước ra một gã trẻ tuổi, đi đến cạnh quan tâm. Người này tướng mạo văn nhã, chỉ là trên mặt có vẻ tà mị dị thường, đúng là Thiên Tà Tông Đại Sư Huynh Tà Công Tử Tần Ngọc quan tâm híp mắt thân tình nói sư huynh có biện pháp gì tần ngọc thấy thế tâm trạng vui mừng dị thường cười nói không bằng chúng ta chặt bỏ hai tay hắn dùng làm ngựa kéo hoặc là cắt đứt hai chân hắn để hắn cả đời đi trên mặt đất giống như một con chó hoặc là móc hai mắt của hắn chặt bỏ tay chân hắn có thể làm cái bệ bằng không chúng ta còn có thể cầm ồm nhà phàm càng nghe càng nổi giận không thể tưởng tượng được người này lại ác độc đến như vậy Đối với người khác tự nhiên chặt chân tay, móc mắt, lấy đi tính mệnh của họ. Một tiếng gầm lên, nhạc phàm cắt đứt suy tưởng của Tần Ngọc, lạnh lùng nói. Các người tưởng tượng thật hay. <laughs> ta tự hồ còn chưa nằm trong tay các người. Nếu có bản lãnh, cùng ta đánh một trận. Tần Ngọc đưa tay ngăn cản quan tâm đang muốn tiến lên, nhẹ cười nói. Người không biết là người không có tư cách nói những lời đó sao? Phải chúng ta đông người, có thể nói là nắm giữ đại cục. Dựa vào cái gì mà phải cùng ngươi độc chiến? <laughs> không biết xấu hổ, ra mặt thật dày. Nhạc phàm nhìn chằm chằm và quan tâm, đầy vẻ khinh thường. Quan tâm thân là thánh nữ thiên tà tông, cho tới bây giờ không phải là người dễ tức giận. Bây giờ bị người khác nhục mạ như thế, không thể duy trì, chỉ vào nhạc phàm tức giận nói. Cả người bắt hắn cho ta, nhớ kỹ, ta muốn bắt sống, ta muốn hắn sống không bằng chết. Tầm nhì yên tâm, tiểu thử này trốn không thoát đâu lão đầu bạc đưa tay lên đệ tử thiên tà tông xung quanh chậm rãi tiến tới bao vây nhạc phàm nhạc phàm từng bước lui về phía sau một lát đã tới sát vách núi không thể lùi lại được nữa tần ngọc dạy đám người đi tới nói xú tiểu tử ta xem ngươi chạy thoát như thế nào có chắc không nhạc phàm hỏi lại quan tâm sửng sốt tiến lên nói ngươi còn gì để nói nữa nhạc phàm tiếp tục lùi về phía sau một chân đã đặt bên ngoài mép vực Ngươi định làm gì chúng nhân cả kinh hắn muốn tự sát nhạc phàm nhìn chân trời sờ sờ miếng đá nhỏ trên cổ bình tĩnh nói ta đã quên nói với các ngươi sinh tử của ta cho tới bây giờ đều nằm trong tay ta bất luận là kẻ nào cũng không thể nắm giữ nói xong liền nhảy xuống vực mọi người thiên tà tông thấy thế lập tức tiến tới muốn bắt lấy nhạc phàm nhưng đã không kịp bên tai tiếng gió chuyển đến không dứt tựa hồ trong thiên địa chỉ còn lại chính mình nhạc phàm cố gắng điều chỉnh thế rơi của thân thể cố hãm đả rơi hai tay răng rộng càng đoàn kiếm trong tay cắm phập vào vách núi giảm đả rơi xuống keng keng đoàn kiếm cùng vách núi ma sát bắn ra tia lửa đỏ đồng thời phát ra những âm thanh chói tai người ngoài cũng không khỏi than rằng đoàn kiếm này thật là cứng rắn nhạc phàm lúc này còn cách đáy vực rất xa Hồ khẩu cơ hồ toạc máu hắn chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng nếu không từ đây rơi xuống lập tức tan xương nát thịt thân thể rơi xuống rất nhanh khi cách mặt đất khoảng 10 trượng nhạc phàm đột nhiên dừng lại hai chân đặt trên vách núi dùng sức đạp tới phốc ôm một tiếng hắn bắn thẳng vào lòng sông biến mất trong dòng nước cuồn cuộn xanh thừa của ta cho tới bây giờ đều nằm trong tay ta bất luận kẻ nào cũng không thể nắm giữ Câu nói của Nhạc Phàm còn vang vọng bên tai Quan Tâm. Nàng thế nào cũng không thể tưởng tượng được Nhạc Phàm lại cứng cỏi như thế, vách núi đá ngàn trượng nói nhảy là nhảy, cũng không để cho nàng có cơ hội ra tay. Hòa đang sao không bực mình. Nhờ tới ánh mắt kiên cường của Nhạc Phàm trên vách núi, Quan Tâm đột nhiên hiểu được rằng, trong mắt hắn, nàng nguyên lai là rất non nớt, chỉ có thể lặng lặng đứng yên tại chỗ, trong lòng dấy lên hàng trăm tư vị mọi người trông thấy nhạc phàm nhảy xuống vách núi nhanh chóng tiến tới nhìn xuống đã thấy nhạc phàm dùng đoàn kiếm giảm lực rơi xuống nhảy vào lòng sông thoát đi thoát khỏi bao vây như thế làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm không một điểm do dự nhảy xuống từ vách núi cao như thế cái dũng khí ấy cũng phải làm cho người ta bội phục không thôi sau một lúc tần ngọc phục hồi lại tinh thần phẫn nộ nói còn mẹ hắn không ngờ hắn thật sự dám nhảy xuống người la hét để làm gì có bản lãnh người nhảy xuống đuổi theo đi chỉ biết dùng miệng loại nam nhân gì trước sự trà phúng của quan tâm tần ngọc vừa thẹn vừa nộ nhưng hắn vẫn tươi cười nói sư muội ấy muội xem nước sông chảy xiết như thế cho dù ta đuổi xuống tới nơi cũng không có khả năng tìm được tiểu tử đó Hừ, quan tâm hư lạnh một tiếng không để ý tới lão giả đầu bạc ho khan hai tiếng đi lên nói hai người đừng cãi nhau nữa ta thấy tiểu tử này ánh mắt tán loạn nhất định là đã trọng thương vừa rồi cũng là cố gắng cuối cùng. Cho dù hắn đã nhảy vào lòng sông, nhưng cũng chưa thể chạy xa được. Chúng ta cứ dọc theo bờ sông, kiểu gì cũng tìm thấy hắn. Người thiên đà tông dọc theo bờ sông đi xuôi xuống dưới tìm kiếm. Bọn họ không biết rằng chính mình đã phạm sai lầm cơ bản. Với người yếu kém thì chọn xuôi theo dòng chảy, với người kiên cường thì lại lựa chọn ngược dòng mà tiến lên. Nhạc phàm nhảy vào dòng sông, lập tức nín thở, dắt đoàn kiếm vào bên hông sau đó ôm lấy một khối đá ở dưới lòng sông đi vào trong nước đối với nhạc phàm không phải là điều khó khăn hắn bây giờ ngược dòng mà từng bước tiến lên mỗi bước là chịu ngàn vạn trọng lực nhưng hắn vẫn tiếp tục bước tới mặt trời đã lặn từng cơn gió mát nhẹ thổi sông nhỏ chảy về hướng đông trên bờ cây cỏ xanh tốt làm bạn lâu dài với trời đất sông nhỏ xanh biếc một dài một già một trẻ nhàn nhã đi câu. Khung cảnh hài hòa như thế, giữa loạn thế bây giờ, ở giữa thế gian trần tục, thật là khó gặp. Ông nội, con cá sao còn chưa lên? Có phải nó đã ăn no rồi? Thanh âm non nớt của đứa bé hỏi lão tàu. Lão tàu nghe vậy thì mỉm cười, vuốt trỏm dâu bạc nói. Còn cá ăn nỏ dòng cũng nghỉ ngơi một chút, mới có thể ăn mồi của cháu, cho nên cháu cần phải kiên nhẫn chờ đợi. À, cháu biết rồi, ông nội đứa bé nắm lấy cần câu chăm chú nhìn mặt nước trong mắt tràn đầy chờ mong cá nhỏ ơi cá nhỏ nghe ăn đi nhanh lên một chút đến ăn đi đợi một chút không có con cá nào cắn câu hai đồng đã có chút ngồi không yên cần câu vì vậy không ngừng được nhắc lên rát rát phảng phất như nghe được thỉnh cầu của đứa bé cần câu đã lay động ông nội ông nội con cá mắc câu rồi ha ha đứa bé mừng rỡ vội vàng la hét tai trần luống cuống chẳng biết nên làm như thế nào Lão Tàu thấy thế, cười nói, hơ, 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 tiểu cầu này quả nhiên là lợi hại, nhanh lùi về phía sau, thu lại dây câu. Đứa bé theo lời mà làm, lôi cần câu không ngừng lùi về phía sau, mà kệ nó dùng sức thế nào, cần câu vẫn không có chút thay đổi. Ây, sao lại thế này? Lão Tàu buông cần câu đang muốn tới hỗ trợ, thì đột nhiên dưới mặt nước, bùm một tiếng, một bóng người từ lòng sông bay vọt ra thấy cảnh này thân thể lão tàu co rút lại đứa bé hoàng sợ ôm chặt ông nội mình nhạc phàm không biết đã đi trong nước bao lâu dần dần cảm thấy khí lực cạn kiệt vì thế mới buông cục đá bên hông ra dùng sức bơi lên mặt nước bùm nước bắn tung tóe nhạc phàm xoay người nhảy lên bờ lúc này toàn thân hắn đau nhức hai tay vô lực nằm trên thảm cỏ xanh không ngừng thở hổn hển ai Cảm giác bên cạnh có người, nhạc phàm cảnh giác quay đầu nhìn lại, thì thấy một ông lão cùng một đứa trẻ đang đứng một chỗ, nhìn diện mạo đoán được lão khoảng 6-70 tuổi, đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi. Ơ, à, đứa bé bị kinh sợ khóc nói, Ô, Ông nội, ông nội, thủy thần quan thịt chúng ta không, tiểu cầu đã làm chuyện xấu, ừ, tiểu cầu không phải là đứa trẻ xấu. Lão tàu bị tiếng khóc làm cho mềm lòng, đè nén sự sợ hãi trong lòng, quay lại an à ủi đứa bé. Tiểu cầu đừng khóc. Thủy Tân không ăn thịt đứa trẻ ngoan. Nhạc Phạm nhìn thấy thế, tâm hồn rung động, buông lòng người, ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức. Thật tỉnh chi khí giúp Nhạc Phạm dịu đi, những vết thương nhanh chóng khép miệng, vết thương giờ đã không còn phải e ngại. Mở mắt ra, Nhạc Phạm quay đầu nhìn Lão Tẩu nói. Xin hỏi Lão nhân ra, nơi này là địa phương nào? Hắn từ trong người lấy ra một tấm vải, buộc gọn tóc trắng ra sau đầu, hiện ra một khuôn mặt tái nhợt trải qua ngầm trong nước sông vết máu toàn thân nhạc phàm được tẩy sạch trở nên sạch sẽ hơn không ít lão tàu thấy hắn trừ mái tóc bạc trắng ra còn lại đều bình thường mới tin là không phải ma quỷ vì vậy mới yên lòng tiểu ca là người trong giang hồ à khuôn viên nằm trầm dặm quanh đây là phạm vi của thanh mai không biết tiểu ca người là nhạc phàm đáp ta luyện công không cẩn thận bị rơi xuống sông và trôi đến nơi này hắn cố ý nói dối chỉ là không muốn làm liên lụy đến ông cháu thuần phác này. Bất quá lão tàu cũng là người thông đạt sự tình, cũng không có hỏi nhiều. Tiểu cầu nắm chặt táo áo ông nội, nó run run hỏi. Hắn thật sự không phải là thủy thân? Đương nhiên không phải. Lão tàu lắc lắc đầu. Sau khi nghe ông nội nói, tiểu cầu mới thở ra một hơi, vẻ mặt bình thường, lại hỏi tới. Hắn như thế nào lại ở trong nước? Hắn giống với thủy thần đều là tóc trắng. À, Lão Tàu nhìn về phía Nhạc Phàm vẻ mặt ái náy. Nhạc Phàm ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt ái náy của Lão Tàu, vì vậy hắn cũng thong thả gật đầu, tỏ vẻ không để ý, tiếp đó lại hỏi Lão Tàu. Lão nhân ra xin hỏi, tới Hàng Châu thì đi thế nào? Hàng Châu? Lão Tàu khó xử đáp. Lão Hổ lâu rồi cũng không có ra bên ngoài, chỉ biết phương hướng đại khái, nhưng không biết đi như thế nào. Trầm ngâm một lát, Lão Tàu tiếp tục nói như vậy đi ta mà người đến đảo nguyên thôn của chúng ta hỏi người trong tôn bọn họ thưởng vào thành sẽ có người biết đi như thế nào hỏi cũng tốt nhạc phàm suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu còn tưởng là câu được một con ca lớn ai dè câu lên được một người lớn thật là nghe tiểu cầu thì thào trong mắt nhạc phàm hiện lên nét cười lật tay đưa cần câu cho nó nói chỉ cần ngươi kiên trì nhất định câu được ca lớn à ta muốn được bản lãnh như bạch phát cá ca tiểu câu cười tươi dụng lực gõ lên đầu nhạc phàm ngạc nhiên đào nguyên thôn có khoảng trăm mẫu trăm nhà dân người dân thuần phát tại huyền quan an cư lạc nghiệp là địa phương bình yên trong thôn nhỏ khói bếp bay bay đứa trẻ chơi đùa cười vui vẻ thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui sướng cùng với thiên nhiên hòa cùng một thể cuộc sống bình yên nơi này đúng là mơ ước của nhạc phàm, nhưng bây giờ hắn cảm thấy bất lực. nhìn quang cảnh trước mắt, nhạc phàm từ từ thu liễm tâm tình đi vào trong thôn. đối với hắn mà nói, mình chỉ là người đi ngang qua mà thôi, không phải là người nơi này. Bàn đêm, bên trong phòng, nhạc phàm để thất tình chi khí tùy ý vận chuyển. mặc dù như vậy khôi phục sẽ rất chậm, nhưng hắn khó có cơ hội dừng tu luyện, nên yên lặng nằm trên giường buông thả tâm trí nội tâm hắn ngập tràn sự bình an. Hắn ở lại đó hơn 10 ngày, lần đầu tiên an tâm nghỉ ngơi, nếu so với cuộc sống giết chóc, quả thực là cách xa một trời một vực, nhưng chỉ là hạnh phúc bất chợt mà thôi. Hạnh phúc, hắn không có cái cơ hội đó. Cha, vạn gia gia, tiểu nhã, các người có khỏe không? Các người hiện ở nơi nào? Vuốt mảnh đá nhỏ nơi cổ, ánh mắt của nhạc phàm dần dần mơ hồ, ở sâu trong nội tâm hắn truyền đến một trận tịch mịch một giọt nước mắt trào ra giờ khắc này cả tâm linh của hắn đau thương rơi lệ có khi chỉ là do bất lực trào ra mà thôi nhiều năm kiên trì còn tưởng rằng bản thân mình kiên cường nguyên lai là chính mình không dám đối diện tự nghĩ như vậy nhạc phàm chậm rãi khép hai mắt lần đầu tiên bình an tiến vào mộng đẹp có lẽ trong mộng mới không có biệt ly đau khổ nhưng khi tỉnh mộng ngàn dặm bên ngoài, có người tối nay cũng đang thường nhớ hắn. Đại ca, người đang ở nơi nào? Mặc kệ dù đau khổ cỡ nào, tiểu nhã chưa bao giờ sợ hãi. Nhưng bây giờ, ta thật là... thật nhớ người. Người có biết không? Ta tin tưởng rằng... ta tin rằng người sẽ không có việc gì. Gia Gia cùng bá bá nhất định phù hộ cho người bình an, nhất định phù hộ. Dưới cửa sổ, vạn nhã nhi yên lặng cầu nguyện, nàng hy vọng trở lại một cuộc sống ngày xưa bình an và tràn đầy hạnh phúc nước mắt tràn đầy không biết là do thương cảm hay là do chờ đợi có lẽ là cùng một loại mà trào ra hôm sau mọi người trong đảo nguyên thôn đều dậy rất sớm cày ruộng dệt vải là phương thức sinh sống ở nơi đây tuy không giàu có nhưng đối với bọn họ cuộc sống rất bình an tĩnh lặng nhạc phàm đẩy cửa bước ra sắc trời buổi sáng chỉ là có chút âm u Xem ra hôm nay trời có thể mưa. Tiểu ca nhi, Người muốn đi bây giờ sao? À, ta còn có việc. Nhưng trời sắp mưa rồi, Không bằng hãy lưu lại thêm một ngày nữa. Mưa có thể tạnh. Nhạc phàm mặc dù không nhận mình là nhân vật anh hùng, Nhưng hắn cũng là người có nguyên tắc. Vì không muốn làm liên lụy đến người dân nơi này, Nhạc phàm không để ý đến sự suy yếu của thân thể mình. Sau khi nghe kỹ lộ trình, Cự tuyệt lời mời ở lại của lão tàu, Một mình ra đi. Chỉ là... Người muốn ngừng nhưng tình thế không cho phép. Ai? Nhìn bóng lưng nhạc phàm dần đi ra, hiện lên nét cô độc. Lão Tàu nhịn không được lắc đầu thở dài. Ông nội, người xem, đây là cái gì? Tiểu cầu cầm trong tay một tấm ngân phiếu hỏi. Lão Tàu ngẩn ra vội hỏi. Tấm ngân phiếu này, ngươi từ đâu mà có? Là Bạch Phát ca ca nhờ con đưa cho ông. Hắn nói muốn tồn tại phải nỗ lực, hy vọng con sau này cũng có thể làm được. Ha, ha, ha. hắn thật là một người quật cường trên ngọn núi phía bắc đảo nguyên thôn một nam tử chắp tay đứng đó nhìn đào nguyên thôn phía xa phía sau hắn một đám người bịt mặt nửa quỳ đang đợi nam tử lạnh nhạt nói có tin tức gì mới không một tên che mặt cầm đầu cùng kính đáp theo như tin tức mới nhất chúng ta thu thập được lý nhạc phàm đích giác đã từng xuất hiện trong thôn hỏi đường đến hàng châu hơn nữa hắn còn ở trong nhà một lão đầu một đêm sáng sớm hôm nay đã rời đi dừng một chút hắn tiếp tục nói thủ lĩnh chúng ta có toàn lực truy sát không nam tử khoát tài nói không cần giết hắn không cần chúng ta động thủ nói thêm một chút về tình hình thôn này trong thôn đơn thuần là người dân bình thường chỉ có hai người là có bối cảnh khả nghi còn những người khác còn lại tất cả đều là nhà nông tốt các người đêm nay hành động Đảng Nguyên Thôn không bỏ sót một người. Nhớ kỹ, sau đó đem tin tức này truyền ra ngoài. Âm mưu Giống như hai bàn tay trong bóng tối, thao túng khiến người ta vô phương biết được bí mật. Chỉ là lúc này, người bị hại không hề hay biết. Sau giờ ngọ Mưa to, nhạc phàm tạm lánh trong một sân động nhỏ điều thức. Mặc dù lực lượng khôi phục khá nhanh, nhưng nguyên khí trong cơ thể phi thường hư nhược xem ra phải mất một thời gian nữa mới có thể khôi phục nghe tiếng mưa rơi bên ngoài động nhạc phàm tâm tư trong lòng nhiễu loạn không cách nào có thể tĩnh tâm được vì thế từ trong ngực lấy ra những chiến lợi phẩm bày ra trên mặt đất mở túi đầu bên trái là mấy bộ sách truy hồn kiếm phổ ngũ độc mật truyền ám thứ tầm giám và một tập ngân phiếu trị giá khoảng vạn lượng bên kia là khối lệnh bài lấy được trên người viên hải cùng với một túi dầu giống như lúc nãy đương nhiên có cả đoàn kiếm đã cứu mạng hắn đào nguyên thôn thôn dân đều là thuần phát nhạc phàm không muốn xuất binh khí trước mắt mọi người không thể làm gì khác hơn là cất giấu bên mình đoàn kiếm rất sắc bén có thể cắm vào vách núi mà không gãy điều này nằm ngoài ý nghĩ làm cho hắn có chút vui mừng nhạc phàm cầm lấy đoàn kiếm chăm chú quan sát đoàn kiếm dài chừng một thước rộng chừng hai ngón tay thần một màu đen tuyền, chẳng biết được làm từ khoáng thạch gì. Ồ, nhà phàm phát hiện thấy trên trôi kiếm có một chỗ lồi lên, cẩn thận quan sát, thấy khắc văn tự, ngư trường. Có thể là nó sao? Nhà phàm sợ hãi than một tiếng, âm thầm cười khổ, chẳng biết có phải là do vận khí tốt hay vận khí xấu, mà suýt chút nữa chết dưới thanh thượng cổ danh kiếm. Ba bộ sách, nhà phàm tiện tay lật xem, sau đó đặt qua một bên, tiếp theo cầm lấy khối lệnh bài. Lệnh bài có phân lớn nhỏ, được làm từ hàn tinh thiết, mang màu đồng, vẻ ngoài quái dị, phẳng phất như hình con vật. Một mặt có khắc hai chữ thuôn dài, trưởng lão, mặt khác có khắc hai chữ huyết y, hồng hồng, nghĩ đến đó là lệnh bài thân phận của huyết y môn. Nhạc phàm sau khi xem xét kỹ lệnh bài, liền buông ra, cầm lấy túi giấy dầu, mở ra thấy một cuốn cổ thư. Nhạc phàm phủi lớp bụi trên mặt, từ từ hiện lên bốn chữ, phong tường tái thiểm cẩn thận mở ra từng trang, hiện lên trước mặt là tất cả phương pháp vận dụng khinh không thân pháp. chiêu thức thật quỷ dị, lại có thể ở trên không trung không ngừng cải biến phương hướng. Chẳng trách suýt nữa mình đã chết trong tay tên sát thủ kia. Cảm thán, nhạc phàm thở dài một hơi. Hắn cuối cùng cũng biết, chiêu thức cuối cùng mà viên hải sử dụng, suýt chút nữa giết chết hắn là xuất phát từ cuốn cổ thư này. Khinh công thần pháp cũng không cần nội lực khống chế, mà là khống chế cơ nhục của cơ thể. Đối với khống chế cơ nhục thân thể, thì thân thể càng cường hãn thì tại không trung cải biến phương hướng càng lợi hại. Đối với sát thủ viên hải, dù sao hắn cũng không phải là người tu luyện ngoại công, cho nên trong không trung chỉ có thể biến phương hướng hai lần. Tại điểm này, nhà phàm sẽ tự tin là không thua kém kẻ khác, bởi vì hắn tu luyện long cực cửu biến đã đến đoán cốt đại thừa trị cảnh, trong trốn giang hồ đã đạt tới siêu cấp nhất liều ngoại gia cao thủ dù sao bản thân mình bây giờ cũng không có tính tâm tu luyện được chỉ bằng nghiên cứu cuốn sách này một chút nói không chừng sau này có thể xuất kỳ bất ý chế địch nhạc phàm nhàn rỗi bắt đầu cầm cổ thư nghiên cứu ngự phong nhi hành nội liễm như không thân như khinh yếu vân trung thiểm hiện lực tụ vô tâm sau đó tán nhập toàn thân nặng nhẹ không đồng nhất đi theo phương hướng không đồng nhất Bên ngoài sân động, từng giọt nước mưa rơi trên đá. Cơn mưa đã dừng lại. Phong tưởng tái thiểm, theo pháp quyết, mặc dù trúc chắc khó hiểu, nhưng nhạc phàm sau một canh giờ nghiêm túc nghiên cứu, cuối cùng cũng có những hiểu biết nhất định. Năm đó, Viên Hải sau khi thu được cổ thư, đã hào phí mất mấy ngày mới tham thấu được điều huyền diệu ở trong đó. Nhưng nhạc phàm sau một canh giờ tập trung nghiên cứu, thì đã có những hiểu biết cơ bản. Không thể không nói rằng, giữa người với người có sự khác biệt rất lớn. Nhạc Phạm sau khi ngộ được thiên đạo chi cảnh đã mang đến cho hắn nhiều điều tốt không thể đo lường. Phương pháp này quả nhiên là ảo diệu. Bây giờ trong cơ thể lúc này nguyên khí không thể sử dụng, chỉ bằng luyện tập khống chế lực. Trong ra ngoài động mưa đã tạnh, Nhạc Phạm lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài bắt đầu luyện thử võ công. Hắn nóng lòng muốn thử một lần thân pháp này. Trong rừng cây, một thân ảnh lóe lên, phảng phất phi hành không ngừng biến hóa phương hướng. Nếu là người bình thường trông thấy cảnh này, sợ rằng thế gian xuất hiện quỷ lâm. Năm lần, chỉ có thể biến hướng năm lần. Xem ra đây là cực hạn của ta. Dương thân một chút, nhạc phàm thở dốc tự nói. Nội tâm có chút uể oải là hắn cố gắng lần thứ 25. Vốn nhạc phàm tưởng rằng có thể biến hóa phương hướng 10 lần, nhưng khi trải qua mới biết được, nguyên lai like khống chế lực lượng cơ thể cũng không phải đơn giản như vậy so với phá kính là bạo phát lực lượng thì loại công phu này chú trọng phân đều năng lực trong các bộ vị trên cơ thể lúc đầu nhạc phàm chỉ có thể miễn cưỡng trên không trung chuyển hướng hai lần liền rơi xuống đất trải qua nhiều lần thử luyện cuối cùng hắn cũng có thể chuyển hướng năm lần trên không trung trên không trung chuyển hướng năm lần là cực hạn của hắn bất luận cố gắng thế nào cũng không đủ lực tiếp tục chính mình đã cố gắng sau này có thể thử lại trước tiên phải đi tiếp quan trọng hơn nhạc phàm thu thập tâm tình từ sơn động nhỏ đi tiếp. Tiếp tục đi tới phía trước là cảnh dương chấn. Nhạc phàm căn cứ vào chỉ dẫn của người dân đảo Nguyên Thôn, theo đường phía trước bước đi. Cảnh dương chấn. Bốn phía núi non bao quanh, nằm ở duyên hải phía tây. Địa hình khó di chuyển, vị trí hẻo lánh. Thuế má hàng năm lại quá nặng, khiến cho vốn là tiểu chấn tái nguyên nghèo khó, căn bản là không cách nào đạt tới cuộc sống sung túc. Hoàn cảnh nơi này đúng là không tốt, Mỗi hộ gia đình đều cố gắng tự cung tự cấp để cố nọ ấm. Hơn nữa, nơi này cách xa chiến tranh cho nên so sánh với những nơi loạn lạc khác trấn này vẫn có vẻ bình yên hơn rất nhiều nơi khác. Chỉ bất quá, hôm nay tiểu trấn bình yên này lại trở nên náo nhiệt. Chỉ thấy giữa con đường lớn ở cửa bắc tiểu trấn một đám đông dân chúng đang tụ tập. Những người phía sau cũng dáng đưa đầu nhìn vào bên trong. Liếc mắt nhìn qua là hai đạo sĩ một già, một trẻ đang ở đấy nói chuyện. Lão đạo hai tròm râu bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, hơn 50 tuổi nhưng tinh thần sung mãn, thân mặc đạo bào màu xanh, mang vẻ cao nhân đắc đạo. Tiểu đạo sĩ đứng ở một bên trông có vẻ non nớt, khuôn mặt trắng nõn hồng hào, mặt mũi thành tú, hình dạng kim đồng được mọi người khen ngợi mãi không thôi. Vô lượng thiên tôn Đợi cho dân chúng an tĩnh trở lại, lão đạo chỉnh sắc chắp tay nói. Bần đạo là chuyển nhân thứ 19 của Long Hồ Sơn, đạo hiệu bất giới. Tổ sư gia là đạo tiên Trương Đạo Lăng. Ngày nay loạn lạc, tất có yêu mà gây thế gian, cho nên chúng ta tuân theo mệnh trời, hạ sơn giúp đời. Hôm nay, bần đạo cùng đệ tử đi ngang qua nơi đây. Trông thấy chấn này nhân khí không thịt, âm khí giản sinh, có âm hồn bất tán. Cho nên tại đây thông báo Hy vọng mọi người hãy chuẩn bị. Nếu không, cuối năm nay là lúc cực ấm, đó là lúc đại hàn của trấn này. Đến lúc đó, xác chết tràn ngập khắp nơi, không sinh vật nào sống sót. Ồ! Oh. Bất giới ngự khí âm trầm khiến cho mọi người xung quanh ồn ào bàn tán, về mặt vừa khẩn trương vừa không tin tưởng. Cái gì? Không thể nào, ngươi có lầm lẫn hay không đó? đúng vậy, đúng vậy, tiểu trấn của chúng ta vẫn bình yên, cũng chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra mà. Thật là đạo sĩ không nên nói lung tung à. Đúng vậy, đúng vậy, giữa ban ngày làm gì có âm hồn. Mọi người yên lặng, đều yên lặng. Một thanh âm thanh thúy hô to cắt đứt sự ồn ào của mọi người. Sư phụ của ta chính là truyền nhân của Lăng Hồ Sơn, người tuân theo mệnh trời xuống núi giúp đời. Như thế nào lại đi đừa lão bách tính các người? Vốn là chúng ta có hảo tâm, hy vọng có thể làm chút chuyện thiện duyên, tích nhiều công đức cho đến viên mãn, nhưng các người, các người thật ngu dốt. Nếu như vậy chúng ta rời đi ngay. Bất quá, hy vọng các người có thể sống qua khỏi năm nay. <laughs> người nói chuyện đúng là tiểu đạo sĩ bên cạnh bất giới. Hắn càng nói càng khí thế, vẻ mặt phẫn nộ, đang phẳng phất như chính mình chịu ủy khuất rất lớn vậy. Nói xong liền kéo sư phụ đi ra khỏi đám người như muốn rời đi. Ai... Bất giới thở dài lắc đầu luyến tiếc nói Ta có lòng tử bi Thế nhưng người khác lại nghi ngờ nếu các vị coi thường bần đạo như thế, bần đạo cũng sẽ không lưu lại, chỉ là rời đi, chỉ là, à, không nói nữa, không nói nữa, đi thôi. Bất giới vẻ mặt bi thương đau xót, chúng nhân thần sắc bất định, thấy hai người bọn họ phải đi, cũng không tránh đường ra. Các người là sao đây? chẳng lẽ muốn cản trở chúng ta? tiểu đạo sĩ tức giận nói. Chờ một chút. Phía sau đột nhiên hô to một tiếng, một thanh âm già nua gọi bất giới hai người lại. Hai vị đạo trưởng đừng đi, đừng đi. Lão đại nhân, là lão đại nhân tới. Đám người tự giác tránh sang hai bên. Lúc này một vị lão giả cao tuổi, chống quả trượng, được người khác đỡ tập tệnh đi tới. Người này đúng là lão nhân có bối phận cao nhất trong chấn. Bởi vì hắn đã từng làm quan, cho nên người trong chấn đều xưng hô là lão đại nhân. Ở đây, lão có hy vọng còn cao hơn cả quan tại nhiệm nét cười chợt lóe qua trong mắt bất giới xoay người hướng tới lão nhân chập tay nói vì lão tiên sinh này có gì chỉ giáo lão nhân cũng trả lễ hơi thở suy nhược vô lực nói đạo trưởng giữ giữ lễ người nơi này chưa từng ra bên ngoài ít nhiều ít ít nhiều có chút không biết cũng mong rằng đạo trưởng đừng Đâu nào đâu đạo, chúng ta là người tu đạo, không có trách bất cứ ai cả. Bất giới khẽ cười nói. Lão nhân gật gật đầu, khẩu khí thong thả nói. Đà tạ đạo trưởng khoan lượng. Lão phù muốn hỏi đạo trưởng người như thế nào biết được chấn này có âm hồn. Bất giới vuốt hai chòm dâu bạc nhìn bốn phía nói. Bẩn đạo đi ngang qua nơi này, quan sát chấn này âm khí không tiêu tan. Nói vậy, địa phương này tưởng có người chết oan chính là nguyên nhân như thế khiến cho nơi này không có nhân khí không thể phồn vinh được phương hàm một bên cởi thầm nói nói nhảm ở thế gian nơi nào lại không có người chết oan oán với không oan cũng khó nói rõ sư phụ hỏi câu này hay là có trình độ à nói hêu, nói vượn một người phụ nữ khinh thường nói mọi người đều biết chúng ta ở nơi này nhiều năm qua luôn bình an vô sự nơi nào mà có người chết oan rõ ràng là nói bậy Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đồng thanh nói. Đối mặt với dị nghị của người dân, bất giới không thèm để ý. Ngược lại, bộ dạng như đã định liệu từ trước. Các người cầm mồm. <laughs> Đạo trưởng, hắn nói đúng. a, à, mọi người ngạc nhiên, nhất thời toàn bộ im lặng. Đợi mọi người hết huyên áo, lão nhân mới nói. Hơn hai mươi năm trước, khi ta còn là huyện lệnh cảnh dương chấn chúng ta, Địch ra con người chết không minh bạch. À, mọi người kinh ngạc vội hỏi lão đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ây, ta còn tưởng rằng đã cao tuổi trí nhớ không còn tốt, nhưng nhưng các ngươi còn không bằng ta, chẳng lẽ các người đã quên ngôi nhà hoang đó? Lão nhân sắc mặt có chút trắng bệch lắc đầu nói nhớ lại hơn hai mươi năm trước. Phía Nam Trấn có một trang viện của một gia đình giàu có. Trong một đêm, hai mươi người tất cả đều bỏ mạng. Cái khác các người cũng đừng hỏi. À, ngài nói là ngôi nhà ma bỏ hoang đó. Ừ, chúng nhân không người nào lên tiếng, không khí xung quanh vô cùng trầm trọng và áp bức. Vô lượng thiên tôn, bất giới chắp tay nói, bần đạo không dám nói dối. Chỉ vì có học qua thông thiên thuật Mới có bản lãnh thiền nhãn Nếu các người còn không tin Có thể thử một lần Ồ thử như thế nào Tới rồi Phương hàm thầm than Chiều này của sư phụ thật sự là trăm phát trăm trúng <laughs> Bất giới ho khai một tiếng Bấm ngón tay tính toán một trận Quay lại nói với người phụ nữ vừa rồi Vị thí chủ này lông mày cong Mỏng Quét qua thiên tinh Kéo dài tới gần tai chán bằng phẳng là tướng khắc chồng có lẽ vì ba chữ tòng đã ở quá nhiều năm ngươi bất giới không để ý tới người phụ nữ đó nữa lại chuyển tới một gã nam tử bên cạnh sau một lúc thì đánh giá lắc đầu nói vị thi chủ này mũi nhọn mi mỏng khóe mắt còng xuống chắc chắn sòng thần đã sớm qua đời vị thi chủ này bất giới liên tục nhìn bốn người mà nói tất cả đều là lời thật khiến cho mọi người không thể không tin trên mặt nhất thời tràn ngập kính phục bất giới trong lòng đắc ý tiếp theo nói trấn này mặc dù bây giờ gió êm sóng lặng nếu âm hồn nơi này một ngày không an nghỉ các người còn chưa yên một ngày một khi âm khí nhập thể nhẹ thì đau ốm nặng thì mất đi tính mạng ta cảm đoàn chắc chắn nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng rất khó qua khỏi năm nay À, như vậy phải làm sao? Đúng vậy, chúng ta cần phải làm sao? Đạo trưởng xin giúp đỡ chúng ta đi à? Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đều khủng hoảng, lão nhân càng kích động nói. Đạo trưởng, bản lãnh ngại như thế, hãy, hãy cứu giúp chấn của chúng tôi. Lúc này trong lòng mọi người không một chút hoài nghi. Bật giới hơi cười nói. Bẩn đạo thân là chuyển nhân trên Long Hồ Sơn, là một thân trừ ma vệ đạo, mang trách nhiệm, tự nhiên không từ chối. Đại tạ đạo trưởng, đã tạ đạo trưởng, đạo Trường, trường. trường thật là Bồ Tát chuyển thế, đại ân đại đức của đạo Trường chúng ta khắc ghi trong lòng. Sắc trời đã tối, trong cảnh dưỡng chấn đèn đuốc sáng bừng, xa xa nhìn lại giống như là ngôi sao lóe lên trong đêm đen. Không khí tràn ngập mùi ẩm ướt nồng đậm, tự hồ như muốn mưa. Trong khí trời không tốt như thế, ngã tư đường và ban đêm đã vắng vẻ rất nhiều. Đường cái lớn phía bắc, trong hẻm tối nhỏ đen, có hai người lữ hành đang bàn tán cái gì đó chỉ truyền một vài âm thanh thật là thần bí sư phụ người nơi này đúng là chưa thấy qua việc đời thật không nghĩ bọn họ dễ bị lừa gạt như vậy tùy tiện nói ra hai câu bọn họ đã tin là thật còn đưa tới cho chúng ta nhiều đồ vật như vậy ha 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 chúng ta đã bỏ cả nửa ngày để nghe ngóng tin tức chuẩn bị cẩn thận như vậy đương nhiên có thể dĩ giả dạ loạn chân đương nhiên bất quá chúng ta lừa gạt dân chúng như thế này trong lòng ta thật sự không thoải mái. Đang nói chuyện, ngữ khí bỗng có chút do dự. Đổ đệ ngoan, không cần lo lắng, chúng ta cũng chỉ lấy một ít để nuôi miệng mà thôi. Cũng không phải mưu tài hại mệnh, cũng không thể tính là quá mức, phải không? Cho nên chúng ta cũng không hoàn toàn là người xấu. <laughs> Nhưng thật ra, được rồi, được rồi, sau này chúng ta không lừa gạt dân chúng nữa, không hay sắc trời âm mù không khí ẩm ướt này xem ra trời sắp mưa đi chúng ta trước tiên đi tìm chỗ trú mưa cái đã rồi bàn bạc sự tình sau này tốt tốt ta đói khủng khiếp rồi chúng ta đi mau thanh âm dần tắt người cũng rời đi nguyên lai ở trên đời có loại nghề gọi là lừa đảo chỉ là người bị lừa thường thường đều cảm thấy an tâm vì bọn họ mà nỗ lực đi thẳng một đường Nhạc phàm vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, giả trang khuôn mặt thành già nua hợp với mái tóc bạc trắng của mình. Lúc này đêm khuya yên tĩnh, trên bầu trời sấm sét nổi lên. Không lâu sau mưa to như chút nước, hắn phải tạm trú vào một gian nhà bỏ hoang giữa tiểu trấn. Nhớ tới trên người mình có sấp ngân phiếu dày, nhưng chỉ có thể ở tại chỗ này. Nhạc phàm trong lòng không khỏi cười khổ. Bất quá nói trở lại, sát thủ đúng là nghề kiếm được nhiều tiền. Nhạc Phạm sau một hồi tức đoạt, Bây giờ trên tay hắn có hơn vạn lượng ngân phiếu, lần đầu tiên có nhiều ngân phiếu như thế, Nhạc Phàm lại chẳng biết làm gì. Đó là phụ thân Lý Đàm đưa cho hắn, là đan tâm thạch, mỗi khi Nhạc Phàm trong lòng nhớ lại, sẽ không nhịn được sờ lên mảnh đá thân thiết. Cúi đầu trước đống lửa trước mặt, ý nghĩ của Nhạc Phàm bay xa ngàn dặm ra bên ngoài. Lục bụp, lục bụp. Bên ngoài Đào Nguyên thôn, một đám người bịt mặt lặng lặng ẩn nấp ở bốn phía mặc cho mưa ướt toàn thân. Ánh mắt bọn họ sắc bén, tựa như bầy sói hung ác, nhìn thẳng vào ánh lửa trong thôn. Giết! Theo tiếng ra lệnh, tất cả đám người bịt mặt đồng loạt rụng mãnh xông lên. Lúc xông vào trong thôn, hơn 10 người trật tự phân tán ra, tiến nhập vào trong các hộ gia đình. Bên ngoài một căn nhà nhỏ, một gã nam tử đang đứng quay mặt, mơ mơ màng màng, cảm thấy phía sau có trận gió lạnh. Khi hắn quay đầu nhìn lại, bạch quang chợt lóe lên lướt ngang qua cổ, cả người cứ như vậy chậm chậm ngã xuống đất, không phát ra một âm thanh nào. Chết chóc, yên tĩnh, chết chóc. Ngoài trừ tiếng mưa, cơ hồ không nghe được âm thanh nào khác, kể cả tiếng chó sủa. Một cảnh tượng như thế lại xuất hiện tại đảo Nguyên Thôn, trông thật quỷ dị vô cùng. Như thế nào? Ngoại trừ một đứa trẻ mất tích, còn lại đều bị diệt khẩu. Tìm kiếm lại, không nên lưu lại mạng đảo. Xong việc đem tin tức chuyển ra ngoài. Vâng dịch lão lệ bất tận nhược thị hữu tình bạch phát nùng xanh mệnh trong mắt đông trời có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được thôi tới rồi nhanh nhanh vào đi một thanh âm mạnh mẽ từ bên ngoài nhà truyền vào vừa dứt lời không lâu một lão giả dâu bạc trắng thân mang đạo bà màu xanh từ ngoài chạy vào sau đó là một gã tiểu đạo sĩ mặt như kim đồng chạy theo bọn họ một thân ướt đẫm chật vật không chịu nổi đúng là đạo sĩ bất giới và đồ đệ phương hàm ban ngày tiến hành lừa gạt trên đường xui xẻo mưa cái kiểu gì vừa nói mưa đã đổ xuống ồ nhà quỷ mà cũng có người dám tới bất giới trông thấy có người ở đây cảm thấy kinh ngạc sừng sốt một lúc vội vàng chỉnh sửa đạo bào thân thể nghiêm trang chấp tay bộ dáng đạo mạo hiên ngang chăm chú nói vì thế chủ này nơi này là chỗ bất tường nhanh chóng rời đi vẫn là tốt nhất nhà phàm trông thấy có người đột nhiên xông vào trong lòng lập tức cảnh giác, nghe lão đạo về mặt chân thật nói chuyện, hắn hỏi lại: nếu là bất tường, sao các người còn tới đây? Cái này, lão đạo còn chưa kịp nói, phương hàm phía sau liền lớn tiếng đáp: vì này đại sư phụ ta đình đỉnh đại danh là bất giới chân nhân, chúng ta là truyền nhân trên long hổ sơn, bình thường yêu ma quỷ quái nhìn thấy chúng ta còn chạy không kịp, sao còn dám tới chọc chúng ta? nhạc phàm liếc mắt đánh giá phương hàm một cái, lạnh nhạt nói: bên ngoài mưa lớn, tả đây chú mưa thật ra nhạc phàm đối với quỷ thần cho tới bây giờ không hề tin tưởng bởi vì hắn chỉ dựa vào cố gắng của chính mình nên mới có thể tồn tại thần tiên chỉ là khát vọng đẹp đẽ trong lòng mọi người mà thôi sau một hồi trầm mặc phương hàm không từ bỏ dùng ngữ khí âm trầm đe dọa nơi này có lệ quỷ rất hung ác đến lúc đó nếu ngươi có cụt tay gãy chân đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi thật đúng lúc ta còn chưa thấy qua nói xong nhạc phàm hai mắt khép hờ không thèm để ý tới bọn họ phương hàm trông thấy đối phương ngoan cố như thế trong lòng khẩn trương lôi nhẹ tay áo của sư phụ nói sư phụ chúng ta bây giờ làm như thế nào người này không đi chúng ta bất giới phất tay ngắt lời nói không quan hệ trước tiên ở tạm một đêm cái đã đợi sau này ra khỏi thành rồi mới tính tiếp nơi này là nhà quỷ tin tưởng là không ai tới nơi đây Chà! liếc mắt nhìn nhạc phàm trong phòng một cái lại nói đương nhiên quái nhân kia là ngoại lệ. Ờ, Phương Hàm gật mạnh đầu tỏ vẻ rất đồng ý. Tiếp đó, lão già quay đầu lại đi tới chỗ nhạc phàm nói. Vì thí chủ này, nếu người không muốn rời đi thì cùng bần đạo ở đây không cho quỷ lệ đi ra làm nguy hại nhân gian. Cứ tùy tiện. ấc ờ, nhạc phàm ngữ khí không nóng không lạnh làm lão đạo sững sờ đứng một bên trông thật là xấu hổ. Phương Hàm trông thấy sư phụ chịu nhục đang muốn tiến lên giao huấn đối phương một trận bị bất giới kéo lại. Thôi đi, nhiều chuyện không bằng ít đi một chuyện, ít chuyện không bằng vô sự, chúng ta trước hết ngồi xuống kết đã. Phương Hàm nghe sư phụ nói như thế, cuối cùng cũng chỉ lạnh lùng quay về phía nhạc phàm hơn một tiếng. Nhạc phàm cũng không để ý, tiếp tục nhắm mắt điều tức, nhưng sự chú ý của hắn tùy chung không rời khỏi hai người bất giới. Bất giới từ trong người lấy ra hai củ khoai lang, đưa cho Phương Hàm, lưu lại cho mình một củ. Phương Hàm một bên bóc khoai lang, một bên bất mãn nói. Ở chỗ này một chút đồ ăn ngon cũng không có. Phanh, bất giới gõ lên đầu Phương Hàm một cái, tức giận nói. Đã có cái ăn là không tệ rồi, còn oán trách gì nữa. Nhìn nhạc phàm bên đó không nhúc nhích, bất giới hảo ý nói. Huỳnh đệ, trong bộ dạng người chắc chưa ăn gì, không bằng nếm thử một chút, mặc dù là bữa ăn quà loa à, nhưng vẫn còn có thể no bụng. Nhìn nhạc phàm không nói, bất giới lại xấu hổ một phen. Phương Hàm nổi giận nói, Sư phụ, ngươi quản người đó làm gì? Không biết tốt xấu. Nhạc phàm thản nhiên nước mắt nhìn hai người một cái rồi nói. Cảm ơn, ta đã ăn rồi. À, hai người sừng sốt, Phương Hàm cả giận. Thôi đi, không cần để ý tới hắn. Ngoài trời mưa to như chút nước, trong nhà hoang truyền đến từng trận âm phong. Tâm thần cảm thấy hồi hộp, nhạc phàm hai mắt đột nhiên mở ra, hướng nhìn lên nóc nhà, nhưng không thấy gì cả sao lại không có? Vừa rồi rõ ràng có cảm giác có người đang nhìn trộm ta mà. Chẳng lẽ cảm giác sai sao? Nhìn nóc nhà trống không, nhà phàm không khỏi nghi hoặc. Linh giác của bản thân luôn luôn chuẩn xác. Cao thủ bình thường không có khả năng tránh được linh giác của hắn. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có ma quỷ? Nghĩ đến đây, nhà phàm không khỏi tự cười giễu mình. Không cần nghĩ tới, nghe đạo sĩ nói xong, tự nhiên lại có thể nghĩ ra ý nghĩ kỳ quá như thế sau một lúc yên tĩnh trong phòng vang lên tiếng gáy nhạc phàm trợn mắt nhìn về phía hai người bất giới phát hiện không có gì lạ không để ý tới nữa chỉ là luôn cảnh giác mà thôi một đêm không nói một từ hôm sau trời mới hưởng sáng nhạc phàm nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi chờ một chút bất giới nhanh chóng ngồi dậy chuyển thân gọi nhạc phàm lại nói đêm qua ta đã quan sát tướng mạo huynh đệ Tựa hồ trên người người có sát kiếp. Lão đạo sĩ nói một câu, nhạc phạm trong lòng khẽ run, nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, thản nhiên hỏi, thì sao? Bất giới cứng cỏi nói, vì huynh đệ này trông tướng kiên nghị, sống mũi thẳng, hẳn là mệnh trêu người. Mệnh trêu người, khắc thần khắc hiểu, chính là tất cả đều chết, chỉ ta không chết, chính là sát tướng. Nếu là người khác nghe nói đến đây, không thể không cho đạo sĩ này một trận. Chỉ là nhạc phàm ngoại trừ thân thể khẽ run, ngoài ra không có phản ứng nào khác. Bất giới tiếp tục nói, bất quá trên đỉnh đầu kỳ quang thoáng hiện, số phận tối tăm khó đoán, ấn đường đen hơi đỏ, chính là họa phúc tương quan. Đối với người, mệnh nằm giữa sinh tử và thiên cổ kỳ tướng. Thiên cổ kỳ tướng. Bất giới vuốt hai chỏm dâu bạc, than thở không tôi. Xoay người lại, nhạc phàm do hỏi, ông biết xem tướng. Bất giới tự đắc nói, Bần đạo chẳng những tinh thông mệnh lý đối với các thuật tìm long huyệt đoán mệnh trời ta đều tinh thông bất quá mắt xoay chuyển vội ho một tiếng đương nhiên công việc chính vẫn là thiên sư chốc quỷ hàng yêu à, 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 à. trời còn chưa sáng mà ồn ào quá phương hàm đã tỉnh giấc liêm diêm mắt ngáp dài kéo kéo ống tay áo của bất giới nhẹ giọng nói sư phụ người xem cho một quỷ đói người bỏ công ra có được cái gì đâu Bất giới tức giận nói, cái tên tiểu tử này chẳng biết gì cả, nhân mạng của người này rất kỳ lạ, lão phù hành tẩu trong thiên hạ đã hơn 10 năm rồi, chưa bao giờ gặp qua, không có lối nào chắc chắn cả, một thân sở học của ta phải làm thế nào đây? Hồi tưởng lại lúc mới học nghệ, lão đạo thở dài. Không thể nào, sư phụ, khi mà người đoán tướng, không phải là người chỉ lừa dối phụ nữ và trẻ con không biết gì sao? Phương hàm che chán, hai mắt khinh thường nhìn bất giới, bộ dạng giống như là nhìn một kẻ đùa đảo. Bất giới tức giận vành cả dâu, gõ cho Phương Hàm một cái, nói Ta là sư phụ ngươi, những kỹ năng kiếm sống, ngươi có thể quên đi. Những gì ngươi học trước kia, chỉ là để lương gạt người. Bây giờ có nói người cũng không hiểu. Rõ ràng là lừa gạt ngươi mà. Phương Hàm ôm đầu, bộ dáng ủy khuất. Nhạc phàm lúc này trong lòng nảy sinh ý nghĩa, chú ý hai người đang thì thầm. Sau khi lấy lại tinh thần, quay về phía bất giới, chắp tay thì lễ nói. Ta muốn tìm người không biết đạo trưởng có thể giúp đỡ tài hạ không? Ây, bất giới sửng sốt, lập tức mỉm cười gật đầu, tự hồ hài lòng đối với thái độ của nhạc phàm. Tìm người, chỉ đơn giản là tính toán mà thôi. Chuyện nhỏ, được rồi, người muốn tìm người nào? Người thân, trong mắt hiện lên nét buồn thương, nhạc phàm trầm giọng nói. Tính dành với sinh thần bát tự. Lý nhạc phàm, năm mậu tí tháng 9, ngày 9 giờ hợi không một chút do dự, nhạc phàm nói thẳng. Bất giới bấm ngón tay tính toán. Ồ, bất giới thu hồi tay trái, lắc đầu khó hiểu. Mặc dù nhạc phàm đối với việc này cho tới bây giờ không hề có kỳ vọng gì, nhưng lần này thật sự hy vọng, trong lòng cảm thấy chưa bao giờ khẩn trương như thế này. Đạo trưởng, thế nào rồi? Có kết quả không? Thấy bất giới dừng tính toán lại, nhạc phàm lập tức tiến tới hỏi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy bất an. Bây giờ rốt cục cũng hiểu được, Tại sao con người lại tin vào tiên Phật? Bởi vì khi mà người ta tuyệt vọng, thì đó là tiêu hy vọng cuối cùng. Không để ý đến vẻ mặt lo lắng của nhạc phàm, bất giới lại khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, hai tay chập lại. Nhạc phàm không dám quấy dày, chỉ thấy mười ngón tay của bất giới giống như là ảo ảnh, trước ngực không ngừng biến hóa, nhưng mày cao lại, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Phụt, một tia máu tươi từ miệng bất giới phun ra, hóa thành huyết vụ, sau đó lão té ra trên mặt đất, cả người không thấy cử động. Sư phụ, đạo trưởng, nhạc phàm cả kinh, bước tới nâng lão đạo dậy. Lúc này Phương Hàm đã vọt tới, đẩy nhạc phàm ra, ôm chặt lấy bất giới. Bất giới về mặt lúc này tái nhợt, khóe miệng dính máu, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói. Không thể như vậy, không thể như vậy, quái gì, quái gì. Sư phụ, người làm sao vậy? Sư phụ, sư phụ. Phương Hàm thấy vậy tâm như lửa đốt, trong mắt đã có ngấn lệ. Bất giới là người thân duy nhất trên đời này của hắn, tránh ra nhà phàm thấy lão đạo bị như thế nhìn không được mở miệng nói phương hàm sừng sốt vội vàng lau nước mắt giận dữ hét lên là ngươi là ngươi là do ngươi nếu không phải do ngươi sư phụ ta làm sao lại bị như thế này Hả? <laughs> nhà phàm lạnh lùng hờ một tiếng bước thẳng ra phía trước cứu người như cứu hỏa không thể đứng đó mà tranh luận nếu không phải lão đạo do ta mà bị thương chắc gì ta đã để ý đến là do ngươi hại sư phụ ta như vậy chứ đủ sao cút đi Phương Hàm ôm chặt lấy bất giới quát lên. Nhạc Phàm không kiên nhẫn, nhấc Phương Hàm quẳng sang một bên, tiếp theo cầm lấy tay trái bất giới mà bắt mạch. Người làm gì vậy? Phương Hàm kinh hãi, đang muốn tiến lên ngăn cản thì lại bị quát, đứng lại. Nhạc Phàm hét lớn một tiếng lạnh lùng nói, nếu người không muốn ông ta có mệnh hệ gì, thì hãy đứng sang một bên, nếu không, ông ta chắc chắn chết. Vừa quát xong, Phương Hàm quả nhiên đứng im, trong lòng kinh hoàng không ngừng, chỉ lo lắng đứng nhìn nhạc phàm từ nơi vạn tiên sinh học được không ít thi thuật đối với việc chữa bệnh cũng không xa lạ ít nhất cũng không thua ngự y của hoàng cung xem mạch một hồi nhạc phàm nhanh chóng liên tục điểm mấy huyệt đạo trên người bất giới cuối cùng ngón tay điểm vào sau mệnh môn một đạo nguyên khí nhẹ nhàng từ ngón tay nhạc phàm được đưa vào cơ thể của bất giới đang suy yếu bất giới cảm thấy một loại năng lượng nhu hòa truyền vào trong cơ thể tâm thần nhất thời tỉnh táo tinh thần dần dần, dần khôi phục lại oh. Bất giới thở mạnh một hơi, sắc mặt hồng hào lên rất nhiều. Thấy bất giới đã hồi phục, Phương Hàm lập tức chạy tới, ôm lấy bất giới thút thít nói, Sư phụ, sư phụ, con còn tưởng rằng... Bất giới tinh thần đã khôi phục, tâm tình đều tốt, liền cười nói, Tiểu quỷ, lần đầu tiên ta thấy người khóc vì ta đấy. <laughs> Phương Hàm đại hận, nếu không phải bất giới vừa mới hồi phục, thì hắn đã nổi cơn rồi. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể trừng mắt, quay về phía bất giới mà nói, vậy người sao không chết đi ta tức chết ha, 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 ha. Ha, 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 giữa hai người sớm thành thói quen đùa giỡn như thế này tự nhiên không để ý đến người ngoài nhìn quanh một hồi cuối cùng bật cười ha hả bất giới xoay người đối diện với gương mặt tái nhợt của nhạc phàm nói đà tạ vị huynh đệ nếu không cái mạng giả này không thể tiếp tục ở đây rồi người người không xạo chứ nhạc phàm không nói chỉ nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng kêu khổ vừa vất vả khôi phục lại được nguyên khí lại bị tiêu hao xem ra thật sự là mạng khổ phương hàm bị mồi nói sư phụ để ý nên hắn làm cái gì nếu không phải là do hắn người cũng sẽ không bị như thế này bật giới qua tài nói việc này không phải là lỗi của hắn chỉ là vừa rồi ta nhất thời tò mò miễn cưỡng thi triển cấm thuật nghịch toán muốn tìm hiểu thiên cơ mới thành hậu quả như thế chứ không phải là do hắn phương hàm nhìn sư phụ muốn hỏi rồi lại thôi Bất giới đương nhiên hiểu được phương hàm trong lòng đang nghi hoặc, vuốt dầu, giọng ấm áp nói: người theo sư phụ từ nhỏ, trong lòng ngươi nghĩ gì, sư phụ đều hiểu được. Sau này ta sẽ nói cho người biết. Ai? Nhà phàm không đợi nguyên khí khôi phục, vừa mở mắt ra đã vội hỏi: không biết đạo trưởng có đoán được người thân của ta đang ở nơi nào hay không? Đáng tiếc. Bất giới lắc đầu, diện mạo khó còi nói: ta mới vừa rồi có tính toán, nhưng không cách nào tìm được người. Vì vậy tò mò sử dụng mật pháp của sư môn thiền cấm để tìm hiểu thiên cơ. Bất quá... Bất quá thế nào? Nhạc phàm nhíu mày trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Bất giới lúng tống nói. Bất quá... Không nhìn, không thấy bất cứ điều gì. Chỉ là một mảng mênh mông. Sao lại như thế? Bất giới giải thích xuất hiện tình huống như vậy hẳn là do hai nguyên nhân chính một là có người đạo hạnh cao thâm hơn ta làm phép giấu đi thiên cơ làm cho ta không cách nào tính ra nguyên nhân nguyên nhân còn lại là trời cũng không biết trời cũng không biết nghĩa là sao nhạc phàm sừng sốt nằm ngoài vận mệnh trời cũng không biết nghĩa là số mệnh của người thân ngươi trời cũng không biết tự nhiên không cách nào tính ra bất giới khẽ thở dài cái gì phương hàm vô cùng kinh ngạc trời cũng không biết nếu là người thường ở đây nhất định sẽ cho là lão đạo đang hồ ngôn loạn ngữ phải biết rằng thân là thuật sĩ tâm phải như công thuận theo thiên mệnh trời là lớn nhất nhưng ta lại có hành động nghịch thiên như vậy. Ta làm sao mà bảo ngươi tin lời ta nói? Nhạc Phạm nhìn thẳng vào hai mắt của bất giới, phảng phất như muốn nhìn thấu cả linh hồn. Một lúc sau, Nhạc Phạm trong mắt hiện lên nét thống khổ, thản nhiên nói. Ta tin ông. Bất giới nghe như vậy sừng sốt, lập tức khóe miệng nhếch lên, vuốt râu gật gật đầu. Nhạc Phạm lấy từ trong lòng ra một tấm ngân phiếu, đưa cho lão đạo. Tiếp theo, xoay người đi ra khỏi phòng. Nói đi là đi, thật là có tính cách. Bất giới một mặt nói thầm, một mặt đánh giá tấm ngân phiếu trong tay. Nhìn nhạc phàm rời đi, lão cười ha ha, cất tiền vào trong lòng, tiếp theo thì thảo tự nói. Nhấu loạn thiên cơ, kỳ thật có khả năng khá lớn. Người có đạo hạnh hơn ta không nhiều. Chẳng lẽ thật sự là... trời cũng không biết. Suy tư một lúc, bất giới quay sang phương hàm, vẻ mặt tự đắc nói. Ha ha ha. Ngươi còn nói ta nghèo. Ngươi xem nhân ra, tùy tiện xuất ra một bài, đã kiếm được ngân phiếu mấy trăm lượng. Phương Hàm cúi đầu trầm tư, căn bản không để ý tới người khác, trong miệng lầm bẩm Lý Nhạc Phạm, Lý Nhạc Phạm, cái tên này thật quen thuộc, đã nghe ở đâu rồi? Lý Nhạc Phạm. À, biết rồi. Suy nghĩ một hồi, Phương Hàm chợt vỗ tay nói, ta đã biết, ta đã biết. Bất giới thân thể run run, nghi hoặc nói, tiểu quỷ là cái gì vậy? dọa ta giật mình, ngươi biết cái gì? Lý Nhạc Phạm, ta nhớ ra rồi, ta, ta dám chắc, chính là mục tiêu của hắc bảng Lý Nhạc Phạm. Phương Hàm kích động nói, à, bất giới cũng cả kinh, nói thầm. Khó trách nhìn hắn sát kiếp nặng như vậy, nguyên lai là như thế. Xem ra ít tiếp xúc với hắn là tốt nhất, đỡ phải dính sát kiếp vào người. Sư phụ, nhìn vẻ mặt Phương Hàm hai mắt tỏa sáng, bất giới nói, ngươi tính làm gì, Người không tính là sẽ tìm giết hắn đấy chứ. Người nghĩ mạng lớn nên tính kiếm thêm cho ta sao? Có khả năng ở trên hắc bảng lâu như thế. Người như vậy chúng ta không thể so sánh được. Người đừng có nằm mơ. Phương Hàm tức giận nói. Bằng vào bộ dáng của ta, làm sao lại có cái chủ ý đó? Ta chỉ là đang suy nghĩ làm sao người gạt được nhiều tiền của hắn. Ha, nhìn bộ dáng của người, chắc là có nhiều tiền. Được rồi, vừa rồi thấy người cất ngân phía vào lòng, nhanh đưa ta xem thử là bao nhiêu tiền. Đầu nào, không phải người nói hắn là quỷ đói mà, nhìn thế nào mà bảo hắn có tiền. Bất giới bắt đầu trêu chọc. Nhân ra thân thằng bất lộ, không nên giả lơ, đừng mơ tưởng nói xạo, mau đưa ra đi. Phương Hàm xông vào đánh về phía bất giới. Người làm gì vậy, ta là sư phụ của người đó. Thầy trò cũng phải tính toán cho rõ ràng, phải không? Người dừng tay. Hai người níu kéo đùa giỡn như những đứa trẻ. Qua một lúc, phương hàm ngừng đùa giỡn nghỉ lấy hơi hỏi sư phụ chúng ta tính đi đâu bây giờ xung quanh loạn lạc muốn tìm một chỗ cho yên thân cũng khó thật là bất giới ôm cảm nói chuyện của thiên hạ tất có người trong thiên hạ lo chỉ cần ở đâu có người ở đó sẽ có tranh đấu làm gì có nơi nào mà thanh tịnh bất quá phật gia có câu nếu tâm an bình nơi nào cũng là nơi thanh tịnh phương hàm dùng mình hỏi sư phụ người không phải là đạo sĩ sao? như thế nào lại biết Phật ngữ? <laughs> cái này, <laughs> ta làm đạo sĩ không phải là giả sao? bất giới xấu hổ giả là nói, nghe nói hãn vương bảo tàng lại tái hiện giang hồ, loại náo nhiệt này chúng ta có thể nào mà bỏ qua? nói không chừng chúng ta đến lúc đó cũng có thể thu hoạch một ít, đến lúc đó không muốn phát tài cũng không được. <laughs> điểm đến kế tiếp của chúng ta là hàng châu tốt ha, 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 ha. tiếng cười gian xảo của hai thầy trò vang vọng cả một vùng hoang vắng xung quanh khi bất giới hai người rời khỏi căn nhà hoang không ai để ý ở phòng trong xuất hiện một làn xương đen nhàn nhạt, nhạt trong giây lát căn nhà hoang bị bao trùm bởi một màn âm khí Trầm dặm phía đông nam cảnh dương Trấn là một khu rừng lớn Người dân ở đó có truyền thuyết rằng có thần tiên ở trong đó, phù hộ cho thủy thổ nơi này. Đương nhiên, đó chỉ là do người dân ở đây tưởng tượng ra mà thôi. Cũng đã từng có người muốn tiến vào nơi tận cùng của khu rừng để tìm hiểu. Bởi vì rừng cây quá lớn, cuối cùng cũng không thành công. Dần dần, nơi này trở thành một nơi không có bóng người. Nhạc phàm lặng lặng rơi khỏi hoang trạch. Có vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng hắn đang nổi sóng mãnh liệt nhiều năm giết chóc nuôi hy vọng, nhiều ngày bị săn đuổi trốn chạy. Kiệt sức trầm trọng, dường như muốn thở không nổi, chỉ muốn phát tiết. Chạy một mạch như điên khoảng 10 dặm về hướng đông nam, nhà phàm chạy thẳng vào khu rừng, nhưng hắn không phát hiện rừng cây xung quanh có biến hóa huyền diệu. a à... Hắn hét lên một tiếng, nắm tay đấm thẳng vào một gốc cây hòe to lớn. Bồng, một kích vẫn nộ, thân cây hòe bị cắt thành hai đoạn cành cây bay tán loạn cho dù như thế nhạc phàm vẫn chưa hạ cơn hai nắm đấm vận lực không ngừng công phá vào cây cối xung quanh phanh bồng 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 tại sao tại sao lão thiên lại đối với ta như thế lý nhạc phàm ta rốt cuộc làm sai chuyện gì sai điều gì a à... trong khi lo được lo mất nhạc phàm cũng không chế ngự được tâm thần kích động nỗi bất an nỗi sợ hãi còn có sự mê mang thống khổ hắn không ngừng phát tiết tình cảm chôn sâu trong lòng vô tình phá hủy xung quanh hai mắt bất giác đỏ hồng lên phảng phất như sắp nhỏ máu khí trong cơ thể chạy hỗn loạn nguyên khí vốn đã không nhiều lắm bây giờ lại nhanh chóng tiêu hao cha vạn gia gia tiểu nhã những hình bóng thân quen hiện lên rõ ràng trước mắt nhạc phàm cuối cùng hóa thành hư vô trong lòng đau đớn phảng phất như mất đi điều gì đó. Hận, ta hận, ta đã đợi bốn năm, vì bọn họ mà ta khuất phục bốn năm. Nhưng tại sao trời lại đối xử bất công như vậy? Vì sao lại bất công như vậy? À! Nhạc phàm gào lên. Hồi ức sẽ làm cho người ta mềm yếu. Hồi ức cũng là nỗi thống khổ vô tận. Một người dám đối mặt với hồi ức như vậy, chúng ta không thể không thừa nhận hắn ta quả thật kiên cường. Nhạc Phạm không phải là người mềm yếu. Bản thân hắn luôn có niềm tin và sự kiên trì. Nhưng sự đau đớn phẫn nộ này, bản thân hắn cũng khó có thể chấp nhận. Đó là sự đau đớn từ sâu trong nội tâm. Chỉ có phát tiết ra ngoài mới có thể làm giảm đi nỗi thống khổ sâu sắc này. Lúc này, Nhạc Phạm tâm cảnh đã loạn, không phát hiện cây cối xung quanh lại có sự biến hóa kỳ diệu. Chỉ là cây cối có biến hóa như thế nào cũng không tránh khỏi quyền cước phát tiết chỉ thấy trong rừng cây cuồng phong loạn vũ cỏ cây hỗn loạn cây lá bay đầy trời thể hiện lửa giận vô tận thiên vô tình loạn ngã tâm nộ hỏa mãn thân thiêu bất tẫn túng sử bách kiếp bất nguyện phản nghĩa là trời vô tình tâm ta loạn lửa giận không ngừng thiêu đốt bản thân cho dù trăm kiếp cũng không quay đầu lý nhạc phản người có thể khuất phục người có thể nhận thua phanh một quyền đấm xuống đất tiếng vang lên không dứt nhạc phàm nội tâm cảnh tình dãy dụa đấu tranh hắn cảm nhận được linh đài đang bị sự điên cuồng xâm lấn cứ như thế bản thân nhất định suy nhược mà chết vì vậy hắn cố gắng áp chế sự phẫn nộ của bản thân chịu đựng sự đau đớn của tâm linh tinh thần thực sự cứng cỏi bất khuất ý chí trăm ngàn chắc trở cũng không sợ trải qua nhiều năm luyện tập hắn lý nhạc phàm tuyệt đối sẽ không buông thả trong lúc này, Nhạc Phàm cảm thấy tay phải truyền đến cảm giác rung động, vừa ấm áp vừa kiềm chế. Đó là một loại cảm giác huyết mạch tương thông, lôi kéo hắn trở lại từ bờ vực của sự điên cuồng. Nhạc Phàm biết đó là Tiểu Khuê kêu gọi. Từ nhỏ, Tiểu Khuê đã bám ở tay phải của hắn, sau đó không có động tĩnh gì. Nhưng tại lúc này, lúc tối hậu, thực sự đã giúp Nhạc Phàm. Phốc, Nhạc Phàm mạnh mẽ thu thế, huyết khí nghịch chuyển khiến cho máu tươi phun ra đầy mặt đất không chậm trễ nhạc phàm thu quyền trước ngực lập tức ngồi xuống thu lại tâm thần điên cuồng vận chuyển phương pháp thố nạp dưỡng tâm một luồng nguyên khí mát dịu lưu thông trong cơ thể làm dịu đi các luồng năng lượng đang xung đột trong kinh mạch đau đớn nỗi đau vô thanh chuyển hóa thành sự phẫn nộ lửa giận bùng cháy thiêu đốt tâm can cứ vậy sau tuần hoàn sanh tử lưỡng nan nhạc phàm đang dãy giụa bên bờ vực sinh tử rốt cục phẫn nộ đã tới cực hạn một luồng nguyên khí màu tím trong cơ thể sinh ra lập tức sinh ra các màu hồng xanh đen trắng cam lam lục hỗ trợ nhau lớn mạnh không ngừng nguyên khí bị tiêu hao không ngừng được hồi phục thất tình chi khí dần dần hồi phục giúp nhạp phàm giảm đi sự thống khổ hơn nữa nguyên khí trong cơ thể lại được ngưng luyện tuy không phải là mạnh mẽ lên nhưng thực tế càng thêm cô đọng lại lúc này một luồng khí tức trong sáng đã xuất hiện trong tâm nhạc phàm tâm tính bình tĩnh trở lại lửa giận cũng được đẩy ra khỏi cơ thể mặc dù vẫn còn cảm thấy sự tồn tại của chúng nhưng chúng không thể điều khiển được nhạc phàm nữa đột nhiên tâm thần nhất thời rúng động đó là cảm giác của thợ săn ai nhạc phàm quát lớn một tiếng tiện tay nhặt lên một hòn đá nhắm rừng tùng mà phóng tới viên đá xé gió bay tới bắn vào rừng tùng băng truyền đến một âm hưởng yếu ớt Nhạc Phạm cao mày, cảnh giác phía trước thầm nghĩ. Người này thật lợi hại, chẳng lẽ lại là sát thủ tìm tới? Hừm. Nhạc Phạm lạnh lùng hư lên một tiếng, lại hốt một nám đá chuẩn bị ra tay lần thứ hai. Dừng tay, ta không có ác ý. Một thanh âm mạnh mẽ từ trong rừng cây chuyển ra, vang lên ong ong trong tay Nhạc Phạm. Lời còn chưa dứt, một vị lão giả người mặc áo lam bào đã đứng trước mặt, dáng vẻ thông rong. Cao thủ, lai vô ảnh tung, bất liều ngân tích, khinh công tuyệt đỉnh, tại giang hồ có thể nói là tuyệt đỉnh, nhạc phàm chưa từng thấy qua. Thấy người lạ xuất hiện, hơn nữa lại không định được nông sâu, nhạc phàm trong lòng càng cảnh giác, cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng, trên mặt vẫn duy trì về mặt lãnh đạm, đứng dậy đánh giá người trước mặt. Người đó tuổi hơn 50, dâu trắng rủ xuống phất phơ, tinh thần phấn chấn không lộ vẻ già nua, trong mắt lão già chứa đựng sắc thái tang thương của thân sinh tuổi tác bề ngoài phảng phất như chỉ là ảo giác. Đứng tại đó, lão già làm cho người ta có cảm giác bình ổn như ngọn núi, khí thế lại tựa như biển rộng. Đứng tại đó không làm cho người ta cảm thấy có áp lực, chỉ cảm thấy sự tự nhiên bình ổn. Thiền nhân hợp nhất Nhạc phàm sợ hãi thầm than, khí độ như thế không thể không ca thán. Cao thủ chân chính, rõ ràng là không cần dùng khí thế để đàn áp. Nhạc phàm đánh giá lão giả, dĩ nhiên, đối phương cũng đánh giá hắn bạch phát thiếu niên sạt khí tật trầm trọng đây là ấn tượng đầu tiên của lão giả đối với nhạc phàm lúc này nhạc phàm trông rách nát như một tên ăn mày nhưng hắn đứng thẳng thần thái lạnh nhạt khuôn mặt cương nghị tiết lộ khí chất cường ngạnh hơn nữa thấy mái tóc bạc dường như lão giả hơi biến sắc hết lần này tới lần khác thâm thúy nhìn vào hai mắt của nhạc phàm như là dò xét linh hồn thể hiện ra sự thuần khiết mà người ta không thể lần ra lão giả ngầm gật gù cười cười nói Thiểu huynh đệ thân thủ bất phạm. Vừa rồi tiếp viên đá cũng tốn không ít khí lực. Nếu mà trúng đầu của lão, chắc là ta dậy không nổi. Ha, 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 ha. Vừa nói vừa quăng viên đá trong tay sang một bên. Lão là người phương nào? Vì sao lại ở đây? Nhạc phàm tò mò. Người này tiến gần trong 10 trượng mà không bị phát hiện. Thân thủ thật cao siêu. Nếu đối phương muốn hạ độc thủ, sợ rằng hắn đã không đứng ở đây được nữa, cho nên không có ý trốn tránh. <laughs> Lão già mỉm cười nói Lão nhân kêu là Bạch Tố Vân Ngụ cách đây không xa Vừa rồi thấy nơi đây có khí tức chấn động Tưởng có cao thủ ở đây quyết đấu Tò mò liền đến xem Nguyên lại là tiểu huynh đệ ở đây luyện công Đã quấy rầy. Năm mươi năm trước Bạch Tố Vân vì ấn chứng sở học Độc đấu hắc bạch lưỡng đạo tám tiên thiên cao thủ tại đỉnh Hoa Sơn hai bên đại chiến ba ngày hai đêm không phân biệt thắng bại cuối cùng bạch tố vân thi triển tuyệt học dùng tài nghệ mà thủ thắng trận chiến trăm năm khó gặp thiên hạ khiếp sợ cuối cùng tôn là một trong thập đại cao thủ bạch vũ đế khi đó bạch tố vân mới khoảng 30 tuổi trải qua một hồi chém giết vẻ vang bạch tố vân rời khỏi giang hồ vui cùng núi rừng nhưng khi 50 tuổi tái xuất giang hồ truy sát 38 cao thủ chánh đạo 24 cao thủ hắc đạo 19 cao thủ các môn phái khác mang đến giang hồ một trận mưa máu, thậm chí triều đình cũng liên lụy trong đó. Nhưng sau đó liền biến mất khỏi giang hồ, không ai biết được ở nơi nào, chỉ là không ai ngờ hôm nay lại xuất hiện ở nơi đây. Bất quá người giang hồ hiện tại bất kể thế nào đều không thể liên lạc với bạch tố vân điên cuồng năm đó. Nhạc Phạm không phải là người giang hồ, tự nhiên không biết chuyện của bạch tố vân, chỉ chắp tay biểu thị lễ phép với người lớn tuổi, sau đó hỏi. Xin hỏi lão nhân gia, nơi này là nơi nào? Lão nhân gia? Bạch Tố Vân không giấu thân phận với Nhạc Phàm, ngược lại còn kinh ngạc với cách xưng hô. Lão nhân gia, lần đầu tiên có người gọi ta như vậy. Lão nhân gia, ha, ha ha ha, tốt, tốt lắm, lão nhân gia. Ha, 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 ha. Nhạc Phàm có thể nghe ra tiếng cười cao vút của Bạch Tố Vân, thể hiện sự bất đắc dĩ như là cô độc như là phẫn hận. Cười rất Bạch Tố Vân thu liễm vẻ mặt nói Ta thật thất thố Tiểu huynh đệ không nên để ý Nhạc Phạm không nói Lặng lặng nhìn lão già Đợi trả lời à, 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 à. Bạch Tố Vân cười khan vài tiếng nói Nơi đây ta gọi là Loạn Lâm Chính là nơi lão phù ẩn cư Vốn là vì phòng ngừa ngoại nhân xông vào Nên ở đây bày ra loạn tượng trận Không nghĩ tới là bị xâm nhập Thật sự là có duyên phận Loạn tượng trận ở đằng kia nhạc phàm chính là xuất thân từ thợ săn tự nhiên đối với trận pháp cảm thấy hứng thú bạch tố vân nhìn xung quanh thấy gỗ gãy trụ đổ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói đều bị đập nát thời gian thật là biết đùa người dĩ lực phá trận tiểu huynh đệ thật sự là không tệ không biết tiểu huynh đệ tên gì sư thừa là ai nhạc phàm nhìn ra bốn phía mới phát giác xung quanh cọc gỗ loạn là có thứ tự nếu quyền cước của mình không cuồng loạn lực phá trận này, có thể mình bây giờ còn bị nhốt trong trận. Đương nhiên, nhạc phàm không nhận thấy trận này có khả năng vây khốn mình ở đây. Tài hạ là Lý Nhạc Phàm, không có sư thừa. Nhân trong lòng phẫn nộ, cho nên xông pha nơi đây để phát tiết. Lão nhân ra đừng trách. Nói xong, nhạc phàm chắp tay thủ lễ. Không có sư thừa. Chẳng lẽ võ công đều là tự mình luyện? Bạch Tố Vân không có trách cứ, chỉ là ngạc nhiên nhìn nhạc phàm nhạc phàm gật đầu không nói bạch tố vân không giống như thế tục đối với nhạc phàm có thái độ không thèm để ý ngược lại phi thường thưởng thức cái loại khí chất cứng cỏi này vì vậy mỉm cười nói bày trận ở chỗ này đó là muốn ngăn cản ngoại nhân không nghĩ là sẽ bị xông qua xem ra không thể không nói duyên phận thật huyền diệu đã có duyên không bằng tiểu huynh đệ đến chỗ của ta ta làm chủ mời cùng đến chỗ của ta đột nhiên mời như vậy khiến cho nhạc phàm cảm thấy có gì đó không ổn chỉ là cảm giác được đối phương không có ác ý hơn nữa cũng đang muốn thỉnh giáo về trận pháp được sau khi tự hỏi nhạc phàm liền mau chóng trả lời mời bạch tố vân đưa tay dẫn đường liền nhắm hướng rừng tùng mà đi đến trận pháp biến hóa quỷ dị có đôi khi chính con mắt mình lại bị lừa gạt trở thành chướng ngại của mình nhạc phàm từng bước theo sát sau bạch tố vân một đường đi tới Trải qua vô số trận pháp, trong đó có một trận biến hóa gọi là tâm quỷ. Nếu không có người dẫn đường, xông vào trận này chắc chắn bị nhốt chết tại nơi này. Nhớ tới tự mình trong lúc vô ý phá được loạn tượng trận, nhạc phàm không khỏi thầm cảm thấy may mắn. Băng qua ao đầm khe suối, hai người rốt cục dừng trước một ngọn núi. Phía trước không có đường đi. Đang lúc nhạc phàm thấy khó hiểu, bạch tố vân đi tới trước, nhắm trên vách núi đập xuống một phát, sau đó lập tức thối lui ầm ầm một khối nham thạch lớn trên vách núi chậm chậm mở ra xếp đặt tinh diệu như thế nhạc phàm lần đầu tiên được thấy Nguyệt lai ý nghĩ của mình đây là cạm bẫy thật là thô tục không chịu nổi bạch tố vân thấy vẻ mặt của nhạc phàm có chút tự đắc nói chỉ là cơ quan xếp đặt thôi <laughs> nhạc phàm gật đầu hỏi là lão làm à ầy bạch tố vân cười khà nói là hảo hữu của ta làm giúp ha, ha, ha. xuyên qua sơn động ngọn ngoèo trước mắt trở nên sáng sủa trời cao rộng lớn mây mù tràn ngập ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bốn phía đều là vách núi nguy nga chót vót xung quanh là một mảng xanh tốt kỳ hoa dị thảo đầy đất tiếng trùng điểu đùa vui làm cho lòng người trở nên thư thái ở giữa có một hồ nước thật lớn phản chiếu cảnh sắc của sơn cốc khi ánh sáng chiếu vào Sóng nước xanh lục xôn xao, tỏa ra một chút lân quang. Nơi này thật là tiên cảnh tại nhân gian. Trải qua 4 năm giết chóc trên chiến trường, nhạc phàm đối với những điều tốt đẹp đã hết sức lạnh nhạt, trong lòng chỉ thấy những sự thật tàn khốc. Trong thiên hạ, thật không còn chỗ nào là đẹp đẽ. Nhưng khi hắn bước vào địa phương yên bình này, tâm lý khẩn trương nhiều ngày nay đột nhiên trầm tĩnh lại, kinh ngạc nhìn về phía trước, từ từ cảm thụ gió mát không một chút áp lực bạch tố vân thấy nhạc phàm say mê như thế thì không quấy dày tự đi về hướng một gian nhà nhỏ cách hồ nước không xa tiếp theo lấy từ vách tường xuống một cây trồi nhỏ đi ra phía sau nhà ở đó có một phần mộ cũ hẳn là đã lâu rồi mộ bia trước mộ đã lộ ra nét nhãn bóng xung quanh cúc vàng nở rực xinh đẹp vô cùng nếu không phải chủ nhân thường xuyên nhổ cỏ sợ rằng cỏ dại đã mọc um tùm Mận nhỉ bạch tố vân dùng cây chổi nhẹ nhàng lau quét bia mộ trong mắt lộ vẻ nhu tình lẫn thương cảm là thân nhân của ngươi nhạc phàm không biết từ lúc nào đã đi tới bạch tố vân cũng không trách cứ khẽ khẽ lắc đầu trong mắt hiện lên nét thống khổ nói không là cừu nhân của ta chính tay ta tà giết chết người thân yêu nhất của ta nhạc phàm có chút sửng sốt cảm thấy đầy mâu thuẫn nhìn mộ phần rồi lại nhìn bạch tố vân nhạc phàm phảng phất như hiểu được điều gì nhẹ nhàng nói ta hiểu bạch tố vân thân thể khẽ run đích thị là tâm linh rung động lập tức lấy lại tinh thần cười hỏi hơ, 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 tiểu huynh để hiểu được chuyện gì nói ta nghe một chút nhạc phàm nhìn mộ phần trầm giọng nói tự tay giết chết bạch tố vân lặng yên không nói chỉ là vẻ mặt trầm trọng đã nói cho người khác biết Lời nói của Nhạc Phàm không sai. Sau một lúc trầm mặc, Bạch Tố Vân chỉnh lại thần sắc, nhìn Nhạc Phàm nói: "Thiếu niên tóc bạc, nghĩ không ra, sầu, sầu, sầu. Tiểu huynh đệ còn trẻ đã bạc đầu, biểu tình mặc nhiên nói ra thì cũng là người có tâm sự." Nhạc Phàm lựa chọn im lặng, bởi vì hắn không biết nói cái gì. Ai đứa nhỏ này bạch tố vân trong lòng cảm khái chuyển sang thì thầm nơi này cũng đã rất lâu rồi không có khách không biết có hứng thú nghe một lão già như ta kể chuyện không đã có ý kể ta nguyện ý nghe nhạc phàm chân thật nói tốt tốt bạch tố vân rất là cao hứng quay đầu nhìn phần mộ đang nhớ lại hồi ức ta ẩn cư ở đây đã bốn mươi năm tuổi xuân đã xa Nhớ thời trẻ khinh cuồng, nhân sinh phải như thế nào? Nhớ lúc ban đầu, Bạch Tố Vân ta vốn là truyền nhân thần y Bạch Gia. Thuở nhỏ đam mê võ học, đối với y học không có hứng thú, cho nên không cam lòng để cho người lớn trong nhà bức bách. Dứt khoát lựa chọn rời khỏi Bạch Gia. Năm ấy, chưa được 10 tuổi. Lưu lạc tứ xứ bái sư học nghệ, muốn chứng minh cho người khác thấy con đường của mình mới là chính xác. Bật đặc dị máu nhộm giang hồ, dựa vào nỗ lực của bản thân, đạp bằng khó khăn sinh tử. Chỉ mới hai mươi đã bước vào tiên thiên chi cảnh. Thành tích đáng để kiêu ngạo. Trên giang hồ đã trở thành chuyện để bàn tán. Nhưng may mắn nhất chính là đã gặp một người mà bản thân vô cùng thương yêu, chính là Mẫn Nhi. Nằm đó, vì muốn nâng cao trình độ võ học, nên tạm thời gián đoạn tình cảm. Khi ta lên hàng nhất đẳng thì đã qua 10 năm. 10 năm à? <laughs> Đúng là thời gian của con người ta thật là quý giá. Rốt cục. 10 năm sau. Từ trong võ học bách gia, ngộ ra vũ kinh tổng cương, sau đó đạt đến đại thừa. Bạch Tố Vân cùng nhạc phàm ngồi trước mộ phần, một người thì chăm chú kể chuyện, Người kia thì yên lặng lắng nghe. Võ công đạt tới đại thừa, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo, đắc tội với không ít cao thủ trên giang hồ. Đỉnh Hoa Sơn, ấn chứng bản thân, ước chiến với hắc bạch lưỡng đạo, tám gã tiên thiên cao thủ. Trận chiến ấy thắng lợi, trận chiến lập uy, dũng động thiên hạ, được tôn là bạch vũ đế liệt vào một trong thập đại cao thủ trong thiên hạ. Bạch Tố Vân dừng một chút, trong mắt đầy vẻ mê ly, phỏng phất như đang nhớ lại cuộc chiến năm đó. Sau khi đại chiến, ta vẫn không có cảm thấy thỏa mãn, ngược lại còn cảm thấy cô độc. Nguyên lai, võ học không phải là cái cả đời ta đeo đuổi. Trong lòng ta, chỉ có khát vọng bình yên hạnh phúc. Vì bản thân muốn bồi thường cho những mất mát của Mẫn Nhi. Do đó, ta đã quy ẩn giang hồ, mang theo nàng quay về núi rừng, tiêu diêu tự tại. Nói đến đây, Bạch Tố Vân hai tay nắm chặt, vẻ mặt lạnh nhạt, không che giấu được nội tâm đang thống khổ. Vào một ngày, lúc ta 50 tuổi, các đại môn phái trên giang hồ đến trả thù. Vốn muốn cùng vợ con tránh né khỏi giang hồ phân tranh. Không ngờ Mẫn nhì đã mang theo đứa con chưa được một tuổi trốn về với kẻ thù. Nhạc Phạm sực sốt, nhưng không có chen lời. Bản thân biết, bản thân không cách nào hiểu được cảm thụ của Bạch Tố Vân lúc ấy. Bạch Tố Vân hít một hơi sâu, nói Sau đó ta mới hiểu được nàng nguyên là đệ tử phái Nga Mi mang trong người ủy thác của sư môn lưu lại bên người ta. Chỉ là ngàn vạn lần ta không nghĩ đến môn phái nàng sử dụng mười năm để nập lên mưu kế này mười năm à nhân sinh có bao nhiêu cái mười năm thời gian cứ thế trôi qua chúng ta còn có thể theo đuổi cái gì vì muốn đoạt lấy võ học của ta hắc bạch lưỡng đạo không biết liềm sỉ đã liên kết lại dùng tính mạng của vợ con ta uy hiếp <cười> buồn cười thật là buồn cười à. Mẫn nhi vì sư môn nỗ lực như thế, cuối cùng đổi lấy kết quả bị vứt bỏ một cách vô tình. Mẫn nhi, người biết không? Ta cho tới bây giờ vẫn không hề trách nàng. Thật đấy. Chúng ta sống với nhau hơn 10 năm. Nàng có cảm nhận được tình ý của ta đối với nàng không? Chỉ là chúng ta lập trường không giống nhau thôi. Ta biết, kể thật, trái tim nàng so với ta càng khó chịu hơn tự lừa gạt chính mình để âu yếm địch nhân ngoại trừ bản thân không ai có thể hiểu được sự thống khổ này bạch tố vân nhìn mộ bia ngữ khí cực kỳ bi thảm khiến cho nhạc phàm tâm linh rung động ta đã bị thương nặng vốn định giao ra võ công để đổi lấy vợ con nhưng bọn chúng không yên tâm yêu cầu ta tự phế võ công ta tuy không phải trí tuệ hơn người nhưng cũng không ngu muội bọn họ đã làm ra việc không biết xấu hổ như thế chẳng lẽ còn để chúng ta sống phải không nếu chuyển ra giang hồ bọn chúng còn gì là thể diện mà đối mặt với người trong thiên hạ nếu không phản kháng không nghi ngờ là sẽ chết nhưng nếu ta phản kháng còn mẫn nhi với đứa trẻ thì sao cơ như thế này kết cục là cái chết mẫn nhi không ngờ tới chuyện này cục diện lại phát triển như thế muốn hối hận thì đã muộn nàng vì để ta có đường sống mà trốn đi nàng sau đó nàng liều mạng phản kháng đoạt lấy đau trong tay địch nhân tự đâm vào ngực mình khi đó đứa trẻ của chúng ta cũng đã an tĩnh ngủ trong lòng nàng nhìn ánh mắt nàng khi ngã xuống. Ta biết, đó là giải thoát. Còn có sự khao khát mong đợi. Hy vọng ta tha thứ cho nàng. Vào sát nà đó, ta hiểu ra. Những gì quan trọng nhất của ta đã vĩnh viễn mất đi. Vĩnh viễn mất đi. Ta lúc ấy cực hận. Thật sự thù hận. Uổng cho Bạch Tố Vân người màng võ cổng cái thế. Một đời anh hùng vẫn chỉ có thể nhìn người thân của mình chết trước mặt mình chỉ vì vô năng ta mang trọng thương mang theo thi thể của mẫn nhi mà chạy cuối cùng dừng trước vách núi tuyệt địa có lẽ là ông trời hy vọng lưu lại tính mạng này của ta để báo thù từ vách núi rời xuống đã rớt vào trong hồ nước may mắn sống sót căn nhà bên cạnh hồ nước kia chính là ta tự xây nên. Bạch Tố Vân dùng thanh âm nhẹ nhẹ, bình thản mà thuật lại, nhưng nhạc phàm có thể cảm nhận được cái tâm tình tuyệt vọng của ông lúc ấy. Tình thiên chỉ còn là hận hải, có đôi khi yêu càng nhiều hận sẽ càng sâu, càng mang theo tâm càng đau khổ. Vì để phát tiết loại thống khổ này, sau khi thương thế lành, ta đã quay lại sang hồ. Bạch Tố Vân giọng thản nhiên. Nhạc phàm như phảng phất thấy được một trận cuồng phong huyết vũ, một thân võ học tuyệt thế muốn tìm cựu nhân báo thù. Trên giang hồ còn có thể bình yên. Thủ ác kiếm nhận huyết diệt nùng, bách bàn vô nại kỳ đa sầu. Đạo bất tẫn, không bi thiết, nhân dĩ viễn khứ, thương tâm diệt. Lai hà bôi tiểu vọng trường không, ẩm hạ bất tẫn, mãn tầm đầu. Dịch thơ là Tay cầm kiếm máu hồng giải lối Vui bao nhiêu sầu lại hoàn sầu Đường xa xăm cõi lòng bi thống nẻo đường xa há khỏi thương tâm Cầm chén rượu nhìn trời tự hỏi Rượu vào Tim có hết đau không Nhà phàm lặng lặng nghe Bạch Tố Vân kể chuyện Trong lòng giấy lên sự bi ai Trong mắt hắn Lão giả trước mặt không phải là một trong thập đại cao thủ Trong thiên hạ gì cả Mà chỉ là một lão nhân cô độc Tựa như những tổ nhân năm đó, mặc dù bọn họ cũng đã huy hoàng, nhưng cuối cùng cũng không có người thân nào bên cạnh, ngoại trừ sự cô đơn. Đó là sự chờ đợi vô vọng, thật ra thì cũng không biết chờ đợi cái gì. Bạch Tố Vân nhìn mộ bia, đầy vẻ thương cảm nói, Thiểu huynh đệ, nghĩ rằng ngươi cũng có thể đoán được khi ta tái xuất giang hồ, nơi đầu tiên ta đến là nơi nào. Nhạc Phạm gật đầu nói, hận không thể lớn hơn yêu cho dù ta chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng ta cảm thấy hẳn là người đến nga mi đầu tiên đúng rồi bạch tố vân mỉm cười thản nhiên nói mẫn nhi lớn lên tại nơi đó cho nên ta muốn đến xem bất quá ta không gây thương tổn cho bất cứ người nào ở đó cho dù họ mới là kẻ đầu sỏ ta biết đây là tâm nguyện cuối cùng của mẫn nhi mặc nàng không nói nhưng ta biết vì báo thù, ta đạp bằng thiên hạ. Trong hai năm, truy sát hơn 60 cao thủ hắc bạch lưỡng đạo. Nhưng vẫn còn có những kẻ khác tham dự. Người của triều đình nấp trong bóng tối, ngày đó ta cũng không bỏ qua. Đó thực sự là một cuộc giết chóc, khiến cho bọn chúng có tụ tập lại cũng không dám chống lại ta. Dù sao, rốt cuộc vẫn là thực lực quyết định. Người có nhiều cũng không bù lại được sự tranh lệch đó bọn họ trong mắt ta bất quá chỉ là những con số mà thôi dứt lời bạch tố vân phất tay áo làm cho người ta thấy khí thế như ngọn núi bọn họ trong mắt ta bất quá chỉ là những con số mà thôi những lời đó làm nhạc phàm cảm thấy trong lòng rung động mãnh liệt không phải là sợ hãi cũng không phải là hưng phấn đó là sự chênh lệch về nhận thức và khiếp sợ hắn nghĩ đến chỉ cần tiên thiên cao thủ ngô gia tứ huỳnh đệ đã không thể chống lại được huống chi là kẻ địch của cả giang hồ cho dù mình có thể tự bảo vệ mình nhưng sau này nửa bước cũng khó đi được đừng nói gì đến báo thù và tìm kiếm người thân nhạc phàm luôn nhớ tới cha trước mặt một lực lượng mạnh tuyệt đối âm mưu quỷ kế gì cũng đều là dư thừa bất quá thân là thợ săn cần phải hiểu được có dùng trí tuệ thì mới sống sót được bạch tố vân nói tiếp sau một trận kinh hồn, các thế lực và môn phái lớn, nguyên khí đều tổn thương lớn. Đại kiểu đã báo, oán khí trong lòng đã dịu. Sau đó, ta lại ẩn cư ở nơi đây. Một trong thập đại cao thủ, nhà phàm suy nghĩ trong lòng hiếu kỳ hỏi. Người trả thù như thế, chẳng lẽ trong giang hồ không ai ngăn cản người sao? Bạch Tố Vân nhìn nhạc phàm thản nhiên nói. Người nói chín đại cao thủ còn lại à? Ừ, nhạc phàm gật đầu ha, 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 ha. lúc đó giữa thập đại cao thủ trong thiên hạ có mối quan hệ rất phức tạp trong đó có rất nhiều mối quan hệ ràng buộc tiểu huynh đệ Người không biết thì tốt hơn bạch tố vân nói đầy thiện ý không đến biết thì ta sẽ không biết ta hiểu điều này nhạc phàm không phải là người hiếu kỳ trừ khi bản thân thấy thật cần phải biết không khí trầm mặc thể hiện nội tâm ảm đạm sầu bi sau một hồi lâu, bạch tố vân đứng phổi bụi, quay về phía nhạc phàm nói: tiểu huynh đệ, người có biết đánh cờ không? biết. nhạc phàm nói rồi đứng dậy, ha ha ha, ai dạy ngươi chơi? gia gia ta. nhớ tới vạn gia gia, nhạc phàm sâu trong lòng thương cảm, không biết vạn gia gia hiện tại có khỏe không. bạch tố vân thấy vẻ mặt của nhạc phàm, khẽ cười một tiếng nói: đã lâu rồi không có ai đánh cờ cùng ta. Chỉ bằng tiểu huynh đệ hãy đánh với ta một ván. Ừ. Nhạc Phạm vốn có kế hoạch, sau khi hoàn thành ủy thác của Lệ Vân, sẽ quay lại Thái Phủ tìm kiếm người. Mặc dù có việc bên người, nhưng hắn vẫn không muốn cự tuyệt lời mời của lão nhân. Nhạc Phạm vẻ mặt đầy tâm sự, trầm ngâm một lát nói. Được, cũng đã lâu rồi ta chưa đánh cờ. Bạch Tố Vân thấy vẻ mặt buồn bã của Nhạc Phạm, muốn nói đôi câu là nhìn Nhạc Phạm đầu tóc bạc trắng, lão cũng không biết nên nói thế nào cho tốt còn trẻ tóc đã bạc người khác làm sao hiểu được những cảm thụ trong lòng nhạc phàm biết suy nghĩ của bạch tố vân cũng không để ý đến có lẽ tâm của hắn bây giờ không thể xem là trẻ người non dạ nữa cuối cùng bạch tố vân chỉ lắc đầu thở dài nói ê tiểu huynh đệ ngươi là người thông minh tin rằng không cần nói nhiều ngươi cũng hiểu được đến đây đi phía trên căn nhà có một bàn cờ làm từ một khối bạch ngọc cao hơn nửa người mặt trên đã sắp sẵn các quân cờ đen trắng bạch tố vân tiến tới không đề cập đến chuyện đánh cờ ngược lại hỏi tiểu huynh đệ không biết người đối với kỳ môn thuật có cái nhìn như thế nào nhạc phàm bước lên đối diện với bạch tố vân trầm tư một lúc rồi mới nói từng có người nói qua cho ta về trận pháp thiên địa vạn vật đều có đạo sinh tồn tinh thần vận chuyển biến ảo vô cùng kỳ môn thuật bao hàm đạo biến hóa của thiên địa thực sự huyền diệu oh, 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 tiểu huynh đệ cũng hiểu được kỳ môn thuật bạch tố vân hiếu kỳ nói ta bất quá chỉ học qua một vài sát trận đơn giản trên chiến trường mà thôi nhạc phàm cũng không phải là khiêm nhường mà lúc ban đầu khi lệ vân dạy cho hắn trận pháp còn nói qua trên chiến trường khi hai quân đối địch sát trận mặc dù có hiệu quả nhưng đối với kỳ môn thuật bao gồm thiên địa biến hóa thì không thể so sánh bạch tố vân mỉm cười chỉ vào bàn cờ nói Thế cờ này chính là thượng cổ cờ thế do quỷ cốc tử tôn sư về kỳ môn bài ra. Trong đó bao hàm đấu chuyển tinh di, vô số biến hóa. Lão Phu tìm hiểu thế cờ này đã hơn 10 niên, Thủy Trung vẫn không cách nào giải được. Người xem đi. Nói xong chỉ vào bàn cờ. Ở đây cờ trắng đã bị phá vỡ, giống như trời xanh bị phá vỡ, hỗn loạn vô cùng, trùng trùng vây hãm, ép người vào thế chết nếu muốn bổ tiên thì phải khép lại cờ trắng. Ê, bật quá, đã thử nhiều lần, Thủy Trung vẫn không cứu kịp. Ê, nhạc phàm cẩn thận nhìn từng chỗ một trên bàn cờ. Một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng nói. Thế cờ này gọi là gì? Kỳ môn đấu truyền, thiên địa động loạn, thế cờ gọi là thiên tàn kỳ cục. Nói xong, Bạch Tố Vân đặt một quân cờ đen vào trung tâm bàn cờ, tức thì cả bàn cờ như nổi lên một trận cuồng phong sắc bén, nhắm thẳng cờ trắng mà tiến. nhạc phàm nhìn chăm chăm vào bàn cờ, một loại cảm giác rất thực xuất hiện trong lòng, tựa như cả người thâm nhập vào trong bàn cờ, nắm trong tay biến hóa phát triển của đại cục. cuồng phong gặp đến, nhạc phàm tay cầm cờ trắng hạ xuống trước mặt, ngăn trở thế công của địch quân, thầm cả kinh nói, thật là thế cờ thần kỳ, không thể xem thường. nhạc phàm hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trên bàn cờ quân đen trắng lùi tới lẫn lộn, nhưng đều có trật tự. Thế cờ biến hóa vô cùng, nhạc phàm như người lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, cảm thụ thế cục biến hóa. Mỗi nước đi, khung cảnh xung quanh đều có biến hóa, hoặc là chiến trường tung hoành giết chóc, hoặc săn bắn ở núi rừng, hoặc trốn chạy nơi hoang dã. Cảnh trời rộng biển dài đều xuất hiện xung quanh hắn. Lão giác, không có khả năng là thật. Nhạc phàm mặc dù lý trí biết đây là giả tưởng, nhưng tâm thần vẫn chìm đắm trong nó nhìn quân trắng từng chỗ một bị quân đen xâm chiếm bảo hắn thủ như thế nào đây lúc này nhạc phàm tay phải cầm một quân cờ đứng thẳng bất động trong lòng do dự không quyết mở ra trời bị vây hãm vá lại thiên địa hỗn loạn trong mơ hồ hắn cảm thấy thiên địa dao động thầm nghĩ trời bị vây thì sao phải cứu như thế nào dù có cứu cũng chết thiên uy khó lường ai có thể ngăn trong cơ thể nhạc phàm huyết khí dâng trào nếu dằn xuống tất sẽ trọng thương vào lúc này nhạc phàm trong khí hải xuất hiện một luồng dao động chống lại thiên uy trong nháy mắt ngăn chặn huyết khí dâng trào của bản thân bộp nhạc phàm nhẹ nhàng bóp nát quân cờ trong tay tâm thần trong nháy mắt thoát khỏi thế cờ trở lại với bản thân mình ha 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 tiểu huynh đệ thật giỏi bình yên rời khỏi thế cờ so về lão nhân ta còn mạnh hơn Ta nhớ lần đầu tiên ta tiếp xúc với thiên tàn kỳ cục, liền bị trọng thương mà trở ra. Bạch Tố Vân bỏ quân cờ xuống, mỉm cười, nhìn hắn. Ai... Thở ra một hơi dài, nhạc phàm than thở. Thế cờ cực kỳ quái dị. Bạch Tố Vân sắc mặt nghiêm chỉnh nói, không biết tiểu huynh đệ đối với kỳ môn thuật có hứng thú không? Cái gì? Nhạc phàm sừng sốt. Nhạc phàm nghe Bạch Tố Vân hỏi, trước tiên là sừng sốt, tâm tình lập tức kích động vô cùng hắn tự nhiên hiểu ý bạch tố vân nói nếu có hứng thú ta sẽ dạy cho bất quá nhạc phàm còn nhiều việc trọng yếu phải xử lý hơn nữa hắn không muốn bị người khác quản thúc vì vậy trong lòng do dự không thôi nếu là người trong giang hồ nếu gặp cơ hội tốt như thế được bạch vũ đế mời lưu lại sợ rằng sẽ bất chấp tất cả mà ở lại không hối tiếc nếu bạch tố vân không đối với nhạc phàm có nhiều hào cảm cũng sẽ không lưu hắn ở lại đây thấy nhạc phàm do dự không quyết nếu như bị người trong giang hồ biết được sợ rằng đã bị thoá mạ một trận tưng bừng xem ra lòng người bất định thiên ý cũng khó mà biết bạch tố vân nhìn thấu suy nghĩ ở trong lòng nhạc phàm tiến đến vỗ vỗ vả vai hắn chân thành nói thiểu huynh đệ trên đời có rất nhiều lúc phải đưa ra lựa chọn ta tin người có việc gì đó trói buộc cho nên ta cũng sẽ không miễn cưỡng chỉ là ta ở đây một mình đã lâu có đôi khi cũng cảm thấy cô độc cho nên hy vọng ngươi ở lại chỗ này vài ngày làm bạn với lão già ta được mặc dù nhạc phàm trả lời dứt khoát nhưng trong lòng hắn cũng trải qua sự đấu tranh gay gắt hắn mặc dù nóng lòng tìm kiếm tin tức của người thân nhưng muốn báo thù muốn kiếm được người thân thì phải có thực lực bởi vì phía trước còn có vô số địch nhân phải đối mặt có rất nhiều cao thủ ngăn trở muốn chống lại cũng không phải là dễ nhạc phàm hiểu được ở lại đây trao đổi cùng với cao thủ là bạch tố vân võ học của bản thân cũng sẽ được nâng cao nhiều cũng có thể nhân cơ hội này tinh chỉnh lại võ học của bản thân huống chi bên ngoài có vô số người muốn giết hắn thân thể và trí óc của hắn đã mệt mỏi cần phải tu dưỡng cho nên cuối cùng hắn quyết định lưu lại nghe nhạc phàm trả lời chắc chắn bạch tố vân mười phần cao hứng cởi nói, cười nói tốt tốt lắm chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. ta đối với việc này cảm thấy rất hứng thú. Ha, 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 ha. nói xong liền đi trước dẫn đường. nhạc phàm cười khổ một tiếng rồi đi theo. trong thôn đảo nguyên bốn phía không một bóng người. trải qua một đêm giết chóc, nơi này đã trở thành hoang phế. gió thổi qua ngọn cỏ. lúc này một gã bịt mặt khăn xanh chậm rãi đi tới trước thôn, quan sát các vùng phụ cận hồi lâu nhưng không phát hiện được điều gì sau đó lại quay trở về thật là thần bí bên ngoài thôn một bóng đen đang đứng dưới gốc cây đứng trước một người thần bí cùng kính nói lầu chủ thuộc hạ cho người điều tra nhạc phàm sau khi rời khỏi cảnh dương chấn chạy như điên một mạch thẳng vào một khu rừng lớn người của chúng ta đã tiêm nhập vào rừng ngoại trừ phát hiện nhiều cây cối bị chặt phá cũng không phát hiện được điều gì bất quá thấy thuộc hạ do dự không quyết người thần bí lạnh lùng nói Người biết quy củ của lâu thượng lâu Không được phép giấu giếm bất cứ điều gì Có chuyện gì nói đi Bật quá cái gì Người này thanh âm âm trầm Không biết được là nam hay nữ Nghe xưng hô có lẽ là chủ nhân của lâu thượng lâu Nhớ đến thủ đoạn của lâu thượng lâu Gã thuộc hạ mồ hôi lạnh trên trán toát ra Vội vàng nói lại Bẩm lâu chủ Thuộc hạ cho người của tam lâu xâm nhập vào rừng nhiều lần Thủy chung không thể tiến sâu vào trong rừng cây Chỉ có thể di chuyển tại chỗ Thuộc hạ nghĩ rằng cánh rừng đó chắc có người đã bày ra kỳ môn trận pháp ngăn trở chúng ta. Lâu thượng lâu được tổ chức rất quy mô, theo cấp bậc nghiêm khắc rõ ràng, dựa theo thực lực mà phân ra tổng cộng 5 tầng 5, nhất lâu là nơi móc đối tin tức, nhị lâu bắt đầu mới là lực lượng trung kiên của lâu thượng lâu, ở tam lâu là những người có năng lực đặc thù như là tinh thông trận pháp, luyện vũ khí, chế đồng dược. Tứ lâu điều phối các đầu mục ở các địa phương, ngũ lâu là trưởng lão hộ pháp của lâu thượng lâu lâu chủ đương nhiên là ở tại lâu thượng chi lâu ồ oh, khó trách lâu chủ nhẹ nhàng lẩm bẩm nói dựa theo tính cách của lý nhạc phàm mà suy đoán sau khi hắn biết đảo nguyên gặp chuyện không may nhất định sẽ đến đó trả xét đến cùng bất quá ta đã ở đây đợi khá lâu rồi hắn vẫn không có quay lại còn nghĩ là mình suy đoán sai nguyên lai là hắn ẩn đi nên không biết tin tức kỳ môn trận pháp sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ người của thiên cơ môn muốn nhúng tay vào việc này? Không có khả năng này. Bọn họ luôn luôn không tham dự vào tranh chấp trên giang hồ. Không có khả năng đến đây cản đường ta. Vậy, ai là người có khả năng? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Trên đời này có khả năng trùng hợp như vậy sao? Lâu chủ. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh khe khẽ cất tiếng, cắt đứt luồng suy nghĩ của lâu chủ, cẩn thận nói. Thỉnh lâu chủ hạ lệnh thuộc Hạ có nên tiếp tục truy đuổi lâu chủ lấy lại tinh thần vuốt cảm nói đã như vậy các người có đi cũng vô dụng bật quá lý nhạc phàm nhất định sẽ đi hàng châu các người đi trước tới hàng châu ta tự có biện pháp để ta xem lý nhạc phàm cuối cùng là có bản lĩnh gì hả rõ thuộc Hạ lập tức khởi hành hôm nay trời đã chuyển thu mặt trời buổi trưa không mãnh liệt như mùa hè ánh mặt trời nhu hòa cung cấp cho mặt đất vô số nguồn sống. Thành cổ Lâm An thuộc phạm vi Chiết Giang, gần thành Hàng Châu. Bốn phía bao quanh bởi những bức tường thành cao lớn, từ xa nhìn lại thấy khí thế lan tỏa. Từ ngàn xưa đến nay, những bức tường thành cổ xưa này là niềm tự hào trong quá khứ, đại diện cho sự vẻ vang từ xa xưa, đã có lịch sử lâu đời. Thường có câu, Bắc Phương đa hào kiệt, Giang Nam đa tài tử. Đa tài tử Lâm An quả thực là một nơi địa linh nhân kiệt. Xa xa, ba con tuấn mã phi đến trước cửa thành Lâm An thì dừng lại. Người phía trước chính là Phó Xuất, mặc đồ trắng, lưng đeo trường kiếm, cử chỉ mạnh bạo. Ở phía sau, vạn nhã nhi mặc áo màu xanh ngọc, bên hông gài một thanh sáo trúc, tóc xõa ngang vai, khí chất thanh tú thoát tục động lòng người. Còn nhan nguyệt thi thì mặc áo màu đỏ nhạt, thân hình là lướt phong vận thành tục và Nhã Nhi cùng vợ chồng phó suất gấp rút đến Giang Nam, hy vọng tìm được nhạc phàm. Trải qua mười mấy ngày, rốt cục bọn họ đã tới thành cổ ngàn năm Lâm An, chỉ là trên mặt không ngừng có nét mỏi mệt. Lâm An Thành đúng là một tòa thành thiên cổ phong lưu, đã nhiều năm rồi mà vẫn không hề có chút thay đổi. <laughs> phó xuất nhảy xuống ngựa, nhìn hai chữ Lâm An cổ kính trên tường thành, nhịn không được than thở một câu. Tiếp đó, nhìn tường thành trống trải một chút, Phó xuất khẽ cười nói. Có vẻ như chuyện giang hồ đua tranh cũng không phải là chuyện đùa. Đến triều đình cũng tránh không khỏi. <laughs> đi, chúng ta vào thôi. Nhan Nguyệt Thi quay về phía vạn nhã nhi, thần sắc bất định nói. Mồi muội từ Lâm An đến Hàng Châu cũng không còn xa. Đã đi nhiều như vậy, chúng ta vào thành nghỉ ngơi một chút chứ. muội cũng không nên lo lắng quá. Vạn nhã nhi ngưng lại tâm tình, quay về phía Nhan Nguyệt Thi, giả dấu đáp. Cảm ơn, muội biết rồi, ta đi thôi. Trong thành Lâm An càng hùng tráng hơn. Trên con đường cái rộng lớn, tràn đầy các loại âm thanh người ta buôn bán. Người qua lại nhộn nhịp. Tại trà lâu tử điếm hai bên đường, văn nhân mặc khách đàm luận phong nguyệt. Cũng có người giang hồ tranh luận không ngừng. Tại đây yên chi cát, ngọc khí trai là nơi cực kỳ náo nhiệt, ra vào không ngừng. Cảnh tượng phồn hoa như thế, tựa hồ làm cho người ta quên đi những tai họa mà chiến tranh mang lại, thậm chí cả sầu bi trong lòng nhưng hiện tại Vạn nhã nhi không có tâm trí xem cảnh tượng ở đây chỉ yên lặng cưỡi ngựa đi theo nhan nguyệt thi mà thôi phó xuất với nhan nguyệt thi thấy như vậy thì cũng chỉ cười bất đắc dĩ nhan nguyệt thi bỗng cầm lấy tay của vạn nhã nhi cười nói chỉ bằng ta dẫn muội đi dạo một chút xem phong cảnh của lâm an ta đã đến đây vài lần rồi nói xong mà kệ vạn nhã nhi có đồng ý hay không nhan nguyệt thi kéo nàng ta đi một mạch chỉ để lại phó xuất đứng ở một chỗ lắc đầu không thôi Nhan Nguyệt Thi dẫn mọi người đi tới trước một cánh cửa chân bảo, cào hứng nói: "Muội muội, nghe nói nơi này tay nghề rất tốt, chúng ta vào thử xem." Bên trong chỗ bán vải, Nhan Nguyệt Thi hô lên: "Ô, oh, ở đây vải góc thực sự đẹp, ngươi nói sao, lão phó?" Tại nơi bán đồ ăn, trên thuyền, Nhan Nguyệt Thi dẫn Vạn Nha Nhi đi mỗi nơi một chút, đi đến ven hồ, bước lên cây cầu nhỏ, thấy Vạn Nha Nhi thủy chung vẫn không vui vẻ, phó xuất nhìn Nhan Nguyệt Thi đầy vẻ thương tiếc. Trên mấy ghế đá, ba người đang ngồi nghỉ ngơi. Nhan Nguyệt Thi quay về phía Vạn Nhã Nhi nghiêm túc nói: "Muội muội, không phải tỷ tỷ muốn nói với muội, nhưng muội cứ như thế này sẽ làm cho bản thân suy yếu đi, cho dù có tìm ra được đại ca cũng chỉ làm liên lụy cho hắn mà thôi." Vạn Nhã Nhi nghe vậy, ngẩn người ra, chậm rãi cúi đầu xuống, không biết nghĩ cái gì, chỉ là thấy trên người nàng luôn tỏa ra nét sầu bi. Thấy vẻ mặt Vạn Nhã Nhi như thế, Nhan Nguyệt Thi tiếp tục khuyên. Mỗi muội, ta cùng với lão phó cùng nhau từ đầu tới giờ, đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn hiểm trở, thậm chí cả sanh ly tử biệt. Chúng ta mặc kệ cho chúng đạo phi nhổ hay là hắc đạo đuổi giết, chúng ta cũng không rời nhau. Lúc ở bên nhau, chúng ta hỗ trợ cho nhau. Khi rời xa, chúng ta gặp nhau qua tâm niệm của đối phương. Chúng ta trong lòng luôn kiên trì một niềm tin vào người kia. Kiên trì chính là một phần của tình yêu. Cũng giống như nhạc phàm trong lòng của muội cũng có một dạng niềm tin như vậy ta tin tưởng không có bất cứ điều gì có thể ngăn cách các người đúng vậy yêu là phải kiên trì và kiên cường hai người chúng ta là minh chứng hồi tưởng lại chuyện cũ phó xuất vạn phần cảm khái thấy vẻ mặt chân thật của hai người vạn nhã nhi như thể cảm nhận được sự quan tâm và tình nghĩa của bọn họ tâm linh liền rung động như hiểu được điều gì nàng đột nhiên ngẩng đầu quay về phía nhan nguyệt thi nở một nụ cười trong sáng chân thành, thuần khiết, xinh đẹp, đó là sự cảm kích xuất phát từ trong sâu thẳm của tâm hồn. Vạn Nhã Nhi ra dấu đáp lại, muội, muội ít nhất còn có các người ở bên cạnh muội. Muội hiểu được là tốt rồi. Nhan Nguyệt Thi thấy Vạn Nhã Nhi như thế, trong lòng rất cảm động, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng nói, tỷ tỷ sẽ giúp muội mà. ha, <laughs> Phụ nữ các ngươi thật là đa sầu đa cảm mà. Phó Xuất nói. cười nói. Nhan Nguyệt Thi hung hăng nhéo vào tay của Phó Xuất, giọng giận dữ. Chẳng im đi, thương cảm chính là quyền lợi của phụ nữ mà. Phó xuất xoa xoa cánh tay, vẻ mặt đau khổ nói, hừ, ta không nói thì cũng không sao. Nhìn về mặt cam chịu của Phó xuất, Vạn nhan Nhi và Nhan Nguyệt Thi buồn cười, nhất thời không khí u buồn tiêu biến. Nhìn vẻ mặt cam chịu của Phó xuất, Vạn Nhã Nhi và Nhan Nguyệt Thi buồn cười, nhất thời không khí u buồn tiêu biến. Muội muội, đi, ta đưa muội đến chỗ này. Nhan Nguyệt Thi kéo vạn nha nhì đi đến phía trước. Nếu muốn hỏi nam nhân tại thành Lâm An, địa điểm nào nổi danh nhất, sợ rằng đáp án sẽ rất là không giống nhau. Người phong lưu sẽ nói là à, Phượng Minh Cáp. Người mê rượu mây ăn sẽ nói là túy tiền lâu. Người thích châu Ngọc thì chọn tụ bảo trai. Nhưng nếu muốn hỏi về chuyện nam nữ, thì đáp án chỉ có một, đó là Đông Nguyệt Am ở thành Tây. Đông Nguyệt Am còn gọi là Nguyệt Lão Miếu cũng có lịch sử ngàn năm người tới hương khói rất nhiều vô số thiện nam tín nữ mong ước chuyện tốt đều đến đây thành tâm khấn vái mong ước có được lương duyên trước cửa đông nguyệt am người đến người đi náo nhiệt cả một con đường nếu đúng phải ngày lễ sợ rằng muốn chen vào cũng không phải là dễ dàng nhan nguyệt thi kéo vạn nhã nhi đến đây thì bị gọi lại chờ một chút phó xuất đột nhiên dừng bước chợt nói à ah, được rồi ta muốn đi vào trong thành nghe ngóng tin tức các ngươi tự mình đi đi không cần ta xen vào ta đợi tại túy tin lâu chờ các ngươi không đợi hai người phản ứng gì hắn liền vội vã đi chỗ khác vạn nhã nhi ngạc nhiên khó hiểu nhìn nhan nguyệt thi giả dấu hỏi phó đại ca làm sao vậy nhan nguyệt thi hé miệng cười nói hắn à sợ nhìn thấy người <laughs> đừng để ý đến hắn chúng ta vào thôi tiến vào đông nguyệt am không khí tràn ngập từng đợt hương khói làm cho lòng người thư thái. Xung quanh Nguyệt Lão Điện đều là nam nữ cung bái, người thì vẻ mặt thành tâm, người thì vẻ mặt hạnh phúc. Đương nhiên, cũng có người ưu phiền không dứt. Nhan Nguyệt Thi cười một hồi nói, muội muội người xem, nơi này chính là miếu Nguyệt Lão, cảm giác không sai phải không? Vạn Nha Nhi cười gật đầu, A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Nhan Nguyệt Thi hai người quay đầu nhìn lại, thấy một lão ni ăn mặc áo bào trắng đang đi tới. Nhan Nguyệt Thi chưa kịp mở miệng, thì Lão Ni đã bước về phía Nhan Nguyệt Thi, đưa tay thủ lễ nói. Nhàn thí chủ, hai năm không thấy bóng dáng. Nói xong hướng tới Vạn Nhã Nhi thủ lễ. Vạn Nhã Nhi mỉm cười hoàn lễ. Còn phải đa tạ cái ân sư thái, năm đó đã ra tay trợ giúp. Nhan Nguyệt Thi thủ lễ đối với Lão Ni, rồi kéo Vạn Nhã Nhi qua giới thiệu. "Muội muội đây là người trong coi động nguyệt am niệm tâm sư thái sư thái đây là tiểu mội của ta tên là vạn nhã nhi nàng nói chuyện có chỗ bất tiện mong rằng sư thái đừng trách à niệm tâm sư thái ngẩn ra chăm chú đánh giá vạn nhã nhi một phen rồi nói bần ni là người xa rời trần thế tiểu thí chủ không cần câu nệ tiếp theo quay ra Nhàn nguyệt thi mỉm cười nói Lần này nhan thí chủ đến đây có việc gì không? Đúng rồi. Phó thí chủ đâu? Sao lại không tới? Hắn à? Hắn có chuyện trọng yếu phải làm. Sẽ không có chuyện gì chứ. Hắn sẽ không... Ồ, hắn không muốn nhìn thấy bẩn ni phải không? Ê, à, nhớ năm đó. Người cùng hắn đến nơi này đã là cùng đường. Giang hồ chỗ nào cũng hung hiểm sao có thể giống như chúng ta an tĩnh ở nơi này còn nhớ mỗi lần hắn nghe giảng kinh là hắn sẽ ngủ còn có được rồi sư thái nghe thao thao bất tuyệt cả nửa ngày nhan nguyệt thi vội vàng gọi sư thái xấu hổ nói sư thái chúng ta lần này không phải đến ngay người giảng kinh bởi vì muội muội của ta với ca ca của nàng bị thất lạc cho nên lần này tới nơi để cầu nguyện à Niệm tâm sư thái không để ý nữa, cười thiện ý nói. Hy vọng, nguyện vọng của các người đều có thể thành hiện thực. Ha, ha, ha. Cảm ơn lời nói của sư thái, chúng ta sẽ không quấy rầy. Có thời gian sẽ cùng sư thái trò chuyện. Đi nào, muội muội, chúng ta đi đến đây cầu nguyện. Nguyệt Thi cũng không chỉ hoãn, kéo vạn nha nhi đi đến biệt viện. Ông trời sắp đặt hay sao? Nhìn bóng hai người rời đi, niệm tâm sư thái tự thì thào mắt vẫn đặt ở trên người vạn nhã nhi ánh mắt lóe lên không biết suy nghĩ điều gì biệt viện nằm giữa đông nghệ đam có một gốc đa rất lớn thân cao hơn mười trượng cảnh lá tươi tốt thân rất lớn sự rằng sáu bảy người cũng không ôm xuôi cây đã có từ khi đông nghệ đam tạo dựng đã được trồng tại nơi này đã có hơn một ngàn năm lịch sử người ta nói cây ngàn năm thì linh thiêng cho nên người tại đây có thói quen dùng giấy đỏ viết những lời chúc bình an rồi quăng lên cành cây. lâu ngày gốc đa đã trở thành cây cầu nguyện. đông nguyệt Am sở dĩ hương khói cường thịnh đại bộ phận là bởi vì biệt viện từ xa xưa đã có cây cầu nguyện. muội muội tới mau. nha nguyệt thi kéo vạn nha Nhi chạy đến trước cây cầu nguyện cởi nói. muội muội tỷ đã từng cầu nguyện ở đây. lúc ấy tỷ ở chỗ này cầu nguyện hy vọng với lá phó vĩnh viễn ở cùng một chỗ sau đó thực sự là đã thành sự thật. Muội <laughs> thử xem sao. Nhìn thân cây cầu nguyện to lớn, trên đó treo vô số chỉ hồng cầu phúc, Vạn An Nhi cảm thấy buồn cười, giả dấu hỏi, "Tỷ tỷ, cây cầu nguyện này thực sự linh à?" Đương nhiên, Nhan Nguyệt Thi khẳng định, "Điều ta cầu nguyện không phải đã thành hiện thực, chỉ cần có lòng tin, nhất định thành." Muội không được dùng võ công, quang chỉ cầu phúc này lên cao, chỉ cầu phúc càng lên cao, lời cầu nguyện càng linh nghiệm chúng ta đi lấy chỉ cầu phúc đại ca muội nhớ người người có biết không từ khi ra ra rời muội đến nay muội đã hiểu được thế nào là bị bỏ rơi thế nào là cô độc tịch mịch nếu trong lòng không còn một chút hy vọng có lẽ muội đã đi theo ra ra rồi nghe được tin đại ca còn sống muội rất vui thật sự rất vui ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy cho muội hy vọng rồi lại để muội vùng vẫy trong hy vọng đại ca muội rất nhớ người muội mong trở lại như trước trở lại cuộc sống bình thản giống như trước đây muội muốn đại ca nắm lấy tay muội giống như trước đấy mà bảo vệ cho muội muội thật sự muốn như vậy cây cầu nguyện muội không thể nói chuyện chỉ có thể yên lặng mà cầu khấn mặc dù không biết nguyện vọng của muội có thể thành hiện thực hay không muội chỉ hy vọng đại ca có thể nghe thấy đại ca trên đời này người là người thân duy nhất của muội dù thế nào cũng đừng bỏ muội ở lại một mình dưới tàng cây cầu nguyện và nani quỳ gối trên bồ đoàn hai tay chắp lại yên lặng cầu khẩn lá rung dưới làn gió dưới tàng cây có người khở dại chìm đắm trong tương tư khấn nguyện cho người thân dưới tàng cây cầu nguyện mọi người vẻ mặt đều sung sướng ai ai cũng không chú ý có một cô gái bé nhỏ xinh xắn ở giữa đám người đang liều mạng quang chỉ cầu phúc vẻ mặt vô cùng chăm chú nghiêm túc vù vù bộp vù vù bột vô số chỉ cầu phúc quăng lên rồi rớt xuống vạn nhã nhi muốn quăng chỉ cầu phúc lên chỗ cao nhất lại không được dùng võ công nên rất là khó khăn cho nên khi đã quăng chỉ cầu phúc nhiều lần mà vẫn bị rơi xuống mỗi mỗi thật ra cao một chút là được rồi không cần phải cao quá đâu Nhan Nguyệt Thi thấy Vạn Nhã Nhi mặt đầy mồ hôi thì động lòng, do đó cất lời khuyên bảo. Nhưng Vạn Nhã Nhi không chịu nghe, vẫn không ngừng quang chỉ cầu phúc như trước. Trên bầu trời sấm vang rền, xem ra là trời muốn mưa. Bỗng một tiếng sét đánh, mọi người dưới tàng cây cầu nguyện sợ tản đi hết. Chỉ còn lại vạn nhã nhi với nhan nguyệt thi còn ở lại dưới tàng cây. Có lẽ là lão thiên muốn đổ dẫn. Mới vừa rồi mặt trời còn trói lọi. Quay qua quay lại, mây đen đã đầy trời. Khó trách mọi người đều nói. Giang Nam cửu nguyệt thiên nan chắc. Bất như đường tác thưởng vũ tiết. Lục bộp, vù vù. Không lâu sau, trời mưa nặng hạt. Rơi chúng người cũng thấy đau đớn. Vì vậy mọi người vội vã trú mưa dưới mái hiên. Cho dù như thế, vạn nhã nhi vẫn tung chỉ cầu phúc. Căn bản không để ý đến xung quanh, thời tiết như vậy gây trở ngại rất lớn muốn đưa chỉ cầu phúc lên cao cơ hồ không có khả năng nhan nguyệt thi thấy vậy thì càng đau lòng kéo vạn nha nhi lại an ủi mà nói muội 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 cần gì phải như vậy đợi mưa tạnh chúng ta lại đến vạn nha nhi không chịu vùng thoát khỏi sự ngăn trở của nhan nguyệt thi lại tiếp tục mặc cho mưa to đập vào người đủ rồi nhan nguyệt thi lúc này không chịu được nữa ôm cổ vạn nha nhi lại trách mắng nha đầu kia sao lại cứng đầu như vậy tỷ nói với muội đợi mưa tạnh hãy tiếp tục muội nhìn vạn nhan nhi như thất hồn lạc phách ở trong lòng nhan nguyệt thi cắn môi nghẹn ngào vạn nhan nhi nhẹ nhàng đẩy nhan nguyệt thi ra tay chậm rãi đưa lên giả dấu nói tỷ tỷ muội thật vô dụng thật sự vô dụng muội chẳng những không giúp được cho đại ca chỉ câu phúc cũng không đưa tới nơi được tỷ cứ để muội làm đi muội không thể làm gì cho đại ca cầu nguyện là điều duy nhất mà muội có thể làm được tỷ 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 có hiểu cho muội không nhan người thi trong lòng chấn động năm đó không phải là mình cũng cố chấp như vậy sao vì vậy nàng tiến lên vuốt mái tóc của vạn nhã nhi dịu dàng nói ta hiểu lệ buồn tuôn rơi không biết là mưa buồn hay là giọt sầu của nhân thế vạn nhã nhi lặng lẽ đầu nhặt chỉ cầu phúc dưới chân lên rồi tiếp tục ném dưới mái hiền có nhiều người đang trú mưa nhìn thấy hành vi quái dị của vạn nhã nhi bắt đầu chỉ trỏ Ôi cô nương ấy làm cái gì vậy? Đúng vậy, trời mưa mà không vào chú, chẳng phải là ngu ngốc sao? Ha ha ha, xem ra cô ta nhất định là điên rồi. Lại đây nhìn xem. Một hồi sau, mọi người tự hồ cảm nhận được một sự bi thương nồng đậm đang lan tỏa. Sự đàm tiếu cuối cùng cũng biến mất. Cuối cùng, bọn họ thật sự quan tâm đến bóng hình nhỏ nhắn giữa trời mưa. Trong lòng đều trầm mặc, sự trầm mặc của họ như là muốn chúc phúc cho cô gái trẻ lúc này dưới mái hiên thực sự yên tĩnh nếu có người nào còn dám cười vào vạn nhã nhi đều bị mọi người nhìn vào ánh mắt khinh bỉ không biết có phải là lão thiên cố ý đối nghịch với cô chăng vài lần chỉ cầu phúc đã được vạn nhã nhi ném lên móc vào cành cây nếu không bị gió thổi rớt thì cũng bị mưa làm rơi xuống nhan nguyệt thi nhìn thấy tình huống như vậy chỉ có thể đứng bên cạnh âm thầm lo lắng chính bản thân mình cũng vô năng giúp đỡ thời gian cứ dần dần trôi mưa to gió lớn rồi cũng bắt đầu ngừng lại trong chốc lát cơn mưa to đã tạnh mây mù dần dần tan đi mặt trời lại hiện ra chiếu sáng trên trời cao mặt đất xung quanh trở nên trong sáng rạng rỡ nếu không phải trên mặt đất còn lưu lại mấy dòng nước chảy sợ rằng không ai có thể chứng minh được vừa rồi thực sự đã có một trận mưa leng keng một âm thanh nhỏ vang lên sợi dây màu đỏ của chỉ cầu nguyện mang theo quả chuông nhỏ đã vững vàng treo ở trên ngọn cây của cây cầu nguyện ô một trận huyên náo nổi lên mọi người đang ở dưới mái hiên của miếu trên mặt đều hiện ra nét vui sướng đó chính là từ nội tâm họ phát xuất ra những lời chúc phúc đã thành công rồi Rốt cục đã thành công rồi cả cả nhất định sẽ bình an vô sự nhìn chỉ cầu nguyện đang đung đưa trên cao vạn nhã nhi thân thể rung động trong lòng hô lên nhà đầu này thực sự thành công rồi nhan nguyệt thi ngây ngốc đứng bên cạnh trong lòng không chỉ là sự cảm động trào dâng mà còn có một sự chúc phúc chân thành. Giờ khắc này, nàng ta như hiểu thêm được muội muội của mình. Có đôi khi, người càng trầm mặc trong lòng càng cố chấp, càng kiên cường. Có lẽ mình đã thật sự không hiểu cô ấy. Nhàn người thi trong lòng thương cảm, cất tiếng cười, ôm vạn nhã nhì nói. muội muội chúc mừng muội ta tin tưởng rằng trời cao thấy người kiên cường như vậy sẽ phù hộ cho các ca người bình an vô sự khóc không thành tiếng nước mắt cứ tuôn tràn trong lòng vô vàn xúc cảm ở trong lòng vạn nhã nhi không ngừng gật đầu kích động làm cho nước mắt không cầm được nhỏ xuống không ngừng đi thôi chúng ta trước hết đi thay quần áo không thì phát bệnh đó nhan nguyệt thi cười rồi kéo vạn nhã nhi đi vào nhà trong ở bên ngoài đông nguyệt am niệm tâm sư thái đích thần tiện khách sư thái chúng ta có chuyện quan trọng phải đi lần sau nếu có cơ hội chúng ta sẽ ghé thăm nói xong nhan nguyệt thi chắp tay thi lễ Niệm tâm sư thái cũng chắp tay chào lại cười nói nếu nhàn thí chủ có chuyện quan trọng phải làm bần ni không tiện giữ lại hy vọng sau này các ngươi nên thường đến đây nghe giảng kinh một chút nhàn nguyệt thi toát mồ hôi liền cười nói tốt tốt chúng tôi làm xong công việc nhất định sẽ trở lại ha niệm tâm sư thái mỉm cười gật đầu tiếp theo nhìn sang vạn nhã nhi nói đến lúc đó tiểu thí chủ cũng nên ở lại. Vạn đã nhi có chút sửng sốt lập tức gật đầu. Tốt lắm, muội muội chúng ta đi, kẻo lão phó phải chờ lâu. cáo biệt sư thái, nhan nguyệt thi vội vàng kéo Vạn đã nhi đi ngay như sợ bị lưu lại. trên đường đi, Vạn đã nhi ra dấu hỏi. tỷ tỷ, người cùng phó đại ca sao lại có vẻ sợ sư thái như vậy? ta thấy sư thái rất là hiền hòa mà. à, nhan nguyệt thi ngẩn người bất đắc dĩ nói. Nếu như người đã từng nghe sư thái giảng kinh, sợ rằng sẽ không còn nghĩ như vậy. Phải không vậy? Vạn Nhã Nhi trong mắt nghi hoặc không thôi. Nhan Nguyệt Thi vẻ mặt nghiêm túc nói, ngàn vạn lần không nên hoài nghi lời nói của tỷ, tì. không tin thì gặp lão phó mỗi cứ hỏi. Dùng một chút, lại nói, ta xem niệm tâm sư thái đối với người rất tốt, có lẽ là muốn mời ngươi đến ngồi nghe giảng kinh. Phải không vậy? Vạn Nhã Nhi lắc đầu cũng không quan tâm nhìn bóng hai người vạn nhã nhi đang đi xa niệm nguyệt sư thái chỉnh lại sắc mặt rồi bước nhanh về phòng trong của đông nguyệt nam trở vào trong phòng niệm nguyệt sư thái lấy bút ghi một phong thư rồi nhét vào trong áo đi thẳng ra ngoài sư thái lặng lẽ đi ra cửa sau cẩn thận nhìn quanh bốn phía cảm thấy an toàn liền xoay người một cái nhảy lên nóc nhà tung người bay vọt vào không trung tốc độ cực nhanh thật không giống như người bình thường ngay cả tiên thiên cao thủ trong trốn giang hồ sợ rằng cũng khó có thân thủ như vậy. Ra đến một chỗ trống ở ngoài thành, Niệm Nguyệt Sư Thái khẽ vẫy tay, một con bầu câu trắng đưa thư liền từ trên cao bay xuống. Sư Thái buộc lá thư vào chân của bồ câu, rồi phóng bồ câu bay lên cao, sau đó Sư Thái cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Bồ câu trắng bay một mạch hơn ngàn dặm, rồi hạ xuống một tòa thành nguy nga nằm trên một ngọn núi. Nơi này mây mù ba phủ, nhìn không rõ hư thật. Bồ câu đang bay đột nhiên biến mất thật là kỳ dị. Tại thành Nam Lâm An, bốn gã nam tử mặc áo xanh nghênh ngang đi trên đường cái, trong miệng toát ra toàn những lời ô ngôn uế ngữ, cứ hì hà đàm luận những việc bất nhã, không để ý đến những ánh mắt giận dữ xung quanh đang nhìn. Mẹ nó, nhị thiếu gia mượn cớ đuổi chúng ta đi, ở lại một mình tha hổ phòng liều khoái lạc, còn mẹ nó, thật là không có suy nghĩ. Không lẽ hắn muốn lòng hí kiểu phượng sao? một nam tử gây ốm đang đi ở phía trước bất bình nói xấu tam người có phải là ngứa mồm không vậy ngang nhiên dám nói bậy về nhị thiếu gia một gã nam tử cao cao ở phía trong tiến tới nắm lấy bả vai của gã xấu tam nhưng rồi cũng phụ họa tiếp Hề, hey, nhưng thật ra người nói cũng đúng <laughs> ta cũng thấy như vậy nhị thiếu gia bảo chúng ta đi trước rồi hắn sẽ tự tìm đến mặc dù chúng ta đã đi lâu như vậy mà hắn cũng còn chưa đến à Tả chắc chắn hắn còn đang nằm đơ tại giường không đứng lên nổi ngừng lại một chút nam tử cao cười vô lại nói hề hey, bất quá nói về phượng minh các các cô nàng ở trên đó đều chân dài căng mọng hơn nữa nếu cùng với lão tử ngủ một giấc hề hey, thật là tuyệt vời hả? đúng vậy đúng vậy lần này vào thành lão tử thật là ngán ngấy lần ra ngoài có việc sau này nếu có cơ hội lão tử không thể không đến đó làm một trận thống khoái à <laughs> Sấu tam nói xong vẻ mặt vẫn còn đang mơ mộng. Gã béo lùn đứng ở bên liền ngắt lời nói. Được rồi, các ngươi đừng bàn luận nữa. Nhị thiếu gia lần này hẹn gặp một người quan trọng. Nếu việc thành công, chúng ta tất nhiên cũng có chỗ tốt đó. Hơ, 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 hơ. Bọn chúng đều cười một chàng hưng phấn. Ồ! Oh. Đột nhiên một nam tử khôi ngô đi trước đột ngột dừng lại cước bộ, làm tên kia đi phía sau đâm sầm, ngã chúi vào. Hắn liền mắng to một trận. Mẹ nó, lão thiết, người sao lại đột nhiên dừng lại như vậy? Chán sống à? Gã béo lùn đi phía sau, tay vừa xoa lấy cái mũi vừa tức tối nói. Bị chửi bới như vậy, nhưng lão thiết không thèm để ý, mà lại chăm chú nhìn ở phía trước rồi kinh ngạc nói. Ê, các người, mau đến xem kìa, mau nhìn xem, phía trước là một cô gái, không phải là con bé cơm ở hậu viện của chúng ta sao? Bọn chúng liền gần ra, theo hướng của lão thiết nhìn tới. Nam tử béo lùn nghi hoặc nói. Đại tiểu thư không phải là đã nói con bé cầm này đã tự mình bỏ trốn, sao lại xuất hiện ở nơi đây? Nam tử cao cao nói cập chừng. Đúng vậy, sao lại có thể là nó được nhỉ? Người xem cô ta diện mục thành tố, lại mặc đồ đẹp, sao lại đi so sánh với cái con bé cấm trong tạp viện được? Hơn nữa bên cạnh còn có mỹ nữ nữa chứ? Không cần biết đúng sai. Đảng đứng giữa, xấu tam liền phản bác nói. Ta xem đích xác có điểm giống. Người xem, cô ta dáng vẻ và khuôn mặt đều tương đồng. <laughs> có biện pháp rồi, đi tới thôi. Dù sao chúng ta cũng đang nhản dỗi. Chúng ta tìm hai người đó đùa cợt một phen. Nếu nhà đầu đó không phải cầm, thì chắc chắn sẽ nói nếu đúng là cô ta cấm thì cũng không có ảnh hưởng gì đến chúng ta. Ha 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 ha. Cười một cách bị ổi, xấu tam liền dẫn đầu tiến lên phía trước. Thành Nam Lâm An Một nơi phồn hoa đô thị. Nhã Nguyệt Thi dắt theo vạn nhã nhi đi ngào du hết nơi này đến nơi khác. Phụ nữ nói chung đều giống nhau. Khi thấy cái gì lạ đều không muốn bỏ qua. Nếu vạn nhã nhi không kêu mệt, sợ rằng còn muốn đi nữa mới thỏa mãn. Ha, chúng ta thưởng ngoạn như vậy vẫn chưa hết đâu muội đi thôi chúng ta đi gặp lão phó ở túy tuyên lâu rượu và thức ăn đã nổi danh một vùng từ lâu đã lâu rồi ta không ghé qua nghĩ đến mấy vị ở đó đi mau thôi nhan nguyệt thi kéo vạn nha nhi định đi tiếp đột nhiên phía trước đã có bốn gã nam tử đứng chặn bọn họ là người của thanh vân thành bọn họ muốn làm gì đây vạn nha nhi liền sừng sốt vô thức nhích lại gần bên cạnh nhan nguyệt thi nhan nguyệt thi tự nhiên cũng đã phát hiện thong thả nghiêng người, chân mày nhíu lại, quay về bọn họ, lạnh lùng hỏi. Các ngươi muốn gì? Nghe đối phương đang hỏi, bọn người Thanh Vân Thành không trả lời. Bọn chúng vẻ mặt ngây ngốc, trong miệng lẩm bẩm Đẹp quá, đúng là mỹ nữ trong thiên hạ. Một lúc lâu sau. <laughs> tên gầy ốm xấu tam sau khi ho lên hai tiếng liền hồi thần, tiến lên nhìn nhan nguyệt thi chắp tay nói. Chả tiểu thư, bọn tại hạ chính là người của Thanh Vân Thành, hơn nửa tháng trước có một nha hoàn tạp dịch câm của chúng ta trộm đồ rồi bỏ đi. Chúng ta vẫn đang tìm kiếm. Vừa rồi đi ngang qua thấy cô đường bên cạnh người khá giống nhà hoàn của chúng ta. Cho nên đến, đến xem cho biết cũng không có ý gì khác. <laughs> Lai giả bất thiện. Sao có thể xem mọi chuyện đơn giản như vậy được? Nhan Nguyệt Thi trong lòng đã hiểu được sự việc liền lạnh lùng gần giọng hỏi lại. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Sấu tam nhìn chằm chằm vào vạn nhã nhi, vuốt cằm nói. Nếu cô ta không phải là nha hoàn đã trộm đồ trong thành của chúng ta rồi bỏ đi, chúng ta sẽ tự rời đi. Còn nếu chính là kẻ từ trong thành của chúng ta bỏ trốn, <laughs> xin mời tiểu thư giao cô ta cho chúng ta, để chúng ta đưa trở về thành, xem như giải quyết xong công đạo. Đúng vậy, đúng vậy. Ba tên còn lại cũng đồng thanh nói. Bọn chúng khẩu khí đều rất hung hăng. Nhan Nguyệt Thi nghe được thì tức thì nổi giận. Trong mắt hàn quang lóe ra, nói Các người là cái thứ gì vậy? Cũng dám ở nơi đây uy hiếp người khác à? Ngươi, chờ một chút Xấu ta bị người nhục mạ như thế Cũng không thèm để ý Ngược lại còn muốn ngăn đồng bọn mình đang định tiến lên Nhìn chằm chằm vào vạn nhã nhì nói Nhà hoản lấy trộm đồ của bọn ta là người cầm Không hề biết nói Không biết cô nương này có giống vậy không? Mặc dù là hắn hỏi người Nhưng ngữ khí tỏ vẻ khẳng định chắc chắn Lúc trước do Vạn Nhã Nhi có việc cần phải đi, nhưng lại bị đại tiểu thư của Thanh Vân Thành trục xuất, cái này không phải là mình chủ động phản bội, nhưng bây giờ chính mình bị người ta vu oan là kẻ cướp, Vạn Nhã Nhi trong lòng đương nhiên rất tức giận. Nhưng rồi suy nghĩ lại, chính mình đã không phải là người của Thanh Vân Thành, hơi đâu mà cùng với bọn họ làng nhằng. Bây giờ việc tìm kiếm nhạc phàm mới là việc quan trọng nhất. Vừa nghĩ thông như vậy, Vạn Nhã Nhi tâm tình đã hoàn toàn bình phục. Vì vậy, liền kéo nhan Nguyệt Thi đang phẫn nộ đi, ý muốn rời đi nơi này. Nhan Nguyệt Thi vốn định ra tay, nhưng bị vạn nhan Nhi lôi kéo như vậy, chỉ có thể tức giận mà không thể phát tác. Ô, cô ta thật sự không có nói, chẳng lẽ thật sự là nhà đầu tạp dịch. Mẹ ơi, trước kia lão tử ta thật sự không có mắt, nhà đầu xấu xí giờ biến thành mỹ nữ, nếu như thà phát hiện sớm thì đã bốn tên thanh vân thành thấy vạn nhã nhi đúng là người câm bọn chúng sắc mặt đều tỏ vẻ vui mừng trong lòng không khỏi một trận bỉ ổi trên đường vốn có nhiều loại người qua lại cảnh tượng như vậy diễn ra khiến cho nhiều người chú ý trong chốc lát liền có vài người tụ tập lại xem như là chờ đợi một vở kịch hay sắp diễn ra nam tử gầy gò thấy tình hình như vậy liền sinh ra một ý nghĩ con ngươi vừa chuyển liền ánh lên một tia âm lãnh hắn liền nháy mắt với mấy tên đồng bọn đứng ở phía sau rồi quay về hướng vạn nhã nhi lớn giọng số nhà đầu Thanh vân thành chúng ta đã cho người nơi ẩn trốn ở xong ngươi lại vòng ngần phụ nghĩa trộm đồ trong thành của chúng ta bỏ đi giờ xem ngươi còn chạy trốn đi đâu bắt lấy nó đưa nó về đúng đó bắt lấy nó đám người thanh vân thành vội vàng phụ họa ô oh, hô, chung quanh liền vang lên một trận ồn ào thì ra là kẻ trộm chả trách bị người ta bao vây thật nhìn không ra cô gái này mặt mày thanh tú hoàn toàn không giống kẻ trộm mà chỉ nhận chỉ diện bất trí tâm cho dù khuôn mặt có như vậy sao biết được có làm hay là không chẳng biết nữa hay là người như thế nên đưa tới gặp quan phủ đúng bắt lấy nó xung quanh mọi người càng nói càng khó nghe vạn nhã nhi cùng nhan nguyệt thi càng tức giận không kể xiết hai tay nắm chặt nghe rõ tiếng răng rắc phát ra xấu tam thấy mục đích đã đạt tới trong lòng đắc ý phi thường liền nói tiếp số nhà đầu còn không theo chúng ta trở về nếu không người sẽ chịu hậu quả Vừa nói tay trái liền hướng vạn nhã nhi chộp tới, hoàn toàn xem như trong mắt không có ai. Muốn chết, nhan nguyệt thi trong lòng lửa giận đã đến cực điểm, nàng ta tính tình không tốt bụng như vạn nhã nhi. Thấy sấu tam ngang nhiên xông đến động thủ, nàng liền không khách khí, tay phải liền lật lại, nhắm hướng sấu tam công đến. Nam tử gây ốm này thấy đối phương phản kháng liền khinh thường cười, xem dáng dấp nữ nhân như thế, không giống với người tinh thông võ thuật, như thế làm sao có thể so sánh với một võ lâm cao thủ đã đạt tới hóa khí tri kỷ vì vậy muốn lách qua nhan nguyệt thi trực tiếp chộp tới vạn nhã nhi không biết có phải là ảo giác hay không thấy tay phải của nguyệt thi chậm rãi chộp tới nhưng xấu tam hết lần này tới lần khác đều không thể tránh thoát chỉ có thể để đối phương tùy ý chộp tới thật là quái dị trong tình huống như thế xấu tam chẳng biết làm sao một loại cảm giác sợ hãi áp bức phát sinh trong lòng hắn rồi cứ thế lan tỏa trong lòng Nhàn Nguyệt Thi công lực đích thực đã tới mức tụ đính chi cảnh, nội khí hoàn toàn có thể tự thu liễm. Sấu Tam chỉ là một tên giang hồ tiểu tốt, làm sao có thể nhìn thấu được. Rắc, một tiếng xương gãy vàng lên, cho dù đang ở trên đường cái huyên náo, nhưng mọi người cũng có thể nghe rõ. À! Một thoáng lặng người trôi qua, Sấu Tam một tiếng thét thảm thiết vang dội, làm cho mọi người xung quanh nghe thấy cũng lạnh cả người. Chẳng biết chết sống là gì. Nhàn Nguyệt Thi lạnh lùng gằn giọng nói, tiếp theo vận lực vào tay phải ấn thẳng vào ngực của xấu tam à một tiếng hết thảm thiết lại vang dội xấu tam bị bắn đi như diều đứt dây văng xa đến mấy trượng rồi ầm một tiếng đã rơi xuống dàn hàng làm mảnh vỡ văng tùng tóe ô oh, dân chúng xung quanh kinh hãi vội vàng thối lùi mấy bước ở giữa đường cái bây giờ lại trống trải chỉ có duy nhất vạn nhã nhi đang đứng đó khi Sấu tam ngã xuống đất ba tên còn lại của thanh vân thành lúc này mới bắt đầu phản ứng bọn chúng không thể tưởng tượng nổi đối phương lại là một cao thủ ẩn tàng thực lực hơn nữa thực lực còn cao hơn bọn chúng tưởng tượng rất nhiều trong lòng bọn chúng không khỏi kinh hãi thật chẳng khác nào bị vả vào miệng xấu tạm xấu tạm lão thiết ba người vội vàng phóng đến hướng huynh đệ bị thương chỉ thấy hắn đang nằm co giật trên mặt đất muốn kêu la nhưng miệng vẫn ói máu tay trái bị biến dạng trong mắt tràn đầy hoảng sợ ba tên thấy như vậy thì trên người lông tóc đều dựng đứng nhanh nguyệt thi căn bản không để mắt đối với bọn này liền tiến lên trước một bước lạnh giọng nói người không phạm ta ta không phạm người ngay cả đích thân thành chủ bộ siêu quần của các người có đến đây đừng hòng trước mặt bồn tiểu thư mà bức hiếp kẻ khác thấy nhan người thi mạnh mẽ như thế mọi người xung quanh tất cả đều cầm như hến <laughs> khẩu khí thật lớn cả thanh vân thành cũng không đáng để vào mắt âm thanh vừa dứt đám người phía trước tự động tránh ra hai bên trong lòng đầy nghi hoặc chỉ có bốn tên thanh vân thành lúc này đều hiện vẻ kinh hãi nhan nguyệt thi nghe tiếng liền nhìn lại chỉ thấy hai gã nam tử đang đi tới. Tên phía trước là một thiếu niên, ước chừng 18 tuổi, tay cầm một thanh bảo kiếm, khảm đầy ngọc lưu ly, vừa nhìn đã biết ngay là một người có địa vị trong giang hồ. Hắn ta trên người vận một bộ thanh y trường sam, bộc lộ khí thế đương trường, chỉ là giữa hai lông mày xách lên vẻ rất khinh người, khí thế cao ngạo, làm cho mọi người trông thấy liền e ngại lùi bước. Đi sau là một gã trung niên văn sĩ, trên người mặc bạch y, sắc mặt lạnh nhạt, tay cầm một chiếc quạt lông chim chậm rãi bước đi. Người này đúng là khách khanh tại Thái Phủ năm đó, gọi là Đa Phong Tiên Sinh. Nhiều năm đã qua, xem ra năm tháng cũng không để lại dấu vết gì trên người hắn. Là hắn, và nhã nhi cả kinh liền giật lấy ống tay áo của nhan nguyệt thi ra dấu. Người đi phía trước chính là nhị thiếu gia của Thanh Vân Thành. À, hắn chính là Hồng Triển Phi. Nhan Nguyệt Thi gật đầu nói. bồi mội yên tâm, tỷ tỷ tuyệt không để cho ngươi chịu ủy khuất hồng triển phi chính là con trai của hồng phong phó thành chủ của thanh vân thành hắn là người tài hoa từ nhỏ đã được mọi người thương yêu hơn nữa hắn dù tuổi còn trẻ nhưng đã đạt tới chu thiên tiểu thừa nhất lưu cao thủ trên giang hồ được xem như là nhân tài mới xuất hiện vì thế thần sắc hắn không khỏi có chút khí ngạo khinh người bất quá hồng triển phi trong mắt nhan nguyệt thi không là gì cả trên giang hồ nếu nói đến nữ hiệp nhan nguyệt thi sợ rằng không phải đơn giản là nổi danh vì cái tên này, mà vì bên cạnh nàng có một nam tử hào sảng không biết sợ trời đất là gì. Võ công đã đạt tới cảnh giới nhập hóa, cùng phó xuất thực sự là danh chấn giang hồ. Nhớ lại năm đó, nhan huyệt thi trên giang hồ nổi danh là Hạt Tiêu Cay, thân là tả hộ pháp của Thiên Tà Tông, một nữ nhị anh hùng, làm việc quyết đoán, ra tay tản nhẫn. Trên người lại có thế lực lớn như vậy che chở, có thể nói trên giang hồ cơ hồ muốn làm gì thì làm sau đó lại gặp gỡ đại đệ tử của võ đang là phó xuất nhan nguyệt thi lúc đó mới có sự thay đổi môn phái hai người một chính một tà nhưng bọn họ không thèm để ý đến giang hồ đàm tiếu dứt khoát muốn sống cùng nhau mặc dù trải qua vô vàn khó khăn nhưng rồi bọn họ rốt cục cũng thành vợ chồng rồi cuối cùng cũng được mọi người thừa nhận trải qua nhiều năm bọn họ hai người trường kiếm hành hiệp giang hồ danh tiếng hiệp lữ vang xa đoạn tình yêu anh liệt của họ luôn được các nam nữ trên giang hồ truyền tụng ngợi ca và sùng bái. Thành Nam Lâm An Ở giữa đường cái, mọi người đứng tụ tập rất đông, gần như nước cũng không thể lọt qua. Hai nữ tử cùng năm gã nam tử đang giảng co, không khí cực kỳ căng thẳng. Việc bảo vệ người của mình tất nhiên sẽ phát sinh việc giang hồ đối trọi, nên mọi người thấy thế đã biết trước sự việc đương nhiên sẽ xảy ra. Đứng giữa đường, Hồng Triển Phi liếc mắt về xấu tam đang bị thương nằm dưới đất, lông mày không khỏi nhíu lại. Dưới nhãn lực của hắn, tự nhiên đã thấy được xấu tam đã bị người ta phế đi võ công trong mắt hắn dần dần toát lên vẻ giận dữ hồng triển phi hai tay chắp sau lưng quay về ba tên của thanh vân thành còn lại hỏi nói cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra tên béo lùn đứng ở đầu vội vàng kính cẩn nói bẩm nhị thiếu gia, con bé đứng bên cạnh cô nương này chính là nha hoàn câm làm tạp dịch ở hậu viện chúng ta lần trước nghe nói tiểu thư nói là chính cô ta trộm đồ rồi bỏ đi, không ngờ lại gặp ở nơi đây. Chúng tôi vốn định bắt cô ta về để giải quyết công đạo, nhưng cô nương đứng bên cạnh kia không nói lời nào, liền ra tay đánh xấu tam trọng thương, hoàn hoàn toàn coi thường thanh vân thành chúng ta. Hắn nói xong liền liếc mắt lên nhìn Hồng Triển Phi. Đà Phòng quét mắt nhìn tên đang nói, tay khẽ khẽ phẩy quạt cười mỉm, hiển nhiên hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của hắn. Hồng Triển Phi cũng không phải là kẻ hồ đồ, ngược lại hắn rất thông minh, Tính cách thuộc hạ của mình hắn quá hiểu. Nhưng người thông minh cũng phải cần có mặt mũi. Sự việc lần này bắt buộc hắn phải ra mặt. Nếu bỏ qua sẽ bị mọi người đàm thiếu. Vì thể diện, hắn chỉ có thể tương thác tựu thác. Hả? Hồng Triển Phi vẻ mặt giận dữ, quay về Nhan Nguyệt Thi nói từng chữ một. Tại hạ Hồng Triển Phi. Các cả rốt cuộc là người phương nào? Chẳng những đã thương người của Thanh Vân Thành, lại còn xuất ngôn bất kính đối với Thanh Vân Thành chủ hôm nay các hạ nếu không trả lại công đạo còn mơ tưởng rời đi nơi này sao còn có nhà hoàn bên cạnh ngươi là kẻ trộm của thanh vân thành chúng ta các hạ tốt nhất là giao nó cho ta nói xong liền ra hiệu cho ba gã thanh vân thành vây lại ngăn trở đường đi của các nàng nhan nguyệt thi thấy như thế thì lại không hề nóng nảy bình thản nói ta là ai ngươi không cần biết tên đang nằm trên mặt đất kia chính là do ta phế đi bất quá đều do hắn chuốc lấy ta muốn hỏi các ngươi các ngươi dựa vào cái gì mà muốn bắt người mội mội ta đã bán cho các ngươi rồi sao à hồng truyền phi ngẩn mặt ra hắn chỉ biết vạn nhã nhi là do đại bá của hắn chính là thanh vân thành chủ bộ siêu quần thu nạp tuy chỉ là một nha hoàn tạp dịch nhưng hoàn toàn tự do bây giờ nói đến bọn họ đích giác không có một cái lý do gì mà bắt người đem đi nhan người thi lại nói mội mội của ta nay là người tự do các ngươi không có một lý do gì để gây khó dễ tên nằm trên đất kia nói năng xuyên tạc, thậm chí còn muốn động thủ. Ta tự nhiên sẽ không khách khí. Ta không lấy đi tính mạng của nó đã là khai ân rồi. Muốn trách người trước hết phải trách mấy tên đồng bọn chó chết của ngươi, đừng để bọn chúng sủa loạn. <laughs> Mọi người xung quanh đều cười lớn một trận, ngược lại Vạn Nhã Nhi lại âm thầm lo lắng. Ngươi, Hồng Triệt Phi không phản bác lại, chỉ trợn mắt nhìn đối phương, hít một hơi dài, Hồng Triệt Phi lạnh lùng nói: "Cho dù vậy, giải thích được việc người phế đi Thanh Vân Thành huynh đệ, còn việc làm nhục tên tuổi Thanh Vân Thành thì ngươi tính sao? Hồng Triển Phi, ngươi muốn thế nào? Thấy Nhan Nguyệt Thi mặt vẫn tỏ vẻ bình đạm, Hồng Triển Phi trong lòng càng nổi giận. Cô ta đã lộ mãng động thủ như vậy, một chiêu đã phế đi xấu tam, sao có thể ung dung như vậy được? <laughs> Hồng Triển Phi tay phải khẽ vẫy, tức thì tám gã hắc y đào kiếm từ trên dãy lầu hai bên đường đi xuống, đứng ở ngay trước mặt. Kiếm đồ, bắt hai ả à này lại cho ta. Hồng Triển Phi chỉ nói bắt chứ không nói đả thương, rõ ràng là hắn vẫn còn tương đối tỉnh táo, trong lòng còn có điều e ngại. Mặc dù hắn là nhị thiếu gia của Thanh Vân Thành, nhưng hắn không muốn đắc tội với người khác. Vâng, kiếm nô nghe lệnh liền chuyển động, tám đạo bóng đen như u linh liền thay đổi vị trí, ba vây không cho Nhan Nguyệt Thi cùng Vạn Nhã Nhi bỏ trốn, những người còn lại đều thối lui. Cho dù vẫn còn cách xa, nhưng Nhan Nguyệt Thi cũng cảm nhận được trên người bọn này phát tán từng đợt kiếm khí lạnh lẽo, liền không khỏi cao mày. Kiếm nô chính là vương bài hộ vệ của Thanh Vân Thành. Bọn họ từ nhỏ đã được rèn luyện dưới sự tra tấn của các hung khí. Chẳng những võ công rất độc ác mà hoàn toàn không sợ chết. Hơn nữa tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Kiếm nô cả đời vì kiếm mà sanh, vì kiếm mà chết. Cho nên võ công chính của bọn họ là sử dụng kiếm, uy lực rất lớn. Cao thủ cùng một cấp bậc ít người có thể sánh được với chúng. Khi thế thật lặng lệ, kiếm nô của Thanh Vân Thành quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhan Nguyệt Thi lo lắng than thầm, rồi quay về phía vạn nhã nhi nói. Mồi muộn, ngươi sử dụng khinh không, chỉ cần thừa cơ tránh né, ta cũng muốn nhìn xem, kiếm nô có phải lợi hại như tiếng đồn không? <laughs> vạn nhã nhi vội vàng ra hiệu, tỷ tỷ cẩn thận. Kiếm nô sở trường là tấn công, phối hợp với trận pháp vô tượng kiếm trận lại càng thêm lợi hại. Nếu là đơn đả độc đấu, Nhan Nguyệt Thi hoàn toàn không e ngại, nhưng dưới trận pháp thì rất khó nói trước. Ý niệm vừa chuyển, tám gã kiếm nô liền tiến đến trước mặt hai nữ nhân, cơ hồ là bọn họ đều đồng thời rút trường kiếm ra. Kỳ diệu là dưới các góc độ khác nhau đồng loạt công kích hai người. Đối mặt với sự công kích quỷ dị và ác độc như vậy, hai người trong nháy mắt liền bị tách ra, chỉ có thể tự mình đối phó. Keng, một tiếng kim loại phát ra, nhan nguyệt thi đã rút vũ khí bên hông ra, cũng là một thanh bảo kiếm mỏng như cánh ve. Chẳng lẽ là thịt? Đà phòng tiền sinh sắc mặt khẽ biến, trong lòng biến động, nhưng ngoài mặt lại không nói gì, tự hồ đã nhận biết được thanh bảo kiếm này cũng như chủ nhân của nó. Nhưng Hồng Triển Phi mặc dù có tò mò nhìn vào thanh kiếm của đối phương, nhưng cũng không để tâm. Dù sao giang hồ rộng lớn, người dùng nhuyễn kiếm không phải là ít. Khinh nhiên mạn vũ đúng là thượng phẩm võ học, kiếm pháp của nha nguyệt thi cũng như tên, kiếm ảnh như thơ, lúc ẩn lúc hiện, chỉ thấy trên bầu trời tối đen xuất hiện kiếm ảnh màu trắng, người tới kẻ lui, tiếng binh khí kinh tâm động phách làm cho những người đứng xung quanh liền tránh ra xa. Tuy đang đánh nhau kịch liệt, nhưng nàng vẫn phân tâm ra, vẫn chú ý đến người bên cạnh. Lúc này vạn nhã nhi trong tay cầm sáo trúc, dựa vào khinh không thân pháp đã luyện tập chuyển động quanh các kiếm nô, thân thể như bướm hoa múa lượn, trông rất đẹp mắt. Đây là lần đầu tiên vạn nhã nhi bộc lộ công phu trước mặt mọi người, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Hảo công phu, nhan nguyệt thi thầm than, tâm trạng liền thoải mái nghĩ. Mọi từ thật là thâm tàng bất lộ, mặc dù biết cô ấy có võ công nhưng không nghĩ khinh không thần pháp thật sự là không kém mình thật bất ngờ một nha hoàn tạp dịch cũng có thể có khinh công như thế hồng triển phi cố nén lại tim đang đập mạnh như thế nào cũng không tin và nã nhi chính là nha hoàn tạp dịch tâm kia vì vậy quay lại ba tên thanh vân thành kia dò hỏi cái này cái này ba tên kia cũng đang đứng há mồm trợn mắt nhìn cả nửa ngày cũng đứng yên không nhúc nhích đánh nhau một hồi kiếm nô đánh lâu mà vẫn chưa thắng vì vậy hung tính đại phát lên biến hóa trận pháp chỉ có công không thủ toàn lực liều mạng khiến cho áp lực trên hai nữ nhân tăng gấp bội bùng nhan nguyệt thi tìm đúng thời cơ xuất ra một trường trúng ngay trên vai một gã kiếm nô vậy mà gã kiếm nô dính một trường vẫn không quan tâm liền xoay kiếm đâm vào nhan nguyệt thi cái gì nhan nguyệt thi kinh hãi cô ta không nghĩ đến kiếm nô lại hung mãnh liều chết như vậy trong lòng nhất thời không đề phòng kịp xoẹt một tiếng ống tay áo bên trái liền bị kiếm cắt đứt bốn tên kiếm nô cũng không ngừng điên cuồng tấn công về phía nhan nguyệt thi vạn nhã nhi lúc này cũng cảm thấy chật vật dưới sự truy kích liều mạng của kiếm nô hiểm nguy trùng trùng từng bước lùi lại hai người đang dần dần bị ép vào cùng một chỗ hồng truyền phi lạnh lồng cười nói thả muốn xem các người có khả năng chống đỡ vô tượng kiếm trận được bao lâu Hả? nhan nguyệt thi nghe thấy liền giận dữ chuẩn bị toàn lực liều mạng lúc bấy giờ trên bầu trời phát ra âm thanh xé gió mọi người nghe tiếng nhìn lại suy suỳ không hay, bọn kiếm nô trong lòng cả kinh vội vàng dừng lại. Một thanh cổ kiếm trầm trọng từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng ngay trước mặt hai người nhan nguyệt thi, lập tức kiếm khí bắn ra bốn phía, nhất thời bức lôi tám gã kiếm nô. Các người đáng chết! Một tiếng hét lớn chuyển đến, không đợi kiếm nô kịp phản ứng, tám đạo vô hình kiếm khí phá không, trực chỉ bay đến tám người. a à! Tám tiếng kêu thảm đồng thời phát ra. Phốc, mấy tia máu tươi bắn lên trên trời, tan ra thành một màn sương máu. Bọn kiếm nô cánh tay phải đều bị kiếm khí xuyên qua, ngã lăn ra đất không dậy nổi, máu tươi chảy trong dòng. Cao thủ! Mọi người vẻ mặt chấn kinh. Tình hình như thế ngay cả người mù cũng nhìn ra chính là trợ thủ của hai nữ nhân đã đến. Mọi việc đã xong, từ không trung mới thấy một người chậm rãi hạ xuống, đứng trên đầu chuôi kiếm, bạch y trường bào phiêu đáng, mái tóc tung bay, giống như tiên hiệp lâm thế, thật là tiêu sái. Xung quanh mọi người vẻ mặt đều không đồng nhất, hoặc là kinh động, hoặc là hâm mộ, hoặc là sùng bái. Hồng Triển Phi sắc diện tái nhợt, tâm thần kinh hoàng, nhưng Đa Phong xoa xoa cầm, phảng phất đã biết trước sự việc sẽ xảy ra như thế. Duy chỉ có Nhan Nguyệt Thi với Vạn Nhã Nhi là sắc mặt vui mừng mà thôi. Người đến không phải kiếm hiệp phó xuất thì là ai? Quả nhiên là kiếm hiệp nhất nộ vi hồng nhan, khí phá trưởng không huyết mãn thiên. Phó xuất ngồi uống một mình tại túi tiên lâu, mấy canh giờ đã trôi qua, nhưng hai nàng nhan người thi vẫn không thấy bóng dáng. Hôm nay đúng là nhiều chuyện xảy ra, trong lòng không khỏi có chút nhớ mong, vì vậy đành để lại lời nhắn, còn bản thân đi đến đông người nam. Khi hắn đi ngang qua khu phía nam, thấy trên đường có một đám đông đang súng xít, phó xuất vốn định đi vòng để tránh, chợt nghe thấy mọi người đang bàn tán. Hải thiếu nữ đang đánh với một đám đàn ông. Nghe vậy trong lòng chợt chấn động mạnh, hắn vội vàng nhảy lên cao xem tình huống bên trong, giữa ngã tư đường tám gã đàn ông đang giáo giết tấn công nhan nguyệt thi và vạn nhã nhi hai thiếu nữ dần dần rơi vào hiểm cảnh nhan nguyệt thi đã mấy lần suýt trúng kiếm của đối phương thấy tình hình như vậy khiến cho phó xuất lửa giận ngút trời không cần hỏi nguyên do hắn lập tức phóng ra tám đạo kiếm khí cái danh kiếm hiệp nào phải tầm thường kiếm khí thẳng hướng cứng rắn không thể tả chỉ trong nháy mắt tám gã kiếm đồ đã bị trọng thương ngã lăn ra đất không đứng dậy nổi phó xuất từ trên không hạ xuống đạp lên chuôi kiếm một luồng kiếm thế liền tỏa rộng ra bốn phía. Chân phải hắn khẽ điểm nhẹ một cái, thanh cổ kiếm uốn cong bắn ngược lên không trung. Keng, một tiếng kim khí vang lên, cổ kiếm đã cắm thẳng vào bao ở sau lưng phó xuất, từ từ thụt vào trong vỏ. Nhàn Nguyệt Thi bước tới, oán hận nói, sao sao huynh tới chậm vậy? Huynh nhìn xem, y phục của bọn muội đã bị bọn họ làm rách rồi đây này, huynh phải đền lại cho ta. Phó xuất về mặt khổ sở gật đầu nói, chỉ cần nàng không sao là được. Còn y phục nàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mà. Xem ra, chỉ có Nguyệt Thi mới có thể khiến Phó Đại Ca nổi giận như vậy. Vạn Nhã Nhi chứng kiến vẻ mặt nhẫn nhịn của Phó rất như thế thì không ngừng cười thầm. Bên kia, Hồng Triển Phi hồi phục tinh thần, nhìn đám kiếm nô máu tuôn loang lổ cả mặt đất, sắc mặt khó coi, không nói lên lời. Nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, việc hôm nay đã không thể vãn hồi được nữa. Các người thật ra là người phương nào? Hồng Triển Phi lạnh lùng hỏi bọn họ chính là kiếm hiệp phó xuất cùng nữ hiệp nhan nguyệt thi. Người nãy giờ vẫn đứng quan sát chính là đa phong tiên sinh, giọng điệu thản nhiên nói. Cái gì? Là bọn hắn à? Hồng Trần Phi kinh hãi, sắc mặt tái đi, ánh mắt lóe lên, không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Tuy vậy, hắn không hề nghi ngờ lời nói của đa phong tiên sinh. Phó xuất tiến lên hai bước, chắp tay nói. Thì ra là Thanh Vân Thành Hồng Trần Phi. Từ trước tới giờ, con người của phó mẫu có một nguyên tắc đơn giản, người không phạm ta ta không phạm người vì vậy hòa này đều là do bọn chúng tự mình chuốc lấy phế đi cánh tay phải của chúng để trừng phạt hôm nay máu đầu đã nhiều niềm tin ngươi là con của hồng phong ta cũng không muốn làm khó ngươi ngươi trở về nói với cha ngươi cùng với bộ siêu quần phó xuất ta không phải là loại người sợ trách nhiệm nếu có tính toán hơn thua gì thì cứ tới gặp ta nếu hắn dám có ý đồ đối phó với bằng hữu của ta phó mẫu nổi giận tất sẽ giết người cho dù phải chết cũng không hề hối tiếc Phó xuất gần mạnh từng chữ, không ai dám hoài nghi quyết tâm của hắn, đặc biệt những người đã biết qua sự tích về hắn. Đi, chúng ta quay về. Hồng Triển Phi sắc mặt đỏ hồng, nén giận hô to, tiếp theo hắn xoay người, đối diện với đa phòng tiên sinh nói. Tiên sinh, việc đã tới nước này, không còn gì để nói. Triển Phi đi trước, chúng ta gặp tại Hàng Châu, cáo tử. Nói xong liền mang theo thuộc hạ bỏ đi không ngoảnh lại. Đa phòng tiên sinh vẻ mặt trịnh trọng, chắp tay cung kính. Sau khi chờ bọn người Hồng Triển Phi rời đi, nhìn sang đám người phó xuất, mỉm cười một cách thần bí, rồi lập tức cũng bỏ đi. Lão phó, sao lại buông tha cho chúng đi như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của nhan nguyệt thi, phó xuất bất đắc dĩ đáp. Làm việc nên trở lại một con đường. Tin rằng bản chất của bộ siêu quần bọn chúng cũng không phải là người không phân biệt lớn nhỏ. Còn nữa, mới vừa rồi ta một hơi liên tục phát ra tám đạo kiếm khí, đã hao tổn nguyên khí rất nhiều, phải có thời gian khôi phục vậy nên không muốn đối phó hay so đo nhiều với tiểu tử đó. Hơn nữa, tên văn sĩ bên cạnh hắn cũng không tầm thường chút nào. Thôi bỏ đi. Sắc trời dần tối, túy tiên lâu khách khứa tình hình vẫn như thế, qua lại không ngừng. Ba người vạn đã nhi bước lên đầu hai, tìm một chỗ phía ngoài ngồi xuống, gọi ra một bàn thức ăn. Dẫn đắc thiền thượng thủy, hào ẩm thiên bách bôi. thiên tiền những này quả nhiên thấm vào lòng người phó xuất nhấp một ngộ buông chén tán thưởng nhàn nguyệt thì buông đũa hé miệng cười không đáp lại ngược lại quay về phía vạn nha nhì nói muội muội cho tới nay vẫn không thấy xuất ra bản lĩnh chân thực Thì thì vẫn một mực cho rằng công phu của muội bình thường không ngờ khinh công lại lợi hại như vậy sợ rằng không thể so được với muội vạn nha nhì cũng buông đũa ra dấu nói ca ca muội từng nói qua làm người không thể chỉ biết dựa vào người khác phải không ngừng tự cường hắn trước sau đều là như thế vì vậy những năm gần đây, muội vẫn âm thầm tu luyện võ công, hy vọng sau này sẽ không trở thành gánh nặng cho ca ca. Nhớ đến nhạc phàm, vạn nhã nhi chợt dừng lại, trong mắt hiện lên nét u buồn, nổi lên sự u thương tĩnh lặng, trong hoàn cảnh huyên áo như thế, hiện ra vẻ cô độc. <laughs> Phó xuất vội háng giọng một tiếng nói tránh đi. Ê, phong cảnh tiên thúy lâu này không tệ, bên trái là hồ, bên phải là rừng. Các đảng xem, còn có thể thấy được cả toàn cảnh của ngã tư đường, không tệ, đích xác là không tệ à. Nhan Nguyệt Thi liếc mắt lườm phó xuất một cái, nhưng cũng nhìn về phía đường, tâm tình buồn bực của bản thân cũng có chút giảm đi. Này, những toán người giang hồ này trông thật vội vã, ta nghĩ chắc đều là tới Hàng Châu tham gia tranh đoạt vũ tàng. Nhìn thấy người giang hồ kẻ đến người đi trên đường, Nhan Nguyệt Thi lộ ra vẻ mặt hào hứng, xem náo nhiệt. Vạn đã nhìn nghe vậy thì quay lại nhìn, thấy trên đường xe ngựa nườm nượp một vùng phồn hoa, lúc này một gã vận hắc bào đi ngang qua giữa đường do đó thấy rất rõ ràng hắn vóc người to lớn mắt to mày rậm bên hông đeo một thanh loan đao tinh xảo nhìn qua cũng biết là người trong giang hồ a à, vạn nhã nhi chật ngẩn người trong lòng lầm bầm là hắn như thế nào lại là hắn hắn vẫn còn sống muội 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 làm sao vậy Nhan người thi thấy vạn nhã nhi thất thần như thế không nhịn được hỏi vạn nhã nhi không giải thích nhiều lên hướng xuống lầu mà phóng đi nhan người thi không còn cách nào khác đành phải chạy theo trên đường cái người qua lại tấp nập làm sao mà tìm được một người thấy vạn nhã nhi chạy trên đường nhìn bên trái ngó bên phải nhưng thủy trung vẫn không tìm được cuối cùng nàng đành ấm hức trở về mùi mùi vừa xong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhan người thi tò mò lần đầu tiên nàng thấy vạn nhã nhi thất thố như thế vạn nhã nhi ra dấu nói vừa rồi mỗi thấy một người quen từ bé một bằng hữu lúc nhỏ Bất quá, có lẽ là muội đã nhìn nhầm. Giọng nói đầy vẻ mất mát. Phó xuất không chịu được không khí trầm lắng, cười ha ha nói. Thằng nàng mau ăn một chút đi, đợi chút nữa chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng mai lên đường tới Hàng Châu. Ê, Hàng Châu, đã lâu không tới, tin tưởng song thập chi nhật lần này sẽ có nhiều đặc sắc cả. Vực sầu yên tĩnh, màn đêm bao phủ, một không khí đáng sợ bên ngoài một địa phương thần bí trên sườn núi hiểm trở có một tòa lâu cực lớn nằm trên vách núi dốc đứng thật khó tưởng tượng tại một nơi tuyệt địa lại có một tòa kiến trúc khí thế lan tỏa rộng lớn như vậy bên trong đại điện của tòa lầu rộng rãi thoải mái bốn phía trang trí toàn bằng vàng với ngọc trông thật huy hoàng trên trần lơ lửng một viên minh châu tuyệt đẹp cực kỳ rực rỡ tại trung tâm một khối hắc ngọc thạch được điêu khắc thành hình dã thú trên chính điện có một pho tượng thật to lớn, cao tới 10 trượng. Pho tượng đó được đúc bằng đồng, đầu trâu, thân người, đuôi rắn, móng ngựa, bốn mắt, tám tay. Trên trán mọc ra hai cái sừng nhọn thật lớn, ánh sáng của viên minh châu chiếu vào làm hàn quang lóe lên. Pho tượng này chính là đại ma thần Si Viu, chí tôn trong truyền thuyết. Bên dưới bức tượng có một người đang ngồi trên một chiếc ghế bằng ngọc, trên mình khoác hắc bào viền vàng, trước ngực thêu chín đóa sen lửa mặt đeo mặt nạ giữ tợn khủng khiếp. Tuy chỉ ngồi không như vậy, nhưng vẫn phát ra uy thế lạnh lùng. Người này quả đúng như quân vương, trong mắt lộ ra vẻ thâm sâu. Giữa điện có bốn gã ăn mặc giống nhau, đang sánh vai đứng, không xun xoe, không cao ngạo, vẻ mặt nghiêm nghị, từ trong mắt có thể thấy ngọn lửa tín ngưỡng đang rực cháy trong lòng họ. Một người từ phía bên trái tiến ra, cùng kính nói, bẩm cáo tồn chủ, hôm nay các môn phái tứ phương thế lực, tất cả đều tụ tập tại Hàng Châu. Người của chúng ta đã âm thầm an bài thỏa đáng. Tiếp theo, chúng ta nên hành động như thế nào? Tôn chủ thân hình bất động, thanh âm ao ngọng nói. Thiên hạ loạn lạc, chính là lúc thánh môn tạc quật khởi. Về kế hoạch này, bồn tôn đã hao tổn gần 20 năm thời gian bố trí. Vũ tàng chi đồ đủ làm cho người trong giang hồ tự tản sát lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần ẩn thân chỗ tối, làm ngư ông đắc lợi, không cần phải ra tay. Mục đích của ta duy nhất chỉ một điều, mượn tay bọn chúng. Để cho chúng ta lấy được một vật, thiên địa ma binh, phệ hồn. Thuộc hạ đã hiểu. Trong thánh điện, chúng nhân đang thương lượng kế hoạch cụ thể được rồi tất cả các người hãy lùi ra tôn chủ ra lệnh cho thuộc hạ lùi ra trong lòng tràn đầy tin tưởng đối với hành động lần này một lúc lâu sau khi mọi người đã lùi ra hết tôn chủ đứng lên quay về tượng thần si view cúi đầu thật thấp lạy một cái sau đó nhảy lên cao vỗ mấy trưởng xuống pho tượng oanh pho tượng đồng khổng lồ chậm chậm di chuyển để lộ một địa đạo với những bậc thêm kéo dài dẫn thông xuống đất Xuyên qua mật đạo, tận cùng là một kết động do thiên nhiên tạo thành. Nơi đây mặt đất bằng phẳng rộng lớn, cây cối um tùm mọc thành rừng, bốn bề là núi vây quanh, nguyên là một đáy vực hẻo lánh. Trên đỉnh mây mù tràn ngập dày đặc, ngăn cản ánh sáng xuyên qua, khiến cho nơi này ẩm ướt tăm tối quanh năm, làm cho người ta cảm thấy âm u dần dần. Trên đỉnh mây mù tràn ngập dày đặc, ngăn cản ánh sáng xuyên qua, khiến cho nơi này ẩm ướt tăm tối quanh năm làm cho người ta cảm thấy âm u dần dần. Tôn chủ không mảy may để ý đến hoàn cảnh nơi đây, tiến thẳng vào trong rừng, xuyên qua tầng tầng cơ quan và rào cản. Sau cùng nhìn thấy phía trước có một căn nhà gỗ ẩn hiện, bên trong căn nhà gỗ, bốn vách đều trống trơn, đơn giản sạch sẽ, không có gì ngoài một cái bàn và vài cái ghế gỗ. Tôn chủ tiến vào trong phòng, chỉ thấy ở giữa có một cái giường hàn ngọc thật lớn, bên trên một lão già đầu bạc phơ đang ngồi tọa thiền lão già chừng 50 tuổi, râu dài đường đường, mặt hồng như trẻ nít, biểu lộ sự lạnh nhạt bình thản, tựa hồ như không để tâm tới ngoại vật. Có điều trên người lão tỏa ra khí tức âm hàn lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Người tới rồi à? Lão già chậm rãi mở miệng, hai mắt vẫn nhắm hiền, xem ra lão đã sớm đoán trước. đệ tử bái kiến sư phụ. tôn chủ tiến lên cung kính hành lễ. Hắn lúc này ngay cả hơi thở cũng thu vào, không còn một chút uy thế như lúc trên đại điện. Đến đây, người không cần phải đà lễ. Vâng. Bên ngoài sao rồi? Lão già giọng điệu lạnh nhạt hỏi. Tôn chủ đáp. Thưa sư phụ, trải qua hai mươi năm bố trí, mọi việc đều đã an bài thỏa đáng. Bây giờ chỉ cần chờ cho bốn mảnh bản đồ hợp lại. Đợi bọn người trong giang hồ mở đường thay chúng ta. Chúng ta sẽ tiến vào tử địa trước chờ khi phệ hồn xuất thế, chúng ta sẽ ra tay cướp đoạt. Khi mà binh đã vào tay, sẽ dựa vào năng lực của nó để phá vỡ viễn cổ phòng ấn. Đến lúc đó, ma thần sẽ giáng tế, mà mồn chúng ta sẽ tái hiện lại huy hoàng thời viễn cổ. hộ. Lão già nghe như vậy thì cười như điên, hai mắt chật mở, hung bạo bắn vọt ra một đạo ngân quang như bạc. Thấy vậy, tôn chủ trong lòng nhất thời sợ hãi. Cuối cùng, lão giả mới nói, Mà thần giáng thế, hơn hai mươi năm qua, ta đã dùng mọi thủ đoạn là để cho ma thần giáng thế. Bây giờ, giấc mộng của ta sẽ nhanh chóng thành hiện thực. Vậy là sắp được cùng lão bằng hữu tụ họp rồi. Sư phụ, đệ tử không hiểu được vì sao người không tự mình xuất thủ với công lực của sư phụ tung hoành thiên hạ như trốn không người cớ sao vẫn phải ẩn nhẫn tồn hao khổ tâm như vậy bày ra thế cục này lão già cười hắc hắc khoát tài nói ha <laughs> với công lực của ta trên giang hồ đã là đệ nhất tông sư cao thủ có thể tung hoành một cõi cũng như người chỉ là người đứng đầu một cõi mà thôi à, tôn chủ sững sờ mơ hồ trong lòng đoán ra được câu trả lời là gì Chẳng lẽ thiên đại cao thủ? Lão giả nói tiếp. 30 năm trước, Lão Phù lãnh trọng trách thống lĩnh mà giáo Tây Vực, huyết tẩy Trung Nguyên. Cuối cùng cũng thua chặt, chạy về. Có thể thấy, võ lầm Trung Nguyên đúng là ngọa hồ tàng long, không thể khinh thường. Hơn nữa, Lão bất tử này cùng chúng ta lúc đó đã sớm có ước định. Không được tự mình nhúng tay vào việc của giang hồ. Do đó, một khi chúng ta khai chiến, sợ rằng không chỉ đơn giản tử thương như vậy. Cho nên ta vẫn bí mật ẩn thân. Hơn nữa, đã chọn người thay ta giao thiệp mọi việc với giang hồ. Các người khác cũng vậy. Có lẽ truyền nhân của bọn họ cũng đã từng bước xâm nhập hết cả rồi. Ha, mấy lão gia hỏa này đều là một lũ lão hổ ly đã thành tinh. Được rồi. Kế hoạch lần này vốn là một kế sách vẹn toàn nhưng người tính rốt cuộc cũng có hạn. Sự thay đổi thì vô cùng. Cho nên, để ứng phó sự việc bất thường sau này, ta sẽ cho mấy người giúp ngươi một tay. Ngươi theo ta. Nói xong, lão giả đứng dậy, đi qua phòng bên. Giáp phòng bên cạnh càng đơn sơ hơn, trong phòng trống trơn, chỉ rộng có ba trượng. Bốn phía tràn ngập sương mù dày đặc, làm cho người ta có chút cảm giác bồng bềnh Lão già phất nhẹ tay áo, sương mù tan ra. Giữa phòng có một cái ao máu, bề rộng hơn một trượng, hiện ra trước mắt hai người. Chính giữa ao, có năm người đang ngâm mình. Bọn họ bị bịt mặt, làm người khác không thấy được diện mạo, thực là mười phần quỷ dị. Lão già chỉ vào ao máu nói, năm người đó chính là trợ thù của ngươi sau này. Cái gì? Là bọn họ? Thần sắc tôn chủ trơ ra, hiển nhiên là không nhìn ra năm người trong ao có điểm gì đặc biệt. Lão già cười đầy thâm ý nói, <laughs> Người chớ xem thưởng năm người đó, bọn chúng là do ta căn cứ vào thượng cổ bí pháp, tốn hơn 10 năm mới luyện chế thành. Bọn chúng có tư tưởng của bản thân ta, không có linh hồn, không có cảm giác. Hơn nữa, thân thể chúng cứng như kim cương, đào thường bất nhập so với siêu nhất lưu cao thủ còn lợi hại hơn nhiều. Điểm lợi hại nhất, bọn chúng chính là độc nhân. Độc nhân, chẳng lẽ... Không sai, bọn chúng không chỉ thân chứa vạn độc, mà còn tại ao máu, ngâm mình luyện hóa gần 10 năm. Chỉ cần có người bị chúng đả thương, động tới máu thịt. Trừ vì là tiên thiên cao thủ, nếu không chỉ có thể chịu máu độc xâm nhập. Ngừng một chút, trong mắt lão già hiện lên nét điên cuồng, nói tiếp: "Nếu có người chẳng may bị máu độc xâm nhập, thì người đó sẽ biến thành một dạng như bọn chúng, là độc nhân không có ý thức. Sau khi điên cuồng sẽ giết chóc. Cứ vậy, một người sẽ chuyển cho một người." Khiếp sợ. Tôn chủ nghe xong trong lòng khiếp sợ. Hắn có thể tưởng tượng máu độc như một loại ôn dịch cái tình cảnh cứ một người lại truyền cho một người sau đó thì được rồi lão già lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của tôn chủ thiên mà dẫn tổng cộng có ba quyển mười hai chương hôm nay thấy ngươi thần quang nội liễm xem ra đã tu luyện tới quyển thứ ba phải không tôn chủ gật nhẹ nói thời gian trước đã tu luyện tới chương mười quyển thứ ba tốt tốt người niên kỷ như vậy mà đã tu luyện thiên ma dẫn tới trường thứ mười. Thật không thể ngờ được. Nhưng nếu muốn luyện tới đại thừa cảnh giới, không chỉ có ngày đêm tu luyện là có thể đạt được. Phải cảm ngộ được thiên đạo. Điểm cuối cùng này, bản thân ta thủy chung vẫn chưa bước vào được bước nào. Thiên ma dẫn, thượng cổ tuyệt thế ma công, không biết được là đã có bao nhiêu giang hồ hào kiệt thế lực vì nó mà sống chết. Tương truyền từ xa xưa, ma công này do ma thần từ thời hồng hoang truyền lại nếu có thể tu luyện được thiên ma thập nhị chương liền biến thành vô thượng thiên ma tuy nhiên cho đến hôm nay vô số truyền nhân của ma môn cũng không có người nào thành công mỗi khi nghĩ đến những người đứng đầu của ma môn đều chỉ biết thở dài lại đây trước tiên hãy xem qua uy lực của năm người này sau này mới có thể sử dụng tốt được lão già đào tay một cái một cái sáo bạc nhỏ tinh xảo xuất hiện trong tay thì một thanh âm bén nhọn vang lên năm tên độc nhân nghe thấy tiếng động đó thì chỉ một tiếng vù đồng thời thoát ra khỏi ao máu khéo léo đứng bao vầy vị trí của tôn chủ ngỗ tuyệt trận tôn chủ ngẩn ra bằng nhãn lực của hắn chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra năm người sắp xếp có chỗ kỳ diệu trong nháy mắt đã thu lại sự xem thường trong lòng trên người tỏa ra hàn khí âm lạnh <laughs> phương pháp phá trận tấn công trước là thượng sách tôn chủ vận chuyển huyền công hùng mãnh vọt lên như mũi tên nhắm một độc nhân mà công tới bùng tôn chủ tốc độ cực nhanh mắt thường khó thấy hắn căn bản không chờ năm người phản ứng một trường đã đánh trúng trên người một độc nhân tuy nhiên thân hình độc nhân họ chỉ thoáng lắc lư mấy cái mà thôi cái gì tôn chủ cả kinh mặc dù hắn còn giữ lại mấy thành công lực nhưng uy lực của trưởng đó hắn biết rất rõ à. Độc nhân bị đánh phẫn nộ gầm lên, tiếp theo phóng tới Tôn Chủ, dù là ai cũng không dám xem thường. Ngũ Tuyệt trận theo phương vị ngũ hành bố trận, biến ảo không ngừng sinh ra. Bùng, binh, như có bốn tay múa lượn đầy trời, Tôn Chủ mặc dù trong ngũ hành trận tự nhiên qua lại, nhưng không đả thương được độc nhân, đương nhiên không phải hắn không làm được, chỉ là hắn không muốn hủy đi năm độc nhân đã khổ luyện chế ra. Tuy nhiên có thể khẳng định một điểm, năm độc nhân này dù không có nội lực bù lại thân thể chúng cường hãn vô cùng, có thể so sánh với tiên thiên cao thủ. Nếu năm độc nhân hợp lực, thêm vào tác dụng của máu độc, uy lực có thể tưởng tượng được ra. Một tiếng sáo lại vang lên, năm tên độc nhân trong nháy mắt quay trở về giữa ao máu. Thật lợi hại. Tôn chủ thử qua thân thủ, trong lòng hoan hỉ dị thường, đây chính là vương bài của hắn sau này. Lão già đưa chiếc sáo bạc cho tôn chủ nói đợi ta nhanh chóng làm cho chúng tăng cường năng lực xong sẽ đem chúng truyền thụ cho ngươi nhưng ngươi phải nhớ kỹ trước khi đoạt được phệ hồn thì không được sử dụng nếu chẳng may bị mấy lão bất tử kia mà biết được kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc tôn chủ vút vút còn nói ta ơn sư phụ đồ nhi đã hiểu dừng một chút hắn nói tiếp vậy bọn chúng gọi là gì lão già ưỡn ngực ngửa cổ đáp vào thời thượng cổ, bọn chúng đều có chung một tên gọi, Ma Nhân. Ma Nhân, hay thật, Ma Nhân. Có chúng tương trợ, kế hoạch của chúng ta nhất định thành công. Thầy chó hai người cười điên dại một hồi, phảng phất thiên hạ thế gian đều ở trong lòng bàn tay của bọn họ. Hây, bùng, bùng. Ánh sáng chiết dạ, bên trong loạn lâm cuồng phong tảo diệp bụi đất đầy trời chỉ thấy một bóng người trong rừng tung hoành bay múa hoặc quyền phá hoặc thủ trảm hoặc cước trụy hoặc trỏ thúc quyền cước huy động chạm bà vật nào bất luận hoa cỏ hay đất đá cũng hóa thành bụi phấn cuồng phong đỉnh lại bụi mù tiêu tán nhạc phàm xuất hiện từ không trung xem ra đã khôi phục lại rồi xem xét lại gân cốt nhạc phàm hài lòng gật gù trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm có thực lực mới có thể bảo vệ được chính mình. Ba ngày qua, hắn dùng toàn bộ thời gian, ban ngày đi theo Bạch Tố Vân học trận pháp, ban đêm hai người cùng nhau bàn luận kỳ nghệ hoặc là nói chuyện trời đất. Loại cuộc sống nhàn nhã này khiến cho hắn tạm thời buông lỏng tâm tình thương cảm. Đi tới một khối đá sạch sẽ, Nhạc Phàm ngồi xuống, bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí, tâm thần thu lại. Chỉ thấy trong cơ thể sinh cơ xuất hiện, bài đạo nguyên khí theo quy luật di chuyển trong kinh mạch toàn thân so với trước đây thất tình nguyên khí trong cơ thể càng thêm sùng mãn đậm đặc phảng phất như sắp hóa thành dạng lỏng chỉ là lần này nhạc phàm không hề có một chút vui mừng nào công phu của ngươi mặc dù không tệ nhưng lại không có cái nhìn khái quát về võ học sau này có muốn tiến một bước cũng là khó khăn phi thường chỉ có thể tự mình tìm ra bất quá nói đi thì cũng nói lại ưu điểm là không có hạn chế đại biểu cho khả năng vô hạn chuyện sau này không ai có thể nói trước được nhớ tới lời bạch tố vân nói với mình nhạc phàm nội tâm cảm thấy rất là trầm trọng tự nghĩ giả võ học ta có thể sao hắn thì thào tự nhủ muốn tự tạo ra võ học dễ dàng như vậy sao cho dù người có thiên tư cao tới đâu tu dưỡng võ học há có thể một lúc mà thành lần này nhạc phàm có thể gặp gỡ cao thủ bạch tố vân như vậy không thể nói là bất hạnh ít nhất nhạc phàm nhận thấy có rất nhiều điều đáng học hỏi ở bạch tố vân bạch tố vân hơn bốn mươi năm trước là một trong thập đại cao thủ của thiên hạ võ học thâm sâu tuyệt đối có thể làm cho cao thủ trong thiên hạ ngưỡng mộ được bạch tố vân khuyến khích nhạc phàm tiếp thu ý kiến quyết định tự thân chỉnh hợp làm mới lại võ học không chỉ là cho bản thân dưới tảng cây nhạc phàm dùng cành cây viết lên bùn đất viết ra toàn bộ võ học của bản thân dưỡng tâm kinh giản đơn đao pháp tiễn thuật cầm nã thập bắt đà thất thập nhị lộ đan thối cửu long cực biến đào chiến thất thức thác trận bộ và phá kính kích ồ oh, bình thường cũng không để ý không nghĩ rằng tự mình cũng biết không ít thứ bất quá giản đàn đạo pháp cầm nã thập bát đà thất thập nhị lộ đạn thối và thác trận bộ là ở chiến trường ngộ ra, hiện tại đã dung nhập vào trong đào chiến thất thức và phá kính kích đào chiến thất thức uy mãnh vô cùng có cương có nhu chia hồi vô thức vạn quân thức, loạn kích thức, cuồng vũ thức, nộ chiến thức, sanh tử thức và luân hồi thức chính là công phu mà nhạc phàm am hiểu nhất. Phá kính kích Chuyên phá cương khí của địch nhân, liên kích càng nhiều, lực phá hoại càng lớn. Hai loại công phu này đều không thể không cường hãn, nhất là phá kính kích. Trên lý thuyết, nó có khả năng phát triển vô hạn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết đó là kinh nghiệm chiến đấu của bản thân phải phong phú và thể chất phải đủ sức mạnh. Tiến thuật nếu có thể vận dụng trong chiến đấu hẳn là rất mạnh nhạc phàm thầm nghĩ đối với người trong võ lâm tiễn thuật không được xem là một loại võ công nhạc phàm đối với tiễn thuật có sự hào cảm bất thường có lẽ bởi vì bản thân hắn là thợ săn tiễn thuật tuy biến hóa vô cùng nhưng thường thì khả năng ngăn địch là hay nhất trải qua nhiều lần thử nghiệm nhạc phàm nhận thấy bài đạo nguyên khí hỗ trợ cho tiễn thuật mang lại uy lực to lớn không có ám khí nào so sánh được cho dù tiên thiên cao thủ phóng cương khí ra cũng không hơn được đào chiến thất thức phá kính kích tiễn thuật đều có chiêu thức võ công đem thống nhất một loại thuật mà dưỡng tâm kinh long cực kiểu biến chính là phương pháp rèn luyện trở thành một loại luyện chỉ là nghĩ đến phương pháp rèn luyện nhạc phàm lại thấy đau đầu long cực kiểu biến chính là ngoại gia công phu của tiền nhân đối với nó nhạc phàm tu luyện đến nay tương đối là thuận lợi đã tới đoán cốt tiểu thừa đỉnh phong tri cảnh nhưng muốn đột phá lên đại thừa tri cảnh để bước vào tiên thiên lộ không phải là chăm chỉ là có thể đạt được. bất quá hắn vẫn còn cảm nhận thân lực của thân thể vẫn có khả năng bạo phát nên khi đối địch có thêm thất tỉnh nguyên khí hộ thể sức mạnh thân thể càng bá đạo. vừa rồi cây lá gãy rơi đầy đất đó là minh chứng tốt nhất. xem ra lần trước khi cuồng bạo lên cũng có không ít điểm tốt. mặt khác tại thức hải của hắn hình thành mũi tên màu xám rất là thần bí. tại thái phủ đã từng bắn ra một lần sau đó liền trở lại thức hải không có động tĩnh gì nhạc phàm tự giải thích lực lượng này là do tinh thần được của hắn tiến hóa thành thực thể thế nhưng lại không cách nào khống chế may là năng lượng này đối với bản thân cũng không có ảnh hưởng gì nhạc phàm cũng không phải lo lắng chỉ cần thường xuyên chú ý đến biến hóa của nó chỉ có tình huống xảy ra trong cơ thể mới làm cho nhạc phàm cảm thấy bất đắc dĩ dưỡng tâm kinh là phương pháp hít thở tu luyện thất tình nguyên khí mặc dù đối với bản thân mà nói có nhiều chỗ tốt nhưng loại lực lượng này đã vượt quá khả năng bản thân có thể điều khiển. Mặc dù bây giờ kinh mạch nhạc phàm vẫn thông suốt, nguyên khí trong cơ thể tuần hoàn không ngừng, cứ từ từ mà tăng cường. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, nguyên khí càng lúc càng lớn mạnh, bản thân muốn khống chế, tự nhiên thu phát cũng rất khó khăn. Nói không chừng sẽ có lúc bạo phát uy hiếp đến tính mạng của bản thân. Ai, ta nên thế nào mới tốt đây? Thở dài một tiếng, nhạc phàm đứng dậy rời đi, Sáng sớm, thâm cốc u lan, mây khói vờn quanh, chim hót hoa nở, một làn gió mát thổi qua hồ nước, tạo nên lớp lớp ngân quang tựa như là tiên cảnh. Lúc này Bạch Tố Vân đang đứng tại một phương trong cờ thế, tay gầm quần trắng di chuyển không ngừng, vẻ mặt nghiêm túc. Rào, rào, nghe thấy tiếng động, Bạch Tố Vân ngẩng đầu nhìn lại, thấy nhạc phàm đang đi tới. Lão bá, ta có việc thỉnh giáo ồ nhạc phàm khó mà chịu chủ động đi thỉnh giáo ta bạch tố vân đứng đánh cờ trong mắt con hết cười hỏi người nói đi chuyện gì nhạc phàm nói ta vốn định chỉnh hợp sở học của bản thân nhưng nhưng sau khi làm thử vẫn còn có rất nhiều điều không hiểu đặc biệt là phương pháp luyện tập tiếp theo nhạc phàm kể lại tình hình của bản thân cho bạch tố vân trong mắt hắn bạch tố vân là người đáng để tín nhiệm huống nói ra cũng không ảnh hưởng gì do đó nhạc phàm nói thẳng ra Bạch Tố Vân nghe xong thì lắc lắc đầu. Phương pháp tu luyện của Nhạc Phàm thật là kỳ lạ. Từ cổ trí kim chưa từng có sách vở nào ghi chép chú giải về sanh mạng nguyên khí. Ngay cả Bạch Tố Vân là một kỳ nhân võ học uyên bác cũng không hề biết qua. Phải biết rằng người trong võ lâm bình thường tụ khí vào huyệt, hy vọng một ngày có thể đạt thông huyệt quan, đạt tới tiên thiên trị cảnh. Nhưng thể chất Nhạc Phàm không giống với người bình thường, bởi vì hắn từ bé đã gặp những thử thách không giống người thường huyệt đạo toàn thân bị kim châm phá huyệt phá vỡ căn bản không cách nào tụ khí chỉ có thể mượn kinh mạch dùng tinh thần lực dẫn lối hấp thụ thiên địa nguyên khí tự thân luyện hóa ai khó trách người toàn thân không có chút nội lực đã có lực lượng cường đại như thế so với tu luyện ngoại công bình thường cường hãn hơn rất nhiều nguyên lai là như thế bật quá ai thật là đáng tiếc Bạch Tố Vân thở dài một tiếng, sắc mặt tiếc nuối. Không biết vì nhạc phàm không thể tu luyện nội lực mà thở dài hay là vì nguyên nhân khác. Chầm hơn một lát, Bạch Tố Vân lại nói. Tình huống của bản thân ngươi, ta vô pháp cảm thụ được. Bởi vậy cũng không giúp gì được cho ngươi. Với hiểu biết của ta, có khả năng làm cho huyệt đạo hồi sinh bằng linh dược hoặc y thuật. Trong thiên hạ, đích xác là có rất ít bất quá chỉ có một phương pháp khả thi nói dứt câu vẻ mặt bạch tố vân trở nên rất nghiêm túc ồ mắt nhạc phàm sáng ngời nhìn thẳng vào bạch tố vân tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt nóng rực phá nhi hậu lập nghịch hành đảo thi dĩ khí luyện huyệt bạch tố vân trầm giọng nói ra mười hai chữ nghĩa là phá đi rồi lập lại dùng cách nghịch hành dùng khí luyện huyệt Nhạc phàm lẩm bẩm trong miệng phá nhi hậu lập nghịch hành đảo thi dĩ khí luyện huyệt trong lòng chợt hiểu ra bạch tố vân mặc dù nói đơn giản nhưng đã chỉ rõ phương hướng cho nhạc phàm cho dù không thể thành công cũng là có hy vọng ngày thứ hai dựa vào suy nghĩ của bản thân nhạc phàm trong lòng dần dần sáng tỏ y kinh có ghi con người có bài trăm hai mươi huyệt đạo bài kinh chính tám mạch giao nhau tĩnh mạch kết nối với huyệt vị huyệt đạo là nơi tích tụ tinh hoa của con người toàn bộ cơ thể từ thiên linh cho tới dưỡng tuyển đều tuần hoàn không ngừng đã nhiều năm kim châm phá huyệt đã làm cho huyệt đạo định hình làm sao còn có thể hồi sinh phá đi để hồi sinh cấm thuật không thể được nhạc phàm lần đầu tiên nghĩ tới y kinh cấm thuật bất quá vừa nghĩ liền bị gạt bỏ vạn tiên sinh đã từng nói với nhạc phàm huyệt đạo bị phá muốn chữa trị là không thể nhưng thiên địa vạn vật có đạo sinh diệt nhà phàm hiểu rõ y kinh cũng biết phương pháp làm hồi sinh huyệt đạo đó là đại phá huyệt rồi dùng nguyên khí của bản thân chữa trị giống như sự tu luyện của người trong võ lâm trước tiên không nói đến sự nguy hiểm mà nếu không có người tương trợ căn bản không cách nào thi triển nhớ tới bốn năm trước sự thống khổ của kim châm phá huyệt nhà phàm đến nay vẫn còn cảm thấy ớn lạnh cho nên phương pháp này bất thi không ai nguyện ý chấp nhận cái nỗi thống khổ tận sâu thẳm trong linh hồn này. Suy nghĩ tới lùi mãi, nhạc phàm quyết định, khống chế đạo nguyên khí thì khó khăn quá sức, nếu chỉ có một đạo nguyên khí, hắn tự tin khống chế được. Nhưng người ta nói, đa không bằng tinh. Biến từ vô hình, hợp bài thành một, kinh mạch dẫn lối, tái luyện huyệt đạo. Chỉ là cách này vô cùng nguy hiểm, phải thận trọng. Đầu tiên, đem bảy đạo nguyên khí tiêu hào hết, sau đó tạo nên lực tái sinh mới hợp bài thành một rồi sau đó tụ khí tu luyện lại từ đầu cứ như vậy chẳng những hao phí rất nhiều thời gian hơn nữa bài đạo nguyên khí trong cơ thể sẽ rất hạn chế đến lúc đó bản thân rất hư nhược nếu gặp địch nhân hậu quả sẽ rất nghiêm trọng dùng rằng suy nghĩ giữa dám và không dám nhạc phàm không nhận bản thân là một người không dám làm nhưng hắn cũng hiểu được có những lúc khó mà vứt bỏ được có một lựa chọn sáng suốt hơn chiến đấu vĩnh viễn là cách tiêu hào nhanh nhất vì vậy nhạc phàm tìm tới bạch tố vân nói cho lão biết suy nghĩ của bản thân kể từ đó có thể tiêu hao nguyên khí cực nhanh lại có thể luận bản võ học có thể nói là nhất cử lưỡng tiện mà bạch tố vân đối với nhạc phàm cũng rất tò mò do dự một chút sau đó liền đáp ứng đây là lần đầu tiên nhạc phàm đấu với bạch tố vân bạch tố vân không hổ là một trong thập đại cao thủ trong thiên hạ Nhạc Phàm ở trạng thái hiện tại, toàn lực công kích một ngày một đêm vẫn không thể làm cho đối phương di chuyển nửa bước, không thể không nói khoảng cách quá chênh lệch khiến cho người ta cảm thấy chán ngán. Mà Nhạc Phàm cũng không biết Bạch Tố Vân trong lòng cũng đang kinh sợ. Trong thiên hạ, người có đủ khả năng ngang vai với lão có thể đếm được. Nhạc Phàm khả năng cùng với lão đối kháng một ngày một đêm, mặc dù chỉ là luyện chiêu, nhưng trong lòng Bạch Tố Vân đánh giá tố chất chiến đấu của Nhạc Phàm rất cao, ít nhất Ông thấy đây là một người có tiềm lực rất lớn sắc trời tối đen bên trong sân cốc chỉ thấy lờ mờ chỉ thấy rừng rậm xa xa khung cảnh yên bình lúc này nhà phàm ngồi bên cạnh hồ nước cảm thụ sự yên lặng của thiên nhiên xung quanh tâm thần thu liễm tiến vào nội tâm trong cơ thể bài đạo nguyên khí yếu ớt đang tuần hoàn trong kinh mạch bắt đầu thôi nhà phàm lập tức khống chế chân khí của bản thân tím xanh hồng đen bốn đạo nguyên khí yếu ớt tụ lại ở đan điền huyệt này đã bị ngoại lực phá hoại từ lâu nguyên khí sở dĩ dừng lại ở đây là do nhạc phàm khống chế phải cố hết sức mới khống chế được đồng thời bốn đạo nguyên khí nhạc phàm chán đẫm mồ hôi vẻ mặt căng thẳng cũng may nguyên khí vẫn chịu theo kinh mạch đi đến đàn điền quá trình thuận lợi hơn so với tưởng tượng bồng ngay khi bốn đạo nguyên khí chạm vào nhau trong não bộ chuyển đến một tiếng nổ trong cơ thể nguyên khí khẩn trương cuồng bạo bất an xung khắc với nhau đau đớn đột nhiên một cơn đau đớn mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí của nhạc phàm nỗi thống khổ quen thuộc cơ hồ làm cho hắn điên cuồng đó là nỗi đau đớn thấu tận trong xương tủy một loại phẫn nộ mà không ai có thể chịu đựng nổi nếu nói huyệt bách hội huyệt đứng đầu trong trăm mạch thì huyệt đan điền chính là huyệt trung tâm nếu có tổn thương tắc nghẽn thì kinh mạch sẽ bị hủy nhạc phàm biết tình thế nghiêm trọng bản thân sớm đã có chuẩn bị tâm lý vì vậy hít vào một hơi vội vàng ổn định lại tâm thần tận lực ước thúc bốn đạo nguyên khí cuồng bạo tránh cho đan điền lại bị tổn thương thế nhưng vào lúc này ba đạo nguyên khí còn lại di chuyển không khống chế được trong cơ thể nhạc phàm nhất thời hỗn loạn càng làm cho tâm thần chấn động vui mừng giận dữ yêu thương sợ hãi bảy thứ tình cảm xuất hiện trong lòng trải qua tẩy rửa bảy loại cảm xúc tâm thần nhạc phàm nhập vào không minh bất tư vô tưởng vô niệm vô tình đau đớn ngứa ngáy hoặc sảng khoái hoặc gai góc đan điền bị nguyên khí chấn động lập tức co rút lại bài đạo nguyên khí cũng tụ lại một chỗ nhạc phàm cắn chặt hàm răng cô nén sự thống khổ to lớn vận dụng tinh thần lực bao vây lấy bài đạo nguyên khí nhập lại chia ra chấn động nén lại hòa tan bài đạo nguyên khí tại đan điền không ngừng biến hóa sau một khoảng thời gian ngày và đêm giao thời một tia sáng chiếu vào trong cốc mang đến nơi này sinh cơ vô hạn một đêm đã qua trong cơ thể nhạc phàm bảy đạo nguyên khí cuồng bạo từ từ bình ổn chậm rãi dung hợp thành một hình thành một đạo nguyên khí vô sắc ở trong đan điền yếu ớt nhưng lại đậm đặc như nước nhạc phàm thấy vậy mừng như điên quả nhiên đúng như hắn nghĩ nguyên khí nguyên gốc chỉ có một dạng chính là tình cảm hôm nay bảy đạo nguyên khí hợp thành một thể trở về nguyên gốc bản thân rốt cục cũng đã tu luyện thành công đã trải qua giai đoạn quan trọng nhất tiếp theo là luyện lại huyệt đạo tầm niệm vừa động, nhạc phàm khống chế đạo nguyên khí nọ chậm rãi di chuyển. bắt đầu di chuyển chưa được chân chu, từ từ thuần tục rất nhanh, rất cuộc đã đi đến bách hội. luồng nguyên khí mới này tuy vô sắc vô hình, còn yếu ớt, nhưng hiệu quả khôi phục thì trước kia không thể so sánh được. trong ý niệm của nhạc phàm, nguyên khí xoay quanh trong huyệt bách hội. từ từ được nguyên khí nuôi dưỡng và rèn luyện, huyệt bách hội bắt đầu biến hóa, cò rút, nở rộng, lại cò rút, lại nở rộng cứ thế tuần hoàn. Bên ngoài cơ thể, nhạc phàm không biết bản thân mình trở thành nguyên điểm, xung quanh mở trượng, không khí kịch liệt rung động. Thiên địa nguyên khí đều tập trung tại đỉnh đầu của nhạc phàm, ngay cả ánh sáng cũng nhập vào trong đó. Bạch Tố Vân nghe được kinh biến, lắc mình một cái từ trong nhà lao ra, ánh mắt quan tâm nhìn nhạc phàm. Một lượng lớn thiên địa nguyên khí tụ tập tại nơi huyệt bách cơ hội, luồng nguyên khí vô sắc như cá gặp nước, vận chuyển rất nhanh, hấp thù luyện hóa. Một hồi sau, thiên địa nguyên khí bị nhạc phàm luyện hóa hình thành một đạo khí hình cầu lớn bằng nắm tay ở giữa huyệt bách hội huyệt bách hội bị bành trướng lớn hơn trước gấp nhiều lần sao lại như vậy nhạc phàm thấy thế thì khó hiểu trước kia nguyên khí trực tiếp chạy vào kinh mạch không có tụ tại huyệt đạo đột nhiên biến hóa thế này là cho hắn tràn đầy nghi hoặc vì vậy nhạc phàm lại tụ tập thiên địa nguyên khí vào cơ thể bất kể hắn làm như thế nào thiên địa nguyên khí vẫn trực tiếp tụ tập luyện hóa tại huyệt bách hội giống như là phương pháp tụ khí tại đan điền trong võ lâm. rốt cục, rốt cục đã thành công. nhạc phàm trong lòng thấm khoái. mặc dù tình huống như vậy có điểm khác với dự tính của bản thân, nhưng hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn phi thường. huyệt đạo đã có khả năng tụ tập nguyên khí, đã giải quyết được chướng ngại trong cơ thể, đã bước đi trên con đường của chính mình, con đường mà trước giờ chưa ai bước qua. trong giang hồ, chưa nghe nói qua là ai có thể tụ khí tại huyệt bách hội bởi vì huyệt đạo của bản thân có nhiều khác biệt so với người trong giang hồ cho nên nhạc phàm đưa huyệt bách hội trở thành linh khiếu tụ tập thiên địa nguyên khí tự cung cấp cho bản thân một lực lượng cường đại không biết đã bao lâu nhạc phàm từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại hít một hơi thật dài mở mắt ra đã thấy trời sáng quay đầu nhìn lại thấy bạch tố vân ngồi cách đó không xa đang chú ý quan sát người ấy tỉnh lại là tốt rồi Bạch Tố Vân thấy Nhạc Phạm tỉnh lại, nở một nụ cười. Trong lòng lão, Nhạc Phạm không phải chỉ là người qua đường, mà là bằng hữu. Nhạc Phạm nhìn ra được ở đó là sự quan tâm sâu sắc, bất giác mỉm cười nói. Ta khỏe lắm. Cười. Nhạc Phạm cười. Bạch Tố Vân quan sát mấy ngày nay, Nhạc Phạm e rằng đã lâu rồi, chưa từng cười qua. Đây là lần đầu tiên thấy Nhạc Phạm cười, nụ cười vừa tươi sáng vừa ôn hòa. Nguyên lại nụ cười xuất phát từ nội tâm thì không cần luyện tập cũng đã có một dạng mị lực ê à... bạch tố vân khe kẽ thở dài hơi chua xót nói nhạc phạm kỳ thật ngươi cười lên trông rất đẹp cần gì phải phong bế lại bản thân ta biết ngươi có một số việc không buông được ngươi là nam nhân nên dũng cảm thừa nhận ta là người từng trải làm sao mà không biết suy nghĩ trong lòng ngươi chỉ có buông xuống chỉ mới hiểu thấu được ngươi là người thông tuệ chắc sẽ hiểu những gì ta nói nhà phàm nghe vậy thì không nói gì yên lặng suy tư buông xuống ta đã hiểu không nghĩ rằng mình còn có thể cười sợ là đã nhiều năm rồi xem ra lần tu luyện này ảnh hưởng đến tâm tính không nhỏ bất quá cảm giác này cũng không tệ <laughs> tự nhiên cười lên nhà phàm quay về phía bạch tố vân nói lạ bá ta tu luyện lần này thu hoạch không ít tin tưởng rằng không bao lâu nữa là ta có thể tạo nên một bộ võ học của chính bản thân ta thấy nhạc phàm buông xuống được bạch tố vân gật gật đầu đối với công pháp của hắn cũng tò mò liền hỏi nói ta nghe một chút đi ta đã dùng hợp được bài đạo nguyên khí hơn nữa còn tụ khí được vào huyệt nhạc phàm kể lại quá trình tu luyện của mình cho bạch tố vân nghe nghe xong bạch tố vân rất ngạc nhiên hai người thương thả một hồi cuối cùng nhạc phàm quyết định thuật tu luyện tạm thời chia làm dưỡng tâm thông mạch tụ khí, khai khiếu, luyện thần, đạo. Đạo sơ tổng tộng 6 cảnh giới. Dưỡng tâm chi cảnh là phương pháp hít thở trong dưỡng tâm kinh, cảm nhận thiên địa nguyên khí, nuôi dưỡng bản thân. Tụ khí chi cảnh hấp thụ thiên địa nguyên khí hóa thành lực của bản thân. Thông mạch chi cảnh dùng ngoại lực phá vỡ huyệt đạo toàn thân, hình thành nguyên khí tuần hoàn trong cơ thể, không ngừng nuôi dưỡng. Khai khiếu chi cảnh cùng nguyên khí cường đại luyện hóa linh huyệt có khả năng tụ mà không tan, nhạc phàm đã từng nếm trải linh khiếu càng nhiều tụ khí càng nhanh luyện thần chi cảnh dùng nguyên khí rèn luyện tâm thần của bản thân đạo sơ chi cảnh hiểu được thiên đạo hoàn thiện bản thân trong đó luyện thần và đạo sơ chính là nhạc phàm dựa theo tình huống của bản thân mà nói ra chứ hắn cũng chỉ mới đạt tới khai khiếu chi cảnh mười ngày trôi qua như mây trôi gió thoảng nhạc phàm lúc này hai mắt khép hờ ngồi tĩnh tọa như đá ngàn năm tuổi bình lặng an nhiên hắn đã thay y phục của bạch tố vân trang phục chỉnh tề tinh thần có vẻ sáng sủa không chật vật như lúc đầu mới tới chim bay trên không nước rơi từng giọt đột nhiên trong lòng nhạc phàm rung động hai mắt đột nhiên mở ra phong trường tái thiểm thân hình nhóm một cái trên không trung chuyển thân ba lần người đã xuất hiện ở một gốc đại thụ xa xa chỉ thấy tay hắn như bóng ảnh bẻ vô số cành lá cất vào trong ngực tiếp theo lại lộn trở lại bên đầm phi tinh lạc kiền tri lập thiên môn khai kiểu huyền chuyển địa phương di tránh phản tụ nhạc phàm trong miệng thẩm niệm thân ảnh không ngừng di chuyển bên đầm cước đạp bách bộ cành cây cắm vào đất giải lá xung quanh hắn đem cành cây cắm vào chín phương vị sắp thành hàng một cách kỳ diệu thân thủ cực nhanh phẳng phất như đã luyện hàng trăm lần rồi chỉ trong chốc lát nhạc phàm đã bố trí xong miếng lá cây cuối cùng thân hình chật lóe lên nhảy ra khỏi bố cục hợp nhất Hét lớn một tiếng, Nhạc Phàm hai tay trong nháy mắt biến hóa ra 12 thức, cuối cùng xuất thủ bắt quyết. Trong không khí truyền đến một trận rung động, gió nổi lên, đâm nước liền tiêu biến vào trong không trung. Nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng chỉ thấy một mảng cỏ xanh trông thật quỷ dị, huyền diệu. Ê... Nhạc Phàm thở ra một hơi dài, cảm thấy đã thành tựu, thầm than thở. Trước kìa, nếu có trận pháp như vậy khi đi săn... Tốt, tốt, tốt. Mê thiên trận rất tốt. Qua mặt đông trời, sắp đặt trên mặt đất, có thể nói một giọt nước cũng không lộ, ngay cả ta cũng không nhìn ra tung tích. Phía sau chuyển đến mấy lời than vãn, nhà phàm nghe vậy xoay người, quay về phía Bạch Tố Vân, chắp tay thi lễ, trên mặt tràn đầy vẻ tôn kính. Bạch Tố Vân từ trong phòng đi ra, vừa lúc thấy nhạc phàm bài trận, thủ pháp vừa nhanh lại vừa chuẩn, phương vị không chút sai biệt. Có phải chỉ là mới học vài ngày không vậy? Nghĩ đến lúc đầu mình tự học trận pháp này cũng mất nửa tháng mới có thể thuần thục, không thể không khiến cho người ta cảm thán. Bất quá nếu Bạch Tố Vân biết suy nghĩ ở trong lòng Nhạc Phàm, e rằng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Dùng trận pháp để săn thú, cũng chỉ có Nhạc Phàm mới có những suy nghĩ như vậy. Đi tới bên đầm, Bạch Tố Vân dò xét mê thiên trận, gật đầu cực kỳ hài lòng, tiếp theo quay về phía Nhạc Phàm hỏi. Người đến đây cũng đã 10 ngày rồi phải không? Nhạc Phàm ngẩn ra gật đầu nói. Đúng vậy, đã 10 ngày rồi, nghĩ không ra là nhanh như vậy, đã 10 ngày rồi. Trong giọng lộ ra nét cảm khái. Ngay từ lần đầu tiên Bạch Tố Vân và Nhạc Phàm nói chuyện với nhau, Thâm Tâm lão đã thích đứa nhỏ dũng cảm kiên cường này, thế nhưng, lúc đó trên người Nhạc Phàm tỏa ra sự thản nhiên cô tịch, làm cho người ta cảm thấy xa cách. Nhưng bây giờ Nhạc Phàm đã tốt hơn rất nhiều, trên người dần dần linh khí và sức sống. Trầm ngâm một lát, Bạch Tố Vân lấy từ trong lòng ra một vật, đưa cho Nhạc Phàm nhận lấy đồ vật thì ra là một cuốn sách da trâu dày nặng có vẻ đã lâu rồi nhà phàm nhìn lại thấy đề hai chữ kỳ kinh mờ ảo linh động nhìn lại bạch tố vân nhà phàm vẻ mặt nghi hoặc bạch tố vân hồi tưởng lại nói vật này là do một bằng hữu tặng cho ta nó đã ở bên ta hơn hai mươi năm rồi bình thường không có việc gì thì lấy ra xem để giết thời gian trên đó ghi lại toàn bộ kỳ môn thuật là thứ ta tâm đắc nhất. Nếu người đối với kỳ môn thuật có hứng thú như thế, ta tặng nó cho người. Tay cầm kỳ thư, nhạc phàm không chút cao hứng, ngược lại cho mày. Bạch Tố Vân thấy thế thì cười hỏi, nhạc phàm, ngươi không dám nhận sao? Nhạc phàm nói, vật này quá trân quý. Bạch Tố Vân lại nói, đối với người mà nói, vật này có lẽ trân quý phi thường, nhưng đối với ta mà nói, chỉ là vật kỷ niệm mà thôi. Dừng lại một chút, lại nói. Ta thấy người có thiền phú, cũng biết là ngươi là người cố chấp, cho nên ta mới tặng quyển sách này cho ngươi. Tin tưởng rằng ngươi sẽ không làm nhục nó. Không phụ cuốn sách này, nhạc phàm trịnh trọng đề kỳ kinh vào trong ngực. Bạch Tố Vân mỉm cười gật đầu nói. Nhạc phàm, mấy ngày qua, kỳ môn thuật của ta cơ bản cũng đã chuyển hết cho ngươi. Sau này phải tự lĩnh ngộ lấy. Trận pháp chỉ là thứ ta giết thời gian, cũng không phải là thứ ta am hiểu nhất. Cho nên ta cũng không thể, không có khả năng dạy cho người biết nhiều hơn. Nhớ kỹ lời ta nói, không có gì là giới hạn. Nó tượng trưng cho sự vô hạn. Ta hy vọng tài nghệ trận pháp của ngươi cũng siêu việt như vị bằng hữu của ta đây. Nhà phàm nghe vậy, thần sắc có chút mất tự nhiên, mở miệng nói. Lạ bá, ngươi, ngươi không phải đã biết rồi sao? Bạch Tố Vân khoát tay nói. Người muốn rời khỏi nơi này. Nơi này cũng không phải là mục tiêu của ngươi. Ngày mai hãy đi. Ngày mai cùng với ta đánh một ván cờ cuối cùng. Bất kể người có thể phá được thế cờ đó hay không, người cũng có thể rời đi. Nói xong liền đi về hướng căn nhà. Nhà phàm không nói, trong lòng cảm động. Càng chua chát nói không nên lời, cảm thấy rất đau lòng. Triệt bỏ mê thiên trận, nhạc phàm tọa thiền bên đầm, Lúc này hắn không có tâm trí tu luyện mà ngồi nhìn thẳng xuống đầm nước. Hồi ức phảng phất hiện ra, buông thả theo dòng nước, từng điểm một hiện ra trong đầu. Đột nhiên từ tay phải truyền đến một trận rung động, phảng phất là sự an ủi từ trong tâm linh kéo nhạc phàm từ trong hồi ức về với hiện tại. Khi hắn nhìn lại cánh tay phải thì lại không có động tĩnh gì. Tiểu tử kia, bây giờ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ngơi chừng nào thì mới có thể tỉnh ngủ đây. Nhạc phàm bất đắc dĩ cười cười đêm không trăng. Nhạc Phạm vào trong phòng thắp đèn đọc kỳ kinh. Kỳ kinh là một cuốn sách bác đại tinh thâm rất khó đọc, đặc biệt là phần sắp đặt trận pháp và các yếu quyết. Nếu không phải Nhạc Phạm có ngộ tính phi phạm, sợ rằng có xem cũng chẳng hiểu gì cả. Sách không có ghi chú và kinh nghiệm, chỉ chia thành ba phần, cơ quan thuật, trận giải thiên, pháp quyết thiên, đấu thiên và ngự thiên. Trận pháp cơ bản được gọi là trận nhãn, dùng người bày trận, dùng vật chia trận, Dùng tay điều khiển, có thể công thủ biến hóa vô cùng, tùy thuộc vào phạm vi, lớn có thể thay đổi thiên địa, nhỏ có thể thay đổi nhiều dạng. Nhạc phàm chỉ đại khái hiểu được một chút, cũng may mắn là hắn đối với kỳ môn cơ bản đã biết qua, nên cũng hiểu những gì sách viết. Trong đó thâm ảo nhất chính là đấu chuyển càn khôn trận, Chu Thiên tinh thần trận, Nhất Nguyệt ly hợp trận. Những trận pháp này lấy thiên địa làm nền, có thể biến lớn biến nhỏ, nếu phát động đến cực hạn, chẳng những có thể giết người một cách vô hình, thậm chí có thể man thiên quá hải, điên đảo càn khôn. chỉ là ba trận pháp này chỉ có trận thế, còn pháp quyết để điều khiển chúng thì đã thất truyền cả ngàn năm rồi. những trận pháp này quả thật làm cho người ta than thở không thôi, khấp phục trí tuệ của tiền nhân. điều làm cho nhạc phàm chú ý chính là trận pháp phải dùng một khí cụ đặc thù mới bố trí được, ví dụ như ngọc thạch, cổ kiếm, minh châu. một đêm không ngủ nhạc phàm cứ say mê xem kỳ kinh hấp thu tinh hoa trí tuệ của tiền nhân hôm sau nhạc phàm từ trong phòng đi ra vận chuyển gân cốt cảm thụ không khí tinh thuần của ban mai à... nhạc phàm thở ra một hơi dài tinh thần sung mãn đi thẳng đến kỳ cục với năng lực của hắn bây giờ cho dù cả đêm không ngủ cũng không có chút ảnh hưởng nào không lâu sau bạch tố vân cũng từ trong căn nhà nhỏ đi ra thấy nhạc phàm đang ngẩn người nhìn kỳ bàn vừa cười vừa đi tới nếu người đã tới, chúng ta bắt đầu nào. Bạch Tố Vân quay về phía nhạc phàm nói. Tốt, ta bắt đầu. Bộp, Bạch Tố Vân đối với kỳ cục thì không cần phải nói nhiều. Cờ đen vừa hạ xuống, toàn bộ kỳ cục bắt đầu vận chuyển. Nhạc phàm cũng đồng thời hạ quân trắng xuống, tâm thần lập tức oanh một tiếng, cả người liền nhập vào trong kỳ cục. Cảm thụ một màn hắc ám vây quanh, nhạc phàm không chút hoảng hốt, ổn định tâm thần, hai tay trong nháy mắt đánh ra 18 đạo pháp quyết, dậm mạnh chân xuống, đùng một tiếng nổ như lôi thần giáng thế hắc ám dần dần bị đẩy đuôi xung quanh trở nên sáng lên đây là nơi nào nhạc phàm nhìn thấy xung quanh là một vùng núi rừng hoàn cảnh không giống với lần trước trong lòng đang nghi hoặc đột nhiên một con heo rừng chạy xẹt qua bên người phía sau có một gã thợ săn đang đuổi theo lúc sắp va vào, vào nhau nhạc phàm theo bản năng né sang một bên nhưng vừa nghiêng người thì khựng lại gã thợ săn kia thân thể gầy ốm vẻ mặt kiên nghị tay cầm dao gỗ, lưng đeo trường cung chính là Nhạc Phàm hồi nhỏ. Nhạc Phàm tuy biết đây là ảo giác nhưng tâm hắn vẫn chấn động, hoài niệm tình cảm này lại nảy sinh trong lòng. Tiểu Nhạc Phàm thấy Nhạc Phàm không có phản ứng, liền lấy cung tên từ phía sau bắn thẳng vào hắn. Vù, vù, mũi tên phá không bắn thẳng đến mi tâm của Nhạc Phàm, nhưng lúc này Nhạc Phàm vẫn không nhúc nhích, chẳng lẽ hắn vẫn ngẩn ngơ? Bụp ngay khi mũi tên gần trúng đích nhạc phàm đưa tay phải chụp gọn mũi tên vào trong tay trong mắt hiện lên nét u buồn nói chân giả là do tâm mệnh vận mệnh là trong tay ta như vậy mới siêu thoát được tay phải vận sức chấn mạnh mũi tên hóa thành bụi phấn xung quanh tất cả lập tức cũng bị bể nát hóa thành hư vô khung cảnh biến đổi nhà phàm lại tiến vào một tuyệt cảnh không người hắn đang bị vây ở một vách núi trên vách núi cao trăm trượng dưới là vực sâu không thấy đáy không có lối thoát bộp Nhạc Phạm tay lại bắt quyết, nhưng lần này xung quanh không hề có động tĩnh gì xảy ra. Lập tức thay đổi mấy loại pháp quyết, xung quanh vẫn không có bất cứ biến hóa gì. Dưới tình thế bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách quan sát xung quanh. Vách núi cao hiểm trở cùng vực sâu vô tận thật khiến cho người ta sợ hãi. Nếu không hiểu cách phá trận, ta chỉ còn cách dùng thân phá trận. Nhạc Phạm thầm quyết định, sau đó bước đến vách núi. Nghe tiếng gió thét gả bên tay, Nhạc Phạm trong lòng có chút khẩn trương, không biết vì sao, dưới hoàn cảnh như thế, hắn vẫn không có cách nào điều động được nguyên khí, chỉ có thể dùng hai cánh tay trần. Nếu bị rớt xuống, chắc chắn là tan xương nát thịt. Đỉnh núi hiểm trở, nhà phàm toàn thân đã ướt đẫm, tình thế như vậy càng khiến hắn càng thêm cẩn thận. Leo lên trên, thấy trời đất mênh mông, xung quanh lại biến đổi thành trống trải vô cùng, nhà phàm hoàn toàn sừng sốt, không biết là nên đi đâu về đâu. Đây thật sự là trận pháp sao? Vì sao lại thật đến như thế, ngồi trên mặt đất nhạc phàm trong lòng cảm thấy vô cùng cô độc không có bóng người không có kiều hận không có hy vọng không có theo đuổi càng không có thân nhân bằng hữu đưa tay sờ sờ mảnh đá nhỏ trên cổ nhạc phàm đột nhiên cười tự hỏi tất cả đều là ảo giác chỉ có tâm mới là vĩnh hằng muốn đến nơi nào là đến nơi đó có lẽ là ta sai cứ tưởng rằng phía trên mới là đường ra nguyên lai là ta vẫn dậm chân tại chỗ ha ha cười, cười to hai tiếng nhạc phàm đứng dậy đi tới vách đá không chút do dự nhảy thẳng xuống vù vù nghe tiếng gió nhạc phàm trong lòng tĩnh lặng thân ảnh biến mất vào trong vùng hắc ám trước mắt bỗng sáng lên nhạc phàm không hề bị thương tổn mà là đứng tại một thảo nguyên trời cao mây bay gió thổi qua ngọn cỏ thật là một nơi xinh đẹp đùng 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 đột nhiên một trận đau thương chống kèn chuyển đến nhạc phàm trong lòng chấn động rất quen thuộc âm thanh rất quen thuộc nhạc phàm nhớ rõ đó là bắt đầu sự giết chóc, đó là tử thần kêu gọi, giống như năm đó, hắn ở tại chiến trường biên hoang. Đào sát thiết mã, chiến hỏa tung bay, hai quân chém giết không ngừng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng uất nghẹ, tiếng gầm gừ, tiếng gầm giống vang vọng khắp thiên địa. Nhạc phàm ở tại đó, trong lòng giận dữ nói không nên lời, hai nắm đấm siết chặt, một cỗ lệ khí xông lên đỉnh đầu. Lúc này một binh lính cầm đao bổ tới, nhà phàm lắc mình đoạt đấy đại đao, gia nhập chém giết. Sát, tiến lên. Ta không muốn giết người, các ngươi tại sao lại bức ta, tại sao? Miệng hét lên, tay không ngừng rỗng mãnh tiến lên chém giết. Một cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng, nội tâm không ngừng chấn động. Xung quanh thầy chất thành núi, máu chảy thành sông, giống như địa ngục, đâu còn giống thả nguyên xinh đẹp vừa rồi. Không biết bao lâu, nhà phàm hai mắt nhuộm hồng, toàn thân đầy máu. Lúc này, đích thực hắn đã quên mình đang ở nơi nào. Giết chóc chỉ là theo thói quen âm thanh chém giết dần dần tiêu tán nhạc phàm nắm chặt đại đao đuổi theo gã binh sĩ cuối cùng gã binh sĩ chôn chân tại chỗ nhìn nhạc phàm người đầy máu xông đến toàn thân không ngừng run rẩy trong mắt tràn ngập sự sợ hãi phảng phất đã đoán được cái chết thê thảm của bản thân giết chết hắn giết chết hắn một âm thanh vang lên trong đầu nhạc phàm sát hét lớn một tiếng nhạc phàm vung đao hướng về tên binh lính kia chém tới ngay lúc đao phong sắp chạm vào người tên binh lính đột nhiên ngược lại không ta không muốn giết người lại hét lớn nội tâm nhạc phàm dãy giụa cắm ngập đào xuống đất nửa quỳ trên mặt đất lập tức như có một luồng suối mát nhập thân thể tẩy rửa tâm thần tiếp theo màu đỏ trong mắt nhạc phàm dần dần tiêu biến là ảo giác tại sao tâm lại loạn khi nhạc phàm tỉnh táo lại nhìn xung quanh thì trong lòng cũng buồn bã thật là tàn khốc đây là chiến tranh nhưng không kịp thở dài khung cảnh chung quanh lại biến ảo khung cảnh biến đổi rất phức tạp cũng may tâm thần nhạc phàm vững vàng như bàn thạch mới có thể thoát ra được chỉ là trận thế kỳ cục dần dần sáng tỏ mặc cho hắn phá giải như thế nào cũng không có cách nào tránh khỏi thế quân trắng bị quân đen thôn tính mà hụt đi bạch tố vân nhìn phát triển của kỳ cục lẩm bẩm nói kỳ môn đầu chuyển thiên địa động loạn kỳ cục này thật là không có cách nào phá giải sao à... trong bàn cờ thiên hỏa giáng thế sấm sét tung hoành núi non vây hãm nước dâng tràn bờ người chết vật diệt thiên hạ vô cùng hỗn loạn thiên địa như kỳ cục nhạc phàm đứng tại trung ương quan sát toàn cục thấy ánh sáng bị hắc ám xâm thực cảm thụ thấy thế gian động loạn trong lòng vừa phẫn nộ vừa thương xót nhưng không thể tránh được trời đất vây hãm chỉ có mình ta làm sao bổ thiên được thiên địa thiên địa không có thiên thì sao có địa một tia sáng xẹt qua nhạc phàm chợt nói a à, ta đã hiểu đất đá có thể vá trời thiên địa vốn cùng một thể, chỉ là phân ra cản khôn. Nhưng nếu ta điên đảo cản khôn, nhất định là chỉnh lại được thiên địa. Nhạc phàm tay cầm quân trắng, không do dự, đặt quân cờ ở phía dưới cùng của kỳ cục. Cái gì? Thấy nhạc phàm đặt quân trắng vào phía dưới cùng của cờ thế, Bạch Tố Vân rất kinh ngạc. Lão không rõ vì sao nhạc phàm lại không để ý gì đến quân trắng đang bị thôn tính, ngược lại lại đặt quân trắng ở phía sau. Chẳng lẽ hắn đã nghĩ ra cách phá trận? bạch tố vân mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn không có quấy giày, bộp quân đen hạ xuống bộp nhạc phàm cầm quân cờ trắng ở trên tay khóe miệng đột nhiên nhếch lên vẻ mặt cười cười ồ bạch tố vân thấy thế hiếu kỳ hỏi nhạc phàm người có phải đang nghĩ ra cách phá trận nhạc phàm mỉm cười không nói quân cờ trắng trong tay hạ xuống vị trí lại là ngay giữa khu vực của quân đen thiên địa hợp càn khôn chuyển bạch tố vân ngẩn ra phảng phất như đã hiểu được suy nghĩ của nhạc phàm Nhà phàm vừa đặt quân cờ trắng vào giữa, thế cờ lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn, thiên địa hợp lại một chỗ, lấy nhạc phàm là trung tâm, hình thành một vùng hỗn độn. Ngày lúc đó, một luồng tin tức truyền vào trong đầu nhạc phàm. Vũ trụ vi vô hạn, hỗn độn vi cản khôn, thiên địa vi tránh phản, tiền hữu nhất, nhi hậu xanh vạn vật, nhất vi tâm, tức vi nguyên điểm, sâu là vạn tượng, vi thử bất biến. Trần chi cơ vi thiên địa chi tâm, thôi diễm tinh thần chi biến hóa ngộ đắc kỳ môn chi dị thuật thiên kiền địa chi thập nhị cung nhật nguyệt thần túc âm dương liệt Nhạc phàm thầm sợ hãi mà than chỉ hơn 10 câu ngắn ngủi nhưng lại bao hàm cả kỳ môn trận thuật tổng cương hơn nữa cô đọng độc đáo so với phần tổng kết của kỳ kinh còn thâm ảo hơn nhiều thiên địa trọng trình Nhạc phàm đang ở trong bầu trời đêm xem tinh thần biến hóa đấu chuyển tinh di biến ảo không đồng nhất lấy nhạc phàm làm trung tâm hàng trăm tinh tú chuyển động đan xen lẫn nhau phẳng phất như tất cả đều là tự nhiên không biết qua bao lâu phẳng phất như chỉ là một thoáng qua ầm tâm thần đột nhiên chấn động một bộ pháp quyết trận pháp xuất hiện trong đầu nhạc phàm hoặc lên hoa hoặc thượng thanh hoặc thiên đỉnh hoặc kháp hoặc hoặc quyền hoặc chỉ hoặc tất cả một hồi sau nhạc phàm ngồi xếp bằng lại tinh thần trung ương bắt đầu làm theo thủ quyết tay trái liên hòa ấn, tay phải thượng thanh quyết, hai tay đồng thời biến hóa không hề đồng nhất. Tốc độ biến hóa phức tạp cực nhanh, như cả trăm cánh tay cùng cử động, làm cho người ta hoa cả mắt. 108 thức biến hóa đã thực hiện xong. Nhạc phàm chậm rãi mở hai mắt, một loạt biểu hiện xuất hiện trong đầu. Mặc dù hắn không biết những thủ quyết này gọi là gì, nhưng hắn cũng hiểu được những thủ quyết này là diễn biến của tinh thần, lấy tinh thần lực làm căn cơ của trận pháp để có thể thu phát trận pháp cũng có thể khiến cho trận pháp uy lực tăng lên nhiều lần hơn nữa theo cảm ngộ sâu xa của hắn thủ quyết biến hóa càng ngày càng huyền diệu nghĩ đến đây nhạc phàm trong lòng cười thỏa mãn thân là thợ săn đây đúng là khả năng bảo hộ mạng sống của bản thân tốt nhất trong những trận chiến sau này đến đây nhạc phàm gọi bộ thủ pháp này là tinh thần ở ngoài kỳ cục chỉ thấy nhạc phàm hai mắt nhắm nghiền quân cờ trắng trong tay lại không do dự đặt trên bàn cờ mà bên kia bạch tố vân lại đổ mồ hôi quân cờ do dự không quyết nên đặt ở đâu màu đen đã bị quân trắng của nhạc phàm tấn công từ trung tâm chia cắt làm nhiều phần quân trắng phủ kín cả bàn cờ khí thế dũng mãnh vừa rồi của quân đen trong nháy mắt đã bị xâm lấn sạch sẽ bốp quân trắng đã đi nước tối hậu đại cục đã định ta thua rồi bạch tố vân tay cầm quân cờ đen sau cả nửa ngày mới lắc đầu than vãn đã nhiều năm cố chấp đến nay nhạc phàm biết bạch tố vân lúc này cảm thấy mất mát nhịn không được, A ủi nói. Đánh cờ dĩ nhiên là có thắng có thua, chúng ta chẳng phải đã kết thúc được ván cờ này sao? Bạch Tố Vân ngây ra, lập tức cất tiếng cười to nói. Ha, 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 nói hay lắm, kết quả thật là thống khoái. Mà kệ thắng hay thua, từ nay về sau ta đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Ha, 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 ha. Sau khi tâm tình thư giãn lại, nhà phàm kể lại quá trình và thu hoạch đối với thế cờ cho Bạch Tố Vân nghe, Nghe xong lão trợn mắt há hốc mồm. Sau khi lấy lại tinh thần, Bạch Tố Vân than thở. Nhạc phàm, ngươi thật sự là có phúc duyên phi thường. Lão Vũ từ khi hạ sơn đến nay, vô tình gặp được thế cờ này. thì nhờ nghiên cứu hơn 10 năm vẫn không khám phá ra. Ngay cả vị bằng hữu trận pháp cao thâm của ta cũng phá không được thế cờ này. Không ngờ cuối cùng lại bị một người mới nhập môn như người phá giải. Xem ra cờ duyên như thế thật làm cho người ta khó mà ngờ được. Trầm mặc một lát, nhà phàm hạ giọng nghiêm túc nói. Lão bá, ta phải đi rồi. Mấy ngày nay ta xin cảm tạ lão đã chiếu cố. Ta cảm nhận được lão rất quan tâm đến ta. Nhưng ta còn có việc phải hoàn thành. Ta hứa với người, chờ ta xử lý xong xuôi mọi việc, ta sẽ quay lại nơi này. Người là đứa nhỏ tốt, chỉ là lưng đeo quá nhiều khổ nạn. Người đi đi. Bạch Tố Vân vẻ mặt buồn bã nói. Lão bá, Ngươi chờ ta." Nhạc Phàm đột nhiên đứng dậy, nói xong đi thẳng vào trong căn nhà nhỏ. Bạch Tố Vân chẳng hiểu gì, chẳng biết tại sao Nhạc Phàm lại làm như vậy. Qua một nén hương, Nhạc Phàm từ trong nhà đi ra, tay cầm mấy tờ giấy, đưa cho Bạch Tố Vân nói: "Lão bá, cái này là ta ở trong thế cờ lĩnh ngộ được, là tinh thần quyết, 108 thức thủ quyết, hy vọng người có thể dùng nó để giết thời gian." Bạch Tố Vân sửng sốt tiếp nhận tinh thần quyết, cười nói: ở nhạc Phạm, người đã đưa ta quyết pháp chân quý như thế thì ta phải nghiên cứu một chút đã như vậy ta phải nhận thôi <laughs> nhạc phàm cười nhẹ nhẹ nói tinh thần quyết có lẽ là chân quý đối với người nhưng trong mắt ta chỉ là một bộ thủ quyết kỳ diệu mà thôi vẫn kém xa một bằng hữu <laughs> bạch tố vân cười sang sảng nói tốt thật là hào bằng hữu có thể kết giao với nhạc phàm tiểu huynh đệ lão phù nào hối tiếc Nói ra lời từ trong lòng rồi, lấy từ trong lòng ra một quyển sách đưa cho nhạc phàm, lại nói, sách này chính là vũ kinh tổng cương của ta. Ta biết lúc này nó đối với người tác dụng không lớn, nhưng nó có thể giúp cho người tham khảo về võ học. Hơn nữa ta hy vọng, người có thể giúp ta trên giang hồ kiếm cho ta một gã đồ đệ để truyền võ học của ta. Vũ kinh tổng cương Nhà phàm trong lòng cả kinh, biết việc này trọng đại, vì vậy quay về phía Bạch Tố Vân trịnh trọng gật đầu. Ngoài cửa núi, Nhạc Phàm đứng một mình, Bạch Tố Vân vẫn chưa đến đưa tiễn, có lẽ là không dám đối mặt với u sầu trong lòng. Nhạc Phàm đưa mắt nhìn lại cái sân cốc mà mình đã ở hơn 10 ngày qua, trong lòng hiện lên vẻ luyến tiếc. Sau đó vẻ mặt trở nên kiên định nói, ta đi đây, thân là Nam Nhi, cho dù đối mặt với trăm ngàn gian khổ, vạn sát kiếp cũng không khuất phục, từ nay về sau Lý Nhạc Phàm ta sẽ đi trên con đường của chính mình. Nhìn Nhạc Phàm rời đi, Bạch Tố Vân trong lòng bi thương vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Không lâu sau, trên bầu trời đột ngột hạ xuống một vật giống như một con diều hâu thật lớn rơi thẳng vào trong hồ nước. Lộp bụp văng lên một trận bọt nước. Bạch Tố Vân đầu tiên là sừng sốt, sau khi tỉnh ngộ thì giận dữ nói. Lão mặc dịch kia, mỗi lần đến đây lại làm cho nơi này náo loạn cả lên, ngứa nghề phải không? bạch tố vân mắng xong một bóng người xuất hiện từ trong hồ nước nhảy lên mặt đất là một lão giả toàn thân thấm ướt đầu bóng lưỡng nếu không phải là lão mặc một cái áo trắng đơn giản sợ rằng người khác đều hiểu lầm lão là hòa thượng người này tên là lỗ thứ là chuyên nhân của lỗ ban trận pháp cơ quan thiên hạ vô song hắn chính là người bằng hữu mà bạch tố vân hay nhắc đến lỗ thứ cười hắc hắc nói hờ hờ mấy năm không gặp bạch lão đầu vẫn như con cá chết vậy Hề hey, chẳng lẽ nào không nhớ đến ta sao? Chẳng bồ, ta lúc nào cũng nhớ đến lão. Thành ngầm lão u oán, phảng phất như chịu nhiều ủy khuất. Lỗ thị lại có một nhân vật như vậy, thật sự là gia môn bất hạnh. Bạch Tố Vân dùng mình, kiếm chỉ tùy ý điều khiển, một cỗ vô hình cơ khí bắn thẳng đến cái đầu bóng lưỡng của lão giả đó. Lỗ thứ vùng tay, không biết từ đâu lấy ra một cái khiên hình tròn rất tinh xảo, không tốn năng lực chặn lấy đạo cường khí. Khiên thật chắc chắn, Bạch Tố Vân là cao thủ cương khí, phát ra thì không phải tầm thường, mà là một cái khiên nhỏ có thể chặn được, có thể thấy nó cực kỳ cứng rắn. Bạch Tố Vân phảng phất như sớm đã biết như thế, cũng không ra tay nữa, ngược lại mở miệng hỏi. Nói đi, ngươi bình thường không có việc gì cũng sẽ không tìm đến ta. Lần này có đại sự gì phải không? Đến với tập 26 của Cực phẩm Tiên Hiệp Thương Thiên đã xảy ra đại sự gì phải không? Nghe Bạch Tố Vân hỏi, lỗ thứ lập tức thu lại vẻ mặt cười đùa, sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, Lão Hiền, nhờ ta nói với người là ma môn đã có hành động, để chúng ta sớm có sự chuẩn bị. Bạch Tố Vân vút cầm nói, bây giờ trong giang hồ đã có động tĩnh gì chưa? Có, đương nhiên là có, hơn nữa là động tĩnh không nhỏ. Lỗ thứ trầm giọng nói, vũ tàng hiện thế, tiên hạ tranh hùng, Hiện tại, các đại thế lực lớn, vì Hán Vương Bảo Tàng, tất cả đều tụ tập tại Hàng Châu. Sòng thập truy nhật, đó là lúc Bảo Tàng hiện thế. Không bao lâu nữa, thiên hạ tất lâm vào cảnh phân tranh. Lão Hiền cùng nhiều người khác đều hoài nghi là do mà Môn ở phía sau dở trò. Bất quá mà Môn nếu không ra mặt, những lão gia hỏa này cũng sẽ không thể ra tay. Cho nên bọn họ đều đã phái đệ tử của mình nhập thế. À, đúng rồi. Nghe nói dường như có một số môn phái ẩn thế cũng nhân lại không được. Xem ra giang hồ sẽ có biến động lớn. Bạch Tố Vân không thèm để ý, nói Nếu họ đã an bài rồi, chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng, đợi tin tức chuyển đến rồi hãy nói. Đúng vậy, thả cũng nghĩ như thế. <laughs> Lỗ thứ lúc này đã khôi phục lại vẻ mặt cười đùa, tiếp tục nói Trời sập, cũng có kẻ gánh vác quả làm gì? Nào, chúng ta là một ván cờ, Ta nghiên cứu đã nhiều năm, tin tưởng lần này khẳng định có thể phá được thế cờ đó. Không cần. Bạch Tố Vân ngắt lời. Thiên tàn cục đã bị phá rồi. Cái gì? Lỗ thứ nhảy dựng lên như là bị đả kích rất lớn, vội vàng hỏi. Người làm thế nào phá được? Nhảnh nói cho ta nghe, mẹ nó thật là không cam tâm lại bị người phá ngang. Bạch Tố Vân bị mồi nói. Ai nói là ta phá? Không phải ngươi thì là ai? Lỗ thứ ngạc nhiên, Trước một vài ngày, ta có một vị khách, gọi là Lý Nhạc Phạm, tuổi còn trẻ, trận này là do hắn phá. Lý Nhạc Phạm Lý Nhạc Phạm Cái tên này nghe quen quen. Lỗ Thứ lẩm bẩm đọc mấy lần, quay lại Bạch Tố Vân hỏi Người, người nói, người đó có phải đầu tóc bạc trắng khoảng 20 tuổi? Bạch Tố Vân ngần người ra nói Đúng vậy, chẳng lẽ người biết? Ê... Lỗ Thứ vỗ đuổi nói nguyên lai là hắn người này đâu chỉ ta biết bây giờ cả thiên hạ không biết hắn cũng không có mấy người tiếp đó lỗ thứ đem chuyện của nhạc phàm bên ngoài kể qua một lần cho bạch tố vân nghe bạch tố vân sau khi nghe xong hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần lẩm bẩm nói khó trách lúc mới thấy hắn trên người một cỗ lệ khí ngút trời thật sự là khó khăn cho đứa nhỏ này mà lỗ thứ hiếu kỳ hỏi lão bạch Chẳng lẽ lý nhạc phạm này kỳ môn thuật cao cường lắm phải không? Sao lại có thể phá trận này? Bạch Tố Vân khẽ cười nói, hắn mới học kỳ môn chi thuật, mới có 10 ngày, hơn nữa là ta chỉ dạy. Cái gì? Lỗ thứ hoàn toàn ngây ngốc, đứng yên tại chỗ. Sau đó Bạch Tố Vân đem tình huống nhạc phạm phá trận, đại khái kể lại cho lỗ thứ nghe qua một lần. Bạch Tố Vân lấy ra mấy trang giấy nhạc phạm đã viết cho hắn, đưa cho lỗ thứ, nói. Đây là thủ quyết nhạc phạm đã lĩnh ngộ trong thế cờ, gọi là tinh thần quyết, người tự xem đi. À, lỗ thứ cũng không khách khí lập tức lấy xem. Tinh thần quyết 108 thức, lỗ thứ càng xem càng sợ hãi, nhưng cũng càng thêm bội phục và si mê. Bạch Tố Vân thấy thế mỉm cười không nói, bản thân mình đối với võ học chẳng phải là cũng cố chấp như thế sao. Sau một hồi, lỗ thứ mới hồi thần nói, ấy thật là lợi hại, thiên hạ lại có thể có trận quyết như thế, có đó, tà đối với lĩnh ngộ trận pháp lại cao thêm một tầng, sau này nhất định phải gặp Lý Nhạc Phàm này mới được. Trong ứng thiên thành, trên sàn một tòa lâu các tuyệt đẹp, một người nửa quỳ trên mặt đất, đối với người phía sau tấm bình phong cung kính nói. Bẩm cáo lâu chủ, Lầu một có tình báo, Lý Nhạc Phàm buổi trưa hôm nay đã rời khỏi rừng cây, xuất phát đi Hàng Châu. Lâm chủ nói, tốt đem tin tức này truyền rộng ra bên ngoài sau đó toàn bộ làm theo kế hoạch lần này ta muốn xem lý nhạc phàm này có bản lãnh gì tránh được số kiếp vâng đời thuộc hạ rời khỏi lâu cát lâu chủ cũng lắc mình biến mất sau tấm bình phong trong thành hàng châu một gian đại sảnh hoa lệ hai người ngồi đối diện nhau không khí nghiêm trang người trung niên mặc áo lam mở miệng nói đại ca có việc ở lâm an hiện tại cả thiên hạ đều biết thành quân thành chúng ta lúc này mất người như thế chẳng những bị người phế mất bốn kiếm nổ ngay cả phi nhi cũng gặp chuyện không may dĩ diện không thể đổi rời thủ này không thể không báo lắng nghe khẩu khí của người này nguyên lai like hai người bọn họ là thanh vân chủ thành bộ siêu quần và phó thành chủ hồng phong người nói chuyện đúng là hồng phong bộ siêu quần mặc hắc bào phối hợp với vẻ mặt âm lãnh cả người toát ra khí phách uy nghiêm đáng sợ không phải là không báo chỉ là hiện tại thế cục giang hồ hỗn loạn như vậy, chúng ta không nên nhất thời nóng vội. Hơn nữa... Cho dừng lại, trầm giọng nói. Phó xuất cùng nhan nguyệt thi, không phải là hạng người dễ chọc. Hơn nữa, sau lưng bọn họ còn có chỗ dựa. Ngay cả võ đang cùng thiên tà hai đại tông phái cũng cố kỵ. Người nói ta có thể động tới bọn họ sao? Hồng Phong trầm mặc, hắn biết thế cục hiện tại nên không thể tự ý làm loạn, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, Bộ sư quần liếc mắt tùy ý nói. Tuy nhiên chúng ta không thể động thủ như người khác có thể, nhất là những kẻ muốn phát tài. Phải biết rằng trên giang hồ nhiều người yêu tiền hơn yêu mạng. Hồng Phong tinh thần rung động nghi hoặc nói. Đại ca có biện pháp. Bộ sư quần nói. Còn bé cầm nọ tên là Vạn Nhã Nhi, chính là cháu gái hiệp y Vạn Liễu Hoài. Bốn năm trước sau khi Vạn Liễu Hoài chết, liền đến thanh vân thành ta đơn giản là muốn mượn thanh tế thanh vân thành để tránh nạn. Lúc ấy ta nể mặt vạn liễu hoài thu nhận nó. Đáng tiếc nó chỉ là một người câm, cho nên sau khi ta giao nó cho quản gia thì không có để ý tới. Nếu không phải vũ tình đề cập chuyện nàng ta chạy trốn, ta cũng sẽ không nhớ tới người này. Hôm qua vừa nhận được tin tức, vạn liễu hoài từng ở tại thôn Lưu Thủy, chữ huyền thành vài năm. Rồi sau đó sự kiện người thôn Lưu Thủy bị giết đã liên lụy Vừa đúng là trên hắc bảng, Lý Nhạc Phạm cũng là người lưu thủy thôn. Về chuyện diệt thôn mà tìm tới người Thái gia, dẫn tới hiện tại lần trốn khắp nơi. Nếu ta đoán không sai, Lý Nhạc Phạm này cùng với con bé cơm này tất có liên quan. Vậy thì sao? Hồng Phong vẫn còn chưa rõ. Chúng ta đem tin tức này truyền ra ngoài vậy. <laughs> ý của đại ca là để muốn bắt lý nhạc phàm đi tìm con bé cầm kia đến lúc đó phó xuất cùng nhan nguyệt thi chắc chắn phải ra tay đúng vậy đối phó với địch nhân không cần dụng binh một tốt mới là thượng sách đại ca nói rất đúng để ta đi làm chuyện này hoàng hôn buông xuống sau khi rời khỏi sân cấp một đường đi thẳng hướng nam chân đạp cảnh lá theo gió mà đi phiêu giật linh động trải qua sự cải thiện của nhạc phàm phong tưởng tại thiểm không chỉ có thể trên không trung chuyển thân mà cơ thể hắn khống chế trở thành một bộ khinh không lợi hại lúc này hắn tóc trắng áo bảo trắng người mặc áo đen trên lưng dắt một thanh đao gỗ mặc dù quái dị nhưng cũng có vài phần hiệp ý trải qua những ngày tĩnh lặng nhạc phàm tâm cảnh như vừa được tẩy rửa nhìn qua có biến hóa rất lớn cả người tự hồ so với quá khứ nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều xuyên qua rừng cây đi trên đường nhỏ Lúc này phía trước truyền đến một trận kêu la. Cứu mạng, cứu mạng. Ha ha ha, cô nương, người trốn không toát đâu, hay là chúng ta trở về đi. Dù sao đảo Nguyên Thôn cũng đã bị người ta hủy rồi, không bằng theo chúng ta. Lão tử bao người ăn ngon, ở tốt, hơn nữa cảm đoàn người sùng sướng như lên tiên. Ha, 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 ha. Các người là quân cương đạo, thở dịp đánh cướp sẽ không được chết tử tế. Lợi dụng thời cơ cướp đoạt thì là cường đạo sao? Ha, 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 ha. Người... Nghe đối thoại, nhạc phàm khẽ cau mày, nhất là nghe được đào nguyên thôn cũng đã bị hủy, trong lòng càng máy động, sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo. Nghe được tiếng kêu, nhạc phàm tiến tới tìm kiếm, thì thấy bốn gã nam tử mặc áo ngắn, tay cầm đại khảm đao, đang vây bắt một nữ tử mặc áo vải mộc mạc, miệng nói ra những ô ngôn uế ngữ. Nữ tử nọ khoảng 20 tuổi, vóc người mảnh mai, vẻ mặt tuấn lệ, lúc này như một con thỏ non đang kinh hãi thu mình lại nước mắt giàn rụa làm cho người ta thương cảm. Tránh ra! Một tiếng quát nhẹ, bốn gã đại hán đều sửng sốt quay đầu nhìn lại. Một nam tử tóc bạc trắng đang đi về phía bọn chúng. Một gã đại hán trong bọn nổi giận nói, Người là người phương nào? Chẳng lẽ lại muốn anh hùng kêu mỹ nhân? Dám quản việc của đại lĩnh tứ hổ chúng ta, mặt bị mù phải không? Đại hiệp, cứu ta, cứu ta! Nữ tử nọ trông thấy người đến thì luôn miệng kêu cứu mạng. Nhạc phàm như không thấy bốn gã đại hán trước mặt, trực tiếp hỏi nữ tử trên mặt đất ngươi là người đảo nguyên thôn sao lại ở chỗ này nói cho ta biết đảo nguyên thôn đã xảy ra chuyện gì nữ tử nghe thấy khóc mà kể lại tiểu nữ tên là thi bích giao là người buôn bán ở tại đảo nguyên thôn đảo nguyên thôn hơn nửa tháng trước đã bị người ta hủy đi người trong thôn cũng đã chết hết tất cả đều đã chết nếu không phải là đêm đó trời mưa ta không chạy về thôn ta sợ rằng ta thấy người trong thôn tất cả đều đã chết vì vậy liền đi vào thành báo quan vốn tưởng rằng sẽ vô sự nhưng không lâu một đám cường đạo biết được tin tức liền vào trong thôn cướp đoạt vừa lúc phát hiện ra ta muốn bắt ta về ta thử dịp bọn chúng không chú ý chạy thoát ai ngờ lại bị bọn chúng phát hiện Thi bích giao không tiếp tục kể nữa trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi là ai đã làm nhạc phàm trong lòng giận dữ nhớ tới những người thôn dân mộc mạc đứa trẻ ngây thơ sự việc phát sinh ở lưu thủy thôn bốn năm trước phẳng phất như xuất hiện trước mắt đó là mối thù trước mắt thì Bích Giao vừa muốn nói tiếp, một gã đại hán tiến tới, quát lên một tiếng. Tiểu tử từ nơi nào dám xen vào việc của người khác? Ăn của tứ ra ra người một quyền. Nói đến đó một quyền đánh tới nhà phàm. Bốp, một tiếng vang lên, không khí chấn động, tóc trắng nhẹ bay. Nhà phàm vẫn không nhúc nhích, mà tên nam tử kia lại vang ngược ra. Lão tứ! Ba người thấy thế nhất thời kinh hãi, vội vàng chạy tới người bị thương. Chỉ thấy hắn nằm dài trên đất, máu chảy không ngừng, tay phải bay bết máu thịt nhìn nhạc phàm đầu tóc bạc phơ lão đại giận dữ nói Các cả, cả chính là bạch phát đao cuồng lý nhạc phàm nghe nói bốn chữ bạch phát đao cuồng nhạc phàm sửng sốt thản nhiên nói ta là lý nhạc phàm bạch phát đao cuồng chưa từng nghe qua sự tích của các hạ đã chuyển khắp giang hồ người giang hồ gọi là bạch phát đao cuồng nếu các hạ muốn nữ nhân này bốn huynh đệ chúng ta cũng nên chấp nhận lão nhị lão tam mảng lão tứ về thành sơn bất cải lục thủy trường lưu nói xong bốn người lập tức chật vật rời đi diệt khấu nhạc phàm chưa bao giờ cậu ý nghĩ này hắn đã có quyết định từ nay về sau bản thân cần quang minh chính đại mà sống cho dù thiên hạ có phản lại hắn cũng không chuồn bước hắn muốn cho thân nhân biết tin tức của mình tin tức hắn còn sống người đã đi xa trên đường nhỏ chỉ còn nhạc phàm cùng thi bích giao co tròn trên mặt đất nhạc phàm khẽ thở dài tiến lên nói bọn họ đã đi rồi người đứng lên đi thân thể thi bích giao run lên nhỏ giọng hỏi người chính là Lý Nhạc Phạm, Lý Nhạc Phạm đã đi qua đảo Nguyên Tôn. Chính là ta. Nhạc Phạm gật đầu, nói xong liền bước tới muốn nâng Thi Bích Giao dậy. Vậy mà Thi Bích Giao đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn, tay cầm một cục đá ném vào Nhạc Phạm, miệng phẫn nộ hét lên. Người là hung thủ giết người. Nhạc Phạm trông thấy thì khẽ run sợ, thuận tay vận lực tiếp lấy cục đá, tiếp đó đưa tay bắt lấy cổ tay của Thi Bích Giao, lạnh lùng nói. Người muốn làm gì? Một chiêu không đắc thủ thì bị người chế trụ, thì bích dao liều mạng dãy ruộng không cam lòng nói ngươi là ma quỷ ngươi giết đi ngươi giết ta đi dù sao ngươi đã giết nhiều người như vậy chẳng lẽ còn khó khăn khi giết thêm một người nữa nhạc phàm nhíu mày hỏi ta không hiểu ngươi đang nói cái gì ngươi đừng giả nhân giả nghĩa ngươi đã làm chẳng lẽ lại quên người muốn giết thì cứ giết chỉ cần ta còn sống nhất định sẽ tìm ngươi báo thù thì bích dao gần như đã kích động điên cuồng đối với nữ tử đau khổ trong tay nhạc phàm cảm thấy không hiểu trong lòng nghi hoặc vừa định hỏi lại thì bị cắt ngang dừng tay. Theo tiếng hét lớn, một người đạp không mà tới, chiêu thức lăng không hư bộ, phóng mắt khắp giang hồ, người biết khinh công này có thể đếm được. Nhìn người mới tới là một gã thiếu niên mặc áo đạo bào, vóc dáng phiêu giật, vẻ mặt tuấn tú, sau lưng đeo một thanh kiếm lớn, chính là một thiếu niên hiệp khách. Tiểu mẽ, chờ tiểu tăng một chút. Vừa dứt lời một gã thiếu niên hòa thượng từ xa xa trong rừng bay ra, sau khi xoay hai vòng trên không trung, vững vàng đáp xuống mặt đất, lưu lại hai dấu chân thật sâu, khinh công thật cao minh, nội công rất thâm hậu. Một tăng đạo tuy mới chỉ 17, 18 tuổi nhưng trong thật bất phàm, song nhãn thần quang nội liễm, theo phân tích của Bạch Tố Vân, nhạc phàm có thể kết luận hai người này tuyệt đối là tiên thiên cao thủ. Tuổi còn trẻ như thế đã đạt tới tiên thiên tri cảnh, cái này, nhà phàm trong lòng nghi hoặc không thôi. Tiểu Mễ, ngươi làm gì mà không đợi tiểu tăng, một mình lại chạy đến đây? Sư phụ tiểu tăng đã nói, khi gặp phải người xấu cần bàn bạc sau đó mới hành động đem sự tình nói rõ, sau đó mới xuất thủ. Sư phụ nói, gặp được người tốt nên trợ giúp, gặp phải người xấu nên cảm hóa, tốt nhất nên biến căn qua thành bạch ngọc. Đang nói chính là thiếu niên hòa thượng. Hắn tay lần Phật Châu, trên mặt đầy vẻ thanh bình, làm cho người ta không sinh ra ý niệm tranh đấu. Đạo sĩ gọi là tiểu mễ kia nghe vậy thì lại giận dữ, chỉ vào cái mũi của hòa thượng lớn tiếng nói. Tiểu thiên, người cầm miệng đi, chỉ biết nói. Sư phụ nghe nói, sư phụ nghe nói, nói cái gì hả? Người cũng đã chạy hết, còn cái gì là cứu người nữa sư phụ ta nói đúng ngươi và sư phụ ngươi đều là đầu gỗ một gốc cây mẹ nó a di đà phật tiểu thiên tuyên bố một tiếng phật hiệu hết lời khuyên nhủ tiểu mễ ngươi lại mắng chửi tô tục nữa rồi sư phụ tiểu tăng có nói qua tâm định tắc minh khải linh vị thiên chi tâm bất ô bất cầu vô niệm tắc không minh đà nàn đắc thành đại đạo dưỡng khí vi chi bình hòa đủ rồi đủ rồi ngươi tiểu mễ luôn miệng hét lớn ngắt lời hòa thượng muốn trời tiếp. Liền lập tức thở dài nói, Tiểu thiên sư phụ, tiểu thiên đại sư, tiểu thiên tần tăng, ta đây cầu xin ngươi có được không? Ngươi đừng làm phiền ta nữa, ngươi cũng không phải là không biết, ngươi là hòa thượng, còn ta là đạo sĩ mà. Tiểu mễ nói sai rồi, tiểu tăng khuyên nhủ chính là hy vọng tiểu mễ đi trên tránh đạo, còn tín ngưỡng không có quan hệ. Ngươi... Hai người lại bắt đầu lý luận, tự hồ đã quên sự tồn tại của hai người nhạc phàm. Nghe một tăng một đạo đối thoại, nhạc phàm cảm thấy khó hiểu, trong lòng đang nổi giận cũng không để ý tới hai kẻ dở hơi này, buông thi bích dao trong tay ra, nói Ta không rõ người đang nói cái gì, ta chỉ muốn biết ai đã hủy đào nguyên thôn. Thi bích dao sắc mặt đầy vẻ sợ hãi, nhưng trong miệng vẫn nổi giận nói Người không rõ, người đào nguyên thôn chính là bị ác tặc ngươi giết chết, ngươi như thế nào lại không biết, bây giờ khắp nơi đều truy nã ngươi, sớm muộn ngươi cũng bị trừng phạt, trả lại mạng cho người thân của ta. Sau khi nói xong thì Thi Bích Giao lại hướng về nhạc phàm đánh tới. Nhạc Phàm vung chỉ điểm mấy cái, Thi Bích Giao liền đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Dừng tay, Tiểu Mễ thấy Thi Bích Giao hô to mới tỉnh ngộ là mình đang đến cứu người, đang muốn tiến lên thì thấy thì Bích Giao đã bị chế trụ. Buông cô đường đó ra, Tiểu Mễ trong miệng hét lớn, cả người một lần nữa tiến lên, một trường đánh tới bà va nhạc phàm. Trường Kình nội liễm, không có một chút tiếng gió, đến thật nhanh, thân hình nhạc phàm còn nhanh hơn, lùi lại một bước thoát khỏi trường Kình công kích, đồng thời lấy tay làm đao một chiêu vô hồi thức đánh tới tiểu mễ bốp bùng bụp bụp tiểu mễ sử dụng thuần dương trường chính là thượng phẩm võ học trọng lực trọng cường nhưng về mặt tốc độ thì lại có khiếm khuyết thủy chung vô pháp đánh bại nhạc phàm hai người người tới ta lui liên tiếp mấy chiêu tiểu mễ không địch lại liền lấy trọng kiếm phía sau lưng ra xem huyền thiên kiếm pháp chiêu thứ 19. một tiếng hét lớn tiểu mễ công tới nhạc phàm kiếm là kiếm báu huyền thiên kiếm pháp càng như lũ tràn về khí thế mênh mông kiếm khí lang lệ ngay cả nhạc phàm cũng không dám tay không ngạnh tiếp đối diện với thế công mãnh liệt của đình nhân nhạc phàm xoay tay phải rút mộc côn bên hồng ra ngành tiếp lúc này hắn sớm đã có thể tùy tâm khống chế nguyên khí trong cơ thể dùng nó hỗ trợ cho mộc côn tiểu mễ thấy thế thì trong lòng ngạc nhiên dám dùng mộc côn ngăn cản huyền thiết kiếm của ta người này không phải là đầu óc có bệnh chứ bùng keng một tiếng ngân dài không khí xung quanh chấn động hai người đều bị bật lui tiểu mễ hai tay tê dại tuy không có gì đáng ngại nhưng trong lòng cũng hoảng sợ sao lại thế được hắn là dùng mộc côn sao không thể nào không thể nào không chỉ là hắn ngay cả tiểu thiên cùng thi bích ra bên cạnh cũng lộ ra thần sắc kinh hãi tiểu thiên cũng là tiên thiên cao thủ đương nhiên biết tiên thiên cương khí có khả năng hỗ trợ cho ngoại vật nhưng hắn lại càng hiểu được lực công kích huyền thiết kiếm của tiểu mễ tuyệt đối không phải là có tiên thiên cương khí hỗ trợ cho mộc côn là có thể ngăn cản được sau một chiêu chấn địch nhạc phàm không đợi đối phương phản ứng lập tức tung người lên hai chân đạp gió lực quán ngàn cân hướng về phía tiểu mễ vù vù không hay ngay trên đỉnh đầu có tiếng gió phá không tiểu mễ từ trong chấn động bừng tỉnh vội vàng đưa kiếm chặn một kích của nhạc phàm bùng chân đạp vào thân kiếm nhạc phàm đứng vững vàng trên đại kiếm còn tiểu mễ hai chân lún xuống đất bà tắc. vẫn cầm minh khí trong tay tiểu mễ bị bức lôi từng bước tiến về phía sau trong lòng không khỏi nhớ tới lời sư phụ từng nói hiện tại người đã đạt tới tiên thiên tiểu thừa cảnh giới so với những người đồng bối tuyệt đối là vô địch cho dù là so với tuyệt đỉnh cao thủ của một số môn phái cũng không kém bao nhiêu mẹ nó sư phụ không phải là gạt ta sao đối phương mặc dù tóc bạc nhưng rõ ràng chỉ khoảng 20 tuổi cũng tính là người đồng bối nhưng võ công của hắn tận là biến thái làm cho người ta hoàn toàn không có lực hoàn thủ vừa mới xuất môn đã gặp phải cao thủ như vậy đúng là đi quên xem ngày mà cần mẹ nó thật là xui xẻo ý niệm vừa đổi thì tiểu mễ quát to một tiếng hay à người này thật là lợi hại à tiểu thiên nhanh lại đây giúp ta a di đà phật một tiếng niệm phật vang lên tiểu thiên hai chân vận lực như tên rời cung bắn thẳng tới nhà phàm phật phổ trọng quang bùng kiếm là kiểu thiên keng loạn kích thức trưởng kiếm cước côn giao nhau phát ra hàng loạt tiếng vang đổ rồi bùng bùng Nhạc phàm hét lớn một tiếng tăng thêm lực đạo thân thể chấn động mạnh một quyền một cước đánh lui hai người ta còn có việc không có thời gian cùng các người đùa dẫn nữ nhân này giao cho các người chiếu cố sau nửa canh giờ nữa huyệt đạo sẽ tự khai giải nếu nàng ta gặp chuyện gì ngoài ý muốn ta nhất định sẽ đến tìm các người câu cuối cùng vừa dứt nhạc phàm đã tung người lên không chuyển hướng vọt đi chỉ để lại hòa thượng cùng đạo sĩ đang trợn mắt há hốc mồm người sao không đuổi theo? Hoa thượng Tiểu Thiên hiền lành nói. Vậy sao ngươi không đuổi theo? Tiểu Mễ hỏi lại. Ta cảm thấy bản thân mình đuổi không kịp. Tiểu Thiên thành thật trả lời. Tiểu Mễ nghe hồi đáp của Tiểu Thiên không chút tức giận nói. Người này võ công quái dị. Hơn nữa xem bộ dạng vừa rồi của hắn, căn bản là không dùng toàn lực. Chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể đuổi theo? Bật quá, đúng là thứ khinh công quái dị. Ta thật sự cũng không tin mình có thể đuổi kịp hắn. Tiểu Thiên thành thật gật đầu lại nói người này về mặt cương nghị võ công mặc dù kỳ lạ nhưng cũng quang minh chính đại tiểu tàng nghĩ người này không phải là người xấu hơn nữa hắn đem nữ tử này giao cho chúng ta bảo vệ khẳng định sẽ không hại nàng ta ta nghĩ chúng ta đã hiểu lầm người ta người tốt người xấu cũng không phải là được vẽ trên mặt một hòa thượng như người thì biết cái gì kỳ thật tiểu mễ trong lòng cũng đồng ý với tiểu tiên nhưng còn làm ra vẻ mạnh miệng này hai người hai người còn nói cái gì nữa mau tới thả ta ra các người không đuổi theo thì ta đuổi theo chỉ cần không chết thì còn báo thù nghe được thi bích giao một bên hô to tiểu mễ hai người mới nhớ ra nguyên lai like ở đây còn có người tiểu mễ nữ tử này làm sao bây giờ giải huyệt trước đi tiểu mễ nói xong thì đi tới bên cạnh thi bích giao điểm liên tiếp trên người nàng nhưng không có phản ứng tiểu mễ sửng sốt lại liên tiếp điểm xuống vẫn không có phản ứng hôm nay liên tiếp nhận đả kích tiểu mễ tức giận nói thuộc pháp điểm huyệt chết tiệt ai tiểu thiên ngươi thử coi a à, di đà phật tiểu thiên tiến tới điểm và chỉ không được thủ pháp như thế sư phụ không có dạy cho ta tiểu mỹ đã không còn hy vọng phẫn hận nói mẹ nó làm sao bây giờ không thể để nàng ta một mình ở chỗ này được mặc kệ mặc kệ tiểu thiên người nghĩ biện pháp đi được rồi đem nàng ta đi tiểu thiên nói xong niệm một câu phật ngữ đem thi bích dao đặt lên vai a à, một tiếng hét chói tai thi bích dao vừa hoảng sợ vừa giận dữ quát số hòa thượng ngươi định làm gì đi thôi tiểu thiên không thèm để ý mang đảng ta theo hướng nhạc phàm đuổi theo cái này cái này thật sự là hòa thượng đợi ta tiểu mễ sau khi lấy lại tinh thần rất kiếm đuổi theo tiểu thiên ứng thiên thành thuộc thông châu nằm vùng duyên hải phía tây do thổ phỉ quấy nhiễu khiến cho nơi này không được sung túc không sung túc không có nghĩa là nơi này không náo nhiệt trái lại nơi này tam giáo kiểu lưu người nào cũng có là một nơi loạn lạc không có vương pháp cho dù quan lại địa phương có quan tâm cũng không có lực thực hiện ứng thiên thành chính là thành trì gần đảo nguyên thôn nhất đồng thời nơi đây cũng thuộc sự quản lý của thông châu nhạc phàm cấp tốc phi hành hơn 10 dặm tới ứng thiên thành thì trời đã tối nhìn thành môn cao cao cùng ngã tư đường náo nhiệt nhạc phàm sinh ra một cỗ cảm khái lẩm bẩm nói địa phương nào có người thì có giang hồ mặc dù ta không phải là người trong giang hồ nhưng ta vẫn phải trở lại đi trên đường lớn, trên tất cả các bảng cáo thị của quan phủ, trên tường các tiểu điếm, đều dán bức họa Lý Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm là trọng phạm của triều đình. Vào đêm ngày 11 tháng 9, giết hại 248 người đào nguyên thôn. Võ công cao cường là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt khoảng 20 tuổi, cao khoảng 6 thước, tóc bạc. Nếu ai có thể bắt được ác tặc này, thường vạn lượng bạc. Bên trên còn có dấu truy nã đỏ hồng của quan phủ. Nhạc Phạm thấy vậy thì trong lòng phẫn nộ, Hắn mơ hồ hiểu được việc này cùng với việc 4 năm trước Lưu Thủy Thôn bị tàn sát có liên quan. Vị đại thúc này, xin hỏi đến nhà môn đi như thế nào? Nhạc phàm đi tới, tùy tiện tìm một người cao tuổi hỏi. À, nhà môn à, đi thẳng hướng Bắc, thấy cánh cổng lớn màu đỏ có hai con sư tử đá, chính là nhà môn đó. Cảm ơn. Nhẹ nhàng chắp tay, Nhạc phàm xoay người bỏ đi. Nhìn Nhạc phàm rời đi, người mới chỉ đường phản ứng lại, đẩy nhẹ người bằng hữu bên cạnh, vẻ mặt ngây ngốc hỏi người vừa rồi là lý nhạc phàm ta không nhìn lầm chứ người bên cạnh nói người cũng cho là như vậy à ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt chứ hắn tới nhà môn làm gì ai biết được không phải là đi đầu án tự thú chứ ừ không thể nào ứng thiên thành bắc ở cuối đường cái có hai con sư tử đá sắc đá có chút tàn tạ bên trong là hai cánh cổng gỗ sơn đỏ thật lớn hẳn là nơi này nhà môn ứng thiên sao lại chịu cảnh như vậy xem qua nha môn chữ huyền thành thật huy hoàng lúc này nhìn lại là một nha môn đơn sơ như thế nhạc phàm có chút không thể hiểu được dù sao cũng là quan viên thật là khác biệt quá lớn có chút sửng sốt nhạc phàm trực tiếp đi tới người là người phương nào trước cửa nha môn một gã nha dịch ngăn cản nhạc phàm cẩn thận đánh giá đối phương nhạc phàm thản nhiên nói ta là lý nhạc phàm mời huyền lão gia ra đây ta có việc muốn kiếm hắn hỏi cho rõ ràng nói xong liền tự đi vào trong nha môn nha dịch cả kinh nhưng lại không dám ra tay ngăn cản lý nhạc phàm là ai hắn chính là đại ba đầu trên giang hồ sự tích của hắn đã làm cho giang hồ sóng gió nổi lên một nha dịch nho nhỏ như mình nào dám cùng hắn nói chuyện vì vậy nha dịch cũng theo nhạc phàm đi vào vội vàng lao vào hậu đường giữa nha môn đại đường nhạc phàm một thân bạch y chắp tay đứng đợi xung quanh hắn ba tầng trong ngoài đầy nha dịch bọn họ trong tay cầm vũ khí bộ dạng đề phòng từng giọt mồ hôi lạnh khẩn trương chảy ròng ròng không lâu sau, một gã trung niên nam tử gầy gò từ hậu trường đi ra, người mặc quan phục thất phẩm. Như vậy chính là tri huyện lão gia. Đi theo phía sau hắn là một trung niên văn sĩ, hẳn là sư gia nơi này. Các người không phải là đối thủ của hắn. Lùi xuống hết đi. Người nói chuyện đúng là tri huyện lão gia nơi này, trên khuôn mặt gầy gò đầy vẻ uy nghiêm. Vâng, bọn nha dịch nghe vậy như được đại xá, lập tức thối lui qua một bên lau mồ hôi lạnh bổn quan chính là tri huyện lê Hạo kiệt lý nhạc phàm người lá gàn cũng thật lớn lại ngang nhiên dám xông thẳng vào nha môn chẳng lẽ ngươi không sợ bản quan bắt người quy án nhạc phàm lại nhạt đáp ta không đến người sẽ không bắt ta sao ta tới các người có thể bắt ta sao lê Hạo kiệt vẻ mặt ngưng trọng ho khan hai tiếng nói ta biết các ngươi là người trong giang hồ bản lĩnh cao cường không chịu ức thúc của triều đình chỉ là bổn quan thụ mệnh triều đình không thể lựa chọn. Nhạc Phạm nói, ta hôm nay đến không phải vì tranh đấu, ta chính là muốn hỏi rõ ràng một việc, quan phủ các ngươi dựa vào cái gì mà nói người là do ta giết. Lê Hảo Kiệt hơi lo lắng, trầm ngâm chốc lát rồi trả lời, có người tố cáo, ngươi ngày mùng 10 tháng 9 đi ngang qua đảo Nguyên Thôn, ngày 11 tháng 9 thì rời khỏi, mà đến cuối ngày 11 tháng 9 đảo Nguyên Thôn bị giết, rồi sau đó người liền biến mất không rõ tung tích. Hừm, Nhạc phàm hư mạnh một tiếng lạnh lùng nói Giỏi cho một mệnh quan triều đình Chẳng lẽ các ngươi chỉ dựa vào nhận định này Mà cho rằng ta là hung thủ giết cả thôn Qua loa đại khái như thế Các ngươi làm sao mà đối diện với người đã chết Lê Hạo Kiệt mặc dù tức giận với thái độ của nhạc phàm Nhưng không thể không thừa nhận Nhạc phàm nói đúng Cuối cùng chỉ lúng tống nói Việc này đúng là có điều kỳ quặc Ta vốn là muốn điều tra rõ ràng việc này Rồi mới trở về báo cáo với triều đình nhưng việc này kinh động đến đại thần triều đình. Lại có người báo cho biết, người vốn là người đang bị triều đình truy nã, cho nên trước mắt trực tiếp đem trao giải thưởng trên đầu của người. Xem ra sự việc cùng với thế lực trong triều có liên quan. Suy tư chốc lát, nhạc phàm lại hỏi, Đào Nguyên Thôn có thể có người nào còn sống không? Nghe câu hỏi này, Lê Hạo Kiệt nhớ mày không giận dữ đáp. Bồn nhân là mệnh quan triều đình, không có quan hệ với bọn phì loạn ác tặc. Bồn quan tuy không làm gì được ngơi, nhưng người cũng đừng mơ tưởng từ bồn quan nghe được điều gì. Người này mặc dù là cố chấp, nhưng cũng là người có nguyên tắc. Thôi, cần gì phải làm khó hắn. Trong lòng thoáng nghĩ, nhạc phàm thủ lễ nói. Nếu các hạ đã có ý như thế, nhạc phàm ta xin cáo từ Nói xong thân người loáng một cái, liền biến mất. Sư già đứng một bên khẩn trương nói. Lão già, người xem bây giờ phải làm như thế nào đây? Lê Hào Kiệt khoát tay nói. Sự việc này chúng ta không thể xen vào. Ngươi đem sự việc tối nay báo cho triều đình để bọn họ mời cao thủ lục phiến môn cùng cẩm y vệ tới xử lý. Vâng. Trên một đường cái lớn của ứng thiên thành, thành âm rất huyền áo, có tiếng giao bán, tiếng quát tháo, tiếng mời chào. Bóng đêm bao phủ, hai bên ngã tư đường đèn chiếu sáng, xung quanh người đến người đi đều là thương nhân và người giang hồ, thỉnh thoảng còn có vài tên trộm vặt lẻn vào trong đám đông. Không biết là do sắc trời lờ mờ hay là còn nguyên nhân khác một gã nam tử tóc bạc đi qua bên người họ nhưng như là không thấy ra khỏi nhà môn nhạc phàm đi bộ trên đường trong lòng suy nghĩ chuyện đào nguyên thôn bị giết ồ nhạc phàm cước bộ đột nhiên dừng lại là do hắn bất giác đi ngang qua một gian trà lâu nếu là trà lâu bình thường có lẽ nhạc phàm sẽ không dừng bước gian trà lâu này lại hấp dẫn hắn không vì cái gì khác chỉ vì hắn nghe thấy trong trà lâu có người đang kể chuyện Khung cảnh như thế làm cho nhạc phàm nổi lên chút hoài niệm về tô ký trả lâu. ngẩng đầu nhìn lại thấy dòng chữ hữu gian trả lâu. Thú vị. Thấy cái tên như vậy, nhạc phàm nhếch khóe miệng thầm nghĩ. Dù sao trời cũng đã tối rồi. Không bằng đến nơi này nghỉ tạm, không phải là tốt hơn sao. Tiếp đó đi vào cửa. Mời khách quan vào. Không biết là ăn uống hay là nghỉ lại. Tiểu nhân. Tiểu nhị thấy khách vào cửa vội vàng bước lại nghênh tiếp. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng nhạc phàm thì nhất thời ngây ngốc Đứng yên tại chỗ, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi, muốn nói gì cũng đều đã quên hết. Mang cho ta một ấm trà. Nhạc phàm trong mắt không thèm để ý, sớm tìm một chỗ không người tùy tiện ngồi xuống. Bởi vì trà lâu rất đông người, lại đang chuyên tâm nghe kể chuyện, dĩ nhiên không có phát hiện một nam tử tóc bạc tiên phào, nếu không. Tội phạm truy nã. Tiểu nhị lúc này trong lòng sợ hãi. Tại địa phương này ở lâu như vậy, không thể nào một chút kiến thức cũng không có. Hơn nữa, bức họa Lý Nhạc Phàm dán ở khắp nơi. Bên ngoài trà lâu này cũng dán. Hắn như thế nào lại không nhận ra? Cho dù nhận ra, nhưng hắn dám gọi sao? Người đó là tội phạm truy nã, giết mình cũng dễ như ăn cơm. Nếu đắc tội, nói không chừng một trưởng giết chết mình. Tiểu nhị lập tức tiến tới mang cho Nhạc Phàm một ấm trà, sau đó cuống quýt thối lui. Trưởng quỹ thấy thế liền vội vàng cho người tới nha môn gọi người, nhưng câu trả lời cuối cùng của nha dịch là các người nhìn làm rồi trưởng quỹ nhiều năm lăn lộn còn không biết ý than thở nói Ê, bỏ đi bỏ đi đắc tội với quan phủ là nhỏ ít nhất bọn họ sẽ không tùy tiện giết người đắc tội với ma đầu này một hơi có thể giết hơn 200 người toàn bộ nhà mình lớn nhỏ cũng không đủ chỉ cần không mất mạng là tốt rồi Ai, thế đạo là gì tội phạm truy nã cũng có thể đến trả lâu uống trả Ai, có trách được thế đạo càng ngày càng loạn Nhạc Phạm đi vào trả lâu, thản nhiên quét mắt nhìn xung quanh. Có người giang hồ, bình dân bách tính, lưu manh, tẩy tiệu, quả nhiên là hỗn độn. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, hắn liền nhìn về phía cái bàn vuông ở giữa trả lâu. Lúc này, một lão già cầm trong tay quạt lông đang kể chuyện. Các vị khách quan, lần trước lão phù nói đến giang hồ một năm trước đã xuất hiện tần tú bảng, hắc bạch cao thủ trên bảng cũng đều lưu truyền trên giang hồ, nhưng năm gần đây, Giang Hồ phong khởi vân dũng, nhân tài lớp lớp xuất hiện, hậu sinh khả úy, có thể nói là thời kỳ cường thịnh nhất của Giang Hồ trong một trăm năm qua. Gần đây, Giang Hồ các đại thế lực cùng nhau tụ tập tại Hàng Châu, Giang Nam. Sự kiện này nghĩ là mọi người cũng đã nghe nói qua. Đương nhiên biết, đại sự như vậy cho dù là người điếc cũng sợ là đã nghe nói qua. Ha, 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 ha. Chúng nhân một trận cười lớn, lão kể chuyện nói. Vậy mọi người có biết lần này giang hồ tụ tập trăm năm khó khăn, khó gặp như vậy là vì sao không? Nghe nói là vì một bảo tàng. Ây, ta cũng nghe người giang hồ nói hình như là hán vương vũ tàng gì gì đó. Mọi người đưa ra nhiều ý kiến, nhưng chủ đề chỉ có một, đó là bảo tàng. Bộp, một tiếng gõ vang lên, trà lâu nhất thời an tĩnh lại. Đúng vậy, các thế lực trên giang hồ cùng nhau tụ tập tại Hàng Châu, đúng là vì hán vương vũ tàng chánh đạo cửu đại môn phái hắc đạo lục đại tông môn thiên hạ hội vũ lâm minh giang hổ bao nhiêu năm qua chưa từng náo nhiệt như vậy dừng lại một chút lão Tiền sinh lại nói nói đến tranh đấu bảo tàng vậy thì phải hơn bốn năm trước nói lại giang hổ chém giết một cảnh gió tành mửa máu bích huyết sơn tràng bị đổ sát huyết án đoàn gia bảo nội chiến thành lòng vàng huyết đào môn bị diệt thiên đường bàng giải tán lão tiên sinh vẻ mặt ngưng trọng ngữ khí thâm trầm kể lại một đoạn huyết sử người nghe tại đó đều kinh tâm động phách vẻ mặt khác nhau ngay cả nhạc phàm nghe được chuyện bích huyết sơn trang bị đổ sát cũng có chút nhíu mày theo sách vở ghi lại bốn mảnh bảo tàng đồ rốt cuộc rơi vào tay đông phương thế gia cổng tồn thế gia mộ dùng thế gia cùng giang nam thủ phú triệu gia mà lần này bảo tàng trọng quang đại hội Đúng là tứ đại thế gia cùng triệu gia đồng thời cử hành. Vào ngày 10 tháng 10, nếu muốn tới xem náo nhiệt thì phải nhanh lên. Bất quá, ta cũng khuyên mọi người, nếu ai không có bản lãnh, tốt nhất đừng đi. Tới tham gia tụ hội lần này, không người nào không phải là cao thủ, cho nên có chết cũng đừng oán ta là đã không nhắc nhở các ngươi. <laughs> Bảo tàng. Nhạc phàm tâm trạng nghi hoặc thầm nghĩ năm đó lệ gia gia cũng nói với ta về chuyện hán vương bảo tàng chẳng lẽ còn có người khác biết nơi giấu bảo tàng thật ra năm đó lệ vân nhờ cậy nhạc phàm làm hai việc thứ nhất là đem ngọc phật trở lại thiếu lâm tự mà việc đó có liên quan đến bảo tàng kể từ đó nhạc phàm âm thầm quyết định đi xem dù sao cũng là hàng châu sẽ không chậm hơn bao nhiêu nói một hồi lão tiên sinh nhấp ngụm trà tiếp tục nói vừa rồi là thế cục của giang hồ tiếp theo ta sẽ nói vào vấn đề chính ngày hôm nay cũng là vấn đề nóng bỏng nhất trên giang hồ hiện nay. Ta hỏi các người, có biết trên giang hồ hiện nay nhân vật nào được quan tâm nhiều nhất không? Ta biết, ta biết. Một người tranh nhau nói. Nghĩ đến có phải là giang hồ tứ đại công tử, bọn họ anh Tuấn tiêu sái, võ công cao cường. Người đang nói có lẽ là phụ nữ. Không đúng, không đúng. Một giọng trung niên phản đối. Ta thấy hẳn là cao thủ đệ nhất trên tân tú bảng dịch phong tình. Thổi lắm, lại một người lớn tiếng hẳn là lang ba tiên tử cổ linh phong và tài nữ mộ dùng lãnh tuyết mới đúng. Trong trả lâu, mọi người tranh luận không ngừng, lộn xộn vô cùng, chỉ có nhạc phàm là lặng lặng nghe để tăng thêm kiến thức. Xem ra giang hồ không đơn giản như mình nghĩ, nhạc phàm âm thầm cảm thán. Cộp, một tiếng gõ vang lên, mọi người nhất thở im lặng. Lão tiên sinh gương mặt tươi cười nhìn mọi người, mở miệng nói. Hề, hey, kỳ thật các vị thảo luận nãy giờ, sợ rằng trong lòng đều đã có đáp án, chỉ là trong lòng còn kiêng kỵ cho nên không để cập tới người này mà thôi ồ mọi người xứng lại nhìn nhau nhưng cũng không nói gì nữa cho dù những người này thường hay nghị luận nhưng cũng không dám công khai nhắc tới lý nhạc phàm dù sao không phải là ai cũng đều sợ họa vào thân sao mọi người ngẩn ra trong lòng nhất thời khẩn trương nhạc phàm cũng vậy chuyện quan hệ đến mình hắn càng chăm chú lắng nghe đúng vậy lão tử có nghe qua nói thì nói cũng không phải là đại sự gì dù sao Lý Nhạc Phàm cũng không có ở đây. Một gã nam tử hô lớn, ta cũng nghe nói qua, nghĩ đến không chỉ là trên giang hồ mà là trong thiên hạ chưa từng nghe qua tên Lý Nhạc Phàm này cũng không nhiều lắm. Ta cũng vậy. Chỉ cần một người mở đầu, liền sẽ có nhiều người theo sau nói ra ý nghĩ của mình. Hào khí trong trà lâu cũng được khởi lên. Lão tiên sinh nói, Lý Nhạc Phàm người này nhanh chóng quật khởi trên giang hồ, có thể nói là một truyền kỳ. Đầu tiên, không nói đến lý nhạc phàm là chính hai tà, nhưng hắn làm việc gì, không việc nào là không chấn động giang hồ, ta không cần nói, chắc mọi người cũng đã nghe qua rồi. Bất quá, vì để cho mọi người hiểu rõ ràng hơn, những việc vẻ vang của hắn mà các người nghe được, ta sẽ từ từ kể lại cho liền mạch. Người này, 16 tuổi bị xung quân biên hoang, 4 năm đợt độc chém giết, cho đến ngày được rời khỏi binh doanh với thực lực của hắn, đánh bại ba trại chủ kỳ Liên Sơn, bảo toàn Long Uy tiêu cục, sau đó bảo hộ hậu nhân của Bích Quyết Sơn Trang, một chiêu phá thanh thành tuyệt kiếm trận. Vì tìm kiếm tin tức thân nhân, hắn trong đêm tiến vào tái gia, đánh chết 38 cao thủ nhất lưu trên giang hồ, một đấu bốn, đánh bại tiên thiên cao thủ tứ huynh đệ ngô gia. Trong đó, đến nay ba người vẫn chưa tỉnh lại. Bởi vì hắn giết người như thế, nên triều đình treo thưởng truy nã. Mà lâu thượng lâu nhận tiền của người đưa Lý Nhạc Phạm lên hắc bảng, đứng vị trí thứ 26. Ngày 25 tháng 8, Lý Nhạc Phạm xuất hiện tại Tương Dương, một thân công lực làm cho giang hồ tông sư Diệp Vãn Phòng phải bỏ chạy. Ngày thứ hai, bị lạt thủ tàn hoa trên giang hồ là độc nương tử đánh lén, lại bị hắn một chiều phế bỏ tay phải. Lý Nhạc Phạm lưu danh trên hắc bảng, bị vô số người đuổi giết, nhưng không có ai còn sống cả. Cuối cùng, trong một lần đuổi giết, trưởng lão huyết y môn là Viên Hải đã tự mình ra tay. ấy kết quả cũng là toàn quân chết sạch. Dưới trọng thương, Lý Nhạc Phàm bị thiên tả tông bao vây, bị bức phải nhảy từ vách núi xuống, cuối cùng vẫn trốn thoát. Nhạc Phàm đã ở lại đảo Nguyên Thôn một đêm, hôm sau rời khỏi, sau đó hắn biến mất, không biết tung tích. Nhạc phàm nghe lão tiên sinh kể chuyện, trong lòng thấy kỳ lạ, phảng phất như người khác đối với mình biết rất rõ ràng tưởng tận. Mặc dù kể ra có chút khoa trương, nhưng hắn cũng hiểu được hoàn cảnh của mình hôm nay, mỗi bước đều là nguy hiểm. Nghe nói đảo Nguyên Thôn, hơn 200 người trong một đêm tất cả đều chết, nói là do Lý Nhạc Phạm gây nên, có phải như vậy không? Hơn 200 người lận đó, đâu có phải là người đứng đó đợi người ta đến giết, toàn bộ đều yếu ớt, để cho tự do chặt chém sao? một người nghi hoặc nói người thì biết cái gì cả thủ trên giang hồ thực sự là muốn giết một người thường thì cũng như giết một con gà vậy thôi một người giang hồ lên tiếng ồ oh, không ai nói lại uống ngụm trà lão tiên sinh phe phẩy quạt nói lý nhạc phàm võ công quả thật cao cường nghe nói hắn luyện ngoại gia công phu đạt đến tiên thiên trì cảnh cho nên tiên thiên cao thủ bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn nói đi thì cũng nói lại lý nhạc phàm võ công cao cường như vậy có cần phải chém giết người dân bình thường không cũng giống như các người vô ý dẫm chết một con kiến nhưng các người có phí tâm lực để dẫm chết một con kiến không cho nên không có căn cứ gì chúng ta cũng không nên để ý đến mọi người sở dĩ đối với lý nhạc phàm có phần kiêng kỵ cũng vì sợ hãi hắn từ khi xuất đạo giết người vô số ầy kỳ thật lão phù đối với người này cũng không có thành kiến có những điểm ta đối với lý nhạc phàm bội phục phi thường Ồ, oh, mọi người ồn ào, tất cả đều nhìn người kể chuyện giữa ánh mắt quái dị. Lão tiền sinh cũng không thèm để ý, cởi nói. Các vị, tại sao không nghĩ? Lý Nhạc Phàm mới khoảng 20 tuổi, hắn chẳng những tại chiến trường chiến đấu 4 năm. Hơn nữa vì muốn tìm kiếm thân nhân, không sợ đối đầu với các thế lực lớn, đối mặt với sự truy nã của triều đình, cao thủ đuổi giết, đến nay vẫn đang sống tốt. Nếu oán đổi là các người, Ai có thể làm tốt hơn hắn? Vượt lên số phận, trở thành cương giả, cho nên lão phù tà mới bộ phục hắn. Mọi người lắng nghe thì nhất thời trầm mặc. Bọn họ đều nghe được, đương nhiên hiểu được. Nếu đổi lại là mình, sợ rằng đã chết đến mấy trăm lần rồi. Nhạc phàm nghe đến đó, trong lòng nảy sinh hào cảm đối với lão tiên sinh kể chuyện, bất giác nhớ lại những việc đã xảy ra năm đó. Chẳng biết là cố ý hay ngẫu nhiên, khi nhạc phàm ngẩng đầu thấy lão tiên sinh đang nhìn về phía mình cười khẽ một chút sau đó đưa tầm mắt đi chỗ khác yên lặng một hồi một gã hán tử đứng lên nói xin hỏi vị tiên sinh này những ngày gần đây hắc mạch lưỡng đạo thỉnh thoảng có người bị giết có môn phái bị trộm nghe nói cũng là do lý nhạc phàm gây nên không biết tin tức này là thật hay là giả ồ oh. lời người này nói như là đá quăng xuống hồ nước làm gợn lên từng cơn sóng nhạc phàm nghe vậy chén trà trong tay hắn có chút chấn động Lập tức thấy ngay đó là bẫy dập, thầm nghĩ, xem ra bọn họ muốn dồn ta vào chỗ chết, chẳng đường phía trước thật là bách kiếp vạn nan. Lý Nhạc Phàm ta hạ tất e ngại, ta vẫn phải đi trên con đường của ta, địch nhân ẩn nấp ở sau, ta sớm muộn cũng lôi cổ chúng ra, hãy chờ xem. Vì vậy Nhạc Phàm nội tâm nguội đi, tiếp tục lắng nghe. Đúng vậy, gần đây trên giang hồ đã chết nhiều người, nghe nói là do một gã nam tử tóc bạc võ công cao cường gây nên. Hẳn là Lý Nhạc Phạm, hắn muốn trả thù cho nên mới giết người. Lão tiên sinh trầm ngâm chốc lát nói. Lão Phù là người kể chuyện, chỉ kể lại sự thật, những chuyện đã xảy ra trên giang hồ. Còn về phần những suy đoán, không có chứng cứ, Lão Phù sẽ không có thái độ gì. Bởi vì Lão Phu tin rằng, cho dù là nhìn thấy, cũng vị tất là sự thật. Tỷ như thuật dịch dung cao siêu cũng có thể giả thành người khác. Tiếp theo, Lão tiên sinh kể tiếp một số kỳ văn dị sự trên giang hồ. Cộp, lại một tiếng gõ vàng lên. Lão tiên sinh nói, hôm nay lão phu kể đến đây thôi. Những chuyện mới nhất trên giang hồ, mời các vị ngày mai lại đến. Ha, ha, ha. Nói xong liền tiêu sái rời đi. Đi qua cánh cửa, lão tiên sinh liếc mắt nhìn một cái về phía nhạc phàm, phát hiện nhạc phàm cũng đang nhìn mình. Đột nhiên cười khẽ, lập tức tay phải rụng khẽ, một vật thật nhỏ bắn về phía nhạc phàm, dưới ánh sáng lờ mờ tại trà lâu đang huyên náo nên không ai chú ý thấy cả. Nhà phàm thấy một vật bay tới, khẽ phất tay, bạch một tiếng vang nhỏ, không động dung mà đón lấy. Mở bàn tay ra xem thì ra là mảnh giấy nhỏ như cái móng tay. Có thể truyền lực để phóng một tờ giấy mỏng bay đi, một công phu như thế, ở trên trốn giang hồ tuyệt đối không phải là một cao thủ đơn giản. Lúc này nhạc phàm không để ý đến điều đó, mà hết sức chăm chú nhìn tờ giấy trong tay, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ nhỏ li ti, đơn giản. Vạn Nhã Nhi tại Hàng Châu, nguy hiểm, mau tới. Cái gì? Tiểu Nhã Nhi cũng đang ở Hàng Châu, sao lão lại biết được? Nhà phàm mặc dù kích động khi biết được tin tức của bạn Nhã Nhi, nhưng tâm trạng vẫn có vài phần nghi hoặc. Chợt tỉnh ngộ ra, nhà phàm vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhưng đã không thấy bóng dáng của lão tiên sinh đâu nữa. Quay trở lại trả đâu, hắn vọt tới trước mặt trưởng quỹ hất đầu hỏi vị tiên sinh kể chuyện vừa rồi sống ở đâu trưởng quỹ thấy ánh mắt của nhạc phàm lạnh như băng hoảng sợ toát mồ hôi lạnh vẻ mặt đau khổ đáp lão lão tiên sinh đó không phải là người của trả lâu chúng ta chỉ là ngẫu nhiên lão tới đây kể chuyện thời gian cũng không cố định đâu cái này cái này ta thật không rõ lắm mà lão tiên sinh này nếu đã không chịu nói thẳng chắc là có nỗi khổ riêng ta cần gì phải mang thêm phiền toái tới cho lão cũng được đằng nào cũng phải đi hàng châu bất kể tin tức là thật hay giả đều phải mau tới xem sao nhạc phàm trong lòng có quyết định liền lập tức lên đường bên trong trà lâu im lặng như tờ tuy nhạc phàm bước đi nhưng cử động của hắn lại làm cho bọn người trong trà lâu ngây dại như hóa đá bạch phát nam tử trong đầu bọn họ đồng thời hiện ra một cái tên bạch phát đau cuồng lý nhạc phàm ôi hắn chính là kẻ giết người điên cuồng mọi người chạy mau một tiếng thét kinh hãi nhất thời khung cảnh trà lâu trở nên hỗn loạn mọi người sợ hãi tranh giành nhau chạy ra ngoài cửa trước những người giang hồ thì dùng cách trực tiếp hơn ỉ vào bản thân cùng phá cửa sổ thoát ra này này các ngươi đừng chạy tiền trả cũng còn chưa trả mà mau quay lại đây ôi ông trời ơi ta đã làm nên tội gì chứ mọi người một tiếng la đã chạy hết bên trong trả lâu chỉ còn lại một bãi ngổn ngang và trưởng quỹ trong kêu khóc xót xa núi rừng phía tây trong một sơn động có ánh sáng lập lòe phát ra chắc là có người tá túc bên ngoài đều tại hỏa thượng ngươi tham lam mỏ theo dấu vết bây giờ chỉ có thể ngủ ở ngoài nơi hoang dã này a à, di đà phật tiểu mễ nói thế không công bằng tiểu tăng lưng đeo một người tốc độ tự nhiên là không mau rồi người người dù sao cũng đều là tại ngươi tốt lắm được rồi hai người các ngươi đừng làm phiền nữa có được hay không dù sao không đến cũng đã đến rồi nói thì có tác dụng gì bên trong sân động đang nói chuyện chính là tiểu mễ tiểu thiên và thi bích giao ba người vốn sau khi giải khai huyệt đạo cho Thi Bích Giao Tiểu Mễ người tưởng rằng có thể rời đi thế nhưng trước mặt hai người Thi Bích Giao lại vừa khóc vừa quấy hai người không có cách nào khác cuối cùng đành đáp ứng cho nàng đi cùng dù sao một cô nương mới chạy thoát từ hổ huyệt tóm lại cũng không thể mặc kệ mà quăng nàng vào nơi rừng núi nếu không may bị sư phụ mình biết được vậy kết quả cũng không cần phải hỏi nói chuyện với nhau một hồi Thi Bích Giao đem chuyện từ đầu đến cuối kể lại cho Tiểu Mễ hai người ê cái gì hắn chính là Lý Nhạc Phàm à Khó trách võ công cao như vậy bây giờ hắn danh chấn giang hồ mà tuy nhiên đều là tiếng xấu không sai còn hai vị thiếu hiệp lĩnh trọng trách chủ trì công đạo cho hơn 200 người đảo nguyên thôn chúng ta dứt lời thi bích giao yểu điệu sụp xuống lạnh ngươi ngươi làm gì thế này tiểu mễ thấy thế nhất thời tay chân không biết để ở đâu a à, di đà phật tiểu thiên niệm một tiếng phật hiệu nói thí chủ xin đứng dậy phải trái đúng sai tự có thiên luôn vận chuyển nếu hắn thật sự là loại người thập ác bất giá, tự nhiên sẽ có báo ứng. Nói tới đây, một cỗ kinh khí nâng thì bích rào lên. Báo ứng? Thế gian này thật có báo ứng sao? Dân trong thôn chúng ta cả đời chất phác cần cù lao động, bọn họ đã làm sai cái gì, tự nhiên lại phải chịu kết quả như thế. Chẳng lẽ như vậy gọi là báo ứng hay sao? Ai, ta muốn báo thù, ta muốn đem lý nhạc phàm băm thây vạn đoạn, lột da dốc xương, ăn gan uống máu hắn. Thi Bích Giao càng nói càng kích động cuối cùng không ngừng gào thét. Trong lúc nhất thời, không khí bên trong sơn động trầm lắng. Ôi, sư phụ quả nhiên nói không sai, nữ nhân đúng là không tốt mà. Tiểu mễ suy nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói ra, vì vậy nhìn về phía tiểu thiên. Thế chủ oán giận sâu đậm, nếu tiếp tục như thế, tất sẽ đi vào ma đạm Nếu có thể được báo thủ này, ta nguyện mang thân vào địa ngục. Thấy tiểu thiên không nói gì, tiểu mễ tức giận nói, Người làm sao vậy? Nói câu gì đi chứ? Được là được, không được là không được. Sao lại làm ra bộ dạng trầm tư như thế? Nhìn thật là đáng ghét. Tiểu Thiên lúc này mới mở miệng nói. Tiểu Mễ, người có biết điều chẳng biết. Hôm nay, Tiểu Tăng cùng người đó giao thủ. Phát hiện rõ ràng thân thể hắn ẩn chứa đầy dẫy Phật khí. Sư phụ nói qua, có thể biến ra kim thân, tất phải là người đại đức đại năng đại trí. Cho nên ta hiểu ra rằng, Lý Nhạc Phàm này tuyệt đối không phải người gian xảo dừng lại một chút, lại nói. Bật quá, việc này cũng có nhân quả. Nhân tiện, mang theo thí chủ này cùng đi. Tiểu mễ rất khiếp sợ lời nói này của Tiểu Thiên. Nếu không biết Tiểu Thiên không nói dối bao giờ, sợ rằng đánh chết hắn cũng không tin. Mà đầu lý nhạc phàm này trên giang hồ giết người vô số, mà trên người lại có chân khí cao quý. Thì Bích Giao cũng không để ý hắn ra sao, nghe được đối phương đồng ý, lộ vẻ vui mừng, luôn miệng cảm tạ. Giang hồ đồn đại, Ngày 16 tháng 9, bảo chủ tạ gia bị một người tóc bạc giết chết. Bảo vật quý hiếm của tạ gia là Thiên Long Châu bị lấy mất. Ngày 18 tháng 9, bảo khố của đỗ gia ở Giang Nam bị cướp. Cả nhà 42 người bị người ta diệt khẩu. Quản gia chỉ kịp nói được một câu, kẻ giết người tóc bạc. Ngày 20 tháng 9, tại phân đàn Hoài Nam của Cái Băng, chấp pháp trưởng lão chín túi bao đại thông chết bên trong một cái sân bỏ hoang. Tín vật của Cái bang hàng long lệnh bị lấy mất, có người nhìn thấy một nam tử tóc bạc lén tập kích giết chết. Ngày 24 tháng 9, đang đêm, một nam tử tóc bạc xông vào tàng kinh các của Thiếu Lâm tự, lấy trộm rất nhiều kinh thư. Tuy nhiên, Thiếu Lâm lại không muốn tiết lộ ra là đã mất những kinh thư gì. Tất cả những việc này đều bao quanh trên thân một người. Người đó là ai vậy? Hắn chính là Bạch Phát Cuồng Đao Lý Nhạc Phàm. Cùng lúc đó, Thiếu Lâm tự gửi thiệp tới tám đại môn phái còn lại của chính đạo, cùng nhau tìm kiếm Lý Nhạc Phàm, tìm lại kinh thư bị mất. Ngày 25 tháng 9, Mạnh Trường Thiên, đứng đầu Võ Lâm Minh, tuyên bố truy xét Lý Nhạc Phạm, hạ cáo lệnh thư, ra lệnh cho các cao thủ trong Minh đuổi bắt Lý Nhạc Phạm, tìm nơi giải thích cho người đã chết. Trong cùng ngày, Thiên Tà Tông, một trong hắc đạo Lục Tông cũng phát ra hắc thiếp, kêu gọi người trong hắc đạo bắt sống Lý Nhạc Phạm. Trong lúc nhất thời, Lý Nhạc Phạm liền trở thành một người được tán tụng trên giang hồ, hắn là đại biểu cho giết chóc cùng tà ác so với hắc đạo Lục Tông, hành vi của hắn càng thêm đi sâu vào lòng người trở thành kẻ địch chung duy nhất trên giang hồ danh tiếng không hề kém với ma đầu ngoại tộc hơn 10 năm trước hầu quân lâu có nghe nói không lý nhạc phàm đã xuất hiện trở lại một gã nhân sĩ giang hồ nhẹ giọng hỏi người bạn đồng đạo bên cạnh Ê ma đầu đó ư ta đương nhiên là biết hắn xuất hiện mới tốt bây giờ nhiều người đều muốn tìm hắn như vậy lần này sợ là chắp cánh cũng khó bay hey thật sự là vui mừng á à. người nói hắn kết thù với nhiều người như thế chẳng lẽ không sợ sao hey người không hiểu gì sao Nghe nói Lý Nhạc Phạm cùng Thái Gia tại chỗ huyền thành có thủ oán, mà đối phương vừa có tiền vừa có thế, nghĩ muốn báo thù nói dễ vậy sao? Cho nên hắn chỉ có thể chạy đến nơi nào đó, chọn người để giết, rồi lấy của cải tương xứng nhằm đề cao thực lực của mình. Hắn làm như vậy có đáng không? Ai biết hắn nghĩ như thế nào? Người xem hắn cướp những gì, không phải là chấn động như nhau sao? Thiền lòng châu của tạ gia chính là kỳ bảo dùng để vận công chữa thương. Còn đỗ gia bảo cố, tuy không bằng Giang nam triệu gia, nhưng cũng là khoản tiền lớn vô cùng. Sau lại còn đoạt tín vật cái bang là hàng long lệnh, vật đó có thể hiệu lệnh hơn 10 vạn người của cái bang. Về mặt này, sợ rằng còn có âm mưu. Hơn nữa, hắn lấy trộm bí kíp của thiếu lâm, dám chắc sau này võ công càng thêm lợi hại, khó nói về sau còn như thế nào. Được rồi, được rồi, nghe nói Lý Nhạc Phàm còn có muội muội kêu cái gì vạn nhã nhi thì phải, chỉ là không biết có đúng sự thật hay không. Ây, ta cũng nghe nói qua, vậy chắc là thật rồi, nghe nói là cùng đi chung một nhóm với kiếm hiệp tỉnh nữ. Bất quá, nghĩ đến cuộc sống của bọn họ sau này sẽ không tốt đẹp gì. Cho dù những người đó không phải là đối thủ của Lý Nhạc Phạm, nhưng bắt một tiểu nha đầu bé nhỏ đi, dù sao cũng không đến nỗi khó khăn như vậy. Hey, nói rất phải à, chúng ta bây giờ nên bắt đầu tới Hàng Châu xem náo nhiệt đi. Đi! Giang hồ là như vậy. Một đồn mười, mười 10 đồn trăm, một trăm đồn khắp thiên hạ. Tin tức Vĩnh Viễn không bao giờ ở yên một chỗ. Thương Thiên tập 27. Không biết có phải là bởi vì trời tối hay không, trong thành Hàng Châu tuy là nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, nhưng trên con đường rộng rãi, ngoại trừ người giang hồ đi lại, cũng chẳng có ai qua lại buôn bán. Cửa sổ của lâu gác phòng ốc khắp nơi đều đóng chặt tựa hồ bao phủ một tầng hắc ám. Kính hồ bên ngoài thành, mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng, xa xa từng cơn gió cuốn mịt mờ. Trăng sáng soi tỏ mặt hồ yên tĩnh, dưới ánh trăng hiện ra một bóng ảnh lướt vùn vụt. Trang phục tơ tằm màu xanh lục, tóc mai hai bên tung bay, cơn gió từ từ thổi lên, hiện rõ nét thành nhã. Phía trước kính hồ đúng là vạn nhã nhi. Nhiều ngày qua, nghe được tin tức có liên quan đến nhà phàm, cho dù lòng nàng vẫn kiên cường như cũ, vẫn có chút lo lắng không nhịn được. Nàng tạm biệt phó xuất hai người, ra ngoài cho khuây khỏa. Nhã nhì tay cầm cây sáo trúc, thổi lên một khúc nhạc uyển chuyển du dương, là nỗi mong chờ, là sự buồn chán, là lòng kiên trì, là niềm hy vọng, là duy nhất. Một khúc ca như diễn tả trăm ngàn lời của chúng sinh, hai trái tim cùng nhịp đập, vì tình yêu mong nhớ đêm ngày tiếng sáo của tiểu muội muội nghe thật hay <laughs> Giải điệu chưa hết thì có người đến đột nhiên trong không gian một tiếng cười làm người ta liên tưởng tới tiếng lục lạc sau gốc cây một người bước ra ai tiếng sáo im bật vạn nhã nhi xoay người nhìn lại chỉ thấy một người thân hình gầy gò nhỏ bé tay phải giấu trong ống tay áo tay trái nâng nhẹ y phục bằng tơ mỏng manh nửa kín nở hở giống như phô bày mà không lộ liễu là một nữ tử xinh đẹp lẳng lơ. Bà là ai? Vạn Nhã nhi trong lòng cảnh giác ra dấu hỏi. Tiểu muội muội cần gì khẩn trương như vậy? Tỷ tỷ tuy kêu là độc nương tử nhưng tâm địa tốt lắm sẽ không làm thương tổn người đâu. <laughs> người đến chính là độc nương tử. Mặc dù tay phải ả à bị phế nhưng không làm ảnh hưởng đến khuôn mặt lẳng lơ xinh đẹp cùng vóc dáng mềm mại đáng yêu của ả. À. Ả à, chính là độc nương tử. Vạn Nhã Nhi ngẩn ra, thầm nghĩ, sao ả à, lại tìm được ta? Chẳng lẽ ả à đã biết quan hệ giữa ta và đại ca, vì vậy tới để báo thù ư? Trong nháy mắt, ý niệm thay đổi, tự nhiên Vạn Nhã Nhi không tin tưởng những lời tốt lành của độc nương tử, liền ra dấu nói, "Bà rốt cuộc muốn làm gì?" Độc nương tử mặc dù không hiểu ngôn ngữ bằng tay của Nhã Nhi, nhưng ả à, cũng có thể đoán ra một chút đại ý, vì vậy cười duyên nói, hey, tiểu muội muội chớ sợ." tỷ tỷ là muốn mời ngươi tới ở tại nhà ta nói chuyện tâm sự thôi đợi lý nhạc phàm tới ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ được không nếu ngươi không đi tiểu tử lý nhạc phàm này làm sao có thể ngoan ngoãn dâng mình tới tận cửa được tỷ tỷ nói có đúng không tiểu mội mũi <laughs> quả nhiên vạn nha nhi cả kinh vội vàng vận khí chuẩn bị chống địch ôi chao tiểu mội mội còn muốn phản kháng ư nếu là tỷ tỷ làm ngươi bị thương vậy sẽ không hay chút nào Ngươi hãy ngoan ngoãn theo tỷ tỷ đi thôi. <laughs> à nói xong liền cười phá lên. Hừm, vũ nhục là gì? Đó là sự khinh rẻ bằng ngôn ngữ. Vạn Nhi mặc dù không thể nói chuyện, nhưng hành vi khinh thường cùng ánh mắt liếc nhìn của nàng đã biểu lộ rất sinh động một từ vũ nhục. Động nương tử biến sắc, hắng giọng, thành âm lạnh lùng nói. Số nhà đầu, cái này là ngươi tự tìm lấy, cuối cùng lại rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, để lão nương cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết quỷ hoa kính độc nương tử vận chuyển chân khí tà trường hội tụ hàn quang bắn mạnh về hướng vạn nhã nhi vạn nhã nhi sớm đã có chuẩn bị lấy sáo làm kiếm đề khí vào hai chân phóng lên cao như khinh linh tước vũ bùng 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 quỳ hoa kình khí bắn vào trong hồ tạo nên cột sóng cao cả trượng có thể thấy được uy lực chạy đi đâu độc nương tử hét lớn một tiếng bay lên không nhanh chóng vung trường đánh thẳng vào vạn nhã nhi trên bờ kính hồ, kinh khí chấn động, hai thân ảnh di chuyển qua lại. Đây là lần thứ hai Vạn nhãn Nhi trước mặt người ngoài hiển lộ công phu của mình. Nàng hôm nay đã là nhất lưu cao thủ Chu Thiên Kỳ, chỉ thấy nàng như tiên tử lang ba, chiêu thức tinh xảo đẹp mắt, trơn tru mềm mại, thu phóng tự nhiên, khí thế như đệ tử danh gia võ học, nào giống kẻ quê mùa. Còn độc nương tử, mặc dù nội lực thâm học, nhưng một tay khó chống đỡ, càng lúc càng giảm sút. Vạn nhãn Nhi dần dần chiếm được thượng phong. Được như vậy, mặc dù vạn Nhã nhi sẵn có thiên phú, cũng không thể không cảm tạ hai người phó xuất cùng nhan người thi. Hai người bọn họ biết rằng giang hồ hiểm ác, vì vậy hết có một thời gian là cùng mình đối luyện chiêu thức. Chính vì đã được hai vị cao thủ chỉ điểm, vạn Nhã nhi hôm nay mới có lực đánh trận này. Bóng sáo vù vù tựa ngàn cánh tay. Vạn Nhã Nhi cùng độc đương tử chiêu thức đẹp đẽ, biến hóa đa đoan, có thể nói thu phát như nhau, đánh với nhau một lúc lâu nhưng vẫn chưa phần thắng bại. Độc nương tử càng đánh trong lòng càng sốt ruột, không ngừng thầm nghĩ. Không ngờ con rú nhà đầu này công phu cao đến như vậy, tại sao trên giang hồ chưa từng nghe bọn họ nói qua. Để lâu như vậy không phải là biện pháp, ngay cả một nhà đầu quê mùa cũng không đối phó được. Quê mùa, độc nương tử lóe lên một tia sáng, đột nhiên nảy ra một kế, trong lòng cười âm hiểm, một trường trầm trọng bức lui vạn nhã nhi. Tiếp theo thò tay vào trong ngực áo, rút ra một vật, ném về phía đối phương. Vạn Nhã Nhi thấy một vật bay tới, tưởng là ám khí muốn chặn lại, nhưng khi bay lại gần là lúc bùng vật đó nổ tung lập tức tàn ra đầy trời bụi phấn không hay vạn nhã nhi trong lòng trầm xuống muốn né tránh đáng tiếc đã rất không kịp dầm vạn nhã nhi ngã lăn trên mặt đất đau đớn dậy giụa chỉ là không thể kêu lên mưu kế của độc nương tử như thế thật là đơn giản cũng chỉ có thể đối phó với người kinh nghiệm nông cạn như vạn nhã nhi mà thôi nếu vài tay giang hồ lão luyện một trưởng mang độc bay ngược lại vậy ả à nhất định nhận lại tai họa ngược lại về mình Ha ha ha, chúng phải hàn tâm tán của lão nương, xem nha đầu ngươi làm sao nhúc nhích được. Khẩu khí của độc nương tử như thế, hiển nhiên đối với độc dược của mình phi thường tự tin. Nhưng ả à lại quên mất, chính bởi vì sự tự tin của mình đã khiến ả à bị mất một tay. Còn lần này, Độc nương tử chậm rãi tiến lên, khinh thường nhìn vạn nhã nhi nằm trên mặt đất, nói Người yên tâm, lão nương nhất định sẽ thương yêu người lắm lắm. <laughs> nói xong, đưa tay chộp vào nàng độc nương tử đã quên một việc hoặc giả là à cũng không biết ông nội vạn nhã nhi năm đó chính là giang hồ thánh thủ hiệp y vạn liễu hoài bùng một trường chúng ngay vào đan điền của độc nương tử cả người lộn ngược bay ra ngoài mấy trượng ục độc nương tử té lăn trên mặt đất ói ra máu tươi cố gượng mình độc nương tử nhìn vạn nhã nhi đã đứng thẳng phía trước thất thần nói không có khả năng không có khả năng người như thế nào lại không chúng hàn tâm tán không thể thấy được ha <laughs> ha tốt tốt, tốt lắm. Lão nương hai lần đều đã thua chính bởi độc dược của mình. Hơn nữa, lại là hai huynh muội các ngươi. Phụt, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ta hận, ta hận, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi được tốt đẹp đâu. Độc nương tử tới lúc cùng đường, trong tay quẳng ra một quả lôi hỏa đạn. Lôi hỏa đạn nổ tung, làm bụi đất bay lên. Bụi mồ tản ra, ven bờ hồ chỉ còn lại một mình vạn nhã nhi cầm sáo đứng, vẻ mặt nghiêm nghị nơi này hình bóng của độc nương tử đã mất dạng. Phụt, vạn nhã nhi miệng phun máu tươi, liền ngã xuống mặt đất, sụp xuống không dậy nổi. Vội vàng điểm trụ vào các huyệt kiên tĩnh, thái uyên trên người, tiếp theo móc ra một viên kiểu hoa ngọc lộ hoàn nuốt vào, vận chuyển chân khí từ tứ chi đến khắp toàn thân. Nguyên Lai vừa rồi thật nhìn vạn nhã nhi như không sao, thật ra là đã trúng độc hàn tâm tán của độc nương tử. Chỉ là nàng thuộc lòng tính chất của các loại thảo dược cho nên căn cứ vào phương pháp của y kinh tạm thời khống chế dược độc tính mà thôi. Nếu không, mới vừa rồi một trưởng đánh trúng đan điền của độc nương tử không phải chỉ đơn giản là làm cho ả trọng thương mà bỏ chạy như vậy. Trong lúc ngồi xếp bằng, vạn nhã nhi bên tai đột nhiên thấy động, nghe được có người tới gần, bắt đắc dĩ thu công đứng lên. cục mày độc trong cơ thể của nàng đã được khống chế, chỉ là nguyên khí chưa phục hồi mà thôi. Một thân ảnh từ trong rừng nhảy ra, chậm rãi nói con ở cầm ngươi thật sự là có bản lãnh đã có thể làm độc nương tử ác vụ kia phải kinh sợ mà thối lui. bật quá ngược lại bản cô nương muốn xem lần này ngươi như thế nào có thể từ trong tay ta chạy thoát một câu cuối cùng ẩn chứa nội kình quanh quẩn bốn phía không thôi làm cho cảnh lá rung động xào sạc. vạn nhã nhi thấy thế thì toàn bộ tinh thần rung động người tới võ công cực cao huống hồ mình còn chưa phục hồi nguyên khí lần này sợ là lành ít giữ nhiều lâm vào tình cảnh nguy hiểm vạn nha nhi ngược lại tỉnh táo hơn nhìn thẳng phía trước thấy một thiếu nữ trẻ tuổi thân vận y phục sặc sỡ từ từ đi tới dung mạo khả ái so với độc nương từ càng trẻ đẹp hơn vài phần vạn nha nhi lúc này ra dấu hỏi cô là ai muốn làm gì nhận ra ý của vạn nha nhi qua dấu hiệu thiếu nữ nọ ác độc nói bản cô nương tính danh quan tâm là người thiên tả tông lần này tới đây là vì người đó Người vừa tới chính là Quan Tâm. Bên bờ hồ, Quan Tâm chậm rãi tiến tới chỗ Vạn Nhã Nhi. Từ sau khi bản thân hai lần chịu thiệt thòi trên tay Lý Nhạc Phàm, trong lòng nàng luôn ghi nhớ không thể quên việc báo thù. Ngày trước, có tin đồn Lý Nhạc Phàm có muội muội mới vào giang hồ, hơn nữa ở ngay tại Hàng Châu. Nghe được tin này, nàng liền nhanh chóng tìm tới. Lúc này, quan tâm vừa đúng lúc thấy được vạn nã nhi cùng độc nương tử giao đấu trong lòng ngầm thích thú tình cảnh như thế ngược lại đề tình bản thân không ít chỉ là nàng khinh thường việc hợp mưu cùng độc nương tử vì vậy chỉ lặng lặng quan sát đợi sau khi độc nương tử bị thương đào tàu nàng mới chậm rãi đi ra quan tâm không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương ngẩng đầu nói người cũng tính là một kỳ nữ điều sai lầm của ngươi ở chỗ ngươi lại là muội muội của lý nhạc phàm nếu không giữa chúng ta nói không chừng có thể kết ra bằng hữu ta đã từng thề rằng phải cho lý nhạc phàm hối hận đau khổ cả đời sau đó từ từ hành hạ hắn tới chết bởi vì ngươi là người thân nhất của hắn cho nên ta mới tới tìm ngươi muốn trách thì ngươi trách lý nhạc phàm lúc trước đã không biết điều vừa dứt lời chiêu thức đã phát ra người trong giang hồ sống chết có số phú quý trời định người ta tưởng cứ muốn giết người là có thể dễ dàng giết ngay được đêm đó quan tâm chặn đánh nhạc phàm có thể giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi nhưng nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khuất phục nhục nhã như vậy không những không cảm thấy may mắn mà trong lòng còn sinh ra đố kỵ lẫn hận thù làm cho tự mình hãm nhập ma chướng không thể tự kiểm chế được bốp bùng bùng quan tâm quyền cước ung dung tự nhiên tuyệt học thiên tà tông hàn thiên trường cực kỳ huyền diệu. Dưới tay nàng nhất thời hàn khí lan tỏa, làm cho vạn nhã nhi không có lực hoàn thủ. Quả nhiên không uổng danh xưng là tiểu ma nữ. Bùng, sáo trúc của vạn nhã nhi đỡ trường, trần khí sùng mãn, cây sáo trúc không chịu nổi áp lực như vậy, cuối cùng nổ tung. Hôm nay công lực chỉ còn không đến hai phần, có muốn đánh cũng vô lực, muốn chạy cũng không thể, phải làm sao đây? Công phu mà vạn nhã nhi sử dụng đều là học trộm từ thanh vân thành, lại được phó xuất hai người chỉ điểm, có thể xem như nhất lưu. Song không có tuyệt chiêu tinh diệu, trong nghịch cảnh như vậy làm sao có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thêm nữa, đã nhìn thấy vết bánh xe đồ của độc nương tử lúc trước, quan tâm không dám khinh địch chút nào. Mặc dù có ý coi thường, nhưng là vẻ mặt lạnh lùng, chiêu nào cũng hết sức tuyệt diệu. Nếu không phải là nàng muốn bắt sống vạn nhã nhi, sợ rằng đối phương đã sớm trọng thương tại chỗ. Né tránh chỉ được một lúc, vạn nhã nhi đã kiệt lực không chống nổi nữa, vừa định nhảy sang một bên nhưng chân lại mềm nhũn loạng choạng ngã lăn ra thật vô dụng thân mình vạn đã nhi đột nhiên mất thăng bằng trong lòng lạnh giá phảng phất như đã rơi vào tuyệt cảnh quan tâm thấy thế cười lạnh cơ hội như thế nàng sao có thể bỏ qua tăng thêm kinh lực vào song trường ép tới nhã nhi xem trường ta thực sự vô dụng nếu bị bắt sẽ làm hại đại ca có lẽ ta vốn không nên tìm tới có lẽ ta thật sự là cái mầm tai họa của đại ca không được, ta không thể để bọn họ bắt được, cho dù phải chết. Vạn Nhã Nhi tâm niệm xoay chuyển, trong lòng nàng đã chọn cái chết. Dừng tay! Và lúc then chốt, một tiếng quá to, chấn động, làm cho thân hình quan tâm bị ngưng trệ, đồng thời cũng phá tàn ý niệm tự vẫn của Vạn Nhã Nhi. Vù, ngay sau đó, một thanh ngân thương từ thiên trời rơi xuống, cắm ở trước mặt Vạn Nhã Nhi. Bùng, kinh khí tỏa ra rất mạnh, bức quan tâm lùi ra. Ai? Là ai? mau ra đi cho bạn cô nương, ra đây. Quan tâm tức giận, lông tóc dựng đứng. Mắt thấy thành công sắp tới, tay lại bị cắt đứt sờ sờ trước mặt, khiến làng làm sao không nổi giận cho được. Họ quan kia, khẩu khí đừng lớn lối quá. Trong khi nói chuyện, một nam tử từ trên cây nhảy xuống, bước nhanh tới. Hắn bên ngoài vẫn áo bào màu xám, tóc ngắn, hơn nữa da tay ngầm đen, có vẻ khỏe mạnh khôi ngô. Khuôn mặt sắc nét, mày kiếm mắt hổ, khí vũ bất phàm, thật là một hán tử hiên ngang oai vệ. Vạn Na Nhi nhìn thấy người này thì thân thể liền run lên, lập tức mỉm cười. Đúng vậy, nàng đã nhận ra người vừa tới, đó là một người xa lạ nhưng lại thật quen thuộc. Hắn vẫn còn sống. Có lẽ là bị thương, có lẽ là mệt mỏi, tâm thần nàng trở nên uể oải, chậm chậm ngã xuống. Nam tử đó một bước đã tới bên cạnh, đỡ lấy Vạn Nhã Nhi, đưa cho nàng một viên linh đơn sau đó nhẹ nhàng đặt nàng xuống trên mặt đất, không có để quan tâm đó vào trong lòng một chút nào. Nhà đầu kia, đã nhiều năm rồi, người vẫn quật cường như vậy, ha <laughs> ha. Phòng phất cảm thấy ánh mắt sắc lạnh phía sau, nam tử xoay người lại, lạnh lùng nói. Thiên thả tông thánh nữ, niệm tình ngươi và ta đều là bằng hữu hắc đạo. Chuyện hôm nay ta không truy cứu, ngàn vạn lần từ nay chớ có lần sau, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc. Ngươi, quan tâm tức giận đến nói không ra lời, Thế nhưng nàng đích xác không phải đối thủ của người này, chỉ có thể hối hận vì sao không sớm hạ thủ hay mang trưởng lão theo mình. Nhưng bây giờ có hối hận đã vô dụng. Nam tử ngữ khí chuyển sang lạnh nhạt nói. Còn về Lý Nhạc Phàm là của ta, ngươi dám có chủ ý ra tay với hắn, ta liền tìm ngươi. Thương ta, ngươi đừng khinh người quá đáng, người khác sợ ngươi, thiên tả tông chúng ta không có sợ ngươi, Lý Nhạc Phàm là của ta. Quan tâm cả giận, bật thốt lên một câu. Ồ, có đúng không đó hắn là của ngươi ha ánh mắt của nam tử nhìn quan tâm đầy ám muội một tiếng cười xấu xa làm cho nàng giận dữ không thôi thương tà sắc mặt lại biến đổi tiếp theo lạnh giọng nói giang hồ là một nơi chỉ dùng thực lực để nói chuyện trước mặt ta quan tâm người không đủ thực lực để nói điều gì cả dứt lời một luồng chân khí hùng hậu phóng ra ngoài khí thế áp đảo thẳng tới quan tâm mặc dù bình thường quan tâm vô pháp vô thiên cho dù tính tình rất kiêu ngạo nhưng lúc đối mặt với nguy hiểm nàng vẫn biết đường tiến thoái nếu không với tính cách của nàng cũng không có khả năng sống sót tới bây giờ bật quá việc chặn đánh nhạc phàm có thể là một lần duy nhất trong lúc không biết tiến thoái của nàng tự biết mình không phải là đối thủ vì vậy quan tâm tức giận hừ một tiếng nói vài hai câu vất vát rồi tung mình nhẹ như hồng vũ đạp gió bỏ đi lẩn vào trong đêm tối thương tà nhìn vạn nhã nhi trên mặt đất ánh mắt xa xăm không biết suy nghĩ điều gì cười nhạt Thương tà cầm nhẹ cổ tay vạn nhã nhi, truyền vào trong nàng một luồng chân khí thuần khiết. Xem ra tối nay thật lắm điều thị phi. Thương tà vừa dứt lời, trong rừng đã truyền đến một loạt tiếng động. Tất cả các người ra đây đi. Quả nhiên, hơn 10 người giang hồ từ trong rừng nhảy ra, nam có, nữ có, già có, trẻ có, kẻ thì che mặt, kẻ thì tự cho mình là người chính nghĩa. Bọn chúng họp lại, vây chặt lấy thương tà cùng vạn nhã nhi đang trong hồn mê. Thương tà rút ngân thương một bên lên, xoay mấy vòng rồi đặt lên vai, hung bạo quay về bọn chúng nói. Các người muốn lên từng người một, hay là lên cùng một lúc đây? Một trung niên nam tử bước ra đối đáp cùng với thương tà. Thương tà, ta biết chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nơi này có nhiều người như vậy. Ngươi dù có ba đầu sáu tay, có bản lãnh giữ lấy nhà đầu kia sao? Hơn nữa, hắc đạo thiên tà tông của các người không phải cũng đi tìm Lý Nhạc phàm hay sao? Vì sao không giao người ra đây? Không sai, hãy đem nữ tử kia ra cho chúng ta à Lý Nhạc Phạm giết chết nhiều người như vậy Chúng ta phải báo thù cho người bị chết oan chứ giao nữ tử kia ra giao ra đây, giao ra đây Cầm hồn Thương ta càng nghe càng giận Quán chú chân lực quát lớn một tiếng chấn động Làm cho bọn chúng choáng váng đầu óc Hả, <laughs> đám người các người chẳng những không biết điều Hơn nữa lại nhát gan như vậy Không dám đi tìm Lý Nhạc Phạm Mà lại mặt dày tới làm phiền một tiểu cô nương Còn kêu khẩu hiệu báo thù về chính nghĩa thực ra là lũ tiểu nhân hèn hạ. Có thể nói một lũ không biết điều, thật vô sỉ. Sao xứng đáng làm người? Ngay cả đến súc sinh cũng không bằng. Giang hồ có bọn người các ngươi, khó trách không thể nói là có công bằng. Ta tuy là người trong hắc đạo, nhưng rất xem thường các ngươi. Thương tà khinh bỉ nhìn một vòng tứ phía, tiếp theo nói. Hôm nay, ta thương tà ở đây, xin thề, ai dám động đến nhà đầu kia. Cho dù có chạy tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi giết tới cùng. Nếu hắn có tổng có phái, ta quyết dốc sức cả đời tận diệt môn phái của hắn. Từng chữ, từng chữ của thương tà nhả ra đầy uy lực, khiến cho người ta thấy một loại quyết tâm không thể nghi ngờ. Không khí trầm lắng. Lời nói của thương tà làm lay động những người có mặt. Cô gái này cùng hắn rốt cuộc là có quan hệ gì? Điều đáng nói là thương tà tự nguyện, dù phải đối địch với giang hồ, cũng không chịu lùi, dù là nửa bước xung quanh vẻ mặt người nào cũng giống nhau, không biết nên làm sao mới phải. Thời điểm này, thương tà tuyệt đối có tư cách nói những lời này. Hắn chẳng những là tam đương gia của thanh băng, tay nắm thế lực một phương, hơn nữa lại là thương tà, một tay thương pháp, liêu nguyên thập tam thức, tài nghệ chấn động đương thời, nhưng không ai biết được lai lịch võ công cùng sư thừa của hắn. Hắn nghĩa hiệp vì người, không câu nệ tiểu tiết, tác phong vừa nghiêm khắc vừa ác độc, trong trốn giang hồ kết giao bằng hữu vô số cưu nhân cũng có không ít. Đối với bằng hữu hắn nói chính là nghĩa khí. Đối với địch nhân, lại tàn nhẫn vô cùng. Xuất đạo đã ba năm nay chưa từng bị đánh bại. Danh tiếng theo sát hắc bạch lưỡng đạo thập đại cao thủ. Trong giang hồ đứng thứ hai trên tân tú bảng. Đương nhiên, việc xếp danh trên tân tú bảng cũng không phải thực lực chính thức. Bởi vì các loại anh hùng bảng trên giang hồ đều xuất phát từ tổ chức tình báo thần bí nhất trên giang hồ, thần kỳ các mà không phải là xếp tên sau cuộc so đấu hai người. Cho nên trên giang hồ, rất nhiều người đều cho rằng thương pháp lưu nguyên thập tam thức của thương tà tuyệt đối không thua cho vong tình kiếm pháp nổi tiếng của dịch phong tình. Thương tà, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành kẻ địch của anh hùng thiên hạ? <laughs> thương tà khinh thường nói. Thiên hạ anh hùng là đám người bắt nạt phụ nữ xấu xa như các người sao? Các người không xứng. Đám người nghe vậy thì giận dữ, thế nhưng mình cũng không phải là đối thủ của thương tà, chỉ có thể chọn cách chịu đựng. Trung niên nam tử nhìn đám người một vòng, nhìn vạn nhã nhi nằm trên mặt đất, cùng thương tà một bên, trầm tư chốc lát, sau cùng oán hận bỏ đi. Những kẻ giang hồ này đều là một đám người ô hợp, ai cũng có dị tâm, sao có thể kề vai sát cánh ngăn địch. Hơn nữa, những lời nói đó của thương tà sớm đã làm cho nội tâm bọn họ dao động. Chỉ thấy một người bỏ đi, những người còn lại tự nhiên cũng theo nhau bỏ đi. Không lâu sau, khung cảnh bên hồ khôi phục lại được vẻ yên tĩnh của đêm khuya. Và Nhã Nhi nằm yên lặng trên mặt đất, nét mặt bình thản, xem ra thương thế đã không còn lo lắng nữa. Ừ, cảm nhận được chân khí thuần khiết trợ giúp cho bản thân hồi phục. Không lâu sau, và Nhã Nhi kêu khẽ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt. Ngươi tỉnh lại rồi. Thương tà ấm áp nói. Và Nhã Nhi có chút sừng sốt, ra dấu nói. Vương Sung, thực sự cao hứng là huynh vẫn còn sống. Trên mặt lộ ra một nụ cười vừa mừng vừa sợ. Đúng vậy, ta cũng tưởng cùng đường rồi chứ. Vương Sung ánh mắt thâm sâu, phẳng phất nhớ lại. Nguyên lại, thương ta chính là tiểu phách vương, Vương Sung của Lưu Thủy Thôn năm đó. Đà mắt một cái đã bốn năm qua đi, hắn từ một tên côn đồ chỉ biết quậy phá đánh nhau, hôm nay trở thành tam đương gia của Thanh Bang, đã là một đại nhân vật danh chấn giang hồ trong đó trải qua bao nhiêu mưa gió vì người khác cũng không đáng kể quá khứ đủ loại giống như chuyện hôm qua vạn nhã nhi cười ra dấu nói Nghĩ không ra năm đó tiểu phách vương khi dễ ta nhưng hôm nay lại là người cứu ta vương sung hiểu được ngôn ngữ bằng tay của nhã nhi cười khổ sở nói được rồi ngươi đừng có khoét vào nỗi đau của ta nữa coi như ta nợ ngươi đi năm đó có lẽ chúng ta hy vọng năm đó không có chuyện gì xảy ra Chầm ngâm một lát vạn nhã nhi giả dấu nói ngươi còn muốn tìm ca ca của ta để đấu sao đương nhiên vương sung nói như chặt đình chém sắt ta sẽ không bỏ qua cho hắn đâu <laughs> vạn Nha nhi đang muốn hỏi tiếp trong rừng lại có hai người đạp không mà đến nhìn thấy người tới vạn Nha nhi vui mừng hai người này chính là phó xuất cùng nhan nguyệt thi vương sung nhìn mặt hồ buồn rầu nói nếu bằng hữu của ngươi đã tới ta cũng nên đi chúng ta có là bằng hữu không? Vạn Nhã Nhi vội vàng ra dấu nói. Đương nhiên. Vương sung mày kiếm dương lên, thu lại ngân thương, chân đạp lên những ngọn sóng, hướng phía xa chạy đi. muội muội không sao là tốt rồi. Ta cùng với lão phó vừa nhận được tin tức, trên giang hồ đã truyền ra tin tức của muội xem ra lần này phiền toái đây. Nhan Nguyệt Thi mặt lộ vẻ khó xử, phó xuất cũng mang vẻ mặt trầm trọng. Vạn Nhã Nhi ra dấu nói. Phó đại ca, tỷ tỷ, các ngươi đừng lo lắng, Chuyện này thế nào cũng có kết thúc thôi. Nhàn Nguyệt Thi lắc đầu thở dài hỏi. Lạm phó, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Phó xuất vút cảm nói. Chuyện đã như thế. Không về khách điếm nữa. Bằng không sẽ không an toàn. Chỉ bằng trước tiên tạm thời đến chỗ bằng hữu của ta. Ngược xuôi, có khi chỗ hắn lại là hay. Nhiều năm không tới. Không ngờ lần này đến cũng là đem tới cho hắn không ít phiền toái. <laughs> Ồ, Nhàn Nguyệt Thi bất chợt tựa như đã biết được ý nghĩ của phó xuất. Vui vẻ nói hãy đi tới chỗ hắn thôi, dù sao con người hắn cũng thích náo nhiệt mà. <laughs> Vạn Nhã Nhi cũng bật cười. Được rồi, muội muội, vừa rồi người nọ là ai vậy? Khinh công thật cao, trên trốn giang hồ cũng không phải là người vô danh đâu. Nhan Nguyệt Thi hiếu kỳ nói. Vạn nha Nhi ra dấu nói. Hắn gọi là Vương Sung, là bạn bè của ta và đại ca thời thơ ấu. Vừa rồi nói chuyện, nha Nhi cũng không biết địa vị của Vương Sung trên giang hồ. Ồ, vậy sao? Sao lúc nãy hắn không ở lại? có thể là hắn không muốn gặp ta, Hả, hắn thực sự cũng là người kỳ lạ. Nam Kinh Phượng Dương Thành, tại trang viện riêng của Tống Vương. Tống Vương Chu Khang Cảnh đang đi qua đi lại bên trong đại sảnh, phảng phất như đợi cái đó ở đây. Đáng lẽ, việc lớn như Vũ Tàng Đồ xuất hiện, hẳn là Chu Khang Cảnh phải tự mình tham dự vào kế hoạch mới đúng. Nhưng giang hồ tụ hội như thế, hắn thân là vương gia của triều đình cũng không bỏ qua phép tắc được. Nếu không một khi kế hoạch bị bại lộ, sẽ thất bại trong gang tấc. Giữa lúc suy tư, một đạo hắc ảnh lướt qua làm bụi bay lên. Một người xuất hiện trên đại sảnh đứng đối diện với Chu Khang Cảnh. Chu Khang Cảnh thấy người tới trên mặt vui mừng chắp tay nói. Hồ tiên sinh, thật là người giữ chữ tín. Tiểu vương có thể được tiên sinh tương trợ, thật là đại hạnh. Hơ, hơ, hơ. Người tới cởi quái dị nói, Hổ bất quy ta là người trong giang hồ, cùng triều đình các ngươi vốn không phải là đồng đạo, dựa vào cái gì mà giúp ngươi? Chỉ thấy hồ bất quy thân hình không bình thường, thấp lùn, dung mạo cực kỳ xấu xí, nhưng người này lại có địa vị rất lớn. Độc ẩn dược vương hồ bất quy, trong hắc đạo thập đại cao thủ đứng thứ 8. Không nói công lực của bản thân lão đã là tiên thiên tiểu thừa, một tay xích huyết trường thiên hạ vô song, chính là nói về phương pháp lão dụng độc cũng không biết làm cho bao nhiêu người trong giang hồ nghe tiếng thôi cũng sợ vỡ mật tuy nhiên người này cho tới bây giờ vẫn là độc lai độc vãng không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện tại đây trong lòng chu khang cảnh biết hồ bất quy tính tình cổ quái là người độc ác đối với lời nói của hắn cũng không có để ý ngược lại cười nói hồ tiên sinh thật là người hết sức mau lẹ hả người nói đúng giữa chúng ta chỉ có ích lợi không có tình nghĩa sau khi việc thành công người muốn cái gì ta sẽ hài tài dâng lên người có thể đạt được những gì mình muốn, ta cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Đó là hiệp định giữa chúng ta. Ai cũng lấy được cái mình cần, tại sao lại không làm? Hả? Xem ra người cũng không dám dở trò lừa dối trước mặt lão phu. Hồ Bất Quy hoàn toàn không để Chu Khang Cảnh vào trong mắt. Dù sao Giang Hồ là một nơi dùng thực lực để nói chuyện, trong mắt Hồ Bất Quy hắn, Chu Khang Cảnh bất quá chỉ như một quả hồng nhũn, có quyền có thế mà thôi. Người cũng chỉ là một tên thất phu mà thôi. <laughs> chú Khang Cảnh trong lòng cười lạnh, nhưng nét mặt vẫn giữ bộ dạng cung kính đói. Nếu hổ tiên sinh quyết định tới Hàng Châu, không bằng giúp tiểu vương một vướng bận nhỏ được chứ? Mời ta giúp vướng bận nhỏ. Nếu là vướng bận nhỏ, người đừng đừng là vương gia sẽ kiếm người khác. <laughs> hổ bất quy trong lòng lấy làm khó chịu. Mình không bao giờ chịu câu thúc, đời nào lại để người khác sai kiến. Thấy hổ bất quy nhíu mày, chu Khang Cảnh vội nói, Đương nhiên, tiểu vương biết tiên sinh là đại thủ lĩnh của giang hồ, không thích bị cầu thúc, cho nên hoàn toàn do tiên sinh quyết định. Tiểu vương cũng sẽ không để cho tiên sinh phí công vô ích. Đây là vì hồ tiên sinh đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật, xem như một chút thành ý của tiểu vương. Nói rồi vỗ tay mấy cái, bốn thiếu nữ mi thanh mộc tú, về mặt xinh đẹp, chậm rãi tiến vào. Ồ, hồ bất quy con mắt sáng ngời, kinh hãi kêu lên một tiếng. Bất quá, nếu hắn không phải vì nhìn mấy nữ tử xinh đẹp thì cũng là nhìn vào bốn món đồ mà bốn nữ tử đang cầm trong tay. Thiên tái hàn băng tiềm thừa thảo tiên căn, kiểu diệp linh chi quả, y kinh bí chuyện. Chu Khang Cảnh đem ra món nào cũng đều là bảo bối. Thiên tái hàn băng tiềm thử, thượng cổ kỳ vật, thân như thủy ngân, mắt như rát vàng, sinh ra tại núi băng ngàn năm, do thiên địa linh khí tụ lại mà thành, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa của trời đất mà sống người trong võ lâm mà ăn được có thể giúp tăng thêm 30 năm công lực. Nếu dùng để luyện chế đan dược, hiệu quả càng tốt hơn. Quả thật là linh bảo trong mơ của người luyện đan. Thảo Tiên Căn, sinh trưởng ở vách núi hiểm trở, nơi trí ẩm chí hẳn, trăm năm không ra, tìm hái càng khó khăn. Nếu dùng để uống, hiệu quả có thể cải tử hoàn sinh. Kiểu Diệp Linh chi quả, 10 năm ra một lá, trăm năm mới thành hình, có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt, độ chân quý có thể so sánh với thiên tái hàn băng thiềm thử. Y kinh bí truyện sách này xuất phát từ nhiều đời y lâm thánh thủ, trải qua hơn trăm năm trước, một vị y tiên tổng hợp những tinh hoa rồi ghi chép lại, lưu truyền hậu thế cho đến hôm nay. Trong đó lại có một đoạn bí mật đầy đau thương. Bốn loại bảo bối chân quý như thế, sao có thể không làm người động lòng được, nhất là đối với người làm thuốc, càng hấp dẫn vô cùng. Hồ Bất Quy dù sao cũng là tay giang hồ lão luyện, chỉ ngần ra một chút rồi khôi phục lại ngay, cười lạnh nói. Vướng bận của vương gia chắc là không nhỏ nhé. Tự nhiên qua trọng tàn như thế. Bật quá, mấy món đồ này ta sẽ nhận. Mặt các dù sao cũng là tặng. À, ta còn muốn thêm bốn nữ tử này nữa. bốn <laughs> thiếu nữ thân thể run lên. Phải phục vụ người xấu xí như thế. Nếu đổi lại là ai, sợ rằng cũng sẽ không nguyện ý. Vì vậy, hướng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Chu Khang Cảnh. Xin giúp đỡ che chở cho. Chu Khang Cảnh trong lòng đại hận. Bốn nhà đầu này đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra, vốn là để lưu giữ phục vụ riêng cho mình. Thế nhưng hôm nay lại có chỗ muốn nhờ độc ẩn dược vương này, cũng không thể đắc tội. À, thôi. Chu Khang Cảnh nét mặt dạn ra cười lớn nói. Đồng ý là tặng rồi, bao gồm cả những người đó, để làm cho tiên sinh hài lòng. Tiên sinh đỡ phải nói là ta hẹp hòi. Bốn thiếu nữ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia bi ai. Lòng nguội như đống cho tàn, đó là vận mệnh của nô tỳ nhất là tại đây trong hoàn cảnh như thế này ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có hồ bất quy gật đầu hài lòng nói lấp lửng nói đi người muốn mời ta làm gì chu khang cảnh đáp dù ta bắt sống một người là ai lý nhạc phàm hồ bất quy sửng sốt hỏi ngay thời gian gần đây gây nhiễu loạn làm giang hồ không bình yên chính là tên lý nhạc phàm kia không sai chu khang cảnh trả lời Người thật là một người có thủ đoạn ác độc. Hơn nữa, tại lâu thượng lâu cũng có treo giải thưởng. Người xem... Hồ Bất Quỳ híp mắt nói. Chu Khang Cảnh liền nói. Người yên tâm, chỉ cần ngươi đem người mang tới chỗ ta mà hoàn hảo không mất mát gì. Tiền thưởng của lâu thượng lâu, ta sẽ theo đó mà trả. Hờ, vậy không thành vấn đề. Hồ Bất Quy khuôn mặt giãn ra, nhìn thật độc ác dữ tợn. Sau khi Hồ Bất Quy mang theo bốn thiếu nữ rời đi, trong đại sảnh trống rỗng bỗng xuất hiện một người thân mặc hắc y tỏa ra khí tức lạnh lẽo chính là dị thuật sư quỷ mị chủ tử lý nhạc phàm đã trở thành giang hồ công địch vì sao người chu khang cảnh khoát tay nói người tính không bằng trời tính kế hoạch có thay đổi ta nhận được tin tức sùng trinh muốn lôi kéo lý nhạc phàm ta không thể để tên mãnh tướng này rơi vào trong tay của hắn nếu không sẽ là nguồn động lực trong quân đội của hắn tật sẽ trở thành một trở ngại lớn cho ta ngược lại nếu là để ta sử dụng càng như hổ thêm cánh <laughs> lão già hổ bất quy này võ công tuy bình thường nhưng thủ đoạn dùng độc cũng rất cao tin tưởng bắt giống lý nhạc phàm không phải là việc khó quỷ mị gật đầu nói chúng ta có nên ngầm rút lại tiền thưởng tại lâu tượng lâu hay không không ta chính là muốn làm cho lý nhạc phàm tại tuyệt cảnh là lúc nhận ân huệ của ta một khi như vậy thậm chí nếu hắn không trợ giúp ta cũng sẽ không hướng về phía sủng trinh Vậy còn về phía Thái Phủ, xử lý như thế nào? Hắn chỉ là một quân cờ mà thôi. Đợi thiên hạ loạn lạc đó là lúc thế lực của ta nổi dậy. Đến lúc đó, tác dụng cũng không còn lớn nữa. <laughs> Chu Khang Cảnh nói tiếp. Mặt khác, người cùng ly hận thương lượng, đi tìm bắt con bé cầm, kêu là vạn nhã nhi gì đó, về đây. Ta muốn nàng trở thành một quân cờ bí mật của ta. Vâng. Tính toán của Chu Khang Cảnh đích xác thực rất tuyệt diệu. Nhưng thế sự khó lường, hắn thật sự là người được thiên mệnh chỉ định sao? Đường lớn trên núi. Một người cưỡi ngựa chạy như điên. Người này vận bạch y dính đầy bụi bặm, sắc mặt rất chăm chú, tài vùng dòi ngựa như múa, mái tóc bạc buộc lại phía sau đầu, hai lọn tóc mai tung bay chính là lý nhạc phàm hai ngày qua nhạc phàm ngày đêm chạy không ngừng nghỉ sợ là đã vài trăm dặm đường nếu là chạy đường tắt sớm đã tới hàng châu rồi thế nhưng hắn không biết đường cho nên chỉ có thể dọc theo đường cái mà đi nhạc phàm chạy không ngừng nghỉ như thế nếu đổi lại là trước kia thể lực và nguyên khí nhất định sẽ có tiêu hao nhưng hắn lại có phát hiện ngoài ý muốn nguyên khí trong cơ thể mình không những không giảm sút ngược lại còn lớn mạnh hơn sau khi quan sát một lượt mới phát hiện được sự kỳ diệu của huyệt thiên linh có thể tự động hấp thu nguyên khí trong thiên địa tiến hành luyện hóa tình hình như thế làm cho nhạc phàm đối với việc vận dụng linh khiếu càng có trở mong trên đường đi nhạc phàm gặp phải không ít phiền toái sau khi tin tức truyền ra cứ chạy được một đoạn đường thì lại có người mai phục phía trước làm sao không phiền phải biết rằng với danh tiếng của nhạc phàm một kẻ nhỏ nhoi xào dám động tới cho nên người làm phiền hắn không thiếu hạng giang hồ nhất lưu đơn thường độc mã có túm năm tụ ba thành nhóm có cũng có cả âm mưu quỷ kế bây giờ người chết trên tay nhạc phàm không tới một trăm cũng là tám mươi có tiếng là hung hãn chấn kinh thiên hạ danh tiếng nhất thời càng vô lượng thậm chí giang hồ hắc bạch lưỡng đạo thập đại cao thủ cũng không theo kịp giết người cũng không phải là chú ý của ta thế nhưng máu tanh không ngừng chảy Ta không quan tâm có thành danh hay không, chỉ mong thân nhân biết được tin tức của ta. Đó là tâm ý chân thật nhất của nhạc phàm. Nhìn ra xa phía trước có một quán trà. Lộ trình còn hai ngày, trước tiên bổ sung chút lương khô đã. Vì vội chạy đi, nhạc phàm hai ngày không có dừng lại. Nếu là thường nhân, sợ rằng thể lực sớm đã không chịu nổi. Nhảy xuống ngựa, nhạc phàm đi thẳng tới quán trà đơn sơ. Ai, à, không đúng, đường cái này thật sự không thích hợp có chỗ dừng chân như thế này mới phải nhạc phàm gần ra dựa vào linh giác của hắn cùng kinh nghiệm hàng ngày lập tức phát hiện quán trà chống không này có vấn đề triển khai linh thức lập tức dễ dàng phát hiện có rất nhiều hơi thở khẽ ẩn nấp ở xung quanh khống chế dài lâu toàn bộ đều là cao thủ đừng ép ta giết nhạc phàm trong lòng tức giận quá to lý nhạc phàm ở đây các người không cần giấu đầu hở đuôi ra hết đi trong bụi cỏ một người truyền âm nói cộc lão lý nhạc phàm sẽ không phát hiện chúng ta thật chứ cộc lão trừng mắt truyền âm lại không thể nào, lần này lão phu dẫn theo đều là cao thủ, hơn nữa đều thi triển thuật ẩn thân, chẳng lẽ là hắn mỏ mẫm lung tung, lừa bọn ta ra ngoài, Hay bọn người trở nên trở hắn vào phạm vi cạm bẫy, chúng ta nhất thể bắt lấy hắn. Rõ ràng là đã bị người ta phát hiện, còn mặt mũi gì nữa. Những người này nhủ thầm trong lòng cũng không dám phủ nhận. Một lát sau, không ai đáp ứng, nhà phàm không nhịn được nữa, cao giọng nói. Nếu các người đã không ra, vậy ta đi đây, Nhà phàm vừa định rời đi, đột nhiên một người từ trên trời hạ xuống, tay giơ đại đào chém thẳng tới, trong miệng còn hô lớn. Thằng bé kia chớ chạy là chém người đó. Vù, tiếng đào phá không, đào khí thật sắc bén. Nhà phàm kinh hãi, cũng không nhìn xem người đến là ai, vội vàng tránh sang một bên. ầm, đào khí chém xuống, trên mặt đất lưu lại một vết cắt thật sâu. Người là người phương nào? Nhà phàm vẻ mặt lạnh lẽo nhìn người vừa mới tới, một đao như thế nếu là lý nhạc phàm hắn phản ứng hơi chậm một chút thôi e rằng cả người đã bị bổ đôi ra rồi đứng yên ổn nhìn lại người đến hơn 60 tuổi nhưng thần thái mạnh mẽ tay cầm đại đao tóc bạc tung bay toàn thân phát ra khí phách sắc bén đào khách tầm thường tuyệt đối không thể so sánh được trong bụi cỏ người vừa rồi nuốt nước bọt nói cộc cộc lão gia tử tiền bối đó là người mời tới giúp sức sao hay thật là hung bạo Nói thối lắm. Cốc lão lấy lại tinh thần mắng. Cao thủ tiên thiên đại thưa kỳ, bảo lão vu đi đâu mời đây. ai vậy tiền bối này là ai? Thật sự là mắt chó của ngươi mù rồi. Ngay cả vị lão tiền bối này cũng không nhận ra, mà chưa từng nghe qua, giang hồ hữu bả đạo, chuyển nhân bất tử hữu. À, Á, người nọ kinh hãi, hắn chính là bạch đạo thập đại cao thủ, đao sĩ khấu phỉ. Lão phù chính là đào sĩ khấu phỉ. Khấu phỉ, chưa từng nghe nói ực ừ, khấu phỉ tí nghẹn thiếu chút nữa câu nói của nhạc phàm làm hắn té ngã tên của đao si khấu phỉ phàm là người đi lại trên giang hồ không ai là không biết người này trong hắc bạch lưỡng đạo thập đại cao thủ người này là khó đối phó nhất đối với hàng hậu bối mới sơ nhập giang hồ trưởng bối đứng đầu môn hộ thường nhắc nhở trong giang hồ nếu gặp phải cao thủ người có thể đánh gặp phải ma đầu người có thể chạy nhưng nếu người trêu vào đao si khấu phỉ thì ngươi nên trốn càng xa càng tốt, ngàn vạn lần đừng rước thêm phiền toái về nhà. Mặc dù nói như vậy, nhưng có chút thổi phồng, cũng có thể hình dung được, giang hồ hữu bả đao, chiên nhân tử bất hiêu, những lời nói này để hình dung sự phiền toái khi đối phó với đao si. Khấu phỉ lấy đao làm lẽ sống, chuyên tìm cao thủ dùng đao để tỉ thí, mong muốn lĩnh ngộ được cực hạn của đao đạo. Hắn so đao cũng rất nguyên tắc, đó là không giết người, chỉ so đao, không so, không đi, lưu thủ không đi, chiêu thức không đánh ra hết không đi, chính mình thích quá cũng không đi, tự mình nhận thua cũng không đi. Kể từ khi cái tên đào si được biết đến, trên giang hồ vô số đào khách bị phiền toái không phải là ít, làm cho trốn võ lâm xuất hiện một việc chưa từng có. Bỏ dùng đao, việc này đã gây ảnh hưởng thật sâu đậm đối với người trong giang hồ. Các tiền bối đều nói, hải tử tập kiếm đi, dụng đào không tiền đồ. Mỗi lần đề cập đến việc này, khấu phỉ đều ẩn chứa vẻ tự hào bật quá nhạc phàm lại không nghĩ như vậy sự hiểu biết của bạch tố vân đối với từng loại cấp bậc cao thủ giúp cho tầm nhìn của hắn tự nhiên nâng cao rất nhiều khấu phỉ khí thế mặc dù bá đạo nhưng nhạc phàm hoàn toàn có thể cảm nhận được còn bạch tố vân thì cho hắn một loại cảm giác thật mờ ảo vô hình không thể nào hạ thủ nhạc phàm thản nhiên nói người cũng muốn tới giết ta giết người khấu phỉ nghi hoặc hỏi không không Lã Phu vì sao phải giết ngươi? Ta chẳng quan tâm ngươi là ai, làm chuyện gì. Lã Phu nghe rành đau cuồng, nên hôm nay tới tìm ngươi so đau. Hãy bớt sảm ngôn đi, mau mau xuất chiêu. Nói xong, đại đào vung ra, bay thế tỏ ý mời đối thủ. Nhà phàm đưa mắt nhìn thẳng vào khấu phỉ, ngoại trừ chiến ý đích thực trên người, không còn cái gì khác. Vì vậy, thú vị cười, chắp tay nói. Ta có chuyện quan trọng bên người, phải lập tức khởi hành. Nếu sau này có duyên gặp lại, sẽ cùng tiền bối đánh một trận phân cao thấp dứt lời liền muốn rời đi. Đi, không được phép, hãy xem vấn thiên bát pháp của ta. Khí thế của khấu phỉ không ngừng bành trướng, cả người vọt lên cao, đại đao chém thẳng về phía nhạc phàm. Bùng, cảm thụ được đao khí chấn động, nhạc phàm ở phía sau con ngựa nhất thời kinh hãi, con ngựa hí lên một tiếng liền vùng lên chạy. Vừa lúc hai đạo đao khí ập lại, nhạc phàm không kịp chế ngự, chỉ có thể nhìn con ngựa lồng lên chạy như điên. Con ngựa này là vật cưỡi của nhạc phàm, Vậy mà bị dọa cho sợ hãi chạy đi mất, bảo hắn đến Hàng Châu thế nào đây? Thời gian. Hiện tại hắn đã không còn thời gian nữa. Nghĩ đến nhạ nhì đang ở nơi nguy hiểm mà bản thân lại không thể kịp thời đi đến đó. Nhạc phàm thốt nhiên giận dữ. Hừ, nhận lấy cái chết đi. Lật tay rút đoàn côn từ bên hông, vận chân khí, quay người nghênh đón. Nhưng hắn lại phát hiện, nguyên khí vốn vô sắc, nhưng khi vận vào mộc côn lại mang theo một luồng tử quang nhàn nhạt, nhạt dùng mộc côn cũng được sao? Khẩu phỉ ngần ra, lực đạo trong tay không khỏi giảm đi mấy phần. Keng, càng. Trên đường cái, nhạc phàm cùng khấu phỉ càng đánh nhau kịch liệt, đau khí tung hoành, cuồng phong đột khởi. Trong nháy mắt đã giao thủ hơn trăm chiêu, tất cả cây cỏ xung quanh đều nghiêng ngả. Đây là lần đầu tiên nhạc phàm giao thủ với người dùng đao mạnh đến như vậy. Từ lúc bắt đầu giao thủ, lực đạo khấu phỉ đã làm cho cổ tay nhạc phàm có chút tê dại, cảm nhận được đối thủ đích thực là cường đại nhà phàm lập tức chút bỏ sự phẫn nộ cẩn thận ứng phó đa pháp khấu phỉ mạnh mà ổn chiêu thức liền lạc biến hóa không ngừng liên miên bất tuyệt hoàn toàn tương trợ lẫn nhau khi công thì không phòng bị khi phòng thủ thì như vách sắt muốn giết thật là khó nhưng đạo pháp nhạc phàm đơn giản mà nhanh chú trọng vào sự hiệu quả toàn đánh vào chỗ yếu hại bộ pháp và đạo pháp không tuân theo đường lối nào cả tùy mâu thuẫn nhưng uy lực của đạo pháp lại rất lớn Nhạc Phàm một bên quan sát đạo pháp ảo diệu của đối phương, một bên tìm hiểu các chiêu thức, đây là một cơ hội tốt. Không biết lúc này Khấu Phỉ thập phần kinh hãi. Cách đây không lâu, Khấu Phỉ nghe được trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một người có tên là Đao Cuồng, nén không nổi sự tò mò liền tìm đến Nhạc Phàm. Lần giao thủ này mới biết cái gì mà người ta hay nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tưởng rằng bản thân đã luyện đao từ nhỏ, thành tựu từ khi thu thập tất cả đạo pháp của thiên hạ, Tự nghĩ vấn tiền bát pháp thành danh trên giang hồ hơn 10 năm, đối với đạo pháp mà nói, thiên hạ không ai bằng. Nhìn nhạc phàm niên kỷ còn trẻ, toàn thân chân khí vận chuyển, lấy côn thay đao, toàn bằng khí lực, an nhiên có thể cung minh đánh một trận sống chết mà lại đứng ở thế bất bại. Các chiêu thức được sử dụng của hắn chưa từng thấy, tự thành một lối, làm thế nào khấu phỉ bình tâm cho được. Bé con, hảo đa pháp, hãy xem, vấn tiền bát pháp của ta đây. Khấu phỉ về mặt hưng phấn, hét lớn một tiếng, chiêu thế chợt biến. Nộ chiêu thức, nhạc phàm không chút sợ hãi, càng đánh càng hăng, lại tiếp tục ngành đón. Vân tiền bát pháp thương tùng độc lập, vạn quần thức. Thật ra mà nói, cảnh giới đao pháp của nhạc phàm không bằng khấu phỉ. Dù sao con đường đao pháp của khấu phỉ đã trải qua hơn 10 năm, đã đại thành với tất cả các loại đao pháp trên thiên hạ. Nhạc phàm không thể chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ của cá nhân để so tài. Bất quá, Nhạc Phạm sử dụng loại đao pháp khát máu, mang theo một khí tức kinh khủng, một lực lượng đích thực cuồng bạo, làm cho đối thủ phản phất ở tại ranh giới của sinh tử mà run sợ. Sở dĩ, khí thế của đao chiến thất thức đủ để chống lại vấn thiên bác pháp của khấu phỉ, chỉ là vì trong chiêu thức vẫn còn một chút khiếm khuyết không liên lạc. À, à, tốt, tới đây, hảo đao pháp. Khấu phỉ trong lòng vui sướng, cười to một trận, lực đạo trong tay tăng thêm vài phần. Đã bao năm nay, Chính mình đã nhiều năm không cùng người khác đánh một trận thống khoái như vậy. Hai người đánh nhau dữ dội, từ từ di chuyển về một lán chè. Không hay, bên trong là bẫy. Lấy lại tinh thần, trong bụi cỏ truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Lý Nhạc Phàm mà bị thương thì không có gì. Nếu khấu tuyển bối mà bị thương, hậu quả này không phải chính mình có khả năng nhận lấy sao? Cộc lão có chút hoảng hốt, bất chấp việc bị bại lộ thân phận từ trong bụi cỏ nhảy ra hồ lớn. Khấu tuyển bối, xin đừng tiến lên nữa, phía sau có bẫy hắn không hét lên thì không sao nghe tiếng hét nhạc phàm lạnh lùng cười lực đạo trong tay càng tăng thêm vài phần cố gắng bước lùi khấu phỉ về phía sau mẹ nó người nó như dám thối sao không nói sớm khấu phỉ chửi to vừa định nhảy ra nhạc phàm lại đuổi kịp phong bế hết đường đi bùng xung quanh lán chè đao khí sắc bén đan sen thật là lăng lệ đào quang thoáng hiện lập tức không gian biến thành một trận bụi mù mịt vù vù vù, vù. lán trà bị lật tung ám khí bay ra, lưới sắt bung lên, ba chùm một khoảng lớn hướng tới hai người chụp xuống. Hai người không hề cố kỵ đối phương, tách ra để đối phó với ám khí đầy trời kia. Cuồng vũ thức, vẫn thiệt bát pháp đại viên mãn. Đào quang sắc lạnh, thân ảnh chớp lóe, đao khí đầy trời, thật khiến cho người ta kinh hãi. Vô số ám khí bị hai người nhạc phàm khấu phỉ đánh rơi, cách thân khoảng một thước, không chạm được vào người, ám khí phóng ra có đủ cả bao gồm cả độc phấn nhạc phàm thấy thế liền nhảy ra vội vàng chạy ra xa bé con sao lại chạy khấu phì hét to một tiếng vội vàng đuổi theo trong chớp mắt hai người đã biến mất tít đằng xa trước khi rời đi khấu phì không quên hét lớn còn mẹ các ngươi chờ đã tử xong việc rồi về tính sổ với các ngươi một chuỗi các sự kiện biến hóa xảy ra nhìn mọi người mai phục xung quanh ngây ngốc trông thật buồn cười một người nhảy ra nói, Lão Cốc, chúng ta lên làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Màu nhanh thu thập mọi thứ lại, chẳng lẽ còn chờ khấu tuyển bối quay lại thu thập chúng ta hay sao? Nhanh, động tạc nhanh lên, không được để lại một dấu vết gì, nếu không ta sẽ dùng gia pháp xử trị. Cốc lão chợt nhớ tới điều gì, lập tức tỉnh ngộ. Nghe đây, thông chi với mọi người, sau này có nhìn thấy Lý Nhạc Phạm, phải chạy càng xa càng tốt, đừng đi trêu chọc tới người này. Ê, quả thực, quả thực, con mẹ hắn, không phải là người mà. ban đêm. Đã một ngày khấu phỉ truy đuổi theo nhạc phàm, lúc này cả hai đang yên lặng nghỉ tại một khu rừng trống trải. Ta đã nói là ta đang có việc gấp, ngươi theo ta, ta làm chi? Lạ Phù có nói qua điều này rồi, ngươi không đánh về Lạ Phù, Lạ Phù sẽ còn đi theo ngươi. <laughs> ngươi thật vô lại, ta vô lại, vô lại thế nào? Nói chuyện đi, lão nhân già ta một mình tịch mịch. Khấu phỉ thấy nhạc phàm không nói gì, ánh mắt chuyển động, hắc hắc cười nói bé con à, tiểu tử ngươi không phải muốn đi hàng châu sao lão phu biết một con đường tắt thế nào nhạc phàm quả nhiên động dung vội vàng nói tiền bối nếu biết đường tắt có thể dẫn ta đi hàng châu nhạc phàm tất nhiên cảm kích vô cùng khấu phỉ khoa tài nói ê không cần phải cảm kích ta chỉ cần ngươi đồng ý cùng lão phu đánh một trận lão phu sẽ dẫn ngươi đi hàng châu hơn nữa còn không cần đến một ngày là tới thế nào vụ giao dịch này có được không nhạc phàm trầm ngâm trong giây lát lắc đầu nói tiền bối lúc này ta đang có nhiều mối bận tâm bảo ta làm thế nào mà toàn lực đánh một trận đây không bằng đợi ta xong việc chúng ta sẽ tiến hành tỉ thí lý nhạc phàm ta đã hứa quyết không nuốt lời đối với khấu phỉ mà nói không thể cùng thiên hạ đao đạo cao thủ tranh thua cao thấp so với con kiến trong tâm còn thấy khó chịu hơn nhất là sau khi tận mắt trông thấy đao pháp độc đáo của nhạc phàm càng làm cho lão thôi thúc không ngừng nghe được nhạc phàm nói như vậy tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu bất quá khấu phỉ tu vi võ học cực cao minh bạch được đạo lý khi cao thủ giao chiến tối kỵ nhất là phân tâm nếu như không thể toàn lực đánh một trận đối với hắn mà nói còn gì là ý nghĩa nữa khấu phỉ nghiến răng vỗ xuống đùi một cái nói được lạ phủ đáp ứng ngươi đúng là cần bà nó thật làm khó lão tử muốn chết sáng ngày mai chúng ta xuất phát sau khi quyết định hai người đã cảm thấy thoải mái khấu phỉ trong lúc nhàn rỗi vô sự lúc này mới chăm chú quan sát kỹ lý nhạc phàm trên đầu tóc bạc trắng như tuyết tướng mạo bình thường nhưng vẻ mặt lại kiên nghị càng làm tăng thêm mị lực của hắn tiểu tử người cũng biết rồi đó hiện tại không chỉ triều đình truy nã mà ngay cả các thế lực lớn của giang hồ cũng tìm ngươi bây giờ ngươi chính là một đại nhân vật danh chấn giang hồ rồi bất quá có nhiều điều tiếng qua lại võ tổng người như thế có cần làm như vậy không cho dù ngươi thật sự làm liệu có lưu lại nhiều dấu vết như vậy không Lã Phu thật sự không tin những gì giang hồ đồn đãi. Khấu phỉ tự phân tích những điều đang nghĩ trong đầu. Ta cũng không tin. Ồ, Lã vũ đối với người thực sự cảm thấy rất hứng thú. Ngươi không thể nói cho dễ nghe một chút sao? Chầm mặc một lát, nhạc phàm nói chậm rãi. Ta chỉ giết khi có người muốn giết ta. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ta không muốn giết người. Không muốn. Khấu phỉ sừng sốt, tâm trạng trùng xuống nói. Không muốn mà lại giết nhiều người như vậy. Người đúng là cuồng nhân. Nhạc phàm trong tâm chật động, bình tĩnh nói. Tiền bối đối với giang hồ hẳn là hiểu rất rõ. Đương nhiên là như vậy, lão phù hành tẩu giang hồ đã hơn 50 năm, những cố sự trên giang hồ không việc gì là lão phù không biết. Khấu phỉ ưỡn ngực, vẻ mặt tràn đầy sự tự hào. Có thể nói cho ta một chút về những sự việc trên giang hồ không? Được thôi, cái gì? Người, thật sự những sự việc trên giang hồ người không biết gì sao? Khấu phỉ giật mình, sắc mặt thật khó coi như ăn phải con ruồi vậy. Nhạc Phạm nói, ta vốn không phải là người trong giang hồ. Người, người vậy ngươi là ai? Thợ săn. Khấu phỉ thở dài một tiếng, bất đắc dị nói. Có lẽ người không nên như vậy. Khi người bước chân vào giang hồ, thì chính là người trong giang hồ rồi. Mặc dù ngươi không nhìn thấy giang hồ, nhưng thân tại giang hồ, cho dù muốn hay không, ngươi không cùng người gây rắc rối nhưng người lại đến trọc giận ngươi, không muốn giết người, nhưng người lại muốn giết ngươi. Nhạc phàm không biết phải làm sao, không khỏi nhớ tới sự nhắc nhở của Vạn Liễu Hoài, chỉ là hiện tại hắn đã thân bất vô kỷ. Điều chỉnh lại tinh thần, Nhạc phàm nói, tiền bối, ta muốn nghe một chút về những lời đồn thổi trên giang hồ về ta. Hả hả, hỏi ta, ngươi tìm đúng người rồi đó. Khấu phỉ cũng đang nhản dỗi, liền thuật lại cho Nhạc phàm nghe những chuyện đã phát sinh trên giang hồ trong thời gian qua từ hắc bảng bảo vật của tạ gia thiên long châu biến mất bảo khố của giang nam đỗ gia gặp kiếp nạn tín vật cái bang hoàng long lệnh biến mất tàng kinh các thiếu lâm tự bị trộm một lần nữa khắp võ lâm liên minh lại thiên tà tông chín phái chính đạo đồng thời chốc nã lý nhạc phàm khấu phỉ thuật lại một cách rõ ràng tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ như cuốn sách do một tiên sinh tâm đắc viết nên thậm chí còn rõ ràng hơn giờ nào nhân vật nào dùng những chiêu thức ra sao đều nhất nhất nói tới như tận mắt hắn chứng kiến vậy nhạc phàm lẳng lặng lắng nghe khấu phỉ thuật lại không tỏ vẻ gì cả một biểu tình trên mặt cũng không có phàm phất đối với hết thảy mọi việc đối với chính mình cũng không có quan hệ gì khấu phỉ nhìn nhạc phàm không có một phản ứng cho rằng hắn không biết những điều lợi hại trong đó liền lại nói võ lầm mình nãi nam phường là thế lực lớn nhất cùng thiên hạ hội kẻ Nam người bắc tương hỗ đối ứng Bảng chúng tính giá hơn 10 vạn, trong đó nhất lưu cao thủ không có 1.000 thì cũng đến 800 người, mà tiên thiên nhập môn kỳ cao thủ cũng có hơn 10 người. Tiên thiên tiểu thừa kỳ cao thủ có 3 người, minh chủ bọn họ là trưởng thiên nhất kiếm, mạnh trưởng thiên, đã đạt tới tiên thiên đại thừa kỳ là một trong thập đại cao thủ. Chính phái bao gồm Thiếu Lâm Tự, Võ Đang, Thanh Thành, Côn Lôn, Không Động, Hòa Sơn, Nga Mi, Vô Cực Môn, Thiên Sơn Phái, chín phái bọn họ đồng khí tương lần. Tuy nhiên lại so bỉ lẫn nhau, mâu thuẫn không ngừng. Nhưng đối với bên ngoài thì vinh nhục cùng chịu. Chín đại môn phái, cao thủ nhiều như mây, không biết được nồng sâu. Lão Phù nghe nói, một số môn phái còn có ẩn thế tông sư chấn thủ. Thiên tả tông danh tiếng đứng đầu hắc đạo lục tông, có thể cùng chín phái chính đạo sánh vai. Kỳ thật không thể xem thường thực lực. Hờ <laughs> Nghe nói tiểu ma nữ của thiên tà tông hai lần bại trong tay ngươi. Hey, bất quá tiểu nha đầu này, công phu chưa đến nơi đến trốn. Ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường thiên tà tông. Tông chủ bọn họ là một tiên thiên đại thừa kỳ cao thủ. Đứng thứ ba trong hắc đạo thập đại cao thủ tà thần Quan Mạc Vân. Người này rất tà ác. Ngươi rước vào người không ít phiền rồi. Còn có cái bàng nữa. Thiên hạ đệ nhất cái bàng cũng phải nói trò rõ hơn 10 vạn bàng chúng có địa vị tại giang hồ, không một bang phái nào có thể động tới. Chỉ là cao thủ hơi ít, bang chủ bọn họ uông tránh hành cũng chỉ là tiên thiên tiểu thừa kỳ cao thủ mà thôi. Nghe Khấu Phỉ nói một hồi lâu, nhà phàm mới nhận thức chính xác được tình cảnh của mình trên giang hồ. Lúc này hắn chẳng những bị triều đình tập nã, hắc bảng truy sát, mà còn bị người trong hắc bạch lưỡng đạo muốn trừ bỏ đi càng sớm càng tốt vậy trên giang hồ còn có thế lực và cao thủ nào nữa nhạc phàm tiếp tục hỏi khấu phì tâm tình hưng phấn tức thì nói không kịp nghĩ lời ra bất tận trên giang hồ đáng nhắc tới nhất ngoại trừ các thế lực ta vừa kể còn có nam phương tứ đại gia tộc tức là đông phương thế gia công Tồn thế gia mộ dùng thế gia cùng âu dương thế gia vân nam thanh vân thành phía bắc có thần kiếm sơn trang à nói một hơi dài, khấu phỉ lấy hơi xong nói tiếp. Giang hồ không đơn giản như bề ngoài vẫn thấy, có một số tông vái thần bí quy ẩn đường thế, ngay cả ta cũng không biết hết. Ở còn có bà chỗ giang hồ cấm địa, vũ thần điện, quỷ trung, thiên môn. Những địa phương này vô cùng hung hiểm, không người nào biết chân tướng. Nói đến chỗ này, khấu phỉ sắc mặt có chút mất tự nhiên. Vậy, trên giang hồ có bao nhiêu cao thủ như người? Khấu phỉ nói, đường kim trên giang hồ lấy hắc bạch lưỡng đạo thập đại cao thủ đứng đầu ngoài ta còn có những người khác vạn kiếm trang có cổ kiếm nhân cùng thanh vân thành tài năng siêu quần đều xứng là người đứng đầu bây giờ trong chốn giang hồ đủ tài đánh bại ta không vượt quá ba người nhưng hỏi thiên hạ người tài năng đích thực hơn ta thật không nhỏ khó có thể tính được giang hồ cùng thiên hạ hai chữ này thật quá sâu xa Nhạc Phạm ngẩn ra nghi hoặc nói: "Xin chỉ giáo cho." Khấu Phỉ nghiêm túc nói: "Người giỏi trong giang hồ là có thể chia đẳng cấp cao thủ ra rõ ràng. Ta không nói tới trước khi bước vào Tiên Thiên kỳ, mà chỉ nói về sau khi tiến nhập Tiên Thiên cảnh giới, tức là tuyệt thế cao thủ cảnh giới nhập môn. Cảnh giới đại thừa nhất đại tông sư và thiên đạo cao thủ hậu kỳ, bọn họ đều đạt tới cảnh giới thiên đạo đỉnh cao của võ học." sao không biết tới ngoài trời còn có trời khác cao hơn. Ngay sau đây là Thương Thiên tập 28. Trời cao còn có trời cao hơn. Nhạc Phạm tâm thần chấn động, phảng phất như đụng vào một thứ gì đó, hư vô, mờ ảo. Chẳng lẽ thiên đạo còn có thứ cao hơn sao? Nhạc Phạm không hiểu liền hỏi, đây là một thói quen tốt của hắn, khấu phỉ suy tư một lát rồi trả lời nói như vậy cũng không đúng lắm thiên đạo kỳ thật là một thứ cảm giác trước kia ta cũng cho rằng thiên đạo là cực hạn của võ học theo ta thấy võ công tu vi càng cao ta liền phát giác ra chính mình lại càng cách xa thiên đạo hơn hai mươi năm trước đao đạo của ta đã đại thành thường rằng trong thiên hạ không có ai là địch thủ lúc ấy ta gặp phải một người hắn chỉ dùng một chiêu dễ dàng đánh bại ta không những ta bại bởi chiêu số mà còn bại ở trong tâm hắn đã nói cho ta biết ý nghĩa của thiên đạo mở ra cho ta một con đường võ học thực sự mới người này là người đứng đầu trong thiên hạ thập đại cao thủ hiền viên bạch thiên hạ thập đại cao thủ nhà phàm ngẩn ra hắn chỉ biết bạch tố vân cũng từng là đệ nhất trong thiên hạ thập đại cao thủ nhưng lại không biết những uẩn khúc trong đó. Khấu phỉ nói, Mọi người đều biết trong hắc bạch lưỡng đạo có thập đại cao thủ, võ cổng cái thế, thiên hạ vô sóng. Nhưng bọn họ đều đã quên, hơn 10 năm trước đã có những đổi thay đẩy sóng gió. Trong thiên hạ có 10 vị là những người hoành hành tại thế, công lực thông tiên, rung động thiên hạ. Bọn họ có chính, có tà, được tôn xưng là thiên hạ thập đại cao thủ. Thiên đạo là gì? Hiên viên tiền bối đã từng nói với ta. Thiên đạo đó là cảm ngộ được thiên địa tự nhiên, lấy sức mạnh của vạn vật làm của mình, truy cầu theo trời đất, bất sinh, bất tử. Bất sinh, bất tử, nhạc phàm chấn động, bất sinh, bất tử, đó là loại tồn tại gì? Nhạc phàm tuy cùng với Bạch Tố Vân tham khảo võ học, nhưng Bạch Tố Vân chưa khi nào nhắc tới điều này. Có lẽ Bạch Tố Vân cho rằng, cái gì tự mình phát hiện mới đáng quý. Khấu Phỉ tiếp tục nói: Tóm lại, thiên đạo cao thủ chỉ là một cách gọi mà thôi. Khi đạt tới cảnh giới mới biết được sự khác biệt của mạnh và yếu. Người trên giang hồ nói những người này đã đạt tới cảnh giới thiên đạo cao thủ, nhưng phải minh bạch một điều, những người đó khi đứng trước mặt ta vẫn không chịu nổi một kích. Khấu Phỉ lắc đầu, giọng điệu cảm khái, quay lại nhìn nhạc phàm tươi cười nói: Tiểu tử người giỏi lắm khi bằng tuổi nhà ngươi, lão phù cũng không có bản lãnh như vậy đâu. Ha, 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 ha. giang hồ, thiên hạ, ta muốn mà cầu được sao? hôm nay nghe được những điều này thật khiến cho người ta phải sợ hãi. những ý nghĩ trong lòng nhạc phàm không ngừng dao động, cứ truy cầu mãi mà không thấy đích. nhạc phàm đột nhiên mỉm cười, thầm nghĩ: ta quản được sao? chuyện giang hồ, chuyện thiên hạ ta can thiệp được sao? khi tìm được cha. Chúng ta sẽ lập tức quy ẩn Rời xa thế ngoại Thấy nhạc phàm bật cười Khấu phì hiếu kỳ hỏi Tiểu tử Người sao lại cười thế Ngớ ngẩn à Nhạc phàm không nói Nhắm mắt điều tức Khấu phì thấy thế thì không vừa lòng nói hầy Là phù cũng là một người tóc bạc hết đầu rồi Nói người cũng không trả lời sao Vấn đề này Sợ rằng không có đáp án Một ngày sau Trước khi trời tối, nhạc phàm cùng với khấu phỉ đã tới hàng châu. Khi tới nơi, nhạc phàm rất muốn đi một mình, thế nhưng khấu phỉ không buông tha hắn, nửa bước không rời, lại còn hét vào mặt hắn. Tả chính là sợ tên tiểu tử ngươi lén chạy trốn. Đứng dưới chân thành hàng châu, nhạc phàm hồi tưởng lúc khấu phỉ dẫn hắn đi đường tắt, không khỏi thở ra. Ba lần vượt qua vách núi hiểm trở, trên đường vô số chướng ngại, thật không rõ khấu phỉ như thế nào lại tìm được con đường này. Cũng may tất cả đều đã qua Nhạc phàm cũng không quá để ý Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này Là làm sao tìm được vạn nhã nhi Để hỏi thăm tin tức Thành Hàng Châu nói lớn thì không hẳn lớn Nói nhỏ cũng không phải nhỏ Tại đây để tìm một người trong biển Người tấp nập trên đường thật khó khăn phi thường Nhưng cũng không khó Để hai người tìm được một chỗ nghỉ tạm Hai người tóc bạc Nhưng là một già một trẻ đi cùng nhau Quả thực là quái dị Tự nhiên khiến cho không ít người nhìn vào sáu ngày nữa thì đến xong tập chi nhật hán vương vũ tàng đối với người giang hồ mà nói nó có một sức dụ hoặc chết người lúc này đã có rất nhiều người trong giang hồ tụ tập tại nơi này trên trả lâu nhạc phàm cùng khấu phỉ tọa lạc tại gần lan can đang ăn sáng những người xung quanh tự nguyện tránh xa không muốn ngồi cạnh hai người hiển nhiên bọn họ đã biết thân phận của nhạc phàm biết đến hung danh của hắn việc này nhạc phàm cũng không buồn để ý vì chính hắn cũng không thích nơi hỗn tạp ồn ào lặng lặng nhìn cảnh náo nhiệt bên dưới nhạc phàm bỗng xuất hiện cảm giác tách biệt hẳn với mọi người xung quanh cách đây nhiều năm chính hắn cũng đã có tiến nhập vào thế giới náo nhiệt kia vì mưu sinh mà bôn tàu khắp trốn đâu có được cuộc sống bình đạm ngày nay cũng như chỉ trong nháy mắt hiện tại tâm tình hắn rất thoải mái không cầu chấp với kiểu hận lúc này bỗng có một loạt âm thanh uyển chuyển du dương vang đến cắt đứt sự trầm tư của nhạc phàm nhạc phàm nghe tiếng bèn ngoảnh mặt nhìn trong góc phòng có một phụ nữ mù lòa dắt theo một cô gái áo trắng đi hát rong nhìn bộ dạng hẳn là hai mẹ con bọn họ tấu một bản khúc mang theo ý tứ thật bi thương phảng phất như dốc hết tâm tình phảng phất như làm người ta rung động nhạc Phạm lắng nghe cảm thụ ý tứ hiểu ra rằng những chuyện buồn đều là hư không khúc cả đã hết không khí xung quanh có vẻ nặng nề cô gái nghe răng cười hai tay không ngừng trụm lại cảm ơn sau đó đứng lên hướng tới mọi người xin thưởng bất quá không một ai để ý tới nàng đáng thương nàng cũng là người đáng thương nhạc phàm ngẩn ra nếu cô gái kia khí chất không khác biệt với vạn nhã nhi thì sợ rằng hắn đã tiến tới rồi nhưng như thế cũng đủ làm cho nhạc phàm có hào cảm với cô gái trong lúc đó cô gái đáng thương đi tới trước mặt hai người nhạc phàm khấu phỉ cười hắc hắc nói <laughs> tiểu nhà đầu kéo đàn hay lắm đây lão phủ cho người nói trong thò tay vào trong người lấy ra một lượng bạc để vào bàn tay cô gái cô gái mừng rỡ vội vàng bái tạ nàng đang định chuyển sang nhạc phàm hốt nhiên thanh âm khàn khàn của một người truyền lại số nhà đầu lần này xem người chạy đi đâu bái đâu bắt hết hai mẹ con mù lòa nằn lại cho ta mang về phủ tra khảo một gã công tử mặc cẩm y tay cầm bảo kiếm giả bước đi đến khuôn mặt tà mị không che giấu được vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt. Thiếu nữ nọ thấy hắn hung hăng như vậy, vội vàng chạy tới chỗ mẫu thân, hai người đứng ôm nhau, vẻ mặt kinh hoàng. Lúc này, hai gã trắng đinh tiến lên, vây lấy hai người muốn động thủ, liền cảm thấy một cỗ sát khí bức đến, lập tức không dám nhúc nhích nửa phân. Tà bất kể các người có lý do gì, ai dám động đến bọn họ, giết. Tiếng giết vừa phát ra, toàn bộ gian trả lâu ngập tràn không khí chết chóc áp lực nặng nề. Người vừa nói ra đích thị là nhạc phàm. Khấu phì thật khó tưởng tượng nổi, trên người nhạc phàm lại phát tán một cỗ sát khí như vậy. Đó là một loại sát khí được hun đúc qua trăm nghìn lần, một thứ sát khí đích thực. Chỉ bằng tuổi của hắn cũng vô pháp mà có được, đặc biệt là hắn chỉ mới khoảng 20 tuổi. Hai gã tráng đình cảm thấy sợ hãi, lông tóc dựng đứng, phảng phất như người được mùi vị tử vong. Bọn chúng nhìn nhạc phàm lại đưa mắt nhìn về phía tên cầm y công tử nghe nói bạch phát đao cuồng lý nhạc phàm cũng là một người tóc bạc cẩm mỹ công tử cảm thấy áp lực vừa định hét lên bỗng thấy đối phương là một người đầu tóc bạc trắng hắn cẩn thận chăm chú quan sát một hồi không nhịn được hỏi các hạ phải chăng là người trong truyền thuyết được gọi là bạch phát đao cuồng lý nhạc phàm phỉ hắn vừa nói gì khấu phỉ vừa nghe thấy liền phun cả rượu ra ngoài cười to nói hơ, 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 trong truyền thuyết là lý nhạc phàm xem ra tiền tiểu tử nhà ngươi đã nổi tiếng hơn cả lão già này rồi hơ, hơ, hơ cẩm mi công tử sắc mặt lạnh lùng mạnh bạo nói tài hạ là khương thu trọng thiếu đương gia của nhất phẩm đường ca ca không biết ta với nàng ngân oán thế nào mà đã tùy tiện ra tay sợ là không đúng với đạo lý giang hồ sao Nhạc phàm lạnh lùng nói ta nói rồi bất kể các ngươi có lý do gì ai dám động thủ giết khương thu trọng chưa từng bị ai nói với thái độ như vậy chỉ vào nhạc phàm quát lên hôm nay bổn thế gia xem ngươi có bản lãnh gì dám coi thường nhất phẩm lên Nói xong liền hô đồng bọn cùng nhau vỏ tới. Trên lầu, Khương Thu Trọng lửa giận công tâm. Hắn tưởng rằng Hàng Châu là địa bàn của mình. Đằng sau có các thế gia chống lưng, hoàn toàn không để ý đến lời đồn đãi của Giang Hồ. Hắn cũng không nghĩ đến, ngay cả các cao thủ Giang Hồ cũng phải thúc thủ. Người này thực tế là không xem cái băng phái nhị lưu này ra gì. Nhạc phàm đang lúc buồn phiền, không muốn dây dưa, tay cầm đũa trúc phi thẳng vào Khương Thu Trọng. Vù, vù, vù khương thu trọng thấy ba cây đũa từ từ bay tới thì thầm nghĩ cái này mà cũng gọi là ám khí sao <laughs> chậm như rùa <laughs> tưởng rằng hắn có bao nhiêu cần lượng chứ Hóa ra chỉ là hư trường thành thế xem ra lời giang hồ đồn thổi vị tất đã là thật ám khí luôn nhanh chuẩn độc vậy mà nhạc phàm phóng đũa thủ pháp thật chậm rãi ở đây có không ít các nhân sĩ giang hồ ngoại trừ khấu phỉ không một ai phát hiện đầu đũa có một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt phát ra khương thu trọng chém kiếm về phía đũa trúc thân kiếm cứng như vậy mà khi chạm vào đũa trúc lại bị một cỗ lực đạo mạnh bạo hất văng ra phốc 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 ba cây đũa trúc đâm vào thân thể phá vỡ khí hải huyệt của ba người ám khí thật chậm thủ pháp thật khéo lực đạo thật quỷ dị chúng nhân thất kinh chỉ thấy đũa trúc chậm rãi từ từ phóng tới nhưng không ai né tránh kịp ba người ngã trên mặt đất vẻ mặt phức tạp vừa kinh hãi vừa khó tin trông thật thống khổ Hôm nay ba mạng người thu trọng phục tuy còn nhưng khí hải huyệt đã bị phá sợ rằng từ nay về sau không có thể luyện võ được nữa nhạc phàm mặc kệ bọn chúng hướng thẳng về phía thiếu nữ áo trắng nói các người đi mau đi hãy sống thật bình lặng nói xong lấy từ trong người ra một tờ ngân phiếu nhét vào tay cô gái rồi hướng sang khấu phỉ nói khấu tiền bối có biết nơi nào trong thành hàng châu có tổ chức mua bán tin tức không trải qua một ngày ở đây Nhạc phàm đối với giang hồ cũng có những nhận thức nhất định. Trên giang hồ có không ít các tổ chức tình báo, mua bán tin tức hoạt động, cho nên hắn nghĩ đến một biện pháp đơn giản nhất, đó là bỏ ra thật nhiều tiền để mua tin tức. Tiền, nhạc phàm lúc này không biết để làm gì. Khấu phỉ suy tư trong giây lát cởi nói, nơi này đích xác là có một tổ chức tình báo rất lớn, hơn nữa người cũng đã từng nghe nói đến tổ chức này rồi. Nhạc phàm sửng sốt, trầm trọng nói, người chính là muốn nói đến lâu thượng lâu. Đúng vậy, bất quá ha. Ta đi. Khấu vị còn chưa nói xong, nhạc phàm đã tiện tay khoảng hai lượng bạc vụn rồi phi xuống dưới lầu. Đợi nhạc phàm đi khỏi, mọi người trên lầu không ai bảo ai, tự động giải tán. Đầu năm không ai muốn chuốc lấy phiền toái vào người. Trong nháy mắt, trên lầu chỉ còn lại hai mẹ con. Đương nhiên còn có ba người Khương Thu Trọng đang nằm co quắp trên mặt đất. Thiếu nữ áo trắng không buồn nhìn ba người Khương Thu Trọng trên mặt đất, chỉ nhìn tờ ngân phiếu trên tay, sợ là phải đến hai ba ngàn lượng trong mắt xuất hiện nét cười nàng cùng mẹ xem ra đã được đổi vận rồi người mẹ gật nhẹ đầu hai người cùng rời đi tiểu tử ngươi cần phải biết mặc dù nhất phẩm đường không được coi là một thế lực nhưng bọn hắn có đường chủ khương yến liễu là con dân của âu dương thế gia một trong tứ đại thế gia đó mà khương thu trọng chính là cháu ruột của khương yến liễu vừa rồi người phế võ công của khương thu trọng không sợ Âu dường thế già tìm người gây phiền toái sao? Khấu Phỉ vừa đi vừa thao thả bất tuyệt, nhạc phàm phiền não nói: khi người giết người, liệu có hỏi đối phương rồi mới động thủ hay không? Khấu Phỉ nhất thời dừng suốt, rồi lập tức cười to nói: ha ha ha, không sai, lão phủ muốn giết đại cũng chẳng quan tâm đến bối cảnh của hắn, giết rồi ăn nói: ha, ha ha, tiểu tử ngươi thật có ý tứ, lão phủ càng ngày càng thích ngươi, ha ha ha. ha. nhạc phàm không nói gì băng qua một con đường nhỏ nhạc phàm đột nhiên dừng lại kinh ngạc nhìn về phía trước là bọn hắn bọn hắn sao lại ở đây nhạc phàm ngạc nhiên rủa thầm hải tiền ngu dốt các ngươi không biết chết sống là gì ngang nhiên đến hàng châu hừ nhìn theo ánh mắt của nhạc phàm nhìn thấy phía trước có ba nam một nữ chính là long tuấn đinh nghị với ai khác bất quá khấu phỉ không nhận ra ai thấy vẻ mặt nhạc phàm đầy phẫn nộ khấu phỉ nghi hoặc hỏi người nhận ra bọn chúng à là bọn chúng thiếu người tiền à? Hay là lừa gạt ngươi? Quản bọn chúng làm chi? Chúng ta đi thôi. Nhạc phàm cắn răng, nhìn chừng chừng về phía trước, rồi dễ sang hướng khác bỏ đi. Long Tuấn tinh thần cảm thấy một cỗ hàn ý, quay ngoắt đầu nhìn lại, ngoại trừ người qua lại, cũng không phát hiện ra điều gì. À Tuấn, ngươi làm sao đó? Đinh Nghị tò mò hỏi. Long Tuấn nhìn ngược nhìn xuôi nói. Tiểu Đinh Tử, ngươi vừa rồi có vắt giác có người đang nhìn chúng ta không? Người nói vậy ta cũng có cảm giác đó chẳng lẽ có người tới bắt chúng ta sao? Đinh Nghị cũng nhìn quanh hai bên. Chu Tam tỏ ý không vui nói. Tốt lắm, các người nói sẽ theo bảo vệ ta an toàn. Bây giờ ngược lại chỉ thấy các người sợ bóng sợ gió. <laughs> hai người bọn Long Tuấn xấu hổ mặt đỏ lên. Chu Phượng thấy vậy thì mềm lòng nói đỡ. Tỷ tỷ đừng nói vậy, chúng ta không phải là không sao à? À à, đúng vậy, đúng vậy. Đinh Nghị cũng phụ họa theo. Hừ. <laughs> à... Băng qua mấy ngã tư, Khấu phỉ rốt cuộc cũng dừng lại nói, xem ra trí nhớ ta cũng không tệ lắm, tới rồi. Nhạc Phạm ngước đầu nhìn lên, phía trước là một tòa lầu cổ kính, đã sầm tối, trong lầu có rất nhiều các cô gái xinh đẹp, rực rỡ ra vào đón tiếp khách giang hồ. Hai bên trái phải có tấm biển viết đôi câu trong kinh thượng thư. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, thiên cổ nhất tú tẫn phòng lưu. Tạm dịch là núi ở trên núi, lầu trên lầu phong cảnh nghìn năm thật phong lưu. Ở giữa có ba chữ túy hồng lâu. Nơi này là lâu thượng lâu, nhạc phàm hơi khó hiểu. Cho dù không biết sự việc ra sao, nhưng người chắc cũng nhìn ra đây là một thanh lâu mà. Người ngạc nhiên cái gì, đây là một chi nhánh của lâu thượng lâu tại Hàng Châu đó. Người không tin nơi này tin tức tình báo là nhanh nhất sao? Mọi hạng người đều đến nơi này, vì vậy tin tức tại chỗ này là phát đi nhất đó. Khấu phỉ thở ra một hơi nói à hiện tại thì ta đã biết Nhạc phàm vừa định bước vào thì khấu phỉ vội vàng ngăn lại nói tiểu tử người có tiền không nếu không có thì đừng vào ta không dọa người đâu nhưng như người chồng lão phù đi lão phù không có tiền tay cò lại bộ dạng của khấu phỉ trông rất hoạt kê Nhạc phàm gật đầu cười nói ta bây giờ có rất nhiều tiền đột nhiên hắn nhận ra lão nhân này kỳ thực cũng là người có ý tứ sảnh đường thật là huyên áo Nhạc Phạm không thể nghe thấy gì, nhắm thẳng vào trong mà đi tới. Ta muốn tìm lão bàn của các ngươi để mua tin tức. Nhạc Phạm tìm được một gã hầu bàn, trực tiếp nói ra điều mình muốn. Gã hầu bàn nhất thời ngẩn ra, rồi lại phì cười. Nhạc Phạm tóc trắng áo trắng trông rất là bắt mắt, lập tức có người nhận ra hắn. Hắn là Lý Nhạc Phạm. Một tiếng hét kinh hãi phát ra, không khí trong thành lâu trở nên an tĩnh dị thường, mọi người khẩn trương đứng dậy. Hắn đến đây làm gì? Không phải hắn đến lâu thượng lâu báo thù sao? Hắn thật điên quá rồi, chẳng lẽ. Mọi người trong đại sảnh đều đưa mắt đánh giá Nhạc Phàm, nhưng không một ai nghĩ đến việc bỏ đi, bởi vì bọn họ hiểu được cái giá phải trả khi dám tìm đến cửa lâu thượng lâu. Với lại, không phải đây là một sự kiện vô cùng thú vị sao? Ngay lúc đó, một thiếu nữ xinh đẹp thanh tú từ trên lầu chậm rãi đi xuống, trông nàng thật yếu nhược, không giống với người học võ chút nào. Nữ tử nhìn Nhạc Phàm, bên cạnh là Khấu Phỉ hai mắt sáng ngời, điệu bộ cùng kính nói. Tiểu nữ là Hồng Lâu, chủ sự nơi này, chẳng phải đao sĩ khấu tiền bối sao? Chính là Lão Phu, khống phì gật đầu đáp. Ồ, xung quanh ổ lên, thập đại cao thủ không phải muốn là gặp, mọi người thật là may mắn, lần này đi thanh lâu thật là không uổng à. Đào sĩ tâm tính rất khó lường, tuyệt không vô duyên vô cớ đến đây, chẳng lẽ hắn đến đây là vì tên tiểu tử Lý Nhạc phàm này? Nếu thật sự là như vậy thì không hay rồi nếu không phải... Trong lòng không ngừng suy nghĩ, Hồng Lâu mỉm cười nói, Đạo sĩ tiền bối hôm nay đến đây, không phải là gây phiền toái cho tiểu nữ đấy chứ. Ha ha ha! Khấu phỉ nghe vậy thì cười lớn, thanh ngầm rung trời, lâu cát cũng như bị tiếng cười làm cho rung chuyển. Nội lực thật thâm hậu, mọi người kinh hãi, thập đại cao thủ quả nhiên là danh bất hư truyền. Khấu phỉ ngưng cười nói, Hờ, bé con, ngươi không cần phải dùng lời để khích ta, lạ phù hành tẩu giang hồ bao năm nếu muốn động thủ không phải vì một hai câu nói của ngươi mà dừng lại suy nghĩ trong lòng bị nhìn thấu hồng lâu cũng không bận tâm ngược lại cười tươi hơn nét cười càng thêm giả tạo tuy nhiên khấu vì cao giọng không chút quan tâm nói tuy nhiên hôm nay ta tới là để dẫn đường cho tiểu huynh đệ này không có ý gì khác được rồi các ngươi bản việc của các ngươi đi đừng bận tâm tới ta Người đâu mang cho ta rượu ngon cùng đồ nhắm thượng hạng Ừm, có người trả tiền rồi. Tiếp theo, lão tùy tiện kiếm một chỗ trống ngồi xuống, tay tháo đại đao trên lưng đặt xuống một bên. Tiểu Tê không dám tự tiện làm chủ, vì vậy nhìn sang phía Hồng lâu. Hồng lâu chợt bừng tỉnh, hé miệng cười nói: "Khấu tiền bối có thể tới địa phương nhỏ bé này, quả là phúc khí của chúng ta, nào dám nhận tiền của tiền bối chứ? Các người nhanh chuẩn bị rượu ngon cùng đồ nhắm hảo hạng khoản đãi tiền bối." Câu này là nói với Tiểu Tê đang đứng ở sau lưng. "Vâng." Quay đầu hồng lâu biến sắc mặt hướng về nhạc phàm lạnh lùng hỏi lấy nhạc phàm không ngờ ngươi cũng dám tới đây chẳng lẽ còn muốn quay lại trả thù sao Chớ nghĩ rằng có được một chút danh tiếng thì muốn làm gì cũng được lâu thường lâu không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu e rằng ngươi còn chưa đủ bản lĩnh nói xong cười khinh thường Hừm. nhạc phàm hừ lạnh một tiếng nói người biết mệnh ta biết tâm việc đó sau này ta nhất định đòi lại nhưng không phải bây giờ hôm nay ta muốn mua tin tức của lâu thường lâu các ngươi mua tin tức hồng lâu ngẩn người nhìn nhạc phàm đầy nghi hoặc thấy hắn phục trang như vậy dáng dấp không giống với người có tiền hồng lâu lại chuyển mắt sang hướng khấu phỉ thấy lão không tỏ vẻ gì tâm trạng dần khá hơn dù sao khấu phỉ đã có nói trước thân là bạch đạo thập đại cao thủ đã nói ra sẽ không nuốt lời hồng lâu thản nhiên nói nơi đây có quy củ nơi đây người muốn mua tin tức không phải là không thể nhưng hiện tại thân phận ngươi có chút đặc biệt cho nên ngươi muốn mua tin tức thì cần phải dùng thực lực nói chuyện. Hôm nay có khấu tiền bối tại đây, ta tự nhiên sẽ không khó dễ nhà ngươi. Bất quá không phải lần nào ngươi cũng đều may mắn như vậy. Thâm tâm mọi người xung quanh đương nhiên hiểu cho rằng, nhạc phàm hiện tại tuy danh tiếng có nổi lên, nhưng so ra không hơn được người như khấu phỉ lão tiền bối. Tất cả bọn họ từng thực sự đối diện nhạc phàm, đồn đãi, vĩnh viễn cũng chỉ là đồn đãi, chỉ có khấu phỉ là không ngừng cười thầm. Nhạc phàm ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào hồng lâu, nguyên do hôm nay tới để nghe tin tức của nhã nhi nào ngờ đối phương nhiều lần gây trở ngại trong lòng lo lắng bảo hắn không giận sao được hồng lâu lạnh cả xương sống ngấm ngầm lùi ra sau một bước bài trận theo tiếng kêu khẽ của hồng lâu chín đạo nhân ảnh hạ xuống đại sành vây lấy nhạc phàm vào giữa kiếm phong cũng theo đó mà hướng vào cửu tinh phá hồn trận khó trách lâu thường lâu có thể ngang nhiên tồn tại trong giang hồ nhiều năm mà không suy chuyển nguyên lai là dựa vào trận pháp chống đỡ Khấu vì cả kinh, dù sao cũng là lão tiền bối kiến thức rộng lớn, liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của trận pháp này. Hơn 200 năm trước, giang hồ trải qua một lần hỗn loạn. Một bọn người thần bí ẩn hiện trên giang hồ, dùng kiều tinh phá phồn trận, chinh chiến tứ phương, cơ hồ bất cả chiến bại, có thể thấy trận pháp này lợi hại cỡ nào. Đương nhiên, Khấu Vĩ nhất định không tin rằng thế lực lâu thượng lâu như vậy mà chỉ cất giấu có một bộ kỳ trận Nghĩ đến đây, khấu phỉ không nhận được, lo lắng cho nhạc phàm, liền đứng lên. Trận pháp Nhạc phàm trong lòng cười lạnh. Hắn tuy không nhận ra bộ trận pháp này, nhưng hắn biết rất rõ kỳ môn chi đạo. Vạn biến không rời nguyên lý đó. Hơn nữa, hắn thân hoài tinh thần quyết, đương nhiên là không sợ kiếm trận của đối phương. Lên Một tiếng hạ lệnh, chín người đồng thời nhắm hướng nhạc phàm vọt tới. Thoạt đầu tựa như là vị trí hỗn loạn, nhưng huyền diệu phi thường, phong bế mọi góc độ của nhạc phàm. Đỉnh đầu, mặt, cổ họng, hai vai, tim, phổi, đan điền, dưới chân. Hả? Nhạc phàm vẫn chưa ra tay. Bước mấy bước né tránh liên tục, vừa khéo tránh khỏi công kích của lưỡi kiếm. Vù, vù, kiếm vong rạch vào khoảng không, chiêu nào cũng vô cùng hiểm độc. Thiên kỳ, Bắc minh, hỏa diệu, trung su, thủy minh, nhất phồn. Nhạc phàm thân mình biến đổi trong trận qua lại như thòi đưa, tự nhiên như thường, không chút gò bó hay câu thúc. Mặc dù hắn chưa ra tay, nhưng cũng làm cho mọi người tại nơi này chấn động. Xung quanh đều là những người trong giang hồ, tự nhiên nhìn ra sự lợi hại của kiếm trận. Nếu là bản thân bị vây khốn trong kiếm trận như thế này, thì chắc chắn là hết đường sống. Còn như Hồng Lâu đứng một bên, thì càng biết được uy lực của kiếm trận, trong mắt càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhạc Phàm quan sát một lượt, không khỏi ngấm ngầm gật đầu. Trận pháp này sắc bén như thế, chỉ có ở bên trong mới có thể cảm thụ được uy lực chân chính của nó. Liền biên bất tuyệt, tương hỗ bổ trợ, không hề tìm ra một chút sơ hở nào. Nếu nhạc phàm không hiểu được kỳ môn chi thuật, sợ rằng đã thương tích đầy mình rồi. Khấu phỉ thấy vậy thì bình tâm trở lại, không lo lắng nữa, mà bản thân quay ra nhấp một ngụm rượu ngầm tán thưởng. Một lúc lâu sau, nhạc phàm đã hết kiên nhẫn, lật tay rút một côn bên hông ra, xuất thủ kinh nhân. Loạn kích thức, phá. Nhạc phàm quát to một tiếng, khí thế bùng phát, mái tóc bạc tung bay, tựa như thần ma xuất thế chỉ thấy nhạc phàm chợt như có nghìn cánh tay chân nhanh như gió nhất thời côn nảnh đầy trời trùm vào chín người bóng trắng chớp lên chín người cảm thấy một đạo kinh lực mãnh liệt xuyên qua thân kiếm truyền thẳng vào cánh tay đã không thể cầm nổi chuôi kiếm chín thanh kiếm sắc bén cắm phập xuống đất phát ra tiếng vù vù phụt 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 máu tươi văng tung tóe dài trên nền đá làm cho cả mặt đất trở nên nhiễm hồng tựa như hoa nở rực rỡ chín người ngã lăn xuống đất chỉ còn nhạc phàm một mình đứng giữa sân chấn động. Trên đại sảnh trong nhà im lặng như tờ, phảng phất như đám chìm trong một kích thần kỳ của nhạc phàm. Hay, một đao thật uy lực, chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của tiểu tử này? Khấu vì cổ họng nghẹn lại, không dám nghĩ tiếp, lão trong lòng âm thầm so sánh. Bản thân mình nếu trong kiểu tinh phá phồn trận, cho dù có thể phá trận, nhưng e rằng không thể nhẹ nhàng như nhạc phàm được. Ta muốn mua tin tức. Nhạc phàm đi tới trước mặt hồng lâu thản nhiên nói, Tuy nhiên, dù ai nghe được cũng đều thấy lửa giận trong giọng nói của hắn. Hồng Lâu nghe tiếng thì bừng tỉnh, thần sắc phức tạp. Trong con mắt nông cạn của nàng thì kiếm trận đó đã là vô địch, mà vẫn bị phá lại còn do một gã mà mình không có để vào mắt đánh bại. Hồng Lâu không thể tiếp nhận, ít nhất là sự kiêu ngạo trong lòng đã khiến cho nàng không thể chấp nhận thua. Thái độ biến đổi, Hồng Lâu chuyển sang một vẻ mặt tươi cười mê hồn, hờn dỗi nói người muốn mua tin tức cũng được thôi nhưng phải trả lời ta một vấn đề trong nhà mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hồng lâu thể hiện dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp như thế thành ầm mê hoặc mê mại cùng vẻ mặt làm cho người ta không khỏi lòng hưu vượn nhạc phàm nhíu mày hỏi người muốn biết cái gì hồng lâu nhích sát thân mình vào nhạc phàm ánh mắt mịt mờ đắm đuối ôn nhu nói nhạc phàm người nói ta có xinh đẹp không người rất đẹp là nhiếp hồn đại pháp Khấu vị nhận ra thì khí tức có chút cổ quái, Nhếp hồn đại pháp chính là một loại dị thuật dụ hoặc hồn phách con người. Nhà phàm trả lời không tự nhiên, khiến Hồng Lâu trong lòng thầm đắc ý. Nam nhân quả nhiên đều một loại giống nhau, ha. Không ngờ, Hồng Lâu đang muốn vẫy tay cho thủ hạ hành động thì tay của Nhạc Phàm đã bóp chặt cổ của nàng, hắn lạnh lùng nói: "Tuy nhiên, chỉ có bằng hữu mới có thể gọi thẳng tên của ta, mà ngươi thì không phải." Một tiếng thét lớn, trong đầu hồng lâu phảng phất như bị nổ tung cực kỳ khó chịu à phun ra một ngộm máu cả người hồng lâu liền nhũn ra nếu không có nhạc phàm giữ cổ sợ là lập tức ngã xuống rồi lúc này nếu nhạc phàm dùng nửa phần lực đạo khẳng định hồng lâu sẽ ngọc nát tan hương vù vù một luồng trưởng phong đột nhiên ập tới phía sau nhưng nhạc phàm không nhúc nhích một bước chẳng lẽ người dám à Hừ hư lệnh một tiếng khấu phì nhảy vọt lên đi sau tới trước đứng ở phía sau lưng nhạc phàm bùng song trưởng giao nhau phát ra một tiếng nổ vang khấu phì thân mình khẽ rung phiên đá dưới chân vỡ tan người đánh lén trên không bắn ngược lại hai vòng hạ xuống lùi lại về sau mấy bước ha 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 hảo công phu khấu phì sướng khoái cười một tiếng đang định tiếp tục tiến tới người vừa đến hô to ngăn cản thành ngầm thay thế ê đợi một chút lão tân hồng loan là trưởng lão lâu thượng lâu vừa rồi đã đắc tội thân ảnh dừng lại người vừa tới thì ra là một vị lã phụ nhân khuôn mặt đầy những vết nhăn xem ra chuyến này không được đánh rồi khấu phỉ mất hứng cười nhẹ ngồi xuống trở lại nếp nhăn trên mặt hồng loan giãn ra bà ta quay sang nhạc phàm nói vẻ thành khẩn tiểu huynh đệ quả nhiên là cao cường do tiểu nhớ đầu này không hiểu chuyện nên đã chịu thiệt thòi nhưng vì nàng ta mới xuất đạo không lâu có chỗ đắc tội mong được lượng thứ nhạc phàm không thèm lý gì tới hồng loan mà quay về phía khấu phỉ hỏi tiền bối trên giang hồ, có đúng rằng nếu không giết người sẽ bị người giết. Nữ nhân này vừa rồi đã dùng tinh thần chân lực công kích ta. Bây giờ nếu tài hạ giết nàng cũng không có quá đáng phải không? Không sai, đúng vậy. Khấu phỉ phối hợp rất đàn ý. Hồng Loan mặt biến sắc vội vàng nói. Đợi một chút, các hạ muốn như thế nào cứ việc nói thẳng ra, chỉ cần lão thân làm chủ được nhất định sẽ đáp ứng. Nhạc phàm thản nhiên nói. Tài hạ muốn xem mạng của nàng ấy có đáng tiền không? Hôm nay tính mạng của nàng ta đã nằm trong tay tài hạ. Nói khác đi là tại hạ cũng đã có tiền. Vậy tại hạ muốn dùng số tiền này để đổi một ít tin tức. Chúng nhân sửng sốt. Đúng là lý lẽ kỳ quái. Tuy nhiên bên trong lại có chút đạo lý. Người cứ nói. Hồng Loan nghe nói là chỉ muốn mua tin tức. Âm thầm thở ra một hơi. Dù sao đã mở cửa thì phải buôn bán. Ta muốn biết việc của Lưu Thủy Thôn năm đó. Thêm nữa là tin tức hiện tại của những người còn sống. Cái gì? Hồng Loan cả kinh. Nguyên do mà ta tưởng rằng đối phương lần đầu tiên tới đây có hỏi cũng không khó lắm. Ai dè nhạc phàm rất là tỉ mỉ, một lần hỏi đã điểm vào tử huyệt. Phải biết rằng, năm đó khi thu tập tin tức này, tổ chức của họ đã mất không ít tinh lực. Thôi được, người đi theo lão thân. Suy đi tính lại, Hồng Loan đành đáp ứng. Đêm khuya, trong khách sạn bằng lai tại thành Hàng Châu. Long Tuấn, Đinh Nghị, sau khi ăn cơm xong, liền cùng bọn Chu Tam các nàng nói chuyện phiếm. Người nói sư phụ sẽ đến sao? Chúng ta đã ở thành Hàng Châu hai ngày rồi. Thành âm thô giáp, người nói chính là Đinh Nghị. Lòng Tuấn đáp, người thì biết cái gì, sư phụ chắc chắn sẽ đến. Chu Tam nói, sư phụ các người thật là thích chúc lấy phiền toái, bây giờ cơ hồ cả thiên hạ đều truy nã hắn. Người không được phép nói sư phụ bọn ta như vậy. Lòng Tuấn, Đinh Nghị bực mình cả giận nói. Chu Tam hiểu rõ tâm tính hai người này, cũng không lấy làm lạ, vừa cười giễu cợt vừa nói. Được đỡ được, ta chúc sư phụ các người thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. <laughs> Chu Phượng cười một trận vui vẻ. Từ khi tin tức Lý Nhạc Phạm có đồ đệ đi theo chuyển ra, mấy ngày nay dọc đường bọn họ đã gặp không ít phiền phức. Long Tuấn cơ chí nhanh nhẹn, đinh nghị mộc mạc quả quyết, Chu Tam cẩn thận trầm ổn, Chu Phượng chân thật tự nhiên. Bốn người trải qua một đoạn đường, nhất là Long Tuấn và Đinh Nghị đã đỡ một đạo ám khí cho Chu Tam các nàng khiến cho địa vị hai người trong mắt các nàng nhất thời đề cao không ít. Quan hệ qua lại đã trở nên an ý, chỉ là ngoài miệng đôi khi đùa bỡn. Những ngày sau này có ám long tứ xứ bảo vệ, chỉ có chút sợ hãi chứ không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên vì việc này mà bọn Long Tuấn hai người không ít lần bị Chu Tam trách móc kể lể. Nếu so với nhạc phàm bị cảnh đầu rơi máu chảy truy sát, bọn họ đáng ra nên tạ ơn trời đất mới phải. Một lúc sau, bốn người tự động trở lại phòng mình. Long Tuấn đang thắp đèn, đột nhiên có cảm giác có gì đó không đúng, hắn cảnh giác quay sang Đinh Nghị bên cạnh, nghiêm giọng hỏi: "Tiểu Đinh, đã có người vào phòng chúng ta?" Đinh Nghị nhìn khắp nơi nhưng không có phát hiện gì, đột nhiên: "Này, A à, Tuấn, ngươi xem, trên bàn có một bọc quần áo." Long Tuấn run lên, lập tức mở ra xem. Đập ngay vào mắt đầu tiên là một tập ngân phiếu dày, không cần mở đếm thì cũng biết cũng phải tới mấy ngàn lượng. Tuy vậy, hai người tuyệt không có cảm thấy mừng rỡ đinh nghị nghi hoặc hỏi là ai mà lại hào phóng như vậy có thể đem nhiều tiền cho chúng ta thế cộc long tuấn cốc cho hắn một cái thật mạnh mắng người thật ngu ngốc trên đời này ngoài sư phụ còn có ai tốt với chúng ta như thế đang không lại cho tiền chúng ta đinh nghị xoa xoa đầu ấm ức hỏi sư phụ tại sao lại không tới gặp chúng ta long tuấn bặm môi hạ giọng đáp sư phụ hiện tại bốn bể thọ địch người không muốn liên lụy chúng ta cho nên Ai, à, quên đi, người đã bảo chúng ta không giúp được gì rồi mà. Hay là trước tiên xem sư phụ để lại gì cho chúng ta đã? Nhấc ngân phiếu ra, bên dưới hiện ra truy hồn kiếm phổ, ngũ độc mật truyện, ám thứ tầm giám, phong tưởng tái thiểm, bao nhiêu là bí kíp, nằm dưới cùng là một quyển sách mỏng, rõ ràng giấy còn mới. Lòng Tuấn vừa mở ra xem, chính là ghi chép lại đồ hình thân thủ võ học do nhạc phàm sáng tạo, bên trong còn có kẹp một bức thư. Lòng Tuấn định Nghị Các người hai người đều là những hài tử kiên cường. Ta tin tưởng các người nhất định có thể tự mình sáng tạo một mảnh trời riêng. Các người tuy gọi ta là sư phụ, nhưng ta đã không làm tròn trách nhiệm của người thầy. Con đường phía trước hung hiểm, ta phải đi một mình. Sau này có thể không còn gặp lại các người nữa. Điều duy nhất bây giờ ta có thể làm đó là chỉ dẫn cho các người phương hướng của con đường phía trước. Qua nhiều ngày nỗ lực, được một vị tiền bối chỉ điểm. Rốt cục ta đem một thân sở học tất cả ghi vào trong sách. Ta hiểu các ngươi từ nhỏ cơ cực, học hành không được nhiều. Vì vậy đã đem nội dung trong sách viết hết sức đơn giản cho hai người các ngươi có thể lĩnh ngộ. Mặt khác, ta lưu lại cho các ngươi mấy quyển bí kíp để trên đường võ học sau này lấy làm tham khảo. Các ngươi phải nhớ kỹ, con đường võ học phải tự mình khai sáng. Chỉ có võ học thích hợp với bản thân mình mới là tốt nhất. Hy vọng sau này các người có thể hiểu rõ ý nghĩa thực sự trong lời nói này của ta. Người phải tự hiểu mới biết yêu quý bản thân, phải có tự tôn mới có thể tự cường. Đường ra mở mịt, đi đâu, về đâu. Lý Nhạc Phạm viết, giờ tí, ngày 28 tháng 9. Là viết từ 7 ngày trước, Long Tuấn đọc xong, khóe mắt hai người đã ươn ướt. Những nét chữ thản nhiên không chỉ mang theo thật nhiều quan tâm, yêu thương cùng cổ vũ khích lệ mà còn có chờ đợi và hy vọng. Đây là lần đầu tiên trong đời trên người bọn chúng mang theo sự kiên nghị cùng hy vọng của người khác. Từ nay về sau, cuộc sống của hai người không còn là vô nghĩa nữa. Không, ta không muốn. Đinh Nghị lầm nhầm. Người không thể bỏ rơi chúng ta. Người không thể. Sư phụ. Hắn hét lên thất thành rồi chạy vụt ra cửa. Long Tuấn trực tỉnh cũng chạy vội theo ra ngoài. Sư phụ, Sư phụ, người ra đi. Thanh âm của hai người thật thảm thiết, làm kinh động mọi người đang nghỉ ngơi bên trong khách sạn. Chu Tam là người đầu tiên chạy tới bên hai người, thấy bọn họ thần sắc hoảng hốt, vội vàng hỏi, tiểu tử thối, có phải đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Chu Phượng cũng vừa tới, nét mặt lộ vẻ quan tâm chăm chú. Sư phụ đi rồi, sư phụ đi mất rồi. Long Tuấn cắn chặt môi, máu tươi bật ra từ khóe miệng. Cái gì? Chu Tam cả kinh, nhưng ngay lập tức nàng đã minh mạch. Sư phụ, người ra đi, người ra đây đi, à. Sư phụ, người không được đi, không được bỏ rơi chúng ta. Hai người vọt lên đường, vừa tìm kiếm vừa kêu gào khắp mọi chỗ. Những người bị làm kinh động dần dần tụ tập xung quanh. Chu Tam, Chu Phượng chưa bao giờ chứng kiến bọn Long Tuấn hai người điên cuồng như thế, không hiểu sao trong lòng hai nàng lại có chút khó chịu. Chu Phượng tiến lên, kéo Long Tuấn, an ủi. À Tuấn à, ngươi tỉnh lại đi, sư phụ ngươi đã đi rồi người có kêu gào như thế nào hắn cũng không quay lại đâu thối lắm long tuấn gầm lên đầy chú phượng ra quát sư phụ nhất định vẫn còn quanh đây ta nhất định phải tìm bằng được người người tránh ra cho ta mau tránh ra bốp chú tam thẳng tay tát long tuấn một cái thật mạnh xung quanh nhất thời yên lặng trở lại chú tam phẫn nộ nói chẳng lẽ các ngươi còn không rõ nếu như thực lực sư phụ các ngươi không muốn thấy các ngươi các ngươi làm như vậy có thể gặp được sao lại còn nổi cuồng nổi giận không chịu tập luyện bản lãnh cho tốt rồi sao mới đi tìm sư phụ. Bịch. Long Tuấn khuỵu chân mặt đất, hai mắt vô thần, miệng lẩm bẩm. Người có biết hay không, chúng ta không sợ chết, cái gì chúng ta cũng không sợ, người hiểu không, sư phụ? Long Tuấn ngẩng mặt lên trời hét to một tiếng, nước mắt rơi xuống. Đinh Nghị cũng khuỵu trên mặt đất, một tay nên nắm chặt bả vai Long Tuấn. Sư phụ, người biết, người biết mà. Người biết, nhưng người không thể, Tình cảnh thương tâm như vậy lây lan ra cả mọi người xung quanh. Ai cũng đều than nhẹ. Chu Phượng tiến lên, lặng lẽ nắm lấy tay của Đinh Nghị. Đinh Nghị cảm thấy một luồng cảm giác ấm áp vỗ về an ủi, tinh thần dần dần, dần bình phục, khẽ quát. A à, Tuấn, chúng ta phải mạnh mẽ lên, phải thật mạnh mẽ lên. Trở nên mạnh mẽ, Long Tuấn lẩm bẩm, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Sư phụ, chúng ta đi. Long Tuấn trong thâm tâm hiểu rõ thực lực của mình vẫn còn quá yếu, Tại giang hồ có lẽ chỉ tính vào hàng nhị lưu. Vì vậy trong lòng đưa ra quyết định sẽ cùng Đinh Nghị kiếm một địa phương hẻo lánh, dốc sức tu luyện, đợi khi có thực lực rồi sẽ trở lại tìm kiếm nhạc phàm. Ai, các người phải đi thật sao? Bên trong phòng khách sạn, chú Tam thấy hai người Long Tuấn tu xếp hành trang, tự nhiên trong lòng cũng không muốn chia tay. chu Tam than nhẹ, làm cho Long Tuấn trong lòng khẽ run lên, bản thân mình sao nỡ chia tay được, nhưng... Đinh Nghị cũng vậy, không dám nhìn thẳng vào mắt chu Phượng, sợ rằng bản thân mình sẽ không nỡ rời đi. Bây giờ chúng ta lên đường, sau này chắc chắn sẽ trở lại. Long Tuấn trở lại dáng vẻ bình thường, chăm chú nói. Chu Tam hỏi, thế bao giờ các ngươi trở lại? Ta còn chưa biết. Ta, Chu Tam định nói gì đó lại thôi, vẻ mặt ngoại trừ một chút nữ tính, còn có sự bình tĩnh và trầm ổn. Bốn năm, các nàng có thể chờ bọn ta bốn năm không? Long Tuấn ngầm hạ quyết tâm. Trầm mặc trong giây lát, Chu Tam đáp nếu người muốn tìm ta thì cứ tới cẩm tú sơn trang tại kinh thành nói lời từ biệt cuối cùng thì cũng phải ra đi tình cảm không nói nhưng lòng thầm hiểu long tuấn và đinh nghị xốc lại hành trang trên lưng dứt khoát lên đường tỷ bọn họ có quay lại không ta tin rằng bọn họ sẽ thành công ừ. ta không nỡ xa gã ngốc đó ờ ừ, ta cũng không muốn xa bọn họ phía đối diện bằng lai khách sạn một thân ảnh nhỏ bé phía xa xa từ từ hiện rõ dần người này chính là nhạc phàm nếu đã không đỡ, vì sao vừa rồi không ra gặp chúng một lần? Khấu vị từ phía sau đi tới. Bọn chúng phải đi con đường riêng của mình. Còn ta thì đang trên một con đường không thể quay lại. Nhạc phàm hờ hững đáp. Bọn chúng đều là những hài tử ngoan. À, chỉ là tạo hóa thật là trêu người. Khấu phỉ than thở. Lúc nhạc phàm từ túi hồng lâu bước ra, đã biết sự việc phát sinh tại lưu thủy thôn 4 năm về trước. Phụ thần đã chết, Vạn tiên sinh cũng đã chết. Hai người thân thiết nhất đời mình đã qua đời. Hắn phẫn nộ, nhưng không xúc động. Hắn tỉnh táo, nhưng rất đau lòng. Sống và chết đối với nhạc phàm mà nói, không làm hắn bận tâm. Nhưng bản thân hắn bây giờ có còn gì nữa? Hiện tại biết được tin tức của Vạn Nhã Nhi là kỳ vọng duy nhất của nhạc phàm. Báo thù là một đoạn đường đầy gian nan, là con đường ngập tràn máu và nước mắt. Nhạc phàm sớm đã hiểu điều đó, cho nên hắn buông xuống mọi việc mới có thể đi làm việc mà mình muốn làm nhất. Tiền bối, ta còn muốn tới một chỗ. Ta đi cùng với người, khấu phỉ vội nói. Ta đã nói rồi, trước khi chưa xò đào, ta sẽ không rời người đâu. Nhạc phàm hiểu khấu phỉ quan tâm tới mình, cũng không trách, gật đầu nói. Vậy chúng ta đi thôi. Ngoài thành Hàng Châu, một người vác một cái bao lớn đang phi hành như bay. Người này thân vận cẩm y vô cùng sang trọng, lại dùng khăn đen che mặt, không thấy rõ diện mạo. Chạy tới một nơi xa xôi hẻo lánh, người che mặt nhìn quanh quất bốn phía không phát hiện gì, liền nhằm một nơi vắng vẻ chạy lại, thật là thần bí. Nhô hụp mấy cái, hắn đã tới bên ngoài một ngôi miếu đổ nát. Miếu này có tên là Long Tổ, xây dựng từ những năm đầu nhà Minh, có ý là nơi khởi điểm ban đầu của dòng, đã trải qua hơn 200 năm nắng mưa sương gió, chỉ có điều nơi này tương đối hẻo lánh trước đây từng có người ở, không ngờ hôm nay lại trở nên hoang phế như vậy. Kẻ che mặt tiến vào bên trong miếu, sau khi thả cái bao lớn xuống, lấy tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Hắn cảnh giác đưa mắt dò xét tứ phía một lượt, tường long ngói lở, mạng nhện dài đặc. Trong gian thờ còn có một pho tượng Phật bằng đất, bị cụt mất một tay. Rõ ràng đã rất lâu không có ai qua lại nơi này. Kẻ bịt mặt trong lòng đắc ý, Nhìn về phía pho tượng Phật bằng đất đang ngồi Khinh thường nói Phật thì đã sao Bàn công tử hôm nay tại trước mặt người Sẽ làm việc này Xem người có thể làm gì ta nào <laughs> Nói xong lập tức mở cái bao lớn Bên trong có một nữ nhân xinh đẹp đang nằm Khuôn mặt hồng nhuận Nhưng bị hôn mê bất tình <laughs> Thử có bao nhiêu mùi vị nữ nhân rồi Mà chỉ cái này mới là cực phẩm thôi Cái gì mà là tà tông thánh nữ Bàn công tử sẽ làm cho người Sướng khoái hơn cả tiền nữ kẻ che mặt đem nữ nhân đặt lên chỗ bằng phẳng trên bệ thờ, nhanh nhẹn tuột dây đai màu xanh lục của nàng ta ra. Trong mắt hắn dầm quàng đại thịnh, khua khoáng hai ba cái, đã cởi bỏ áo mình vứt xuống. Cuối cùng bàn tay ma quỷ hướng về thân hình thiếu nữ lần mò. Sục sinh! Một tiếng quát nhẹ truyền tới, làm cho kẻ che mặt tưởng như có sấm nổ bên tai. Không hay! Thấy sự tình đã bại lộ, hơn nữa người tới võ công cao cường, kẻ che mặt sinh ra chùn bước nhụt trí, vừa định phá cửa sổ đào tàu thì người kia đã hạ xuống bên mình hắn. Bụp, bụp, bụp. Người vừa tới bản lĩnh cao cường không thể tả, kẻ che mặt lập tức bị chế trụ đến cơ hội xuất thủ cũng không có. Chỉ còn ánh mắt sợ hãi nhìn vào đối phương, lạp bạp nói, là hậu, lão là đa di. Si. Người này kiến thức cũng rất khá, thoáng nhìn liền nhận ra là khấu phỉ. Hắn còn chưa hoàn hồn, nhạc phàm đã từ phía sau đi tới. Nguyên lai, Nơi này chính là chỗ mà năm đó Lệ Vân đã cất giấu Ngọc Phật. Có chăng là tại nơi đây đã sớm chả còn một ai. Nhạc phàm cùng khấu phỉ tới đây, may mắn đúng lúc thấy được màn kịch vừa bắt đầu hành động. Hành động hèn hạ bị ổi như thế, làm sao không khiến cho người ta cầm giận cho được. Nhất là khấu phỉ, mặc dù lão cũng một lòng say mê võ học, nhưng cũng không phải là một loại không hiểu chuyện đời. Trên đời này, lão căm hận nhất là hai loại người, một là loại không chịu so đao cùng với lão, một loại khác chính là dâm tặc trên giang hồ. <laughs> đáng chết. Một tiếng hừ giận dữ, bàn tay của Khấu Phỉ phát lực đánh thẳng vào đan điền kẻ che mặt. Bùng, một thanh âm nặng nề vang lên, kẻ che mặt hộc máu ngã lăn xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Ngẩng nhìn pho tượng Phật bằng đất phía trên, phảng phất như đang khinh thường nhìn hắn. Nhạc Phàm tiến lên phía trước, nhìn thấy nữ tử đang nằm trên bệ thờ, thoáng giật mình. Thì ra là nàng ta. Người biết con bé này sao? Khấu phỉ cũng tiến lên hỏi. May mà tới đây, nếu không... Hừ. Nói xong vẫn còn tức giận, liếc mắt nhìn kẻ đang nằm trên mặt đất một cái. Nhạc phàm gật đầu nói. Nghe nói nàng ta là thánh nữ của thiên tà tông, đã từng định giết ta. Khấu phỉ ngạc nhiên, do dự hỏi. Vậy chứ ngươi không định... Nhạc phàm cắt ngang câu hỏi, thản nhiên nói. nếu Nhạc phàm ta có thủ báo thủ, ân oán phân minh. Hôm nay nàng ta ra nông nỗi này, là ta tự nhiên sẽ không thừa cơ đối phó với nàng. Khấu phỉ mục quang tán thưởng nói, làm nhì phải hành xử như vậy. Nhạc phàm thăm dò mạch đập của quan tâm, vuốt cảm nói, chỉ là một loại mê dược, trong chốc lát sẽ tỉnh lại thôi. Ừ. Tiểu phàm, năm đó ta mang quân hồi kinh, một đường bắc tiến nên không cách nào mà tách ra để tới thiếu lầm tự được. Ta tự biết trong người mang bảo vật không tầm thường, tật sẽ có tội lớn, vì vậy ta đem ngọc phật giấu tại trong miếu long tổ ở hàng châu định đợi sau này lấy lại nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh nhà phàm nhớ lại lời của lệ vân trong lòng cảm thấy thương xót hết thảy đều xảy ra quá nhanh đúng vậy mọi thứ đều biến đổi quá nhanh ai có thể ngờ rằng thiếu niên nhà quê chỉ biết săn bắt thú rừng làm kế sinh nhai khi xưa hôm nay đã trở thành sát thần danh chấn thiên hạ đi tới phía trước pho tượng Phật bằng đất, nhạc phàm bèn ấn lên một trường, khấu phỉ còn chưa kịp phản ứng, ầm một quyền đã phát ra, bùng oình, pho tượng đất đã biến thành bụi phấn, bay tung tóe khắp nơi. Ám kỉnh liên kích, khấu phỉ nhãn lực cao thâm, đoán qua đã nhận ra lợi hại bên trong, kinh lực như vậy thực là xảo diệu, cho dù chính mình cũng khó mà làm được. Xem ra lý nhạc phàm này thực sự làm cho người ta nhìn không thấu thật mong được đánh cùng hắn một trận nhạc phàm không để ý tới ánh mắt sáng rực của khấu Vĩ, phất tay áo rũ gạt bụi mù một luồng những tia sáng lấp láy ẩn hiện khấu Vĩ nghi hoặc hỏi cay gì thế nhạc phàm đáp ngọc phật là vật của thiếu lâm hề hey, ngươi thật nhiều bí mật quên đi dù sao cũng chẳng liên quan đến lão phù, không hỏi làm gì khấu Vĩ nhún vai biểu lộ về mặt không thèm để ý bụi mù vừa tan biến một cái hộp ngọc cũ hiện ra dài rộng chỉ cỡ một bàn tay cũng không có gì quá đặc biệt quả nhiên hình dáng giống như lệ gia già đã miêu tả tâm tình nhạc phàm có chút máy động sau khi đem ngọc phật trả lại thiếu lâm bản thân mình hoàn tất một việc trong lòng tay vừa mở hộp ngọc thì nhìn thấy một pho tượng cỡ chỉ bàn tay tượng phật bạch ngọc phát ra ánh sáng trắng lóng lánh đẹp rực rỡ không gì tả nổi đẹp quá than nhẹ một tiếng nhạc phàm nhịn không được bèn cầm lấy ngọc phật vào tay một luồng chân khí mát rượi chuyển tới và lúc này tay phải nhạc phàm bỗng rung lên rốt cục tiểu xa hắc khuê cũng có phản ứng từ trong giấc ngủ đã tỉnh lại xoay vòng quanh cánh tay của nhạc phàm lập tức bạch quang của ngọc phật bùng phát mãnh liệt phóng thẳng ra trong lúc nhất thời bên trong ngôi miếu đổ nát giống như phật quang phổ chiếu khu vực ngoại ô thành hàng châu bạch quang rực rỡ một vùng giống như thần thánh hiển linh. Không ít người gần đó thấy vậy liền quỳ xuống đất mà vái lại. Phật quang hiện tế phổ độ chúng sinh. Bên trong một ngôi miếu đổ nát, nhạc phàm và khấu vị trong vòng Phật quang ba phủ bị cảnh tượng kỳ lạ đó hấp dẫn, đứng ngây ra nhìn ngọc Phật. Chỉ có tiểu hắc khuê là há rộng miệng, nhe hàm răng lởm chởm, phun phì phì ra bốn phía và Phật quang không thèm hưởng thụ. Mỗi hạt cát là một thế giới, mỗi cái cây là một gốc bồ đề nhắm hai mắt lại, nhạc phàm không khỏi bay bổng khỏi mặt đất. Tựa như đang ở trong huyễn cảnh, cảm thụ sự trống rỗng hiu quạnh. Cực chuyển kim thân, nhất pháp nhất biến, viên mãn chi cảnh, tự tại vi tâm, thiên địa tái tình, không không bất giữ. Một đoạn kinh văn huyền diệu thoáng qua trong đầu nhạc phàm, nhờ đó hiểu thêm được rất nhiều điều. Phật quang xâm nhập vào thân thể nhạc phàm, cuối cùng biến mất, tựa như là bị hắn hấp thu. Trong cơ thể, một luồng khí tức màu trắng ấm áp yên bình và thuần khiết tuần hoàn khắp chân thân làm cho kinh mạch cùng gân cốt của nhạc phàm thật dễ chịu nhạc phàm cảm thấy thân thể được tôi luyện từng chút một lột xác biến hóa từng bước một so với trước đây thì mềm dẻo hơn vài phần bên ngoài cơ thể của hắn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt thần thánh trang nghiêm có điều khấu phỉ không phát giác ra được trải qua đắng cay trốn đời thường giấc mộng tựa như ngàn năm nhạc phàm tỉnh lại mơ hồ đạt đến giao điểm của thế gian, trong lòng giấy lên một tia cảm động. Giờ khắc này, hắn hiểu rõ được rất nhiều. Một khắc trôi qua, Phật Quang tiêu tán, mọi người lúc bấy giờ mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Nhạc Phàm nhìn Ngọc Phật trong tay, lúc này đã trở nên ảm đạm, nhớ lại sự việc phát sinh vừa rồi. Nguyệt lại, pho tượng Phật bằng Ngọc này là thánh vật của Phật giáo Tây Phương, ẩn chứa Phật khí cực lớn, có tác dụng trừ ma vệ đạo. Đời đời tương truyền, tự nhiên lại bị lưu lạc tại đông thổ. Chỉ vì nhạc phàm thân không tả niệm, lại tu luyện được Phật môn chính tông công pháp, kim cương kinh, long cực kiểu biến, vô hình chung đã khởi động Phật khí bên trong phò tượng ngọc mới có thể gặp được kỳ tích như thế. Từ khi nhạc phàm đã tới đoán cốt tiểu thừa cảnh giới, khó đột phá trên thân thể được nữa. Thứ nhất do đối với lĩnh ngộ Phật ngữ không đủ, thứ hai là vì chưa khai mở được cảnh giới tu luyện phía sau hết thầy chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Nhưng mà vừa rồi trong đầu nhạc phàm thoáng hiện lên một đoạn văn tự, chính là phần sau của phương pháp tu luyện kim cương kinh long cực kiểu biến. Cơ duyên bên ngoài nhập vào bên trong, cương khí phát ra, tu luyện kim thân đã thành chính quả. Phật dạy, cửu biến. Cửu biến, tên gọi giống như ý nghĩa, môn công pháp này chia ra 9 tầng, lấy hộ thể cương khí để nghiên cứu, từ thấp đến cao, chia ra trắng, hồng, cam, vàng, lục, lam, xanh, tím, vàng kim, chín loại. Như thế môn công pháp này chính là luyện thể thuật, không luyện kinh mạch, nếu không phải người có nghị lực cực lớn thì căn bản không thể có thành tựu. Nhưng đối với Nhạc Phàm mà nói, đây chính là phương pháp tu luyện thích hợp nhất. Hắn đã trở thành người đầu tiên trên giang hồ từ từ tu luyện ngoại gia công phu mà đạt tới mức phát ra cương khí hộ thể. Nhạc Phàm nhìn lại mình, thấy da rẻ trơn nhẵn, sức lực sung mãn, từ trong từng đường gân thớ thịt mãnh liệt tuôn ra vẻ mặt kích động và hưng phấn tâm niệm vừa động cương khí hộ thể trong nháy mắt bao phủ toàn thân phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhạt không chỉ có vậy nhà phàm phát hiện một luồng khí trắng xoay quanh thân mình luồng khí này có thành hình rồng khó trách bí pháp này lại có tên là long cực cửu biến quả nhiên là thần kỳ độc đáo tiểu tiểu tử vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy một lúc lâu sau thì khấu phỉ mới hoàn hồn kinh ngạc hỏi Nhạc Phạm không giấu diếm kể lại. Ngọc Phật này là thánh vật của Phật giáo, bởi ta đã tu luyện qua Phật môn công pháp, cho nên đã khai thông được Phật ký ở bên trong. À, khấu phỉ kinh hãi kêu lên, chỉ vào đầu Nhạc Phạm lắp bắp. Ngươi, ngươi, tóc trên đầu ngươi. Tóc trên đầu ta. Nhạc Phạm nghi hoặc hỏi, tóc trên đầu ta làm sao? Không phải là có gì không hay chứ? Sau đó cũng quay ra xem, tức thì hắn kinh sợ ngây người. Đen à? đây có phải là tóc của ta không nhỉ không thể nào tóc trên đầu ta đã biến thành đen mặc dù nhạc phàm tinh thần mạnh mẽ nhưng giờ phút này tâm linh của hắn cũng bị rung động nhiều năm qua bản thân tuy đã quen thuộc với mái tóc bạc trắng nhưng mà dù sao trong lòng hắn cũng đau đớn hôm nay dưới sự tu dưỡng của phật khí tóc bạc đã hồi phục trở nên bóng mượt đen nhánh thử hỏi như thế nào có thể khiến người không rung động theo sự biến đổi của mái tóc thành đen tâm cảnh của nhạc phàm cũng đang phát sinh từng đợt chuyển biến thế giới thật rộng lớn không có gì kỳ lạ là không có khấu vị âm thầm cảm thán từ sâu thẳm trong lòng Ôi, nhạc phàm chợt động tâm một rung động thân thiết lại truyền đến trên cánh tay chính là tiểu khuê cùng hắn có sự tương thông hắn ngay lập tức cười khổ nói hey, tiểu gia hỏa ngươi đến thật hay ngủ lâu như vậy bây giờ có nơi tốt đẹp rồi thì tỉnh lại thực sự là thông minh ha <laughs> ha tiểu khuê thân mình bắn ra nhảy nhót loạn xạ bốn phía nhất thời bóng đen ngập trời phảng phất vừa rất vui sướng khoan khoái vừa như có sự huyền diệu tốc độ của nó thật kinh người khiến cho hai người nhạc phàm choáng cả người một lát sau tiểu khuê quay lại trên người nhạc phàm ngơ ngác cọ cọ vào người nhạc phàm mấy cái rồi mới yên tĩnh xuống một lần nữa quấn quanh vài vòng trên cánh tay của nhạc phàm khấu vì nhìn nhạc phàm như muốn nói điều gì đó nhưng còn không có mở miệng nhạc phàm hững hờ nói trên đời còn rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra cần gì phải suy nghĩ nhiều chúng ta đi thôi khấu phỉ nghe vậy thì nở nụ cười thanh thản đi rất nhiều lão nhìn lên quan tâm trên bệ thờ nói vậy còn con bé này và tên nằm dưới đất làm sao bây giờ chỉ chốc lát nữa là nàng tỉnh lại đến khi đó tên nằm dưới đất cứ để cho nàng ta tự mình xử lý đi ờ như vậy thật hay tiếp theo hai người chuyển thân rời khỏi long tổ miếu đổ nát. Bên trong ngôi miếu đổ nát, mi mắt của quan tâm chuyển động, tựa hồ sắp tỉnh lại. Ê, đau đầu quá. Gì? Đây là nơi nào? Quan tâm cảm thấy mình có chút không đúng, lập tức cảnh giác kiểm tra từ đầu tới chân một lượt, không phát hiện mình có gì đó khác thường. Lúc ấy mới nhẹ người đi vài phần. Đánh giá bốn phía xung quanh. Quang cảnh đều là tan hoang, không chịu nổi. Chỉ có duy nhất một gã che mặt đang nằm trên mặt đất quan tâm kinh hãi, chuyển niệm vô số cũng đoán ra từ đầu trí cuối sự tình. Nghĩ lại, hẳn là trong lúc mình hôn mê, bị kẻ này mang tới đây ý đồ không tốt. Về sau có người xuất thủ tương trợ mới khiến cho mình bình an vô sự. Vừa nghĩ đến tình cảnh mình thiếu chút nữa đã bị ô nhục, quan tâm mồ hôi lạnh túa ra. Sau một lúc kinh sợ, chỉ còn lại hận ý. Lột khăn gã trẻ mặt, quan tâm thốt nhiên gây người. Là, là hắn sao? Sao lại là hắn? Mấy hôm nay, quan tâm tâm tình rất kém, thường lấy rượu làm bạn, khéo sao lại gặp được người đồng đạo, chính là gã này. Mạnh ly thiếu chủ ngũ độc giáo, quan tâm thấy hắn khẩu khí bất phàm, lại vừa ôn hòa hào phóng, vì vậy hai người dần trở thành chi kỷ. Ai có thể ngờ được, dưới lớp vỏ đó lại là một tên mặt người dạ thú. Quan tâm càng nghĩ càng giận, dưới cơn giận nhắm vào gã dưới đất mà đấm đá liên hồi. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng màn đêm, thật là thê lương. Ngươi, Uổng cho ta coi ngươi như là chi kỷ, nhưng ngươi lại muốn làm ra cái việc không bằng chó lợn như thế. Nữ chủ nhân tha mạng, nữ chủ nhân tha mạng, hôm nay ta đã bị phê võ không, đã là phế nhân rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Mạnh Ly đau thương nói. Khải mau, nói từ đầu tới cuối có chuyện gì đã xảy ra như thế nào, sao lại xuống tay với ta, là ai đã cứu ta, người mà dám lừa gạt ta, người sẽ được nếm lần lượt 72 hình phạt trong thiên tà của ta. Nói vậy, chắc người đã biết hậu quả ra sao? Ta nói, ta nói. Mạnh Ly nghe thấy hình phạt, toàn thân sợ run lên tiếp theo đem chuyện xấu của mình bắt đầu ra sao kế hoạch như thế nào xuống tay ra sao toàn bộ kể ra hết kế hoạch như thế xem ra âm mưu của hắn đã sớm chuẩn bị từ lâu khi mạnh ly kể tới đoạn nhạc phàm và khấu phỉ ngăn chặn hắn quan tâm không sao tin được lẩm bẩm nói không thể nào sao có khả năng như vậy hắn tại sao lại cứu ta sao có thể được không có khả năng một lát sau quan tâm nhét mạnh ly vào trong bao nhấc hắn lên đi ra ngoài Ánh sáng ban ngày xua đi màn đêm, lúc này trời đã hửng sáng. Quan tâm vừa rời khỏi long tổ miếu không lâu, tiếp theo lại có một người tới chỗ này. Thân mặc cả xa, tay cầm Phật Châu, chính là Hòa Thượng Tiểu Thiên. Xem xét xong dấu vết xung quanh, Tiểu Thiên xoay về hướng hai người nhạc phàm đã rời đi, chạy theo. Hôm sau, khí trời vẫn khô ráo thật sảng khoái dễ chịu. Tư mã phủ tại Hàng Châu, ra thế đời đời, dùng một ngọn xuân thu bút viết nên kỷ thư thương thiên giám vàng Giành thiên hạ vô số trì kỷ mỗi đời đại gia chủ đều được so sánh với tái mạnh thường nhưng lúc này tư mã phủ bị hơn một trăm nhân sĩ giang hồ bao vây còn đòi giao nộp người một đám bộ dạng hung thần ác sát như vậy cho dù là ai cũng đều nhận ra bọn họ đến với mục đích bất thiện ngày trước lúc vạn nha nhi bị lộ thân phận bọn người phó xuất vì không muốn phiền toái liền rời khách sạn ẩn thân tại phủ của tư mã như là nơi thường ngày có giao tình sâu đậm nhưng ở trên đời không có bức tường nào chắn được gió sau khi tin tức chuyển ra bị một số người cố tình lợi dụng đã liên lạc không ít người trong giang hồ tụ tập lại một chỗ bởi vì bọn họ không làm được gì nhạc phàm cho nên hôm nay mới tìm đến tư mã phủ mục đích của chúng đúng là muội muội của lý nhạc phàm vạn nhã nhi Đương nhiên, mục đích của bọn họ không chỉ đơn giản là vì người đã chết đi báo thù. Phải biết rằng, bây giờ nếu nói Nhạc phàm chính là một bảo tàng di động cũng không quá đáng. Nếu có thể bức bách Nhạc phàm giao ra những vật đó, cái lợi ích lớn như vậy không thể tính hết được. Tuy nhiên, bọn chúng cũng cẩn thận, đã nghĩ tới hậu quả khi làm như vậy. Hơn nữa, người của Tư Mã gia tuy không có võ công, nhưng tài lực hùng hậu, quan hệ sâu rộng, giao kết khắp cả thiên hạ, không phải ai cũng dám tùy tiện đắc tội. Vì vậy hai bên rằng co hồi lâu cũng không có hành động gì. Một đêm trôi qua, những người trong giang hồ lúc này đã sớm mất đi kiên nhẫn. Nếu không vì úy kỵ bối cảnh của tư mã gia và oai danh của kiếm hiệp nữ hào thương tà, sợ là bọn chúng sớm đã xông vào. Trong đại sảnh, đứng đầu tư mã gia là tư mã như cùng thuê tử Lâm Trinh Nương ngồi trên chính gian, sắc mặt ngương trọng, ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Tư mã như trang phục thư sinh, ôn hòa nho nhã. Lâm Trình Nương thì hiền hậu đoan trang. Cả hai người tuổi đều đã không còn trẻ nữa, nhưng thần sắc và thái độ vẫn như xưa. Phó xuất nói, Lão Như, người hãy để cho chúng ta tự mình ra ngoài ứng phó đi. Không được đi, các người là khách từ mã phủ của ta. Nếu ta mang các người rào ra, già, nói vậy bảo tư mã như ta còn mặt mũi nào mà đứng trên thế gian này. Làm sao trả lời với tổ tiên đã chuyển lại thương thiên giám cho chúng ta? Tư Mã Như giận dữ nói Giàn giới và đã nhi ba người Cùng một vẻ bất đắc dĩ Tư Mã Như này mặc dù nhiệt tình hiếu khách Nhưng tính tình lại thật thà Giống như là ngốc thư sinh, cố chấp, bảo thủ Vốn dĩ chính mình cùng mọi người rời đi Thì có thể giải nguy cho Tư Mã Phủ Ai ngờ hắn lại thà chết Giữ phó xuất không cho rời đi Hắn còn nói phải vì bọn họ lấy lại công đạo Cuối cùng không còn cách nào Ba người đành phải lưu lại Không hay rồi, không hay rồi một cá người hầu chạy vào đại sảnh nói, Lão già, phụ nhân, không hay rồi, đám người trong giang hồ kia đang xông vào đây. Tư mã nghe vậy thì giận dữ, vỗ bàn đứng bật dậy nói, Bọn họ thật khinh người quá đáng. Phó xuất than nhẹ một tiếng nói, Nếu đã tránh không được, thì ra đối diện thôi, chúng ta đi. Trong đại viện, hơn trăm người trong giang hồ đang tụ tập vây quanh, miệng không ngừng hô hào, Rào ra muội muội của ác tặc, vì người đã chết lấy lại công đạo. Cầm ôm Tư mã như nổi giận hét lớn, tuy không có nội lực, nhưng cũng như tiếng sấm, xung quanh nhất thời yên tĩnh, im lặng trở xuống. Một gã cao gầy dáng vẻ đầu lĩnh tiến ra nói, Tư mã tiên sinh, bọn ta cũng quyết không có làm khó người, chỉ là nữ nhân kia chính là mội muội của ác tặc lý nhạc phàm. Được rồi, ý của các người ta còn có thể không rõ ư. Tư mã như ngắt lời nói, trước tiên, không nói giang hồ đồn đãi có thể tin hay không, cho dù là thật, các người sao có thể làm khó một tiểu cô nương? Uồng cho các ngươi tự cho mình là chính nghĩa mà vẫn tham gia vào việc vô sỉ này. Dừng một chút, Tư Mã Như lại nói sang điểm khác. Thục Trung Đường Môn, Bắc Sơn Vương Thị, Thái Hồ Đàm Gia, Lĩnh Nam Song Hùng. Các người, những người này, ta cũng không quên một cái tên nào. Đến lúc đó trên Thương Thiên Giám, sẽ có tên các ngươi đầu tiên. Ta sẽ mang việc này nhất nhất ghi lại. Ô, ô, Lời nói đó vừa ra, mọi người ồn ào lên, họ không chịu nổi những việc làm ra của mình bị ghi lên trên đó, vậy sao sau này dám đối mặt với hậu nhân. Dù sao bản thân mình không giống với môn phái tà đạo, đại bộ phận đám người trong lòng cảm thấy xấu hổ. Thường Thiên dám, thế gian này chỉ có duy nhất một bản, thực chất là cuốn kỳ thư ghi chép đầy đủ mọi việc, mọi chuyện của giang hồ, chính là tổ tiên Tư Mã gia thu thập đủ loại tin tức giang hồ gần trăm năm để biên soạn rồi sau đó do hậu nhân từ mã gia viết thêm vào. Cuốn sách này ghi lại gần ngàn năm lịch sử của Giang Hồ cực kỳ rõ ràng, bởi vì mỗi việc trong sách ghi lại đều là sự thật, công chính vô tư, cho nên cũng có người gọi nó là Giang Hồ Sử Ký, để cho hậu nhân khi đọc có thể hiểu được về sự thật của Giang Hồ. Nguyên nhân chính là như thế, nên Tư Mã Gia tại trong chốn Giang Hồ, địa vị cao cả, không ai nguyện ý đắc tội. Bất quá có người vì kiếm tiền đem trích ra một vài phần của thương thiên giám. Một lần nữa biên dịch thành các loại điển tích võ hiệp khác nhau để cho bá tánh bình dân giải trí. Thấy mọi người không nói gì, gã đầu lĩnh vừa rồi lại xuất hiện chắp tay nói. Tài hạ đường ngạo, tư mã tiên sinh hãy nghe ta một lời. Chúng ta chỉ là muốn dẫn dụ lý nhạc phạm ra. Vì người đã chết mà báo thù, thay người bị hại đòi lại công đạo, tuyệt đối sẽ không thương tổn người vô tội đúng vậy đúng vậy chúng ta chỉ là muốn bắt lý nhạc phàm mà thôi không sai chúng ta sẽ không thương tổn người vô tội mọi người vội vàng cùng nhau nói <laughs> dối trá tư mãi như hử lạnh nói tầm tư các ngươi lẽ nào ta lại không biết ta hỏi các ngươi lý nhạc phàm từ lúc xuất hiện cho tới nay có khi nào trốn tránh không hắn đâu cần phải dẫn dụ nếu các ngươi có bản lãnh sao không trực tiếp đi tìm hắn ngược lại làm khó một tiểu cô nương cái này đường ngạo cứng họng Lúc này, lại một phụ nhân trung niên tiến lên, ngữ khí bén nhọn nói. Đạo lý mà tư mã tiên sinh đang nói tới, không phù hợp với mọi người. Đạo lý là đứng về phía số đông người. Tại đây, chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là sai hết. Chúng ta vẫn chưa làm bị thương người vô tội nào. Cho dù đem việc này viết vào trong thương thiên giám, sẽ có người tin hay sao? À, đúng không đấy. Từ mã như khinh thường, liếc mắt nhìn phụ nhân một cái, lạnh nhạt nói. Người có thể đại biểu cho cả kiểu phái lục môn không? Người có thể đại biểu cho hơn 500 bang phái cùng các thế lực khác không? Người có thể đại biểu cho cả giang hồ chứ? Ta chỉ là dùng một vật của ta, chính là Xuân Thu Bút, đem chi tiết sự thật mình biết được ghi lại vào trong thương thiên giám, bao gồm cả lời nói lật lọng của các ngươi vừa rồi. Người khác có tin vào thương thiên giám hay không? Cũng không phải ta, hay các ngươi có thể điều khiển được. Người phụ nhân khẩn trương nhưng cũng không biết nói gì tiếp. Xung quanh mọi người càng thầm mắng nàng thật ngu ngốc. Thương thiên giám lưu truyền đã mấy trăm năm, chưa bao giờ có chỗ không thật. Nếu việc này bị ghi lên đó, người khác làm sao không tin. Thực sự là chính tự mình tìm lấy nỗi nhục, đừng có lôi người khác vào. Người trong giang hồ ai cũng đều coi trọng mặt mũi. Mỗi lần bị như thế ngược lại không biết nên làm như thế nào cho đúng. Trong lúc nhất thời, trong đại viện, hào khí trầm lắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đường ngạo phía trước để chờ đợi. Người khác không nói được, vậy lão bà như ta đây có đủ tư cách chứ? Và lúc mọi người ở đây đang chầm mặc, chợt có một đám người mặc tang phục xông vào, cầm đầu đám người lại là một lão phu nhân già yếu. Bên trong đại viện tư mã phủ, một đám người mặc tang phục, lưng đeo binh khí xông vào. Phía trước dẫn đầu là một vị lão phu nhân già yếu, phía sau bà ta còn có một quả phụ khoảng chừng 40 tuổi, ôm chặt một bài vị phía trên có ghi là linh vị vong phu tạ phương tu đám người giang hồ nhanh chóng rời mắt nhìn sang à là tạ lão phù nhân tới đúng rồi chị sợ là cũng tới vì con mình lấy lại công đạo à trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô người xung quanh lập tức xôn xao lão phù nhân ưỡn thẳng lưng dẫn đầu đi trước chậm chạp chống quả trượng tiến vào quả trượng chạm đất phát ra tiếng vang thỉnh thịch rất lớn phảng phất như trì trệ trong lòng mọi người khó chịu không thôi nội lực thật thâm hậu mọi người cùng chấn động cảm nhận được sự tức giận của lão phu nhân đều tự giác nhường đường đám người đường ngạo thấy thế vui vẻ vội vàng tiến lên nghênh tiếp tả lão phu nhân quay về bọn họ gật đầu rồi đi thẳng tới trước mặt Từ mã như quả trượng chấn xuống một cái mạnh bạo nói bọn họ không có tử cách nói vậy lão bà đã mất đi con của mình như ta đây thì sao Tà lã phu nhân vẻ mặt cố chấp tư mã nhìn thấy có chút bực dọc vì vậy hắn bướng bỉnh trả lời không biết lão phu nhân tới từ mã phủ ta có gì chỉ giáo hừ tà lã phu nhân nói giọng bức người hôm nay ta đến đây chính là muốn đòi lại công đạo cho đứa con bị chết oan của ta tư mã như thầm kêu khổ biết việc này không thể xong được liền nói ngay lão nhân giang hồ đồn đại chưa chắc tin được cái gì mà đồn đại là con dâu của ta tận mắt chứng kiến Lý Nhạc Phàm một đao chém chết con ta. Hắn cũng đánh cắp vật gia bảo của chúng ta là Thiên Long Châu. Chẳng lẽ nàng dám dối gạt ta hả? Tà lão phu nhân thanh âm lạnh lùng nói. Lâm Trinh Nương nghe xong bật thốt lên. Nhưng nơi này đâu có kiều nhân của lão phu nhân. Sao lại nói như vậy? Tà lão phu nhân âm hiểm lạnh lùng nhìn vạn nhã nhi nói. Sao lại không có? Tiểu tiện nhân kia là muội muội của ác tặc Lý Nhạc Phàm kêu nhân của Tạ gia ta giết không được Lý Nhạc Phạm, ta đây sẽ giết ả để làm cho tên ác tặc nếm thử nỗi thống khổ khi mất đi thân nhân của mình. lời lẽ nhục mạ như thế vừa bén nhọn lẫn cay nghiệt và khinh thường, có là thánh hiền gặp phải thì cũng nhảy vọt lên ba thước, thì còn ai mà chịu được? Vạn Nhã Nhi mặc dù rất tức giận nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn, dù sao trong mắt nàng đối phương chỉ là một người đáng thương đã mất đi con của mình nhưng nhan nguyệt thi thì sao chấp nhận được muội muội của mình chịu đựng ủy khuất như thế lập tức cười lạnh quay lại nói mộ già kia tại đây ngươi đừng có mà ỉ vào người đã giả yếu nếu còn dám nói những lời như thế nữa đừng trách bản tiểu thư đối với người không khách khí người người tả lã phu nhân chỉ tay vào nhan nguyệt thi thân hình run lời bẩy vì tức giận hồi lâu sau không nói nổi một câu tư mã như thật ra cũng rất tức giận tả lã phu nhân này vũ nhục khách của mình ngay trước mặt Rõ ràng là không có coi tư mãn gia vào đâu. Lành lùng lớn tiếng trách mắng. Đã phủ nhân vũ nhục khách của ta. Tư mãn gia ta không chào đón ngươi. Ta đã nói, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu thực sự ngươi cho rằng Lý Nhạc phàm là cưu nhân của ngươi, vậy ngươi có thể đi tìm hắn. Đừng tới đây làm khó một tiểu cô nương. Phải trái thị phi, hậu nhân tự có công luận. Phó xuất cũng khinh thường nói. Ngươi đã là trưởng bối, lại có thể nói ra những lời kém cỏ như vậy. Cho dù con của ngươi đã chết, nhưng cũng không nên vì thương cảm của mình mà trở nên điên rồ như vậy ô cuộc nói chuyện này càng lúc càng căng thẳng mọi người cũng ồn ào lên tốt 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 ờ ờ ờ ờ tà lão phu nhân giận quá hóa cười nói như điên khùng giỏi cho người của từ mã gia một đôi kiếm hiệp tỉnh lữ thật đẹp các ngươi và những người này khi dễ ta một lão bà sao người khác sợ các người nhưng ta cùng những người tới đây lại không sợ được hôm nay ta sẽ cùng các ngươi một trận sống mãi dứt lời tất cả người của tạ gia đều đứng lên phía trước một vẻ sắp liều chết đánh nhau một trận lúc này thân tích của người đã chết là kiều thị cũng tiến lên ủ oán nói đúng vậy trượng phu ta chết thật oan để lại chúng ta cô nhi quả mẫu thật không biết sao đây hôm nay ta có chết ở chỗ này cũng phải vì hắn mà đòi lại xin các vị giang hồ bằng hữu chủ trì công đạo cho ta. Một câu cuối cùng nhưng lại hướng tới mọi người kêu gọi. Dưới lời kêu gọi này, lập tức có người đứng dậy. Đường ngạo tâm trạng mừng dân, đang lo tìm không được thuyết pháp, bước một bước dài, tiến lên hảo sàng nói. Tài hạ nguyện trợ giúp tả lão phu nhân một tay, vì người đã chết mà đòi lại công đạo. Người bên trái đi theo nói, ta cũng cảm tâm nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Thấy có người lãnh đạo, mọi người xung quanh tự nhiên cũng phụ họa theo, có mọi người chống lưng đám người tạ ra đảm khí mười phần hướng bọn người vạn nhã nhi trợn mắt nhìn Tạ lã phu nhân quả trượng rung lên quát tránh phản bát quái trận dạ mười sáu gã người nhà họ tạ phía sau rút kiếm ra vây hướng bọn người vạn nhã nhi muốn đánh cứ đánh bàn tiểu thư không lẽ lại sợ các ngươi muội muội xem tỉ tỉ chút giận cho muội nhan nguyệt thi rút ra nhuyễn kiếm bên hông tiến lên trên một bước nghênh tiếp thật khinh người quá đáng phó rất tức giận không thôi bảo vệ vợ chồng tư mã như lùi về chỗ an toàn ngay sau đó tiến lên trợ chiến tránh phản bắt quái trận là trận pháp chấn sơn của tạ gia 16 người 16 kiếm 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 qua lại tiếp nối nhau tránh phản hỗ trợ uy lực vô cùng lớn kể cả tiên thiên cao thủ muốn phá trận này cũng phải hao tổn không ít sức lực chỉ thấy phó xuất hai người thân như cảnh liễu nhẹ như bông trong lưới kiếm bay lượn qua lại như thoi đưa một người kiếm pháp sắc bén một người kiếm pháp phiêu giật Bóng kiếm đầy trời như là ngàn vạn bông hoa mai trong đêm cùng lúc nở rộ. Sòng phi kiếm pháp Ngoài vòng chiến, bọn người đường ngạo một trận kinh hô. Trên giang hồ, người biết được song phi kiếm pháp sợ là không nhiều. Năm đó, Phó Xuất và Nhan Nguyệt Thi hai người, đó là tự nghĩ ra bộ kiếm pháp này để tung hoành giang hồ, tạo dựng uy danh. Hai người cùng hợp kích có thể so với tông sư cao thủ bậc nhất, có thể thấy được oai lực của song phi kiếm pháp. Bề dực phi. Phó xuất hét lớn một tiếng, nhan nguyệt thi kiếm thế lập tức biến đổi. Bóng người thoáng hiện, kiếm khí như mưa. Kiếm trúng cổ tay, tám thanh kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng vàng leng keng. Mọi người sợ hãi. Sòng phi kiếm pháp quả nhiên là danh bất hư truyền. ta đã phu nhân như là sớm đã dự kiến như thế, cơ hiểm độc, ngân châm trong tay vô thành vô tức phóng ra, bắn thẳng tới nhan nguyệt thi. Không hay, Vạn nã nhi trong lòng thầm than khổ nỗi là không làm sao gọi được chỉ có thể chuyển thân về phía trước vù 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 đinh 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 bụp và nã nhi khua sáo trúc lên đánh rớt mấy mũi ngân trầm nhưng cuối cùng vẫn bị một mũi bắn trúng vai phải Mũi mũi nhan nguyệt thi kinh hãi thân mình phóng vụt lên đỡ lấy và nã nhi vội hỏi mỗi mũi mũi, mũi thấy thế nào ha 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 hờ tà lão phu nhân cười điên dại nhà đầu kia thật sự là không biết sống chết, dám tiếp trầm giúp cho các người. Tốt, rất tốt, nàng ta lúc này đã trúng thiên kỳ ngân trầm của ta, sống không lâu đâu. mọi Bọn người phó rất kinh hãi, vội vàng vây quanh vạn nã nhi. Thiên kỳ ngân trầm là ám khí cực độc, người trúng sẽ không lập tức mất mạng, nhưng sinh mệnh lực lại nhanh chóng cạn kiệt, trở nên già yếu rồi chết. Căn bản không có thuốc nào cứu được, cũng không biết tạ lão phu nhân lấy được từ đâu, không ngờ tới là mụ lại điên cuồng như thế. Vạn nhà nhi cố nén đau đớn, không biết từ đâu lấy ra kim châm, rất nhanh tự châm vào mình, khống chế độc tố công tâm, sau đó suy yếu, ngã vào lòng nhan người thi. Vạn nhã nhi liệm đi, tư mã như vội tiến lên bắt mạch cho nàng. Một lát sau, tư mã như trầm giọng nói. Nhã nhi cô nương thật tinh thông y thuật, vừa rồi đã đem phần lớn độc tố phòng bế lại. Bật quá, thiên kỳ chi độc đã nhập thể, nếu không có giải dược không có giải dược thì như thế nào phó rất nhíu mày trong lòng còn có một tia hy vọng tư mã như do dự một lúc cuối cùng bất đắc dĩ nói nếu không có giải dược không thể sống quá ba ngày nếu không có giải dược không thể sống quá ba ngày trong lòng vạn nã nhi nổi lên một trận đau thương thầm nghĩ ông nội từng nói qua vạn vật trên thế gian tương sinh tương khắc nhưng có một số độc không cách nào giải được mà thiên kỳ kỳ độc là một trong số đó như thế xem ra Ai, chỉ ba ngày thôi sao? Ông trời sao lại đối xử với ta như thế? Thời gian ba ngày quá ngắn, đại ca có thể tìm được ta sao? Ta chết đi, đại ca sống một mình thì phải làm sao bây giờ? Ta bây giờ sợ nhất là mình chết đi, thật sự rất sợ. muội tử, thứ... nhan nguyệt thi ngơ ngác ôm vạn nhã nhi, tràn đầy bi thương. Nàng trước kia là người của thiên tà tông, tự nhiên cũng biết đạo lý thiên kỳ nhập thể, không có thuốc nào có thể cứu được trong mắt phó xuất hiện lên tia sát ý chỉ kiếm về phía lão phu nhân nói giao giải dược ra đây ta sẽ tha cho ngươi một mạng <cười> <cười> Tà lão phu nhân trong lòng cảm thấy sướng khoái cười to nói ở đâu có thể có giải dược của thiên kỳ chỉ độc chứ các người hãy đứng đó mà nhìn là chết đi ô <laughs> 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 oh. mọi người âm thầm cảm thấy hoảng sợ mụ đàn bà này nếu nổi điên lên thì thật sự là kinh khủng trong lòng phó xuất bi thống nói với thần thế thương cảm muội tử đã kinh lịch qua vô số khổ nạn chỉ muốn tìm lại được người thân duy nhất của mình Ai, nhưng bây giờ bây giờ vì cứu nguyệt nhi một mạng mà sắp phải chết đi muội tử mỗi nói cho đại ca biết ta nên đối đãi với muội ra sao đây nhớ tới người của tạ gia sát ý của phó xuất càng nồng đậm nếu không rào ra giải dược vậy các ngươi hãy chôn cùng muội muội ta đi trường kiếm hòa lên một đạo kiếm khí sắc bén bắn thẳng đến lão phu nhân kiếm khí làm cho lòng người kinh hãi đây chính là uy lực của kiếm hiệp hay tả lão phu nhân đưa quả trượng lên đỡ nháy mắt đã bị chém làm hai đoạn kiếm khí suy một tiếng chấn động lướt qua tiếp đó người ngã xuống máu phun đầy đất mẫu thân kiều thị đại kinh mau chóng lấy ra đan dược cho lão phu nhân uống vào thấy phó xuất gần đến liền hô to mọi người cứu những người giang hồ xung quanh đã cảm thụ qua uy lực của kiếm hiệp không ai muốn tiến lên nghe tiếng gọi thê thảm của kiều thị việc bọn họ cũng làm là mặc kệ. Đường ngạo thầm mắng một câu, sau đó tiến lên phía trước, lập tức lá gan của các vị khách giang hồ cũng lớn ra, tiến lên bao vây. Ta chỉ tìm người của tạ gia bảo, những người còn lại đều tránh ra cho ta, nếu không cũng đừng trách kiếm của phó xuất ta vô tình. Phó xuất căm hận nói, dưới tình huống rằng con lúc này không ai lùi nửa bước, tôn nghiêm, mặt mũi địa vị, cùng lợi ích, vĩnh viễn là thứ người giang hồ truy cầu lên! Theo một tiếng hét lớn, trong đại viện của tư mã phủ đánh nhau hỗn loạn, cây cối tán loạn, trên tường còn lưu lại dấu vết của các loại bình khí. Một nhà tư mã đều không biết võ công, tất cả thối lui qua một bên. Người khác cũng không nói gì mà phó xuất cùng nhan nguyệt thi vì che chở vạn nhan nhi nên không thể toàn lực mà ra tay, do đó phải khổ sở chống đỡ. Trong khi ngăn cản, nhan nguyệt thi nói Lã phó, nếu cứ tiếp tục như vậy, hôm nay chúng ta đừng nghĩ tới việc ra khỏi đây, chàng nhanh nghĩ biện pháp đi. Phó xuất đẩy đuôi một người trầm giọng nói. Việc này là sợ có âm mưu, nói gì cũng đã muộn. Bây giờ địch nhân rất nhiều, nếu chủ động tiến ra, sợ rằng không thể bảo vệ được tiểu muội. Nguyệt Nhi, khinh công của nàng hơn ta. Đợi khi ta đẩy lui sự tiến công sẽ giúp nàng nhảy ra khỏi vòng vây địch. Nàng mang theo mọi tử chạy thật nhanh, trực tiếp tìm văn tiền bối. Tin tưởng rằng sẽ không ai dám đến đó tìm đâu. Nhưng chàng, phó xuất ngắt lời, đừng lo cho ta. Thời gian qua, ân tình chúng ta nợ bội muội, làm sao có thể trả được chứ? hơn nữa bọn họ cũng không có bản lĩnh hại ta đâu thân thể của nhan nguyệt thi run lên nhiều năm qua đây là lần đầu rời xa người yêu như thế nào nàng có thể dễ dàng chấp nhận vừa mới phân tâm một đạo đa phong đã xẹt qua vai áo được ta đi trước nhan nguyệt thi cắn răng nói phó xuất âm thầm thở phào nhẹ nhõm hắn vẫn lò nhan nguyệt thi không chịu đi khí thế gia tăng quát chuẩn bị trong nhất thời kiếm khí bắn ra bốn phía đẩy lui những người xung quanh đi nhan của thi bước lên vai của phó xuất vọt lên cao phó xuất cũng nhân cơ hội tiến lên muốn dùng tay tống cho hai người ra ngoài lúc này ngân trâm lại bắn đến người đánh lén đúng là kiều thị đang ở sau đám người lại là tạ gia hai người phó xuất giận dữ tạ gia này ba lần bốn lượt tác quái thật là đáng chết ngân trâm bay đến bất chấp mọi thứ hai người vung tay lên kiếm như gió rốt cuộc cũng đánh lùi ám khí bất quá lực đạo đã hết cuối cùng ba người lại rơi lại xuống mặt đất lại là một đợt công kích Hai người phó xuất cũng rất quật cường, xung quanh có rất nhiều địch nhân, bên ngoài còn có những cặp mắt như lang như hổ của tạ gia, như thế nào có thể thoát thân. Thời gian từng chút, từng chút một chậm rãi đi qua. Nhớ đến vạn nhã nhì đang ngày càng suy yếu, hai người phó xuất càng trở nên lo lắng vô cùng. Ai dám làm can? Một tiếng quát lớn như tiếng sấm bên tai, làm động tác của mọi người nhất thời bị kiểm hãm lại, không ai biết được người phát ra tiếng nói đó ở đâu. Chỉ thấy từ một bên, một nam tử áo đen tay cầm thương bạc vừa giết vừa tiến đến người xung quanh kẻ chết kẻ bị thương trong chốc lát đã có một đám người ngã xuống người đến chính là thương tà vương sung vương sung hôm nay đã là một đại nhân vật trong hắc đạo tin tức tự nhiên là linh thông sau khi nghe vạn nhã nhi gặp phiền toái liền chạy đến nhưng vẫn bị chậm một bước một đường chém giết hướng thẳng đến vạn nhã nhi sau khi tiến đến vương sung cùng với phó xuất trao đổi trực tiếp hỏi nhà đầu nàng ta thế nào rồi phó xuất kiến thức phong phú thấy người đến cầm ngân thương cùng với thương pháp sử dụng liền nhận ra thân phận của hắn bất quá nghe được ngữ khí quan tâm của hắn cũng cảm thấy yên lòng xem ra thương tà này là người cứu tiểu muội ngày đó trong lòng vừa nghĩ phó xuất vừa ra sức vùng kiếm trả lời tiểu muội chúng thiên kỳ chi độc nếu không có giải dược chỉ có thể sống thêm ba ngày nữa cái gì khốn kiếp vương sung nghe vậy thì giận dữ nói người đúng là khốn kiếp ngay cả một tiểu cô nương cũng không bảo vệ được còn có thể gọi là nam nhân sao? Nói là ai làm? Phó xuất cũng khó trách, nghe Vương Sung nói vậy thì cũng không phản bác, chỉ là cầm hận nói. Là lão thái bà của tạ gia, đợi cứu được người rồi hãy chửi, nhưng trước tiên là phải thoát ra được cái đã. Các người bảo vệ nha đầu, lão tử đi làm thịt lão giả kia trước đã. Vương Sung tính tình thì vốn như một lò lửa, cho dù bây giờ đã thu liễm rất nhiều, nhưng bản chất hắn là như thế. Hơn nữa lúc này đang bị lửa giận thiêu đốt, còn phải bận thâm hậu quả gì chứ? lực đạo lại gia tăng, tập trung vào tay, nhất thời ngân quang đại thịnh, lại có mấy người nằm trên mặt đất. Cái tên thương tà quả thật là danh bất hư truyền, hai người phó xuất cũng là một trận cảm thán. Đường ngạo vốn là nhất lưu cao thủ, nhưng nếu đem so sánh với vương sung thì không phải chỉ là kém hơn một hai điểm, vài lần suýt bị ngân thương đoạt mệnh Bọn người giang hồ đã đánh đến đỏ mắt, từng người từng người liên tục tiến lên, giết. Trong lúc này, tranh lệch thực lực không phải dùng số lượng là có thể bù lấp vương sung nhiều lần liều mạng chiến đấu rốt cục cũng đã vãn hồi thế cuộc hai người phó xuất cũng thoải mái không ít lúc này trong đại viện chỉ còn có hai mươi người còn đứng thẳng trên mặt đất cũng là máu tươi lênh láng người chết sợ là không dưới ba phần à, à, vương sung chống thương mà đứng thở hồn hển nói còn ai muốn đi tìm cái chết Mộ à, giả kia ta đã nói ai muốn đụng đến nhà đầu kia mặc dù đến chân trời góc biển ta cũng sẽ đổi giết hắn đến cùng. Nếu là người có môn phái, ta sẽ đem sức lực cả đời, diệt hết môn phái của hắn. Các người chịu chết đi. Vương Sùng đằng thường, chậm rãi đi về phía đám người tạ ra. Toàn thân hắn đầy máu, từng bước đi đến như tử thần quang lâm. Tất cả mọi người đều tránh ra, không ai dám tiến lên cản hắn một lần nữa. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kiều thị ôm tà lão phu nhân đang hôn mê, một mùi máu tanh nồng nặc chuyển đến, trong lòng hiện lên một cảm giác kinh sợ phốc khi vương sung đang muốn động thủ đột nhiên trưởng phong kéo đến bất giác động tác cũng bị khựng lại dừng tay người đột kích tuy yêu cầu người khác dừng tay nhưng chính mình lại không hề dừng phó xuất thấy không vừa mắt một đạo kiếm khí chém thẳng vào choáng kháng lòng hữu hối bùng người đến cũng rất mạnh mẽ song trưởng chấn động kinh khí mạnh mẽ phát ra dùng cứng đối cứng đánh tan kiếm khí của phó xuất chấn đến bốn phía đều rung lên Vương Dung không thể không dùng kinh khí hộ thân, lập tức rời thân lùi về. Nội lực thật thâm hậu, người đến công phu không giới tả. Phó xuất thất kinh, không nghĩ lại là một cường địch. Sao, sao? Bốn phía đều có tiếng động chuyển đến. Đột nhiên một đám người mặc đồ rách nát, không biết từ đâu đến, đứng đầy đại viện, mái nhà, trên tường, làm cho tư mã phủ một giọt nước cũng không lọt qua được. Đương nhiên, đám người phó xuất cũng bị vây trong đó. Người của cái băng. Vương Dung cảnh giác nhìn bốn phía, trong đầu rất nhanh suy nghĩ phương pháp để thoát thân. Hai người phó xuất càng vạn phần vội vã, người đến lạnh nhạt nói. Giang hồ đồn đại, thương tà cuồng vọng, quả thực là không sai. Khẩu khí các cả thật lớn, cho dù là thanh bang lão đại của các người cũng không dám cuồng ngồn như thế. Lão Phù muốn xem người diệt cái bàng tà như thế nào. Vừa nói, phía sau lại có hai người song vai đi đến. Sao lại Thụy Hàn Tam Hữu cùng đến vậy chứ? Phó xuất ngẩn ra, thấy người đến không khỏi thầm kêu khổ. Đây là Thụy Hàn Tam Hữu, mỗi người đều đã gần 60. Tiếp nhập tiên thiên tri cảnh cũng chính là cái bang kiểu đại trưởng lão, vệ bình, tương húc, trầm thiên khôi ba người. Vừa mới ra tay đúng là người đứng đầu trong ba người, vệ bình. Năm đó nhan nguyệt thi xuất đạo giang hồ cũng đã cùng cái bang kết thủ án. Hôm nay gặp, sợ là không hay. Kiều thị thấy người đến thì vội vàng nói về tiền bối, mọi người đến thật đúng lúc, vợ chồng phó xuất cấu kết với hắc đạo, tàn hại nhân sĩ chính đạo, mong cái bảng sẽ giúp chúng ta chủ trì công đạo. Kiều thị từng từ bi thảm, phảng phất như người trí thần đã chết. Cái gì? Lại là tặc bản ương đó. Người nói đúng là trầm tiên khôi, về mặt hắn khó coi, biểu tình hung ác nói. Trước kia chúng ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, không nghĩ bây giờ ngươi lại đến đây làm loạn. Ngươi, Nhan Nguyệt Thi đang muốn phát tác lại bị phó xuất ngăn cản nói. Bây giờ không phải là lúc sau đó, trước tiên phải rời khỏi nơi này rồi mới nói. Chém giết thảm thiết như thế đã vượt xa khả năng khống chế của Tư Mã Như. Vì vậy hắn, vợ mình cùng gia nhân cũng đã tránh đi. Bây giờ thế cục đã ổn định, đi tới thì nhìn thấy người chết đầy đất thương cảm nói. ai giết chóc trên giang hồ, máu tành không ngừng chảy. Cần gì phải như vậy chứ? Dừng một chút rồi lại nói, không biết ba vị trưởng lão cái bang đến chỗ ta là vì cái gì? Vệ bình ra lệnh kẻ dưới tay cứu trị cho những người trên mặt đất. Tiếp theo chắp tay nói, Từ mã tiền sinh, Lã Phu lần này đến là muốn điều tra cái chết của cái bang đại trưởng lão chúng ta. À, Tư mã như không vui nói. Giang hồ đồn đại, vị tất là thật, chẳng lẽ hết các người cũng đến bắt một tiểu cô nương sao? Tiên sinh đừng hiểu nhầm, Chẳng lẽ đường đường là cái bang như chúng ta lại có thể làm khó một tiểu côn hương vô tội? Vậy Bình nói thẳng, chúng ta thu được tin tức, hôm qua Lý Nhạc Phàm đã đến Hạc Châu, tin tưởng không lâu sau sẽ tìm đến đây. Chúng ta đến đây là vì chờ hắn, mời hắn về tổng đàn của cái bang để chứng thực về cái chết của đại trưởng lão. Mời hắn về ư? Từ mạ như cố chấp, nhưng không có nghĩa hắn là kẻ ngu, nếu thật sự là muốn mời lại có thể dùng lực lượng như vậy sao? bất quá hắn cũng không tranh cãi cái gì. Lấy nhạc phàm sắp đến, Vương Sung giật mình, thần sắc trong mắt bất định, không biết đang suy nghĩ về cái gì, nhưng cũng không ai chú ý đến. Vạn nhi đang nằm trong lòng Nhan Nguyệt Thi bỗng run lên, cố gắng mở mắt, chống thân thể, viết ra trong tay Nhan Nguyệt Thi một chữ: "Đợi". Đợi, đương nhiên là lưu lại đợi nhạc phàm. Vạn Nhã Nhi thân mang kỳ độc, nếu không kịp chữa trị, mất mạng là cái chắc, nhưng chính nàng ta lại sợ sợ chính mình sống không quá ba ngày. Điều đó cũng có nghĩa là không thể gặp lại nhạc phàm. Mỗi mỗi, ngươi đừng như thế, chưa hết thấy cố nghỉ ngơi cho khỏe, rồi hãy nói được không? Nếu không đại ca ngươi thấy ngươi như vậy sẽ rất thương tâm. Nhan Nguyệt Thi khuyên giải nói. Phó xuất than nhẹ, tiến lên quay về phía vệ bình nói. Vệ trưởng lão, ẩn oán lúc trước kia của chúng ta, sau này hãy nói. Mỗi tử ta bây giờ chúng thiên kỳ chi độc, nếu không kịp chữa trị, không thể sống quá ba ngày. Cho nên phải lập tức đi cầu y. Thiên kỳ độc, cái bang bà lão thất kinh, dĩ nhiên hiểu được sự lợi hại của loại độc này. Nhan Nguyệt Thi dìu vạn nhãn nhi đang định đi ra ngoài cửa, lại bị vài tên đệ tử cái bang ngăn lại. Các người muốn làm gì? Nhan Nguyệt Thi quát. Lúc này vệ bình ở một bên đi lên nói. Các người có thể đi, nhưng tiểu cô nương này phải lưu lại. Đại ca, nếu tiểu cô nương lại đi, vậy Lý Nhạc Phàm biết được thì như thế nào có thể tìm đến? Người... Nhan Nguyệt Thi nổi giận chế tạo lại muốn dùng muội muội ta để làm quan tin, không ngờ thiên hạ đệ nhất đại bang các ngươi lại vô sỉ như vậy, đúng là không biết xấu hổ. tương húc mặt cũng không hồng lên nói, người yên tâm, chúng ta sẽ không làm khó tiểu cô nương này, nhưng chúng ta phải giữ nàng lại. vương sung thấy thế thì tiến lên giận dữ mắng, còn mà hẹn nó, các ngươi đúng là không phải người. nhà đầu này nếu không kịp chữa trị, có thể sống quá ba ngày sao? các người bình thường luôn nói đạo lý, bây giờ thấy chết mà không cứu sao? hắc đạo tiểu bối chứ có của ngôn. Trầm Thiên Khôi bước ra nói, ở đâu có giải dược của thiên kia độc chứ? Dù sao nàng ta cũng không sống được, chết sớm hay sau này chết cũng không phải là như nhau sao? Thôi lắm, thất phù đi chết đi. Vương Sung hét lên một tiếng nâng thường tiến lên. Trầm Thiên Khôi không một chút sợ hãi, song trưởng lật lại, lấy ra song tiễn câu, cũng vọt lên. Thường, câu cùng nhau phát ra những tiếng choang choang người có võ công thấp kém, ý nghĩ cũng trở nên mê muội. Quan sát Vương Sung cùng Trầm Thiên Khôi giao đấu, trong lòng mọi người sáng tỏ. Vương Sung đích xác là có tư cách cuồng vọng. Trầm Thiên Khôi đã thành danh trên giang hồ nhiều năm, một bộ lục hợp quyền pháp, ly hồn câu, uy lực vô cùng to lớn. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cùng Vương Sung đấu ngang tay. Đương nhiên, dù dưới tình huống như vậy, cũng không có nghĩa là Vương Sung đã tiến nhập tiên thiên tri cảnh mà bởi vì thương pháp sắc bén của hắn đủ để cùng tiên thiên cao thủ tranh hơn thua. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 hiệp. Trầm Thiên Khôi càng đánh càng nộ, ngay cả một tiểu bối cũng không thể thu thập được, nếu đồn ra ngoài thì còn biết để mặt mũi ở đâu. Đang định đánh một kích toàn lực, Vương Sung lại khinh thường nói. Tiền thiên cao thủ sao? Bất quá người cũng chỉ như vậy. Người... Trầm Thiên Khôi giận đến cực điểm, mặt đỏ lên. Vương Sung lại nói. Liều nguyện thương pháp, Tổng cộng có ba thức, xuất đạo giang hồ ta bất quá cũng chỉ mới dùng có 8 thức. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi, trên đời còn có võ học lợi hại đến thế sao? Chỉ dùng 8 thức đầu đã có thể dễ dàng hoành hành trên giang hồ, vậy những chiêu phía sau? Hơn nữa, công phu lợi hại như thế lại không phải tuyệt học thành danh trên giang hồ, xem ra sự lợi hại của giang hồ cũng càng thật thâm sâu. Vẫn còn không ít thứ cần phải học hỏi thêm. Tiếp một chiêu của ta, tinh vần tiền trụy. Vương Sung hét to một tiếng, khí thế tăng vọt, ngân thương trong tay liền áp chế Trầm Thiên Khôi. Ly hồn câu, lý biệt, Trầm Thiên Khôi cũng không cam yếu thế, phấn khởi phản kháng. Chỉ có chút bản lãnh như vậy sao, vậy thì chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Vương Sung lại tiến lên, tốc độ không giảm, trong thương thế ẩn hàm sát khí, thật là một thương kinh hồn. Xoẹt, xoẹt, không hay. Vệ Bình đang đứng một bên xem cuộc chiến thì cũng kinh hãi, bất chấp thân phận mà ra tay tập kích. Vương Dung nghe tiếng gió, ngân thương trong tay hơi lùi lại, đã đến sát cổ Trầm Thiên Khôi, lưu lại một vết máu nhạt. Ngay sau đó xoay người lại, xuất ra một thương, chấn lui đòn đánh lén. Trầm Thiên Khôi vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử, tâm thần nhất thời chấn động, tức giận đến khuôn mặt cũng hiện lên vẻ dữ tợn, cùng với vệ bình đánh về phía Vương Dung. Mà Vương Dung tuy thương pháp nhập thần, nhưng đối diện với hai đại tiên thiên cao thủ cùng tấn công cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Cái bang trưởng lão võ công cao cường lại lấy hai đánh một, thật là không biết xấu hổ. Nhan Nguyệt Thi thấy không vừa mắt, khổ nỗi không có cách nào ra tay, chỉ có thể đứng một bên mắng to. Phó xuất cũng thầm mắng một tiếng vô sỉ, trực tiếp tiến lên, trường kiếm xuất ra. Xem vô thượng thái cực kiếm của ta. Nhất tĩnh nhất động, kiếm khí liên miên, cử trọng nhược khinh, thu phát tùy tâm, kiếm kiếm nối nhau, ngăn chặn trầm thiên khôi giúp vương sung yên tâm đối phó với vệ bình. Bốn người chia ra hai đấu với hai, cùng chiến ở một chỗ, vô thượng thái cực kiếm. Thương Húc thân thể chấn động, vô thượng thái cực kiếm pháp này là tuyệt học trấn phái chi bảo của võ đăng, uy lực cực kỳ to lớn, so với chiêu thức bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, ngay cả trong cái bang cũng chỉ có hàng lăng thập bắt trường cùng với đà cầu bổng pháp mới có thể cùng nó nói chuyện. Hay cho Tống Thánh lại có thể đem võ công như thế truyền cho một đồ đệ bỏ đi. Tương Húc thấy tình thế không ổn thì quay sang xung quanh nói. Chúng cái bang đệ tử nghe lệnh, Bố trí đã cầu trận, đại ca, lão tam, không nên tranh đấu vô vị, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Hơn trăm cái bang đệ tử làm thành ba tầng, bên ngoài ba tầng lại làm thành một vòng tròn lớn. Trúc côn trong tay cũng gõ rất có tiết tấu, làm cho lòng người cũng bị nhiễu loạn. Hai người vệ bình ra sức chấn phát một chiêu, đều bước lui vương sung cùng với phó xuất, sau đó mang theo từ mã như lui ra ngoài trận. Không hay là đã cầu trận pháp. Hai người phó xuất lưu đến bên cạnh Nhan Nguyệt Thi, nhìn Vạn Nhã Nhi vẻ mặt tái nhợt đang nằm trong lòng nàng, tâm tình càng trở nên trầm trọng. Nhưng không ai phát hiện kiêu thị đang ở một bên cười âm lãnh. Đà cầu trận pháp không thể so sánh với trận đánh của đám giang hồ Tạp Nham vừa rồi. Những người này đều là đại đệ tử 4 năm túi của cái bang. Chẳng những tu vị nhất lưu, không giống với đám nhân sĩ giang hồ vừa rồi, mà hơn nữa chủ chốt của trận pháp này là ở sự phối hợp. Một người một côn, 10 người trăm côn trăm người thì đến ngàn côn vô cùng vô tận vương sùng phó xuất cùng với nhan nguyệt thi mặc dù có thừa khả năng bình yên trong trận nhưng bọn họ lại thủy chung không có cách nào phá trận nếu ngẫu nhiên giết một đệ tử cái bang thì lập tức lại có một người tiến lên bổ khuyết một chữ vây như vậy bà bọn hắn có thể làm gì chứ trên bầu trời là một mảnh âm trần tựa như tâm tư của đám người vương Sùng. phảng phất cũng là âm trầm bị vây một hồi thể lực của ba người tiêu hao thật lớn cơ hồ mất đi lực chống đỡ. Nhan Nguyệt Thi tốt hơn một chút, nhưng Vương Sùng cùng với phó xuất hai người phải dùng binh khí mới có thể đứng vững, miệng không ngừng thở hồn hển mà đệ tử cái bang xung quanh vẫn là tươi cười tràn đầy vẻ tự đắc. Có thể đánh cho siêu cấp cao thủ kiếm hiệp và thương tà khốn đốn, bọn họ đích xác có thể đắc ý. Mặc dù bọn họ chỉ ý vào số đông cùng với oai lực của trận pháp. Âm thanh trói tài của những cây trúc côn vẫn tiếp tục, tư mã như tuy lo lắng đứng nhìn, nhưng cũng không có lực can thiệp chỉ có thể hét lớn bà vị trưởng lão cái bang các người dùng nhân nghĩa lập bang sao lại có thể làm ra chuyện vô sỉ như thế chứ vệ bình bình thản nói lão phu làm cái gì không phải chỉ là bao vây bọn họ thôi sao nhiều giang hồ nghĩa sĩ chết trong tay bọn họ như thế nếu cái bang chúng ta không nghe không hỏi thì làm sao có thể nhận hai chữ nhân nghĩa mà bằng hữu giang hồ phong tặng chứ thấy vệ bình ngụy biện tư mã như cả giận nói vệ bình ngươi đừng tưởng rằng miệng đẩy nhân nghĩa thì là đạo đức. Trước tiên không nói chuyện hôm nay đúng hay sai, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy mà tiến vào tư mã phủ của ta? Đó chính là hiệp nghĩa sao? Ta thân là chủ nhân của tư mã phủ lại bị đuổi ra ngoài. Vệ bình ngẩn ra, trong lòng do dự nói. Chuyện hôm nay đích xác không hay, nếu trong thương thiên giám ghi lại, sợ là sẽ tổn hại uy danh của cái bang trên giang hồ. Nhưng tình thế hôm nay đã ngồi trên lưng cọp, nếu dừng tay, nơi này có nhiều người như thế nhìn vào, sau này bị chuyển ra thì khác nào để người ta cười nhạo. Mãi trầm tư, cuối cùng hắn dùng âm thanh lạnh lùng nói. Việc này đi qua, Lã Phu sẽ tự đến từ mã già tạ tội. Người... Lạnh quá. Vạn Nha Nhi kêu khẽ một tiếng, làm thức tỉnh đám người vâng sung. Nhàn người thi thương tiếc, ôm nàng vào trong lòng, một đạo nội lực nhu hòa đưa vào cơ thể của Vạn Nha Nhi, nhất thời hóa giải nỗi thống khổ của nàng. Đây chính là ý trời sao? Phó xuất trầm ngâm trong chốc lát, sau đó truyền âm nói, thương Tả, chuẩn bị sẵn sàng, ta đến đối phó với bọn chúng, người phụ trách dẫn các nàng chạy ra ngoài. Vương Sung ngẩn người, nhìn ánh mắt quyết liệt của phó xuất, hắn tự hồ hiểu được điều gì. Đứng thẳng người, Vương Sung quay đầu về phó xuất, chăm chú nói, xong trận này, thương ta ta sẽ cùng ngươi uống thật sảng khoái, ngươi đúng là một bằng hữu tốt. Ha 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 ha, phó xuất cười nói, được, lão phó, ta cũng sẽ hết lòng bồi tiếp ngươi. Hừm. Vệ bình hừ lại nói, bây giờ còn cười được, lão phu muốn nhìn các người có thể cười được bao lâu. Lập tức hô, biến trận, vạn côn tề xuất định sinh tử, bắt bọn họ lại. Tuân lệnh, chuẩn bị. Tinh thần phó xuất chấn động, vừa muốn hành động lại bị người cắt đứt. Hà hà, chỉ vài năm không tới, không ngờ thế là bây giờ lại kém như vậy, lại còn có người dám đến từ mã phủ gây sự. Vừa nói chuyện, một già một trẻ từ ngoài cửa sóng vai đi vào. Vệ bình nhìn hai người có vẻ quen mặt, nhưng nhất thời nhớ không ra. Trong chốc lát, hắn nhìn thấy đại đao phía sau lưng lão giả, thì chợt nhớ đến một người, khấu tuyển bối. Người sao lại đến đây? Tư mã như đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức thấy cứu tình xuất hiện, nên liền tiến lên. Mọi người dừng tay lại, nhìn về phía người đang đến, thì đúng là nhạc phàm cùng với khấu phỉ. Nhạc phàm biết được tin tức của vạn nhã nhi, Mặc dù hắn khao khát gặp lại thân nhân, nhưng hắn cũng rất bàng hoàng, loại cảm giác muốn gặp nhưng không dám gặp này thật làm cho người ta cảm thấy quá khó tiếp cận, làm cho trong lòng hắn tràn ngập mâu thuẫn. Cuối cùng, hắn cũng một đường chậm rãi đi đến. Khi hai người nhạc phàm đến trước tư mã phủ, đột nhiên nghe thấy mùi máu tanh dồn dập bay đến, một dự cảm không lành dấy lên trong lòng nhạc phàm, vội vàng tiến lên nhưng lại chứng kiến một màn như thế này. Nhìn về phía trước, một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng nhạc phàm tiểu nhã tiếng gọi của nhạc phàm đầy cay đắng nhìn vạn nhã nhi nằm trong lòng nhan nguyệt thi đến xuất thần trong mắt cũng không còn để ý đến gì khác phảng phất như nghe được tiếng gọi của nhạc phàm thân thể vạn nhã nhi có chút rung động cố gắng mở hai mắt nhìn về phía xa tuy khoảng cách khá xa nhưng hai người dường như có thể thấy được thật rõ ràng ánh mắt của đối phương vạn nhã nhi cuối cùng đã đợi được nàng nhìn thấy đôi mắt thâm túy của nhạc phàm phảng phất như thấy được một sự quan tâm to lớn bao dung ôm ấp linh hồn mình giúp bản thân không thấy lạnh nữa một giọt nước mắt lướt qua trên khuôn mặt trong suốt lóe lên như lưu tinh đang rời xuống đó là sự thỏa mãn cùng hạnh phúc nước mắt như rơi vào cõi lòng nhạc phàm hắn có thể hiểu được đó chính là sự kết tinh của một linh hồn tối thuần khiết nó bao gồm niềm vui nỗi buồn cùng bất lực thất vọng cùng tuyệt vọng thống khổ cùng dãy ruộng ta đã trở về rồi sau này cũng sẽ không rời đi nữa đúng vậy lý nhạc phàm đã trở về trở lại bên người thân duy nhất hắn cũng quyết định sau này mặc kệ thế nào cũng sẽ không rời đi nữa nghe được lời hứa của nhạc phàm khuôn mặt tái nhợt của vạn nhã nhi cũng hiện lên nụ cười cố hết sức giơ tay mình lên nhưng sau đó lại rơi trên ngực để rồi cuối cùng chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại trong thiên hạ, ai đã từng tim tan vỡ? Tỉnh xa cách, liếc mắt cũng đã quá ngàn năm. Liếc mắt tiếp xúc một lần, phảng phất như ngàn năm chờ đợi. Hôm nay, nàng đã đợi được. Hiện tại, hắn đã trở về. Trong đại viện tư mã phủ, cả trăm người tụ tập, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào người khấu phỉ. Có vẻ không ai chú ý đến nhạc phàm, dù sao cũng là một trong thập đại cao thủ của bạch đạo trụ cột của chính đạo, mà kệ là dưới tình huống gì cũng đều được mọi người nhìn ngưỡng mộ. Tuổi của ba người vệ bình tuy cũng gần bằng khấu phỉ, nhưng bọn họ cũng không dám so sánh với lão. Khấu phỉ cao mày hỏi, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tư Mã Như đang muốn đáp lời thì thấy Nhạc Phàm ở một bên bước tới. Lúc này, trong mắt Nhạc Phàm cũng chỉ có Vạn Nhã Nhi, ngay cả Vương Sung ở một bên cũng quên mất, đừng nói chi đến người khác cả đại viện yên tĩnh cũng chỉ có bước chân nhạc phàm vang lên mọi người lúc này mới chú ý đến nhạc phàm hắn muốn làm gì mọi người cái bang thấy nhạc phàm nhắm mình đi đến tâm trạng nghi hoặc nhưng dù sao hắn cũng cùng đến với khấu phỉ cho nên không ai dám tiến lên ngăn cản nhàn nguyệt thi thấy nhạc phàm đi đến thì kinh ngạc nói người chính là lý nhạc phàm cái gì hắn chính là lý nhạc phàm không thể nào không phải lý nhạc phàm tóc bạc sao như thế nào mọi người xung quanh như ông vỡ tổ đều bàn bạc rộn lên vẻ mặt bọn người vệ bình cũng đầy kinh ngạc nếu không cảm giác được sự biến hóa của vạn nhã nhi trong lòng nhan người thi cơ hồ không dám tin tưởng người đầu tóc đen nhánh vẻ mặt kiên nghị chính là lý nhạc phàm nhạc phàm đến gần vạn nhã nhi bốn năm qua thì đây là lần đầu tiên chân thật nhất cảm giác được sự tồn tại của nàng chỉ là lúc này không ai cảm thấy cao hứng nhìn vẻ mặt tái nhợt của vạn nhã nhi trên chán còn có một tia hắc khí ẩn hiện nhạc phàm biết muội muội của mình đã trúng độc đưa tay bắt mạch đột nhiên phát hiện sinh mệnh lực của vạn nhã nhi đang mất đi rất nhanh dưới trạng thái kinh hãi vội vàng đưa vào một đạo nguyên khí tinh thuần hỗ trợ cho thân thể nàng chỉ chốc lát qua đi tiểu nhã trúng độc gì thanh âm của nhạc phàm băng lãnh vẻ mặt lạnh lùng ai nhìn vào đều có thể biết được hắn đang rất tức giận đám người phó xuất thần sắc buồn bã nhan nguyệt thi nức nở nói tiểu môi nàng chúng chính là thiên kỳ chi độc nhạc phàm không nói gì chỉ là thân thể ghẽ run lên trầm mặc nhưng trong lòng hắn phẫn nộ cực độ bây giờ hắn đã muốn điên cuồng người thân duy nhất của mình trúng độc hơn nữa còn là độc không có giải dược thiên kỳ chi độc đáng chết những tên này đều là đáng chết cả người muốn giết ta ta cũng sẽ cầm lấy đau sát sát khí thật trầm trọng Bọn người phó xuất đều cảm nhận được một cỗ sát khí nồng đậm dần dần tỏa ra từ cơ thể của nhạc phàm trong nháy mắt bao trùm cả đại viện. Ai? Nhạc phàm cơ hồ đã mất đi lý trí hai mắt hồng lên như muốn nhỏ máu. Đây là lần thứ ba mắt nhạc phàm hồng lên đám người phó xuất thấy trong lòng kinh hãi không thôi. Huyết hóa người có chút kiến thức thì đều nhịn không được mà kêu lên một tiếng kinh hãi. Hơn 200 năm trước trên giang hồ từng xuất hiện một gã siêu cấp cao thủ chính là một đời tà môn tông sư thượng vô tà, sau này được gọi là tà thần. Hắn dùng phương pháp huyết hóa mà tung hoành giang hồ, thế lực cường đại, cả giang hồ cơ hồ đều khổ sở chống đỡ dưới uy thế của hắn. Nhưng cực thịnh tất suy, bởi vì hai bàn tay tà thần đã nhốm quá nhiều máu tanh, đã dẫn đến các cao nhân ẩn thế, cuối cùng liên thủ truy sát hắn. Sau đó, phương pháp được xưng là tuyệt mệnh kỳ thuật huyết hóa cũng đã thất truyền trên giang hồ mà huyết nhãn chính là dấu hiệu ban đầu của huyết hóa, bây giờ lại xuất hiện trên người của một thanh niên 20 tuổi, điều này cũng khó trách, làm cho mọi người kinh hãi. Mọi người đều bị sát khí chấn hồn, nhìn đôi hồng nhãn của nhạc phàm, cảm thấy như chính mình đang bị hận ý khôn cùng xâm nhập, không khỏi mồ hôi lạnh tuôn ra, lùi lại một bước. Người ở đây, ai cũng có thể hiểu được cảm thụ trong lòng hắn bây giờ, là phẫn nộ, là thống khổ, là hối hận, là sát ý mà kệ tất cả lý do mà lựa chọn kiên cường đối mặt, bởi vì người là người thân còn sống duy nhất của ta, bởi vì người là hy vọng sống duy nhất của ta, ta hận, bởi vì ta không muốn lại bị mất đi, cho dù trăm kiếp cũng không sợ hãi mà lựa chọn con đường giết chóc. Nhàn Nguyệt Thì nhìn Nhạc Phàm, cảm thụ sâu sắc nhất, nàng từ ánh mắt Nhạc Phàm thấy được không phải là máu huyết và vô tình, giết chóc và máu tanh, mà là một loại tình cảm to lớn, quan tâm vô hạn tựa hồ như bao hàm hết cả sinh mệnh. Nhàn người thi biết được suy nghĩ trong lòng nhạc phàm, ngón tay chỉ về phía trước, bi thường nói: là lã phu nhân của tạ gia, tiểu muội vì cứu ta mới bị như thế, ta có lỗi với nàng. nói xong cũng nghiêm mặt, nước mắt vô thành vô thức rơi xuống. nhạc phàm chưa quay đầu lại mà vẫn nhìn vào vạn nhã nhi đang hôn mê, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, đầy yêu thương nói: tiểu nhã, lúc nhỏ đại ca đã đáp ứng muội sẽ luôn luôn ở bên muội, đời này sẽ bảo vệ muội thật tốt. Nhưng bây giờ ta lại không thực hiện được lời hứa của ta. Bốn năm qua, một mình muội đã khổ sở lắm rồi. Đại ca xin lỗi muội, cũng xin lỗi vạn gia gia. Muội hãy cố gắng nghỉ ngơi, đợi khi tỉnh lại, mọi việc sẽ tốt cả thôi. Lời nói thương yêu nhỏ nhẹ như thế, ai có thể nghĩ người đó chính là Bạch Phát đau Cuồng. Nhạc Phàm xoay người, trong nháy mắt sát khí ngập trời lại bao trùm cả đại viện bốn năm giết chóc sống còn hơn nữa bằng vào lực lượng tinh thần cường đại của mình áp bức làm mọi người cảm thấy không cách nào hít thở được đám người tạ ra trực tiếp đối mặt với sự tức giận của nhạc phàm không ít người đã học máu bọn họ phảng phất như thấy chính mình rơi vào địa ngục bọn họ phảng phất như bị ngửi thấy máu tanh hơi thở của tử vong linh hồn bọn họ cũng đang run rẩy ngay cả cao thủ như vệ bình cũng phải khổ sở chống đỡ người có định lực hơi yếu bị sự áp bức cường đại như vậy liền trực tiếp té xỉu nếu không có cơ duyên sợ rằng tu vị sau này khó có thể đột phá được sát khí thật khủng khiếp còn có phương pháp huyết hóa trong truyền thuyết chẳng lẽ đây mới là thực lực chính thức của hắn khấu phì cũng kinh ngạc không kém như người khác hắn đi cùng nhạc phàm cũng đã một thời gian tự nhận đối với nhạc phàm cũng biết khá rõ nhưng bây giờ hắn mới hiểu được nguyên lai là đến bây giờ mình vẫn chưa nhìn thấu sự nông sâu của nhạc phàm cứu cứu ta thấy sát ý ngập trời của nhạc phàm hướng về phía mình kiều thị như thấy trời đất vây hãm sự sợ hãi vô hạn trào dâng trong lòng cuối cùng không thể thừa nhận được nữa đã bỏ lại đám gia nhân mà bỏ chạy thấy có người chạy trốn nhạc phàm rút ra mộc côn ở bên hông lăng không chém một đao về phía kiều thị soạt nguyên khí phóng ra hôm nay khả năng khống chế nguyên khí của nhạc phàm đã đạt đến cảnh giới thu phát tự nhiên một đạo tử quang hiện lên trước mặt kiều thị đột nhiên nổ tung đánh bay nàng trở về lưu lại một dấu vết dữ tợn trên mặt đất dừng tay một tiếng phẫn nộ thức tỉnh mọi người vệ bình vội vàng kêu to để từ cái bang lúc này mới phản ứng liền bao vây nhạc phàm đả cẩu trận pháp vệ bình tuy không biết vì sao nhạc phàm đi cùng khấu phỉ nhưng hắn vẫn coi nhạc phàm là hung thủ vì vậy hắn xoay người nói Khấu Đại Hiệp, hôm nay cái bang ta ở đây vì chuyện đại trưởng lão bị giết, mong rằng Khấu Đại Hiệp. Vệ Bình còn chưa nói xong, Khấu Phỉ đã khoa tay ngắt lời. Việc của các ngươi ta không quản, sau này cũng đừng làm phiền đến ta. Vệ Bình nghe vậy thì mừng rỡ, vội thi lễ với Khấu Phỉ. Hắn chỉ sợ cao thủ như Khấu Phỉ ra tay, nếu không thì hôm nay hắn sẽ rất dễ dàng. Nhiều nhân vật giang hồ ở đây như thế, hôm nay nếu bắt được nhà phàm, vậy địa vị của cái bang trên giang hồ sẽ đề cao không ít ngày sau khí thế tranh đoạt vũ tàng cũng sẽ cao hơn một bậc. Lợi ích thật lớn trước mắt, mọi người thường quên hết bản năng sợ hãi. Trong lòng vệ bình đầy những ý nghĩ đẹp đẽ, nhưng không phát hiện ánh mắt bế nghẽ đùa cợt của khấu phỉ. Người của cái bang càng lúc càng to gan, dám đến từ mã phủ mà náo loạn. Lão phù bất quá cũng nhìn không vừa mắt, sống cũng chả để làm gì. Khấu phỉ đối với bản lĩnh của nhạc phàm tuy không phải là rất rõ ràng nhưng hắn có thể dám chắc tuyệt đối không dưới mình xem ra cái bang lần này dẫm phải đinh rồi mà tư mã như ở một bên thấy khấu phỉ nói như thế hắn cũng có vẻ không hiểu nhưng cũng không hỏi gì chỉ ân lặng nhìn thế cục phát triển không biết từ đâu lấy ra một quyển sách vệ bình chấn chỉnh lại tinh thần quát mắng nói người thật sự là lý nhạc phàm nhạc phàm không nói vẫn nhìn thẳng vào đám người tạ ra trong lòng hắn đã quyết định tiểu tử đại ca ta hỏi sao ngươi không trả lời trầm thiên khôi vừa rồi bị nhạc phàm dọa đến ngây người cảm thấy nổi giận hét lớn một tiếng muốn lao ra lại bị tương húc cản lại nói bây giờ không phải là lúc cậy mạnh trầm thiên khôi không còn cách nào khác chỉ hận thù trừng mắt nhìn nhạc phàm vệ bình thầm mắng chính mình tự nhiên lại hỏi một câu ngu ngốc như thế liền nói lý nhạc phàm ta chính là cửu đại trưởng lão của cái bang vệ bình hoài nghi người có liên quan đến cái chết của đại trưởng lão chúng ta, cho nên muốn mời ngươi về tổng đàn cái bang chúng ta điều tra việc này. Nghe vệ bình nói, khấu phỉ cười khinh thường, xem ra người này vẫn chưa nhận thức được tình huống hiện tại. Nói nhạc, nhà phàm không thèm để ý, hồng nhãn nhíu lại nói, hôm nay, kẻ cản ta, giết không tha. Hừ, vệ bình lạnh lùng nói, nếu ngươi không chịu hợp tác, vậy bắt ngươi về rồi sẽ chậm rãi tra khỏi. Khởi trận, các người đều đáng chết chết đi máu tươi sôi trào gào rít điên cuồng cực độ nhạc phàm cũng không thể khống chế được lửa giận của chính mình nữa tay cầm đoàn côn bước lên phía trước đám người phó xuất vốn định tiến lên để hỗ trợ nhưng thể lực đã đến cực hạn bọn họ còn muốn bảo vệ vạn nhã nhi nên chỉ có thể bảo tồn thực lực bùng 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 binh khí chạm nhau chiến đấu đã bắt đầu hoặc là nói giết chóc đã bắt đầu nhạc phàm hai chân tiến bước mỗi bước đều là khai triển lưới côn dài đặc tấn công. Lần này hắn không có tâm tình nhìn trận pháp gì nữa. Trong mắt hắn, người cản đường hắn chính là địch nhân. Lập tức hắn ra tay. Bùng, một cái đầu bị nổ tung dưới một đòn của nhạc phàm. Não tương cùng với huyết tương văng ra. Mọi người đều sửng sốt, không phải vì thân thủ của nhạc phàm, mà là vì lần đầu tiên thấy được một khung cảnh tàn bạo như thế. Bùng, bùng, bùng. Chỉ trong chốc lát, lại có thêm mấy người bị đánh trúng, ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này người nhạc phàm đã đẩy máu, giống như sói giữa bầy cừu, ra sức giết một người không có lực chống trả, mặc dù bọn họ cũng muốn chống trả. À, không, đừng! Một tiếng kêu thê thảm vang lên, hội tụ thành một tấu trương của sự chết chóc. Nhìn những đồng bọn ngã xuống, đám người cái bang sợ hãi kêu là cả đám hỗn loạn. Cái gì trận pháp, cái gì võ công, đều quên sạch, chỉ còn lại là bản năng sợ hãi, bản năng chống trả. Còn muốn trốn chạy, nhưng hết thảy đều phí công. Nói về tốc độ, bọn họ có thể so với tốc độ như quỷ mị của nhạc phàm sao? Luận khí thế, bọn họ như bầy dê lợi mổ mà nhạc phàm lại là gã đầu tể cầm con dao sắc bén. Bọn họ tuy có trận pháp làm chỗ dựa, nhưng nhạc phàm lại có thể nhìn ra biến hóa trong đó. Huống chi trận pháp này đã loạn bọn họ cũng không hề có chút đấu tâm nên kết cục cuối cùng cũng chỉ là cái chết cồn ảnh hiện lên sinh mạng một đám người tự nhiên cũng mất đi máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt đất hồng lên như biển máu sinh mạng trong biển máu thật là mỏng manh chung quanh mọi người sợ đến ngây người có thể không sợ sao lấy lực một người độc chiến trăm người giết một lần cả chục người nhưng vẫn không ngừng ngoại trừ sự lạnh lùng trong mắt ngay cả vẻ mặt cũng không biến đổi chẳng lẽ trời xanh hắn là để giết người lúc này tạ lã phu nhân cũng từ hôn mê tỉnh lại nhìn thấy máu tươi cùng thi thể sợ đến co rụt lại thấy kiều thị trọng thương nằm trên mặt đất vội kêu tới một gã gia nhân đang đứng sững sờ hỏi ra mới biết nguyên do mặc dù trang diện máu tanh đó cũng làm lão bà lạnh người nhưng ánh mắt độc ác vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào nhạc phàm từ mã như ở một bên mồ hôi rơi ra như mưa ý nghĩ cũng trở thành hỗn loạn tràng diện chém giết máu đổ thấy đã nhiều mấy trăm người cũng đã thấy qua nhưng một người trần trụi chỉ là giết chóc hắn cũng khó mà thích ứng được có lẽ tại lực lượng trước mặt sinh mệnh vĩnh viễn vẫn mềm yếu vô lực như vậy xuân thu bút được cầm trong tay hắn cũng không biết phải hạ xuống như thế nào trắng và đen đúng và sai làm sao có thể phân biệt Chúng ta lấy gì để đánh giá những chuẩn tắc giết người? Dựa vào cái gì? Đang lúc cảm thấy mê muội, một luồng khí tức ấm áp truyền vào người Tư Mã Như, giúp hắn tỉnh táo trở lại. Ai? Lần này cái bằng đã được giáo huấn rồi, chỉ là mất mát cũng thật là quá lớn. Thấy vẻ mặt tươi cười của Khấu Phỉ, vẻ mặt hắn cũng ngừng trọng nói. Người vốn lấy tâm làm chính, chỉ có tình cảm là khổ sở, chúng ta phải cho lịch sử một lựa chọn công bình. Trong mắt khấu phỉ, chính thức đúng sai cũng không phải do người khác nói. Có lẽ vạn đời sau sẽ không có kết quả giống như vậy. Vậy nên hắn cũng hiểu được phải cho lịch sử một sự lựa chọn giữa đúng và sai. Nhìn thấy tình huống như thế, con mắt vệ bình nổi lên đầy tơ máu. Hắn thật sự hối hận về quyết định của chính mình. Ở đây đều là đệ tử tinh anh của cái bang. Hôm nay chỉ vì bởi vì quyết định nhất thời của hắn, trong chốc lát cũng chỉ còn hơn một nửa cục diện không chết, không nghỉ như thế, ai có thể vãn hồi. Hắn liền nhớ đến lời khấu phỉ nói, thầm nghĩ. nguyên lai là hắn đã biết, chỉ là ta. Đại ca, chúng ta... Trầm thiên khôi hai mắt đầy vẻ giận dữ, móng tay nắm chặt đến mức xuyên vào trong lòng bàn tay. Vệ bình nhìn thoáng qua trầm thiên khôi đang phẫn nộ, là nhìn vẻ mặt kiên quyết của tương húc, quyết định. Tổn nghiêm của cái bang không thể bị người khác dẫm đạp, mặc dù bỏ mạng cũng không tiếc, chúng ta lên cái bang đệ tử lùi xuống. Vệ binh hét lớn một tiếng, dẫn theo hai người gia nhập vòng chiến. Thấy ba vị trưởng lão gia nhập, tinh thần đệ tử cái bang còn sót lại rất chấn động, nhanh chóng phân tán thối lui gõ trúc côn lớn tiếng hò hét trợ uy. Lý Nhạc Phàm, trước tiền người giết cái bang trưởng lão chúng ta, sau đó giết nhiều đệ tử chúng ta, thu này không đội trời chung. À, 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 à. Nhạc Phàm tay cũng ngừng lại, đột nhiên điên cuồng cười lớn. Nhạc phàm hôm nay cũng đã không phải là thiếu niên không biết gì. Đối mặt với tiên thiên cao thủ vây quanh, hắn trong cơn cuồng loạn vẫn giữ được vài phần tỉnh táo. Hắn dùng âm thanh lạnh như bằng nói. Bất cứ ai làm hại thân nhân của ta, giết không tha. Phàm người nào cản ta, giết không tha. Từ khi các ngươi bước vào nơi này, thì chỉ có một kết cục chết. Được, khẩu khí quá cuồng vọng. Vệ bình tức giận quát, hôm nay không phải ngươi tử thì ta vong. Hừ luân hồi thức nhà phàm cả người như mũi tên bắn thẳng đến ba người giữa không trung thân thể hắn tách làm hai đúng là thiên tường tại thiểm bùng bang bang máu tanh vẫn chảy sát khí tung hành như có trăm quỷ dữ cùng âm hồn không tiêu tán cô nảnh đầy trời huyết vũ điên cuồng sinh tử chỉ trong khoảnh khắc luân hồi tái hiện bùng 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 một chiêu ba biến hoặc có thể nói chỉ là một chiêu hoàn toàn làm rung động mọi người ở đây. Một đao quá bá đạo, một đao quá quỷ dị. Ngay cả ba tiên thiên cao thủ liên thủ cũng không cản được bước tiến của nhạc phàm. Ba người vệ bình bị đánh bay ra rơi xuống trên mặt đất, khắp người đều bị tàn phá, máu chảy không ngừng. Bọn họ lúc này mới là giống một tên khất cái. Nếu trong tay nhạc phàm không phải là côn mà là đao, không ai hoài nghi, cả người bọn họ cũng không đủ chỗ cho những vết thương. Trưởng lão, sau khi đệ tử cái bang hồi thần liền tiến lên phía trước cứu chữa. Bất quá bọn họ luôn luôn cẩn thận chăm chú nhìn nhạc phàm, sợ hắn lại tiến đến. Nhìn máu tươi khắp nơi trên mặt đất, nghe tiếng riêng rỉ thấm khổ khắp nơi, trong lòng nhạc phàm trở nên trầm trọng, huyết nhãn cũng dần dần nhạt đi. Nắm chặt mộc côn trong tay, nhạc phàm hét lên một tiếng phẫn nộ, chấn động, làm tai mọi người xung quanh đều vang lên ông ông. À! Hắn, Hắn còn muốn làm gì những nhân sĩ giang hồ xung quanh kinh hãi từng rằng nhạc phàm lại muốn điên cuồng như vừa rồi nhưng lại nghe nhạc phàm vẻ khổ sở nói ta ta không muốn giết người mọi người kinh hạc một người toàn thân đầy máu đang đứng giữa một biển máu nói với người khác mình không muốn giết người chẳng lẽ những người chết đi đều là tự mình muốn chết sao nhạc phàm thở mạnh một hơi nói ta không muốn giết người nhưng lại không thể không giết Nói xong thẳng hướng người của tạ gia bảo đi đến Không ai dám đi lên ngăn cản Đúng vậy Trên giang hồ Người không giết ta thì ta cũng giết người Nếu người lưu thủ Người sẽ nhận lại một đau Người nếu muốn sống Vậy ngươi phải phản kháng Cho nên Giết người đôi khi chỉ là một lựa chọn Một lựa chọn bất đắc dĩ Người Người ác tặc Người muốn làm gì Tà lã phu nhân thấy nhạc phàm tới gần Một luồng máu huyết nồng đậm Cũng theo đó mà đến Nhà phàm lấy ra ngân châm được rút ra từ trong người vạn nhã nhì nói. Đây là của mội mội ta. Người phụt. Tạ lão phu nhân cực kỳ kinh sợ, phun ra một ngụm máu. Mọi người nhìn về tạ lão phu nhân cũng không biết như thế nào mới tốt. Từ mã như lúc này cũng đã ngừng tay, quay về khấu phỉ nói. Khấu tuyển bối, người mà kệ không quản sao. Khấu phỉ cũng không tức giận nói. Ta đối với đạo pháp của hắn là rất có hứng thú, quản hắn làm gì chứ? Hơn nữa, vì sao ta phải can thiệp? bọn người đó chỉ toàn là một đám đạo đức giả, cái bang thì lại càng cao ngạo, lại dám đến cả tư mã phủ náo loạn, đáng chết. tư mã như biết tính tình của khấu phì tuy kỳ quái nhưng quan hệ rất tốt với trưởng bối của mình, cho nên đối với tư mã già cũng hết lòng bảo vệ. chuyện hôm nay trong lòng mọi người đều hiểu được, trong lòng hắn thấy cảm kích, vì vậy cũng không nói cái gì nữa, hạ bút kết thúc. nộ vẫn cuồng đao, luôn hồi hiện sát ý thao thiên huyết nhiễm trần. Dịch nghĩa là cuồng đá phẫn nộ làm tái hiện luân hồi, sát ý ngập trời máu chảy khắp trần gian. Bầu trời vẫn âm trầm như cũ, âm trầm, phảng phất như là sự ảm đạm trong lòng mọi người. Mọi người tạo ra tụ lại thành một đám, vây quanh tạ lã phu nhân và kiều thị, vẻ mặt căm phẫn nhìn nhạc phàm. Nhưng hai mắt bọn họ vẫn không giấu được vẻ sợ hãi từ trong nội tâm. Tà lã phu nhân ngồi trên mặt đất Vẫn hận nói Người là đồ ác tặc đáng chết Giết thù nhì của ta Đáng hận là lão bà ta vỡ cổng thấp kém Không cách nào báo được thù Giết con này Đáng hận Người giết đi Người đem chúng ta giết hết đi Ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho người Giết đi Đối mặt với sự cuồng loạn Của tà lã phu nhân Trong mắt nhạc phàm hiện lên vẻ không đành lòng hắn không phải là kẻ máu lạnh. Cho dù hắn giết người vô số, nhưng đó cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, chỉ vì đối phương là kiều nhân. Khoái ý qua đi chỉ còn lại sự thống khổ, buông xuống mới có thể dễ chịu. Đạo lý này không phải ai cũng hiểu được, cho dù có hiểu được cũng không phải ai có thể làm được. Ít nhất bây giờ, Nhạc Phàm cũng không làm được, mặc dù đối phương là một người đáng thương cảm. Nhạc Phàm cũng không nhiều lời để giải thích. Hắn cho rằng nếu người khác không tin tưởng, mình giải thích cũng không có tác dụng. Hơn nữa đối phương đã gây thương tổn nhân thân của mình, còn có thể tha cho bọn họ đường sống sao? Ta đã giết qua rất nhiều người, lại còn ở đây phân vân sao? Dứt lời, ngân châm trong tay nhạc phàm chuẩn bị phóng ra. Tiểu huynh đệ! Một âm thanh lo lắng vàng lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thì thấy hai người vội vàng xông vào, miệng vội là lên. Tiểu huynh đệ, đào hạ lưu tình. Là ngươi! Nhạc phàm ngẩn ra, đó chính là người đã gặp ở kỳ liên sơn Tạ Trấn Hải cùng với nhi đệ của hắn là Lục Tầm đều là họ Tạ, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ với nhau? Tạ Trấn Hải mặc áo bào màu lam, Lục Tầm mặc trang phục văn sĩ, hai người lúc này có vẻ phong trần, nhất định là rất vội vàng chạy đến. Nhạc Phàm cùng Tạ Trấn Hải cũng có một đoạn thiện duyên, cũng có một chút thiện cảm với lão già này, nhưng như vậy có thể làm cho hắn buông tha ý niệm trả thù là điều tuyệt đối không thể. Đại ca, sao người lại đến đây? Đại ca, Tạ lão phu nhân gọi một tiếng là mọi người nhất thời sửng sốt. Còn chưa đợi mọi người phản ứng, tạ lão phu nhân liền khóc ròng ròng. Đại ca, đại ca phải làm chủ cho ta. Thằng nhãi tạc tử này chính là Lý Nhạc Phàm Hắn đã giết tù nhi của ta, còn muốn giết chúng ta. Vừa nói vừa khóc giống lên, muốn đổ cả huyết lệ. Tạ Trấn Hải nghe được cũng thấy khó chịu không thôi. Nhạc phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, ngân châm trong tay vẫn nắm chặt, giận dữ chừng mắt nhìn tạ lão phu nhân, không có chút ý tứ muốn thu tay lại. Nhớ đến và Nhã Nhi bị trúng độc, Nhạc phàm càng không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Tạ Trấn Hải khoát tay Trấn An tạ lã phu nhân, chuyển hướng sang Nhạc phàm nói. Không nghĩ được, sau khi từ biệt tại Kỳ Liên Sơn, tiểu huynh đệ đã thay đổi quá nhiều, thật sự là đáng mừng. Lần trước, ơn cứu mạng ở Kỳ Liên Sơn, lã phu vẫn không thể báo đáp. Sau này có việc gì, xin hãy đến uy lòng tiêu cục của tạ nói một tiếng, nói rồi xấu hổ thi lễ, nhưng nhạc phàm vẫn không để ý đến. Tà Trấn Hải sau đó nói, Tà hôm nay đến đây là mong huynh đệ hạ thủ lưu tình, hy vọng tiểu huynh đệ người có thể tha cho mội mội ta một mạng. Hờ, ta tới bây giờ cũng không muốn giết người, nhưng thù của mội mội ta cũng không thể không báo. Người biết lão đã làm chuyện gì chứ? Lão đã hạ thiên kỳ trì độc vào cơ thể mội mội ta. Thiên kỳ trì độc không có giải dược. Người nói ta như thế nào có thể không giết? Như thế nào có thể không giết? nhạc phàm hét lên giận dữ ngân trâm trong tay càng nắm chặt hơn phảng phất có thể phóng ra bất cứ lúc nào tạ trấn hải kinh hãi không nghĩ vạn nha nhi chúng phải thiên khi chi độc sau khi hồi tỉnh thì vội vàng nói tiểu huynh đệ hãy nghe ta nói mỗi tử ta hổ đồ nhưng hung thủ thật sự vẫn đang lánh mặt trong bóng tối cái gì mọi người nghi hoặc nhìn tạ trấn hải thầm nghĩ trâm là do người của lão tạ phóng như thế nào bây giờ lại có hung thủ khác rõ ràng là muốn tìm đường thoát cho lão bà đó nhạc phàm nao nao trong mắt hắn đang suy nghĩ về cái gì đó hắn không cho rằng đối phương nói dối chẳng lẽ trong việc này còn có bí ẩn gì sao nhưng thấy Tạ Trấn Hải sau khi do dự thì mạnh mẽ nhìn về phía Kiều Thị quát lên trách mắng Tiện Phu ngươi còn không tới ta ta như thế nào chứ thân thể Kiều Thị run lên khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu không giải thích được đã xảy ra chuyện gì mọi người cũng cảm thấy mờ mịt Tả lão phù nhân khẩn trương nói đại ca người làm gì vậy Tạ Trấn Hải thở dài nói. láo mội tử, nghĩ không ra ngươi lại hồ đồ đến vậy, lại bị người lừa gạt đến mức này. Bây giờ chuyện sai như thế, nói ta phải làm thế nào mới tốt đây. Nhạc phàm tiểu huynh đệ đối với lòng uy tiêu cục chúng ta có ơn cứu mạng. Việc này chắc người cũng đã biết. Người như hắn sao có thể vì vật ngoại thân mà đi giết người khắp nơi chứ? Ta hỏi ngươi, tạ gia bảo là danh môn chính phái, sao lại có ám khí như thiên kỳ ngân trầm? Rõ ràng là có người xúi dục. Tạ gia phòng vệ nghiêm ngặt, võ công phương tụ cũng không giới ta. Ai có thể không động tĩnh gì mà giết hắn chứ? Chỉ sợ phía sau việc này có âm mưu, nhưng người hết lần này đến lần khác lại đắm chìm trong đó. Nguyên lai, Tạ Trấn Hải công vết bảo chủ Tạ Gia Bảo, Tạ Viễn Đông là huynh đệ cùng cha khác mẹ, bởi vì mâu thuẫn trong gia tộc mà chia ra. Trong nhà tranh đấu cũng không phải là chuyện tốt gì, hơn nữa 10 năm nay bọn họ cũng không gặp nhau. Cho nên trên giang hồ, người biết đến quan hệ bên trong cũng không nhiều. Mặc dù nội bộ bọn họ có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là nhất mạch kế thừa, nên chuyện không may của Tạ Phương Tô với người làm thúc như hắn tự nhiên là có điều tra. Đối với những lời đồn đã trên giang hồ, Tạ Chấn Hải cũng không tin, vì vậy cùng Lục Cầm tra xét đến tận cùng. Nhờ vào không ít mối quan hệ, sau nhiều ngày tìm hỏi, hai người đã có phát hiện. Kiều thị quả nhiên cùng ngoại nhân cấu kết đã làm chuyện xấu. Hai người về lại Tạ Gia Bảo nhưng đã muộn một bước, Kiều thị cùng Tạ Lã Phu nhân đã đến Hàng Châu. Khi nghe được tin tức này, thấy một màn kịch trước mắt, hai người biết tất cả đều đã trễ. Ây, "Đây vốn là một việc xấu trong nhà, ta không muốn nói ra ngoài, nhưng với tình hình bây giờ thì không thể không nói." Tạ Trấn Hải nói xong, có vẻ bất đắc dĩ, vẻ mặt đau khổ phảng phất già đi rất nhiều. Mọi người nghe xong thì cũng im lặng. Phó xuất cùng nhan người thi liếc mắt một cái, nhịn không được lắc đầu. Vương Sung cũng không có cảm giác gì. Ánh mắt vẫn dừng trên người nhạc phàm, nhất định không chịu rời đi. Khấu vị đối với chuyện gia đình phân tranh cũng cảm thấy phiền phức. Chỉ không thích thú, bịu mồi. Chỉ có tư mã như cầm bút không ngừng ghi chép. Tả lão phu nhân nhìn về phía kiều thị, run rẩy nói. Người, ngươi là ngươi lừa gạt ta. Mẹ, không có, con không có, nghe kiều thị nói về mặt tạ trấn hải tức giận đến hồng lên giận dữ nói tiện phụ ngươi còn muốn gạt ngời sao tạ điền đều đỡ khải tất cả ngươi còn có gì để nói không không ta không muốn như vậy là bọn hắn bức ta sắc mặt kiều thị tái nhợt lặng lẽ ôm ngực ngươi đường đường là phu nhân của tạ gia bảo ai dám bức ngươi là kiều thị đột nhiên run lên lôi hỏa đạn trong tay phun ra đầy khói nháy mắt bao phủ lấy mọi người không để ý hết thảy đứng lên muốn chạy trốn chạy đi đâu lục cầm một mực chú ý đến kiều thị thấy ả à, có ý định đào tàu lập tức phi thần lên phía trước không ngờ kiều thị lúc này quay đầu lại hơn 10 cây ngân châm phóng ra vù 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 không tốt lục cầm tới cùng vẫn là lão giang hồ giữa tình huống như vậy cũng bất chấp thể diện quay người lăn trên mặt đất mặc dù chật vật nhưng hiểm hiểm tránh được ngân châm bất ngờ đánh đến bật quá người tạo ra bào cũng không có thân tổ tốt như vậy à à những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên đang lúc kiều thị cho rằng đã thoát khỏi nguy hiểm thì là một lúc thân ảnh xuất hiện trước mặt ả à. còn chưa đợi ả à phản ứng cổ đã bị nắm chặt không thể động đậy nội lực của khấu phỉ thổ ra xương khói dần dần tản mát thấy dọ tay của nhạc phàm đang nhấc kiều thị lên giữa không trung hết thầy sự việc phát sinh thật ra cũng chỉ chẳng nháy mắt chết sát ý nhạc phàm phóng ra trực tiếp áp bức kiều thị cảm giác sợ cực độ cực độ sợ hãi tiếp cận tử vong làm cho tinh thần của kiều thị sụp đổ dãy ruộng nói đừng giết ta ta không muốn chết ta nói cái gì ta cũng sẽ nói cho ngươi quả nhiên nhạc phàm khẳng định trong lòng quả quyết nói nói giữa đại viện của tư mã phủ là một mảnh vắng ngắt nếu không có vết máu và thi thể trên mặt đất thì ai có thể nghĩ đây từng là nơi giống như địa ngục trần gian trên bầu trời những đám mây u ám tràn ngập gió thét gào những giọt mưa rơi rơi như những giọt nước mắt của ai đó dưới sát ý bức người của nhạc phàm bộ dáng đoan trang lúc trước của kiều thị đã biến mất vẻ mặt hoảng sợ trả lời ta ta đã lừa mọi người nhưng ta không định làm thế ngày ấy sự việc bị phát giác phương tu bị trọng thương lúc ấy bỗng nhiên có một người áo đen xuất hiện một đao giết huynh ấy hắn muốn ta phối hợp tung ra lời đồn hãm hại ngươi nếu không sẽ đem mọi việc công bố ra bên ngoài cho nên ta đành phải nói dối. Còn, còn thiên kỳ chi độc cũng là hắn đưa cho ta, ta cũng không nghĩ, ta không nghĩ là... Nói dối, thật buồn cười. Hôm nay bao nhiêu việc đã xảy ra, đã chết bao nhiêu người như vậy, cũng chỉ vì một người, một lời nói dối sao? Hay là một âm mưu? Nguyên nhân như thế làm sao mọi người có thể chấp nhận được? Người chết đã ra đi, họ nằm trên mặt đất không còn cảm giác gì, nhưng những người may mắn còn sống thì sao? Bà vị cái bang trưởng lão bị trọng thương thì sao? Bọn họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ vẫn hận tự trách, hay theo lý trí mà tha thứ, hay là khắc hận vào lòng. Cho dù bọn họ có hối hận đi nữa, hết thảy đều đã quá muộn. Người đó là ai? Nhạc phàm tiếp tục hỏi. Là... a à, Kiều Thị chưa nói dứt lời, đã hết thảm một tiếng, đồng tử co lại, sắc mặt trắng bạch, tay trần rũ ra, cuối cùng tuyệt khí mà chết mọi người nhìn kiều thị trong tay nhạc phàm từ từ chết đi ai cũng cảm thấy xương cốt lạnh giá không ai cho rằng hắn giết kiều thị nhưng cảnh tượng quỷ dị vừa xảy ra là như thế nào ai à... một tiếng giống giận dữ vang lên linh thức của nhạc phàm triển khai trong nháy mắt lập tức phát hiện bên trái xuất hiện một trận sao động không gian đang vặn vẹo thân thể của nhạc phàm như mũi tên lao vọt vào trong không trung phành một côn vung lên như đánh vào vật gì rồi như biến thành không khí như đá rơi hổ sâu, không có phản ứng gì. Khốn kiếp, đó là dị thuật sư. Khấu phỉ lớn tiếng hét, như sợ người khác không biết mình kiến thức uyên bác. Thấy nhạc phàm đáp xuống, hắn lập tức tiến tới hỏi, tiểu tử bắt được không? Nhạc phàm mặt không đổi sắc đáp, hắn chạy thoát rồi. Khấu phỉ tiếc hận lắc lắc đầu, không cam lòng nói. Vật vả lắm mới gặp được dị thuật sư, còn chưa được thử sức mà đã chạy mất, thật là đáng tiếc. Ây, bất quá dị thuật sư quả thật là quá quỷ dị mà, xem ra tiểu tử ngươi gặp rắc rối to rồi. Hờ, hờ, hờ. Rắc rối? Nhạc Phàm đã quá quen với điều đó rồi. Trải qua biến cố bi thảm vừa rồi, lúc này Tạ lão phu nhân đã quá choáng váng, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn đám người nhà đang nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ thống khổ, nước mắt lưng tròng, được Tạ Trấn Hải và Lục Tầm bên cạnh an ủi. Nhạc Phàm nhìn tình cảnh như thế, trong lòng cũng đột nhiên xuất hiện một ý nguyện. Người chết hôm nay đã quá nhiều. Mọi người đi thôi. Nhạc Phạm thu mộc côn tiến về phía vạn nhã nhi. Mưa rơi đầy trời, nhan người thi vẫn đang dùng chân khí cả nước mưa cho người vẫn đang nằm trong lòng nàng. Vạn nhã nhi. Nhạc Phạm đi tới, gật đầu cảm ơn, rồi đỡ lấy vạn nhã nhi. Nhan người thi thấy nhạc Phạm muốn đi, thì vội nói. Nhạc Phạm huynh đệ, chúng ta có biết một vị tiền bối y thuật vô cùng cao siêu, nói không chừng người có thể giải được chất độc trên người tiểu muội. sinh mạng của tiểu nhã đã như chỉ mảnh treo chuông. chúng ta còn có thời gian sao? <laughs> nhạc phàm cười thảm, tiếng cười nhạo cả thế tục. từ sự mỏi mệt, bất đắc dĩ trong lòng, hắn đã học qua y kinh, đương nhiên rất rõ ràng độc tính của thiên kỳ. sinh mệnh lực của vạn nhã nhi nhanh chóng biến mất, sớm đã mất hết sức sống, thì làm sao có thể cứu chữa? đúng rồi, còn thời gian không? Dù có tìm được đạo văn tiền bối thì liệu có thể trị được thiên kỳ chi độc không? Nàng biết nhạc phàm muốn dùng thời gian cuối cùng này cùng nhã nhi ở một chỗ. Tình cảnh sanh ly tử biệt này sao nàng có thể cối rời? Lý nhạc phàm! Vương sung lúc này cũng lao tới, ngăn bước nhạc phàm giết giọng. Người cứ như vậy mà đi sao? Người chấp nhận sao? Người còn là đàn ông không? Người... Nhạc phàm ngắt lời Vương Sung, thản nhiên nói. Vương Sung, hãy sống cho tốt sau khi tính mạng mất đi, chúng ta còn gì để chứng minh mình đã từng sống chứ? Người đã chết rồi, lấy gì để chứng minh đã từng sống? Ai dám nói không? ai à... Nhạc phàm giống lên, thành âm bi phẫn chấn động trời đất, làm người ở xung quanh nhất thời run lên, hai chân đạp đất phóng lên, ôm vạn nã nhi cứ như vậy mà rời đi. Ra đi thật đẹp mắt, nhưng có người lại đau lòng. Nhan người thi trốn trong ngực phó xuất khóc ròng ròng, không biết là bọn họ cảm động hay là bọn họ đau đớn. Có lẽ là tất cả. Mưa rơi nặng dần, rơi xuống mặt đất đầy máu của đại viện như gột rửa cho nhân gian. Vương Sung đang rơi nước mắt. Hắn không muốn khóc mà nước mắt cứ tuôn rơi. Không biết là nước mắt hay là nước mưa. Đám người tạ trấn hải rời đi. Giang hồ nhân sĩ cũng tản mát dần. Thế là mọi việc cũng đã kết thúc. Lúc này, đột nhiên khấu phì như nhớ tới cái gì, vội vàng phi thân, tiếng hét truyền khắp công trung. Tiểu tử, người đã đáp ứng cùng với ta so đao. Vương Sung đã rời đi, rời đi rất cô độc. Hắn không mang đến gì, nhưng hình như đã để lại cái gì đó. Chỉ có nhan nguyệt thi cùng với phó xuất ở lại cùng với tư mã như để giải quyết mọi thứ còn lại. Tựa hồ, tất cả đã kết thúc. Trong một gian phòng tối tăm, không khí đột ngột chấn động, không gian vặn vẹo như ảo giác. Lúc này bỗng nhiên có một người từ trong không gian xuất hiện, ngã xuống nền nhà. Phụt, máu phun đầy đất, một người vẻ mặt rất hung dữ nhưng lại mang thương tích nặng nề. Lý Nhạc Phàm, một côn hôm nay của ngươi, Quỷ Mị ta đã ghi nhớ, ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ không để ngươi yên độc." Nói xong, Quỷ Mị ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt điều tức. túy hồng lâu. Trong mật thất, một người áo đen mang mặt nạ bạc đang ngồi trên ghế. Trước mặt là một người phụ nữ lớn tuổi, mặt đầy vết nhăn nhưng nét mặt hòa ái đang cung kính. Đó chính là một trong 12 vị trưởng lão của Lâu Thượng Lâu, Hồng Loan. Lâu chủ, tư mã phủ xảy ra chuyện lớn. Hồng Loan cung kính nói, Ồ, ra ngoài vài ngày mà đã xảy ra chuyện thật là không ít à. Đến cả tư mã phủ cũng có chuyện. Giọng lâu chủ có chút kinh ngạc, tựa hồ là đã động dung. Hồng Lan tiếp tục nói, đêm qua, hơn 100 giang hổ nhân sĩ vầy tử mã phủ, ép tử mã như và phó xuất ra muội muội của Lý Nhạc Phạm ra, cho đến tận trưa hôm nay. Rồi người của tạ gia bảo đến, đánh giết một hồi. Mội muội của Lý Nhạc Phạm chúng thiên kỳ chi độc. Thương tả tới cứu, nhưng lại bị cái bảng ngăn cản. Lý Nhạc Phạm nổi giận giết người. Nguyên lại là một âm mưu cuối cùng lý nhạc phàm ôm muội muội bỏ đi những người của chúng ta đuổi không kịp hồng loan kể lại một hồi kinh tâm động phách trong từ mã phủ lâu chủ mang mặt nạ nhìn không thấy sắc mặt biến hóa nhưng trong ánh mắt lại có tia kỳ dị trầm ngâm một lúc lâu lâu chủ nói được rồi các người làm rất tốt ta tin tưởng rằng dù muội muội của lý nhạc phàm có thể còn sống hay không hắn cũng sẽ xuất hiện thôi Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. hồng loan cũng đồng ý nói. lý nhạc phàm là người kiên nghị, có thủ dễ báo, tự nhiên sẽ phải đi tìm kẻ thù của hắn. tốt lắm, trên của lý nhạc phàm người tiếp tục nghe ngóng. ta tự có chủ trương. lần này vũ tàng lại xuất hiện, các thế lực lớn trên giang hồ đều tới hàng châu, có thể nói là phong khởi vân dũng. ta nghĩ rằng sự kiện lần này xảy ra không chỉ có giang hồ mà triều đình có thể cũng bị cuốn vào. đến lúc đó ngoại tộc sẽ xâm nhập. Chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tốt. Dừng một chút, ánh mắt lâu chủ đầy thâm ý nói. Nói vậy, những người kia cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Đến lúc đó giang hồ sẽ không còn giống với bây giờ. <laughs> phải nhớ kỹ, chúng ta sẽ không lao vào vòng tranh đấu. Phải bảo trì trung lập. Nếu không, hậu quả sẽ không thể nào tiếp nhận đâu. Người đi chuẩn bị đi. Vâng. Hồng Loan trả lời rồi lui ra. Đợi Hồng Loan rời khỏi, lâu chủ suy tư một lúc rồi nhanh chóng rời khỏi. Chỉ trong chốc lát, lâu chủ đã vào một ngõ nhỏ, lột bỏ mặt nạ và áo khoác ngoài, biến thành một cô gái áo trắng. Thủ lĩnh của lâu thượng lâu là một cô gái. Hơn nữa, gương mặt xinh đẹp, thân hình mỹ lệ, tóc mượt như tơ, mì như liễu, đôi mắt sáng dưới hàng mi thanh tú, tựa như là tiền nữ dáng thế, không vương chút bụi trần. Nếu nhạc phàm xuất hiện lúc này, hiển nhiên sẽ nhận ra. Đó chính là người duy nhất còn sống sót tại đảo nguyên thôn mà hắn đã cứu. Bích Giao. Gió thét gào, mưa phùn lất phất. Chỉ thấy một người phi thân ngược mưa. Nhạc phàm ôm vạn nã nhi. Một chạy thẳng ra hướng ngoài thành. liều mạng chạy. Lòng thầm nghĩ, rời xa thế tục. Càng xa, càng tốt. Chẳng biết mất bao lâu. Nhạc Phàm nhìn thấy ở phía trước có một rừng trúc, không nghĩ ngợi nhiều, hắn liền chạy thẳng vào. Trong rừng trúc có một gian nhà nhỏ không bóng người, không biết đã qua bao nhiêu mưa gió, hôm nay lại có người đến ở. Nhạc Phàm sửa sang lại một chút căn nhà trúc, đưa vợ nhã Nhi nghỉ trên chiếc giường gỗ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, tim Nhạc Phàm như bị dao cắt, nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, Nhạc Phàm lẩm bẩm. Nơi này chắc là chủ nhân đã rời đi khá lâu rồi. Chúng ta tạm thời nghỉ lại ở đây mấy ngày. Dọc trên đường đi, nhạc phàm không ngừng truyền nguyên khí vào người vạn nhã nhi, hòng khôi phục sinh mệnh lực của nàng. Nhưng hết thảy chỉ là phí công. Bây giờ thân thể nàng như một cái phễu hút nước, làm cách nào cũng không thể cản trở sự thất thoát sinh mệnh lực. Ở ngoài nhà, phía trước là một biển trúc mênh mông, xa hút tầm mắt. Trời đất lúc này chỉ có một đường ngăn cách. Chỉ có một điều, nhìn bầu trời ảm đạm, trong lòng nhạc phàm chỉ thấy đau đớn nặng nề. Hắn đã biết, sinh mạng nhỏ bé đến giường nào. Suy nghĩ vô số cách, cuối cùng nhạc phàm đã tìm ra một cách. Nếu muốn khôi phục sinh mệnh lực của một người, chỉ có một cách là lấy mạng đổi mạng. Đó cũng là biện pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra lúc này. Bất luận như thế nào, ta đều phải thử, dùng chính tính mạng của mình để tranh đấu với ông trời. Nhạc phàm âm thầm quyết định biện pháp này vô cùng nguy hiểm để phòng người ngoài tới quấy dày nhạc phàm phải kiếm một địa phương an toàn nghĩ là làm nhạc phàm vào nhà truyền cho nhã nhi một đạo nguyên khí để bảo vệ tâm mạch sau đó xoay người rời phòng tiến vào rừng trúc bàn tay hắn như đao tại những vị trí bất đồng mà chặt trúc chỉ trong chốc lát lá trúc đã tung bay đầy trời nhạc phàm tới mỗi chỗ đều chặt một số cây trúc dựa theo tinh thần quyết dẫn động thiên địa chi khí bóng tay biến ảo thành trăm thành ngàn thiên cương tinh lạc trung du bắc đầu tuyển kỳ lưỡng cực thật biến rừng trúc là nơi thiên nhiên tụ tập mà hôm nay nhạc phàm dùng tinh thần quyết làm nền tảng kết hợp với thất tuyệt diệt sát trận và mê thiên trận tạo thành thất tuyệt mê thiên trận uy lực lại càng lớn đây cũng là hai trận pháp sơ cấp duy nhất bây giờ mà nhạc phàm có thể sử dụng thành thục bất quá nếu không phải là người tinh thông kỳ môn thuật thì cho dù là cao thủ tiên thiên đại thừa cũng đừng mong vào trận. Chuyết, khởi nhạc phàm hét lớn một tiếng, cắm cây trúc cuối cùng vào tâm trận. đột nhiên trong phương viên mới trăm trượng, không khí cấp tốc chuyển động, tự nhiên hình thành một đạo khí lưu nhàn nhạt, nhạt vô cùng quỷ dị. Ai... Thở ra một hơi dài, cả người nhạc phàm đã đầy mồ hôi. tính thời gian thì đã quá nửa ngày. bình thường bố trí đại hình trận pháp vô cùng khó khăn, phải cần có người hỗ trợ. Nếu không bỏ lỡ thời cơ thì đại trận sẽ khó thành Nhưng nhạc phàm đã dùng hơn 10 trượng rừng trúc xung quanh Bố trí một trận pháp rất lớn như thế Mất thời gian nửa ngày Cho dù là sơ cấp trận pháp Thì đã không thể không cảm thán Chỉ có loại quái vật thể lực như là không giới hạn Như nhạc phàm mới có thể làm được Bố trí xong tất cả Nhạc phàm trở lại phòng Ngồi bên cạnh và nhã nhi Như là lần chia tay cuối cùng Nếu có một ngày Chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau ta sẽ đưa nàng tới một nơi không có ai ở, xa rời thế tục phân tranh, yên bình mà sống. Nhạc phàm thì thầm, tâm niệm vừa động, thì tiểu khuê đang nằm trên cánh tay bừng tỉnh. Hắc khuê giả vốn là thượng cổ dị phẩm, cần có thời gian rất dài mới có thể trưởng thành. Từ nhỏ, tiểu khuê đã nằm ngủ say trên tay nhạc phàm, mãi cho đến hôm qua mới tỉnh dậy. Lúc này tiểu khuê vốn được hấp thụ nguyên khí của nhạc phàm cùng với Phật Quang tẩy lễ đã dài bằng ngón tay rằng chi chít chỉ còn một chút thời gian nữa là có thể chính thức trưởng thành. Thì, tiểu Khuê vừa tỉnh, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Nhạc Phàm, phảng phất như thấu hiểu niềm đau thương trong lòng của hắn. Nhạc Phàm vui mừng, vỗ vỗ cái đầu nhỏ nói: "Người biết không, người đang nằm đó chính là muội muội của ta, là người thân duy nhất trên đời của ta. Giờ nàng đang chống một loại kỳ độc, nàng cũng sắp đi rồi." Linh tính của Tiểu Khuê rất cao, hai mắt nó chăm chăm nhìn vạn nhã nhi rồi bò tới bên người nàng cắn vào cổ tay nàng một cái nhạc phàm giật mình lập tức hiểu ra thở dài nói vô dụng thôi độc tố đã xâm nhập vào cơ thể dung hợp cùng với máu dù ngươi có trưởng thành cũng không cách nào hút ra đâu quả nhiên sau một hồi không có phản ứng gì tiểu khuê đành vẫy vẫy đuôi tuyên bố thất bại dù không cam lòng cho lắm nhạc phàm nâng tiểu khuê lên nói ta có biện pháp chỉ có thể thử một lần nhưng thành công không lớn có thể ta sẽ chết tiểu khuê ngươi đi đi bên ngoài là trời đất bao la nếu ta còn sống ta nhất định sẽ đi tìm ngươi nhìn tiểu khuê kêu nhạc phàm biết nó không muốn rời đi nhưng nhạc phàm cũng biết rằng nếu cứ bảo bọc nó mãi thì sao nó có thể trưởng thành vì vậy vung tay ném tiểu khuê ra xa vô một tiếng trực tiếp đưa nó ra ngoài trận. Bắt đầu thôi. Chuẩn bị xong xuôi, nhạc phàm cắt ngón tay để vào miệng vạn nhã nhi, rồi vận lực đưa máu chảy vào miệng của vạn nhã nhi. Tiếp theo điểm vào cổ họng của nàng, giúp nàng uống dễ dàng hơn. Huyết khí là tinh hoa của con người. Hơn nữa nhạc phàm từng uống máu của hắc khuê có thể tăng cường nguyên khí, trừ bách độc, nên máu của hắn tất nhiên là thần kỳ dị thường hy vọng là có thể trợ giúp được tiểu nhã. Nhạc phàm bây giờ đã cảm thấy vô lực, mặc kệ cơ hội quá xa vời, cũng muốn thử qua. Nâng vạn nã nhi ngồi dậy trên giường gỗ, nhạc phàm đưa bàn tay áp vào huyệt kỳ môn của nàng. Huyệt kỳ môn vốn là tử huyệt, nhưng cách mà nhạc phàm thử chính là nghịch thiên, muốn từ chỗ chết mà tìm ra chỗ sống. Thiên linh khiếu vừa động, nguyên khí trong trời đất nhanh chóng tập hợp Nhạc Phàm run lên, một đạo nguyên khí từ trong lòng bàn tay xuất ra, truyền vào trong cơ thể của Vạn Nhã Nhi. Đầu tiên là thử một chút, chỉ thấy thân thể Vạn Nhã Nhi chấn động, sắc mặt dần hồng nhuận lên. Nhạc Phàm thấy vậy, âm thầm gật đầu, tiếp tục gia tăng nguyên khí. Hít vào, thở ra, thiên linh khiếu của Nhạc Phàm không ngừng khuếch trương, một trận đau đớn tê liệt thống khổ truyền đến, như thông báo cơ thể đã đến giới hạn cuối cùng. Thế nhưng sinh cờ trong cơ thể của vạn nhã nhi vẫn cứ từng chút, từng chút một giảm đi. Đến đây, nhạc phàm lộn người, đỉnh đầu chống vào huyệt thiên linh của vạn nhã nhi. Đây chính là phương pháp quán đỉnh. Chỉ khác một chỗ, lần trước nhạc phàm dùng để giúp Long Tuấn hai người đả thông kinh mạch, còn lần này là truyền sinh mạng lực vào cho vạn nhã nhi. Nguyên khí là một loại năng lượng. Sinh mạng lực, căn bản là căn bản của nguyên khí. Nhạc phàm hiểu rõ, nếu đem tất cả nguyên khí truyền hết cho vạn nhã nhi thì chính mình sẽ chẳng sống thêm được mấy ngày thế nhưng điều này đối với nhạc phàm đã không còn quan trọng chút nào nguyên khí thuần khiết từ thiên linh huyệt của nhạc phàm mãnh liệt thoát ra như nước chảy thẳng vào cơ thể của vạn nhã nhi cơ thể vạn nhã nhi chấn động dữ dội sắp không chịu nổi sự xâm nhập dũng mãnh điên cuồng của nguyên khí không hay nhạc phàm kinh hãi muốn khống chế nguyên khí nhưng nguyên khí trong linh khiếu cũng đột nhiên không thể khống chế. Nếu cứ tiếp tục như thế, không chỉ nhạc phàm kiệt quệ mà chết, mà cả vạn nhã nhi cũng sẽ bị nổ tung kinh mạch. Nguyên khí ở xung quanh trở nên hỗn loạn, cuồng bạo, bất chấp tất cả tụ tập vào trong cơ thể nhạc phàm. Đau! Nỗi thống khổ tan nát cõi lòng đã làm tê liệt thần kinh của nhạc phàm. Hắn không còn có thể gào thét được nữa. Cuối cùng, trong linh khiếu của nhạc phàm đã không còn nguyên khí, hắn đã suy yếu tới mức sắp hôn mê nhưng hắn biết rằng nếu hắn ngã xuống thì sẽ không bao giờ đứng dậy được nhìn khuôn mặt vạn nhã nhi nhăn nhó vì đau đớn nhạc phàm khổ sở cố gắng duy trì không biết tiểu nhã thế nào rồi nhạc phàm vội vàng kiểm tra bên trong cơ thể vạn nhã nhi đâu rồi chúng ở đâu rồi nguyên khí truyền vào tiểu nhã đâu rồi một thân nguyên khí của nhạc phàm đưa vào sao trong cơ thể của vạn nhã nhi lại không có một chút gì kể cả một tia chân khí cũng tìm không ra. Trong đầu Nhạc Phàm nghi vấn trùng trùng, cảm giác sinh mạng lực của Vạn Nha Nhi mỗi lúc một mất đi càng nhiều, lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nỗi thống khổ khi mất hết hy vọng làm cho hắn đến bờ vực của sự chịu đựng. Phụt, Nhạc Phàm đã không thể duy trì được nữa, ngã xuống giường gỗ, một ngụm máu phun ra như một đóa mai hồng. Mạng, mạng là cái gì? Thiếu niên là lúc ta cùng trời tranh chấp số mạng hôm nay ta lại nghịch trời cuối cùng cũng không thể làm được đây là số mạng sao đây là số mạng sao không đây không phải là số mạng đây là thua cuộc đây là sự buông thả đây là sự khuất phục nhạc phàm thất thần cuồng nộ gào lên a à, làm lại trong lòng ngoan cố nhạc phàm lại ấn hai tay vào mệnh môn của vạn nhã nhi không để ý hết thảy huy động tia tinh nguyên cuối cùng truyền vào cơ thể của vạn nhã nhi xoẹt tinh nguyên như đá chìm vào biển sâu không một chút phản ứng cơ thể vạn nhã nhi vẫn trống trờn như cũ hay là nhạc phàm vô lực ngã trên giường gỗ hai mắt trống rỗng vô thần nhìn lên nóc nhà mái tóc đen đã lại chuyển thành bạc trắng không đến một ngày nhạc phàm đã bị trả về nguyên hình a à, tả sắp chết thật là yên lặng nguyên lai chết cũng không phải đáng sợ lắm trên đời không còn người thân được ra đi cùng với tiểu nhã ta cũng nên vui mừng nhạc phàm thản nhiên cười như xuyên suốt hồng trần trên khuôn mặt lãnh tuấn và mỏi mệt đã có thêm vài phần hồng hào hỏi khắp thế gian ai có thể chính thức nhìn thấu sanh tử có lẽ chỉ có trước khi chết mới giác ngộ mới buông xuống mới là sự giải thích tốt nhất thật mệt ngủ thôi đã bốn năm rồi ta không được ngủ một giấc an lành giờ mới có thể nghỉ ngơi một chút tinh đúng lúc nhạc phàm sắp sửa nhắm cả hai mắt lại viên đan tâm thạch mà hắn vẫn đeo trên cổ đột nhiên chấn động ánh sáng màu đen phát ra quang mang dày đặc chiếu sáng cả căn phòng nhỏ đây là cái gì tinh thần của nhạc phàm rung lên quang mang màu đen phảng phất như thẩm thấu vào linh hồn của hắn mang theo sự hưng phấn nhẹ nhẹ và sự ấm áp. Trong thức hải, tinh thần lực rung động kịch liệt, mũi tên nhỏ màu cho nằm ở giữa không ngừng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhạc Phạm vẫn không rõ mũi tên màu xám hình thành như thế nào, hắn chỉ biết có thể dùng nó để tiến hành tấn công bằng tinh thần. Ngày đó, trong cuộc chiến tại Thái Phủ, chính là nhờ vào ngọn tiểu tiễn này mà trong nháy mắt đánh bại bốn tiên thiên cao thủ mặc dù nhạc phàm không thể hoàn toàn khống chế tiểu tiễn nhưng cái cảm giác quen thuộc này làm cho hắn cảm thấy thân thiết vô cùng phảng phất như từ trước tới giờ nó là một bộ phận của cơ thể hắn phát triển từ ý thức chính hắn ánh sáng màu đen từ đan tâm thạch bắn ra không ngừng tiến vào thức hải của nhạc phàm vờn quanh tiểu tiễn như một sợi dây chói bao nó lại ở trung ương trong thức hải không có thời gian tất cả chỉ là ý niệm không biết đã qua bao lâu, ánh sáng màu đen lại tỏa ra, từng chút, từng chút một nhập vào thân tiễn. Cô đọng, khuất trường. Đinh, 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 đinh. Tiễn thể như mạch đập, truyền ra tin tức của sinh mạng như linh hồn ấn ký. Giờ phút này, nhạc phàm cảm thấy một lực lượng tràn đầy hơn lúc nào hết, đó chính là tinh thần lực. Tới, tâm niệm của nhạc phàm vừa động trong thức hải vô tận, tiểu tiễn chuyển động qua lại không ngừng, tốc độ cực kỳ nhanh như muốn phá tung cả không gian của thức hải. Rốt cục, hắn cũng hoàn toàn nắm giữ tiễn thể, đó là một cỗ lực lượng không gì có thể ngăn cản. Giữa trung tâm cổ tiểu tiễn, chấn động từ từ lan tỏa, phảng phất như đang hoan hỉ. Tiễn thể như lưu ly phát ra ánh sáng như kim quang trong đêm tối. Trong phòng, chỉ thấy trên cổ nhạc phàm từng đạo từng đạo ánh sáng màu đen chậm rãi nhập vào trong cơ thể của nhạc phàm. Cuối cùng biến mất không hình không ảnh hết tải mọi thứ phát sinh chỉ trong nháy mắt quỷ dị vô cùng sau khi thấy ấm áp nhạc phàm cảm thấy sinh mạng lực đang dần dần khôi phục trong lòng vui sướng khôn tả làm sao hắn biết vật gia truyền đã đeo bằng ấy năm lại có thể thần kỳ đến thế tiểu tiễn trong thức hài rốt cục có quan hệ gì với hắn rốt cục thì sao lại như thế này cha có biết không thật nhiều thật nhiều nghi vấn trong lòng nhạc phàm mà không ai trả lời cho hắn biết Tất cả mọi việc đột nhiên trở thành tốt đẹp. Ai có thể ngờ viên đan tâm thạch lại là một bảo vật thần kỳ đến thế. Linh khiếu đóng lại, thất tình nguyên khí trong cơ thể nhạc phàm biến mất, nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn nắm giữ tinh thần lực. Họa hay là phúc, hắn không hề cảm thấy hưng phấn hay cao hứng, vẻ mặt đau đớn nói: "Không thể cứu được tính mạng cô tiểu nhã, vậy có tinh thần lực thì có tác dụng gì? Có tác dụng gì?" Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Thậm chí khi đã thoát khỏi bờ vực sống chết, trong lòng nhạc phàm cũng là sự trống không. Trong thế giới của hắn, tất cả đều là thanh tịnh, yên bình. Cũng đúng lúc này, ngọc Phật trên ngực của nhạc phàm lại phát ra ánh sáng trong suốt, so với tối hôm qua còn trói mắt hơn. Nếu không phải bên ngoài có đại trận ngăn cách, sợ rằng đã đem tới không ít phiền toái. Phật quang lại hiện, liệu có thể phổ độ chúng sinh? Phật quang ôn hòa chiếu lên khắp thân thể của Nhạc Phàm, làm cho hắn khôi phục thật nhiều sinh cơ. Vạn Nhã Nhi được Phật quang bao phủ, vẻ mặt trở nên yên bình, không còn vẻ thống khổ. Tóc bạc lại biến thành đen, mặc dù không có nguyên khí, nhưng lực lượng của Nhạc Phàm nhanh chóng hồi phục, vì thế hắn lập tức xoay người đứng lên, kiểm tra mạch của Vạn Nhã Nhi. Vẫn vẫn không được. Vạn Nhã Nhi tuy được Phật quang tẩy lễ khôi phục một chút sinh cơ, nhưng tới cùng thì vẫn không thể ngăn cản sự suy giảm của sinh mạng lực cứ như vậy thì không thể không chết nhạc phàm ôm lấy vạn nhã nhi ngơ ngác ngồi trên giường hắn tưởng đã không thể khóc vậy mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi trong lúc thất thần nhạc phàm không hay biết lúc này bên ngoài rừng trúc đang có người điên cuồng chặt trúc đó chính là khấu phỉ khấu phỉ một đường truy đuổi đến đây gặp phải thất tuyệt mê tiên trận của nhạc phàm bố trí hắn không hề biết kỳ môn thuật nên tức giận vung đao chặt cây chặt mãi đến lúc thở không ra hơi khấu phỉ mới vào được nhìn bốn phía xung quanh núi đồi trùng điệp hắn há mồm mắng chửi còn mẹ nó lão từ đi đến chỗ quỷ quái nào thế này phát tiết xong khấu phỉ đề khí phóng đi bóng người mờ dần ánh sáng ban mai rực rỡ ấm áp chiếu rọi vào rừng trúc đầy vẻ rộn ràng vui tươi ô một tiếng kêu nhẹ, nhạ nhì mở mắt, đập vào mắt nàng là toàn cảnh ban mai. Tự dưng nhớ tới cái gì, mặc kệ thân thể suy yếu, nhạ nhì trèo xuống giường, đi ra ngoài phòng. Bên ngoài ánh nắng sáng lạn, lá trúc xôn xao, giống như cảm thán tới cảnh tịch mịch. Nhạ nhì mặc một chiếc áo trắng mỏng manh, đứng bên rừng trúc, khuôn mặt trắng bạch vì bệnh tật tràn ngập sự mong chờ. Thân thể bé nhỏ yếu ớt, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, làm cho người ta thương tiếc không thôi. Chả lẽ tất cả đều là mộng? Là mộng sao? Nếu là mộng, sao còn muốn ta tỉnh dậy? Vì sao ông trời lại khi dễ ta? Vì cái gì? Trong lòng nhã nhi tan nát, nhìn mảnh rừng trống trải, nghẹn ngào khóc dòng. Tiểu nhã, sao môi lại khóc? Thật là... Nào giác sao? Nhã nhị vừa nói vừa run rẩy khiếp sợ ngẩng đầu lên, chỉ sợ tất cả đều là giả dưới ánh nắng một người thợ săn vóc người cao gầy vác theo một bao lớn đang mạnh mẽ đi tới Mi mắt ẩn chứa một tia lạnh lẽo và thống khổ nhưng ánh mắt cũng rất ôn hòa và có nét cười một khuôn mặt thật thân quen nhớ không nổi là đã bao nhiêu năm rồi cũng không biết nhạ nhì lấy sức mạnh từ đâu mang thân thể cực kỳ yếu ớt ấy lao lên bà bước ôm chặt lấy người đang đi đến đó là người thân duy nhất còn lại của nàng lý nhạc phàm nhà đầu ngốc ta ở đây mà. Giọng nói thản nhiên của nhạc phàm đi vào tâm linh của Nhã Nhi. Nằm trong ngực của nhạc phàm, Nhã Nhi cảm thấy vô cùng ấm áp, dường như trở về ngày xưa. Khi đó bọn họ vừa bắt đầu học tập hái thuốc, khi đó nhạc phàm vừa mở đường vừa nắm tay nàng không rời. Khi đó nhạc phàm che chở nàng, không cho nàng phải chịu ủy khuất. Khi đó nhạc phàm dạy nàng phải kiên cường đối mặt với mọi thứ. Khi đó nhạc phàm mặc kệ tất cả để cứu nàng mặc kệ khó khăn gian khổ đến mức nào nhạc phàm vẫn nắm chặt lấy tay nàng khi đó dường như đã thật lâu thật lâu trước kia rồi nhưng nàng vẫn không thể nào quên đoạn hồi ức hạnh phúc đó thật lâu sau tinh thần của nhã nhi cũng hồi phục nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng khuôn mặt mềm mại hiện ra một thi hồng nhuận nàng đã không còn là trẻ con nữa nàng không nên chui vào trong lòng của nhạc phàm nhưng nàng cũng rất muốn hưởng thụ cái cảm giác ấm áp đó Nhạc Phạm cười khổ. Nếu mình không nói gì, chắc là phải ở lại chỗ này ít nhất một ngày mất. Vì vậy, Nhạc Phạm nhẹ đỡ lấy lưng của Nhã Nhi, dùng thanh âm vô cùng ôn hòa nói. Ngoài trời lạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi. Thấy Vạn Nhã Nhi trong lòng mình gật đầu, Nhạc Phạm nhẹ nhàng đỡ nàng đi vào. Hai người ngồi xuống, nhìn nhau, trầm mặc trăm câu ngàn lời mà không biết lên tiếng như thế nào. Trong mắt Vạn Nhã Nhi về mặt của nhạc phàm kiên cường mà lãnh tuấn nhưng không giấu được sự yêu thương đối với nàng mà trong mắt nhạc phàm nhạ nhi đã lớn rồi mái tóc mềm mại khuôn mặt tinh tế đôi mắt có thần tuy không phải là quá xinh đẹp nhưng lại có một loại linh tuệ thân thiết ấm áp lan tỏa toàn thân làm cho linh hồn nhạc phàm dịu đi thật lâu sau nhã nhi từ từ cầm tay trái của nhạc phàm đưa lên trước mặt hỏi ca huynh biết không vừa rồi muội sợ quá cô độc quá nếu tất cả làm hơ thì muội phải làm gì bây giờ ta vẫn ở đây mà nhạc phàm mỉm cười nói ta đi mua một ít đồ nếu muốn ở lại đây thì không thể cái gì cũng không có được thân thể nhã nhi run lên nắm chặt tay hỏi chúng ta sẽ ở đây mãi mãi phải không tất nhiên chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ giọng nói của nhạc phàm vô cùng kiên định nhã nhi rời nước mắt Câu chờ đợi này dường như nàng đã chờ đợi hàng trăm, hàng ngàn năm rồi. Hôm nay nó đã tới. Một lời hứa vĩnh viễn. Nàng cười. Một nụ cười thật sáng lạn. Hạnh phúc tràn ngập xung quanh nhã nhi. Làm sao nàng không vui cho được. Nhưng bỗng nhiên nàng lại khóc. Ca. Mội cảm thấy sinh mạng của mình đang dần dần mất đi. Có phải mội sắp chết không? Nhạc phàm sững sờ. Hắn không biết nói gì nữa. Nói hết sự thật hay là nói dối để nàng yên tâm trong lòng nhạc phàm do dự không thôi hắn không đành lòng hắn có thể lừa dối người thân duy nhất trên cõi đời của mình hay không nhạ nhì cười thảm mội biết mội sắp chết nhưng mội không muốn chết thật sự không muốn chết mội sợ quá mội sợ mất đi tất cả bốn năm dòng mới tìm được huynh tại sao ông trời lại muốn cướp đi tất cả hạnh phúc của mội mội không cam lòng thật sự không cam lòng. Hai tay run rẩy, không phải là sợ hãi mà là không cam lòng. Nhạc phàm lau đi nước mắt trên mặt nàng, ôm nàng vào lòng nói: "Tiểu nhã, ta muội có biết không, có khi người sống còn không bằng chết đi. Người đã chết đi thì lấy cái gì để minh chứng là họ đã từng sống?" Tâm linh của Nhã Nhi run rẩy như mất đi hồn vía. "Muội thật ích kỷ, muội không nghĩ tới người còn sống." mỗi là người hạnh phúc ít nhất là sau khi mỗi chết đi còn có một người thân đang sống và nhớ về mỗi nhạc phàm biết những suy nghĩ trong lòng của nhã nhi ôn nhu dỗ dành chúng ta sẽ sống như trước đây được không cho đến lúc mỗi ra đi nhã nhi gật đầu giờ nàng chỉ có thể làm một việc duy nhất đó là sống thật vui vẻ những ngày cuối cùng của cuộc đời nếu cả cuộc đời chỉ có thể sống một ngày nàng hy vọng đó là hôm nay có lẽ là nhận được càng ít thì người ta sẽ càng quý trọng nó. Hai người ôn lại chuyện cũ, bốn năm cuộc sống. Họ dựa vào sự kiên trì và cố chấp để sống tới bây giờ. Tất cả những chuyện kinh thiên đồng địa đã là quá khứ. Tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi. Giờ họ chỉ muốn sống thật yên bình, sống bên nhau. Cứ như vậy, hai người bắt đầu cuộc sống không hề ham muốn, tranh chấp với đời. Tâm hồn yên tĩnh trầm lắng, cuộc sống yên bình đã là một niềm hạnh phúc quan tâm nhẹ nhàng tình ý đậm sâu hương vị của ánh sáng lan tràn khắp cái tổ ấm nhỏ bé này thời gian trôi quá nhanh nó đối với nhạc phàm là một sát thủ vô hình không cái gì có thể ngăn cản được thời gian là vũ khí tàn ác nhất nhạc phàm đã từng thấy nhìn không thấy bắt không được cứ như vậy mà từ từ đoạt đi tính mạng của người thân ba ngày sau lúc này nhã nhi đang nằm trên giường gỗ tựa hồ như đang ngủ say sinh mạng giảm dần làm khuôn mặt có chút tiểu tụy nhạc phàm để tay cạnh nàng vẻ mặt bình tĩnh như đợi nàng tỉnh lại nhưng hắn biết sinh cơ của nhã nhi đã hết nàng cuối cùng đã không thể tỉnh lại còn sống là còn hy vọng hy vọng cũng thật xa vời người chết đã chết nhưng sao mình lại vẫn còn sống đó là vì người đã mất mà sống nhạc phàm ôm lấy nhã nhi đi ra ngoài đặt nàng lên thảm hoa hắn đã chuẩn bị thấy vòng trúc trong cổ tay nàng trong lòng nhạc phàm đau xót không nguôi hắn nhớ lại năm năm về trước đó là ngày sinh nhật của nhã nhi mà lúc đó nhạc phàm quá nghèo hắn không có tiền để mua quà cho nàng hắn đã làm cái vòng trúc này để tặng cho nàng không nghĩ rằng nàng vẫn giữ nó đến giờ nhớ lại chuyện cũ trong lòng tất cả tất cả chỉ như mới ngày hôm qua thần sắc bình tĩnh nhạc phàm cẩn thận đeo lại vòng trúc cho nàng rồi lấy sáo trúc ra đây là thứ duy nhất mà vạn nhã nhi để lại cho hắn trên đó có khắc tên bọn họ còn có tên lý đàm và vạn liễu hoài tiếng sáo trúc vang lên du dương trong trời đất đau thương bình tĩnh đây là khúc sáo mà nhã nhi dạy hắn mặc dù có chút nặng nề nhưng nó bao gồm rất nhiều, rất nhiều tình cảm của Nhạc Phàm. Những ngày qua là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Nhạc Phàm. Ở nơi này không huyên náo, quên đi phiền não, chỉ cùng Nhã Nhi ở chung một chỗ, một giọt nước mắt rơi xuống, Nhạc Phàm cảm thấy đau lòng, đau đớn tận trong linh hồn, nhưng hắn lại nở nụ cười, dường như chỉ có đau đớn mới làm cho hắn dễ chịu. Trong nháy mắt nhạc phàm phủ lên tầng tầng, tầng tầng hoa trắng. Quả nhiên là tương tụ nan, bách chuyển thiên hồi trung kiến quân. Xanh tử biệt, nhất dạ tâm thương, bạch phát hoàn. Nghĩa là khó gặp nhau, trăm đi ngàn lại vẫn có nhau. Sinh tử biệt, một dạ thương tâm tóc bạc rồi. Gào lên một tiếng giống hận, nhạc phàm vung tay, hơn 10 cây trúc quỷ dị bay vào thảm hoa. Tiếp theo thủ quyết không ngừng biến ảo, tốc độ dường như đã không còn thấy rõ. Trận này tên là ngưng không tị trần trận, lấy ra từ kỳ kinh. Ngự thiên chính là để các bậc quân hoàng sử dụng để bảo vệ di thể của chính mình. Nó có thể ngăn cản tất cả sự vật bên ngoài không cho xâm nhập, bảo vệ cho thi thể toàn vẹn. Cách, nhạc phàm quát nhẹ, trận pháp thành, chỉ thấy nhã nhi cứ thế từ từ biến mất không còn chút dấu vết tiểu nhã ta đi đây ta sẽ trở về chờ ta hoàn thành tất cả mọi việc ta sẽ trở về bên muội vĩnh viễn nhạc phàm kiên cường rời đi nơi đó chỉ còn là một mảnh hư không dường như chưa từng có ai ở đó nhạc phàm rời đi không lâu rừng trúc xào xào một hồi một bóng người từ trong rừng trúc bay ra người đến lẩm bẩm nói không thể ngờ Lý Nhạc Phàm lại là một cao thủ kỳ môn. Chỉ với sức một mình có thể bày ra đại trận như thế. Hơn nữa hai cái trận pháp đơn giản hợp lại, uy lực gia tăng thật lớn, làm cho ta phải mất bao nhiêu công phu mới có thể đi vào. Thật sự là không tệ. Người đó tay cầm phất trần, một bộ quần áo ni cô. Nếu phó xuất nhìn thấy, chắc chắn có thể nhận ra, đó chính là trụ trì Đông Nguyệt Am, niệm tầm sư thái niệm tâm sư thái tới chỗ an táng của nhã nhi phất trần vung lên một đạo bạch quang từ tay trái bắn vào mặt đất thân hình của nhã nhi lại hiện ra còn may là không tới trễ nếu không mỗ mỗ không chửi cho chết mới là lạ niệm tâm sư thái mỉm cười lấy ra một viên thuốc màu đen cho nhã nhi uống vào rồi lập tức lấy ra một vật đánh vào trúc môn rồi ôm nhã nhi đạp trúc mà đi